rất nhiều ngày mệnh giả đều tại lục tục ngo ngoe trở về. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người là một tháng kỳ hạn, có đồ khó tìm, kỳ hạn hội càng lâu một chút. Nhưng đại bộ phận đều là thời hạn một tháng. Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân, còn có Phó Thanh Trúc cùng Lý Linh Thính đều lục tục ngo ngoe trở về. Để La Quân yên tâm là, Tần Lâm cùng Điền Đại Tiên Nhân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tìm tới thập phương thạch. Tần Lâm tiến đến nộp lên nhiệm vụ, cũng đạt được tinh thạch khen thưởng. Tần Lâm mười phần trượng nghĩa, muốn đem tinh thạch cho Điền Đại Tiên Nhân. Điền Đại Tiên Nhân không có tiếp, nói ra, lần sau lại cho ta đi, lần này ngươi cầm đi. Điền Đại Tiên Nhân Thủy chung từ chối, Tần Lâm cũng chỉ có nhận lấy. Điền Đại Tiên Nhân tuy nhiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại là cao hứng không nổi. Bởi vì Phó Thanh Trúc nhiệm vụ thất bại, Lý Linh Thính trực tiếp bị tinh chủ đóng băng. Đây là Phó Thanh Trúc không thể làm gì sự tình, hắn không có khả năng chính mình đi bị băng phong hắn như cũng bị băng phong ở lấy lý linh thính năng lực lại một lần nữa thất bại vậy hắn cùng lý linh thính đều là chết phần phó thanh trúc không chỉ là nhiệm vụ thất bại hơn nữa còn thụ bị thương rất nặng hắn trở lại chúng tinh điện về sau cái gì đều không cùng bên ngoài nói điền đại tiên nhân cùng hắn cùng ở thanh đồng tiên điện bên trong mà điền đại tiên nhân cũng sẽ không đến cùng ngoại giới nói cái gì phó thanh trúc thất bại là tại la quân cùng tần lâm trong dự liệu không thể không nói Phó Thanh Trúc là cái không may hài tử. Chỉ có một thân tuyệt đỉnh thần thông, còn có tuyệt thế pháp bảo. Nhưng là số mệnh không tốt ra. À. Là quân cùng Tần Lâm hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì Phó Thanh Trúc thất bại mà bi thương, bọn họ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại qua 10 ngày qua nhàn nhã thời gian. Ngày này buổi sáng, Tần Lâm tìm đến La Quân, nói ra, tam đệ, người biết không, tinh nhất điện bên ngoài lập một ngụm bia đá, bia đá kia tựa hồ là một kiện pháp khí. La Quân nói ra, há, vô duyên vô cớ thả cái bia đá pháp khí làm cái gì? Tần Lâm nói ra, phía trên là vĩnh sinh phong vân bảng, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhanh chậm, độ khó khăn, đơn giản. Chính là y theo này làm phong vân bảng, người đoán vĩnh sinh phong vân bảng đệ nhất nhân là ai? Nói đến đây thời điểm, Tần Lâm có vẻ hơi thần thần bí bí. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, không phải là ta đi. Ha ha, cũng là ngươi, Tần Lâm nói ra, ngươi nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất, độ khó khăn cũng không nhỏ, cho nên ngươi là hạng nhất. Ngươi bây giờ tại chúng ta trong nhóm người này là nổi danh. Tất cả mọi người nói ngươi vận cứ chó nghịch thiên nhất. La Quân nói ra, ta dựa vào, ta cũng là có bản lĩnh thật sự có được hay không. Đầu năm nay, vận khí tốt cũng là một loại buồn giàu. Bởi vì mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đều sẽ đổi lấy một câu, ra hỏa này vận khí thật tốt. Đi, chúng ta đi xem một chút cái kia bảng. là Quân cũng tới hứng thú, nói ra. Tần Lâm nói ra, tốt. Chúng tinh điện bên trong, các điện các tổ chức, ngay ngắn trật tự. Lui tới cũng có thể nhìn thấy rất nhiều năng nhân dị sĩ, có điều lẫn nhau đều rất ít chào hỏi. Thiên mệnh giả nhóm cũng chỉ cùng mình quen biết người vừa nói vừa cười, cái này tựa hồ bị làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Tinh nhất điện bên ngoài là cái đình viện, tại đình viện trước, vẫn thật là dựng đứng một ngụm bia đá bia đá kia phía trên tinh khí nội liếm, quả nhiên là kiện pháp khí. Muốn đến chúng tinh điện thật sự là tài đại khí thô, liền xem như lập cái bia, cũng phải là kiện pháp khí. Là quân nhìn cái kia trên tấm bia đá, liền lập tức biết, phía trên này chữ là có thể tùy ý biến hóa. Nói cách khác, vĩnh sinh phong vân bảng hội theo mọi người nhiệm vụ, hoặc là tử vong, liền sẽ một mực cải biến. Thông tục điểm nói, bài danh hội thời gian thực đổi mới la quân nhìn thấy chính mình cùng lam tử y quả nhiên là hạng nhất vĩnh sinh phong vân bảng hạng nhất người thứ hai làm theo nhìn rất quen mắt lan đình ngọc la quân nhìn thấy lan đình ngọc tên lúc trong lòng hơi hơi nổi sóng bất quá hắn cái gì cũng đều không có biểu lộ ra tần lâm cùng điền đại tiên nhân là tại hạng năm phó thanh trúc cùng lý linh thính là tại sao cùng mấy tên không thể không nói khổ cực phó thanh trúc a phía dưới còn có ghi chú vĩnh sinh phong vân bảng ba hạng đầu người có thể cự tuyệt hoặc là yêu cầu thay đổi một lần nhiệm vụ. Mặt khác, thời gian kỳ hạn cũng so người khác muốn nhiều 10 ngày. Cái này ghi chú sau khi thấy rõ, là quân không khỏi đại hỷ. Đây là làm cho người hâm mộ, bởi vì cái này gia tăng sống sót tỷ lệ. Là quân nói ra, xem ra sau này, tất cả mọi người sẽ nghĩ đến muốn nhập vây ba hạng đầu. Tần Lâm cũng cười một tiếng, nói ra, ai nói không phải đây là quần ánh mắt đảo qua bia đá kia, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái tên. Đường lăng, là quần bị kinh ngạc. Tần lâm cũng liền nhìn về phía bia đá, phía trên kia biểu hiện đường lăng cùng đan bá nhân làm một tổ, bài danh 17. Hết thảy 61 tổ nhân mã, bài danh 17 còn tính là gần phía trước. Tam đệ, làm sao, đường lăng người biết, tần lâm nói ra. Là quần sờ mũi một cái, nói ra, ta đang giúp người tìm một cái tên là đường khinh người, cũng không biết cái này đường lăng có phải hay không ta muốn tìm cái kia tần lâm nói ra cái này có cái gì chúng ta đi tìm cái này đường lăng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao la quân cười một tiếng nói ra nhị ca nói là đi chúng ta đi hỏi một chút đi qua nghe ngóng la quân cùng tần lâm liền thăm dò được đường lăng cùng đan bá nhân là ở tại ngọc vỡ hiên bên trong hai người thì lập tức tiến về ngọc vỡ hiên long lành ánh sáng mặt trời chiếu dọi tại ngọc vỡ hiên trong viện la quân cùng tần lâm cùng nhau đến vừa vào cửa la quân liền thấy một cái tuấn tú thanh niên đang ở sân trên bàn đá ngồi xếp bằng nhìn đang luyện công nơi này thiên mệnh giả nhóm từng cái đều rất lợi hại nỗ lực dụng công ngược lại là la quân cùng tần lâm không có việc gì liền đến chỗ tán loạn ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn la quân nhìn thấy thanh niên này một thân áo xanh hắn khuôn mặt tuấn tú cả người lộ ra một loại trầm ổn đại khí tu vi tựa hồ là cửu trọng thiên trung kỳ, tại trên ta. Là quân liếc mắt liền nhìn ra cái đại khái, tâm hắn nghĩ, hẳn là sẽ không là ta muốn tìm người đi. Cái kia đường lăng trước đó bất quá là âm diện thế giới bên trong một ngôi nhà nô, vì sao lại có trước mắt thanh niên này như vậy tạo hóa tu vi đâu. Là quân tâm lý nghĩ như vậy, nhưng cũng cảm thấy, đã đến đều đến, vậy dĩ nhiên là phải hỏi một chút mới tốt. Hai vị nhân huynh, đến đây có gì muốn làm? Thanh niên mở to mắt, Nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm, hắn con người màu đen mà tinh khiết, mang theo một loại nói không nên lời chấn định, khiến người ta kìm lòng không được nghĩ đến vĩnh hằng. La Quân cùng Tần Lâm liền ôm quyền, La Quân nói ra, tại hạ La Quân. Tại hạ Tần Lâm, gặp qua huynh đài. Hai vị nhân huynh khách khí, thanh niên cũng không kiêu căng, hắn phía dưới bàn đá, nói ra, tại hạ Đường Lăng, kính đã lâu hai vị. Cái gọi là kính đã lâu, tự nhiên đều là lời khách khí song phương lẫn nhau khách sáo một phen về sau, là quân liền nói, là như thế này, đường huynh, tại hạ hôm nay mạo muội đến đây, là nhận ủy thác của người tìm một người. Ồ, đường lăng nói ra, mời nói. Là quân nói ra, tại hạ nhận ủy thác của người muốn tìm người chính cũng gọi là đường lăng, nhưng tại hạ không biết là có hay không trùng tên, bởi vậy đến đây chứng thực, mong rằng đường huynh chớ trách. Đường lăng nhất cười, nói ra, như thế nào? Là quân nói ra, cái kia đường huynh có thể biết hay không nghe thường. Cái này lời vừa nói ra, đường lăng thân thể chính là chấn động, ánh mắt bên trong lóe ra vô cùng thần sắc phức tạp tới. Hắn thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Là quân cùng tần lâm liếc nhau, lúc này, hai người đều đã xác định, người này chính là muốn tìm người. Hồi lâu sau, đường lăng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút nói năng lộn xộn, nói ra, nghe thường hai vị mời vào bên trong, mời. La Quân cùng Tần Lâm thì hướng bên trong đi đến. Đường Lăng là cùng đan bá nhân ở cùng một chỗ, đan bá nhân lúc này chính trong phòng tu luyện. Người ở đây, đó là từng cái chăm chỉ cùng cực, không dám có nửa phần lười biếng. Đường Lăng bắt chuyện La Quân cùng Tần Lâm ngồi xuống, sau đó lại để cho nha hoàn dâng trà. Như thế về sau, Đường Lăng mới nói với La Quân, Trần Huynh gặp qua nghe thường. La Quân nói ra, không sai, trước đó mới thấy qua. Đường Lăng hít sâu một hơi, hỏi cái kia nàng hiện tại còn qua được không la quân nói ra nàng còn tốt có điều theo ngươi năm đó không chào mà đi về sau nàng liền rời đi nhà một cái nữ hải tử một mình trên giang hồ sông sáo nàng sáng tạo một cái kịch ban nàng hiện tại vẫn rất có danh khí mà lại nhiều năm như vậy đến nàng chưa bao giờ buông tha tìm kiếm ngươi đường lăng không khỏi hiện lên đau lòng chi sắc thì thào nói ra cái này ngốc cô nàng như thế nào như vậy ngốc đây La Quân cùng Tần Lâm lúc này cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sau một lúc lâu, Đường Lăng nói ra, nàng hiện ở nơi nào? La Quân liền nói tống đế thành phủ thành chủ. Đường Lăng đứng lên, đi qua đi lại, hắn có vẻ hơi lo lắng, tựa hồ là hận không thể lập tức bay đến nghe thường bên người đi. Có thể cái này nhưng cũng là không thể nào. Mọi người tại chúng tinh điện bên trong, nếu là không phải nhiệm vụ, đó là không có thể rời đi chúng tinh điện, mà lại cũng không thể rời bỏ a. À theo sao hỏa tới địa cầu, loại này khoảng cách nếu như không có pháp bảo, nơi đó bay phải trở về A. À. Liền xem như như địa tạng vương, làm tử y các nàng, các nàng nếu là không mượn nhờ pháp bảo phi hành như thế xa, vậy cũng là muốn trên địa cầu đầu tiên lưu lại trận pháp mới có thể trở về đi. Nhưng là hiển nhiên, là quân bọn họ là không thể quay về. Đường lăng cũng không thể quay về. Là quân bỗng kỳ quái, nói ra, năm đó, đường huynh đến cùng phát sinh chuyện gì đường lăng miệng đầy đắng chát hắn nói ra ta vốn cho rằng nàng cần phải sớm đã lấy chồng thật không nghĩ tới nàng thế mà một mực đang tìm ta hiển nhiên đường lăng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng la quân cùng tần lâm cũng đều hiểu đường lăng lúc này loại này phức tạp tâm tình đường lăng sau đó vừa nhìn về phía la quân cùng tần lâm hắn thở dài nói ra những năm gần đây không phải ta không quay về tìm nghe thường mà chính là ta thật tại không biết nên như thế nào đi đối mặt nghe thường. Nói thế nào, La Quân hỏi. Đường Lăng nói ra, ta 16 tuổi năm đó, nghe thường phụ thân muốn đem nghe thường gả cho vương con trai của viên ngoại. Nghe thường phụ thân xem như hận thấu ta cùng phụ thân ta, hắn thế mà tìm sát thủ tới giết ta cùng phụ thân. Phụ thân ta vì bảo vệ ta, bị sát thủ kia giết chết, mà ta sau cùng cũng ngã vào trong vách núi. Cũng là ta phúc lớn mạng lớn, lúc này mới kiếm một cái mạng trở về hắn đón đến nói ra thù giết cha không đội trời chung nhưng này người lại là nghe thường phụ thân cái này khiến ta lâm vào cảnh lưỡng nan về sau ta dứt khoát thì đi xa tha hương đem liên quan tới nghe thường tất cả mọi thứ đều buông xuống ta không có khả năng đi giết phụ thân nàng ta càng không khả năng lại cùng với nàng lại cái gì giết phụ thân nàng nàng hội hận ta ta như cùng với nàng liền cũng có lỗi với phụ thân ta trên trời có linh thiêng la quân cùng tần lâm nhìn chăm chú liếc một chút hai người vô cùng có thể hiểu được đường lăng tâm tình la quân khe khẽ thở dài nói tiếp mặc kệ như thế nào đường huynh cũng nên bớt thời gian cùng nghe thường đi gặp một lần dạng này không có tận cùng chờ đợi đối với nàng mà nói thật là quá mức tàn nhẫn đường lăng nói ra đa tạ trần huynh ta sẽ mau chóng đi cùng nghe thường gặp mặt mười năm nàng có thể đợi ta mười năm ta còn có cái gì không thả ra ta tin tưởng phụ thân nếu là trên trời có linh cũng sẽ không lại trách tội tại ta. nghe hắn lời nói lại là dự định cùng với nghe thường. đây là có tình nhân sẽ thành thân thuộc, là quân cùng tần lâm trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. sau đó là quân nói ra đúng đường huynh, nghe thường còn có một câu muốn ta mang cho ngươi. hắn sau khi nói xong liền đến đường lăng bên tai nói. đường lăng nghe xong thân thể chấn động. La Quân cùng Tần Lâm tiếp lấy liền cáo từ, ra Ngọc vỡ hiên về sau, Tần Lâm cũng không có hỏi La Quân câu nói kia là cái gì, hắn không phải như vậy bắt quái người, mà câu nói kia thì là đêm hôm ấy, ta vĩnh không hối hận. Đây là một câu lượng tin tức rất mạnh miệng, La Quân ngẫm lại đều cảm thấy có chút tà ác. Năm đó Tiểu Đường Lăng cùng Tiểu Nghe thường, tuổi còn nhỏ, đêm hôm đó phát sinh cái gì? Buổi tối thời điểm, Điền Đại Tiên Nhân tìm đến La Quân nói là Phó Thanh Trúc muốn muốn gặp Tần Lâm cùng La Quân. La Quân cùng Tần Lâm tự nhiên cũng không sợ bên trong có lửa dối, tại chúng tinh điện bên trong, tất cả mọi người ăn chính mình cơm, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, bây giờ không có tất yếu bày âm mưu quỷ kế gì. La Quân cùng Tần Lâm cùng một chỗ đến Phó Thanh Trúc thanh đồng tiên điện bên trong. Phó Thanh Trúc không để cho chúng tinh điện an bài cho hắn chỗ ở, hắn tìm cái đất trống, đem thanh đồng tiên điện phóng đại, như thế chính là hắn chỗ ở cái này thanh đồng tiên điện, là quân cũng không phải lần đầu tiên tới. Hắn cùng Tần Lâm trong phòng khách cùng Phó Thanh Trúc gặp mặt. Điền đại tiên nhân liền bồi ở một bên. Trong phòng khách có sáng người ánh đèn, trà đã phao tốt. Bốn người tại trước khay trà tương đối ngồi xếp bằng là quân trước mở miệng nói ra, Thanh Trúc huynh sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ thương thế còn chưa khỏi hẳn. Là quân giọng nói thành khẩn, lại cũng không phải mang trong lòng ý trào phúng. Phó Thanh Trúc nói ra, ta bên trong tu la đại đế trầm mặc nhiên nhất trưởng, nếu không phải mạng lớn, còn có thanh đồng tiên điện tại, lần này quả quyết là về không được. Ta thương thế kia muốn khỏi hẳn, cũng còn cần chút thời gian. Thanh Trúc Huynh cũng không phải tu la đại đế đối thủ. La Quân nói ra, Phó Thanh Trúc đau thương cười một tiếng, nói ra, Trần Huynh đệ cần gì phải như chế nhạo ta, cái kia tu la đại đế đã xưng đế, hắn bố cục tại trên ta. Cho dù ta pháp lực không kém gì hắn, nhưng lại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. chí ít hiện tại ta không phải đối thủ của hắn. trên thực tế, các người cũng đều tâm lý rõ ràng. theo ta tiếp vào nhiệm vụ này bắt đầu, liền đã nhất định thất bại. thanh trúc huynh là vận khí không tốt, lại không phải đại biểu năng lực không tốt. tần lâm cũng nói, là quân nói ra. bất quá, thanh trúc huynh hôm nay hô hai huynh đệ chúng ta đến, có lẽ vẫn là có chuyện muốn nói a. À. phó thanh trúc nói ra, thực cũng không có chuyện gì bất quá là nói chuyện phiếm mà thôi la quân nói ra giữa chúng ta không cần thiết quanh co lòng vòng thanh trúc huynh có chuyện cứ việc nói thẳng đi điền đại tiên nhân liền nói ra thực cái này lần gặp gỡ là ta đề nghị la quân nói ra ồ điền đại tiên nhân nói ra nhiều người lực lượng đại đạo lý này ta muốn hai vị đều hẳn phải biết la quân cùng tần lâm không khỏi nhịn không được cười lên la quân nói ra đạo lý này chúng ta xác thực biết biên đại tiên nhân nói ra chúng tinh điện đối với chấp hành nhiệm vụ có thật nhiều yêu cầu cùng chế ước không cho phép nội đấu nhưng không có không cho phép chúng ta hợp tác chuyện khi trước các người dính đến huynh đệ lâm phong không muốn ra tay giúp đỡ này chúng ta có thể lý giải nhưng là về sau nếu như lại có nhiệm vụ tại cho phép tình huống dưới thực chúng ta là có thể hợp tác hợp tác cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ vậy cũng sẽ gia tăng rất nhiều phần thắng hắn đón đến nói trần huynh đệ người cứ nói đi. La Quân nói ra, ta đây không có ý kiến, chỉ bất quá, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, thời gian đều được cho dành giật từng giây. Nếu như hợp tác, đi trước giúp bất kỳ bên nào, một phương khác đều sẽ trong lòng nôn nóng. Biên đại tiên nhân nói ra, cái này Trần Huynh Đệ không cần lo lắng, chúng ta ý là xét hợp tác. Tỷ như Trần Huynh Đệ ngươi nhiệm vụ trước hoàn thành, thời gian còn đầy đủ, liền có thể đến giúp giúp chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng có thành đồng tiên điện tại, có thể xuyên toa bất luận cái gì vị diện không gian. Đây là hắn rất nhiều thần thông giả không có đủ công năng. Cho nên, người khác muốn bắt trước chúng ta hợp tác cũng là rất khó. Là quân nói ra, nếu là nói như vậy, vậy ta không có ý kiến. Tần lâm nói ra, ta cũng không có ý kiến. Biên đại tiên nhân cười một tiếng, nói ra, vậy chúng ta coi như ký kết một cái công thủ đồng minh nha. Là quân nói ra, ừm mặc dù nhưng cái này công thủ đồng minh nhìn như thành lập nhưng tình huống thực tế chấp hành lên mọi người khẳng định là muốn trước chú ý chính mình lợi ích tại có thể đem chính mình lợi ích chiếu cố tốt về sau sau đó thuận tiện giúp phía dưới đối phương vậy cũng không có gì vội vàng đây chính là la quân tâm lý ý tưởng chân thật thực phó thanh trúc theo rồi nói ra trong lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn nói thế nào la quân hỏi phó thanh trúc nói ra bây giờ đại ca các ngươi lâm phong bái tu la đại đế vi sư tu la đại đế lại tại ma tộc cái kia bên trong đạt được hợp tác cùng trợ giúp toàn bộ ma tộc nhân đều ẩn ẩn lấy trầm mặc nhiên cầm đầu ma tộc đại hoàng tử lạc yên tâm đối trầm mặc nhiên nói gì nghe nấy nói cách khác bây giờ trầm mặc nhiên hòa lâm phong chính là liền tinh chủ đều muốn kiêng kỵ phái ta đi căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng tinh chủ vì cái gì còn muốn phái ta đi điền đại tiên nhân nói tiếp trên thực tế, ta rất sớm cũng liền có nghi vấn. Lúc trước tinh chủ bắt la quân ngươi, hắn có rất nhiều loại phương pháp, cũng có rất nhiều cao thủ có thể phái ra. Riêng là về sau tại mất phương hướng trong đại lục, nếu là hắn đem thần vương những người kia cử đi, cùng công tử nhà ta cùng đi bắt ngươi, cái này là tuyệt đối làm ít công to. Nhưng tinh chủ lại không có làm như vậy, đến mức về sau, còn muốn tế ra tư đồ linh nhi đến, mới thành công đem Trần Huynh Đệ ngươi mời đến chúng tinh điện tới. Tinh chủ vì cái gì phải làm như vậy? La quần hơi hơi ngẩn ngơ, hắn sau đó liền cảm giác đó là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Tuần tự đến bắt ta chúng tinh điện bên trong người là không chết thiếu cái. La quần nói ra, chẳng lẽ các ngươi ý là tinh chủ có ý muốn để một số người chết? Điền đại tiên nhân nói ra, người thuyết pháp này chúng ta cũng cảm thấy có chút giải thích không thông. Tinh chủ rốt cuộc là ý gì? Chúng ta không đoán ra được. Hoặc nói. Tinh chủ thân phận đến cùng là cái gì đây? Mục đích khác đến cùng là cái gì đây? Tần Lâm nói ra không sai, dựa theo các người thuyết pháp, như tình chủ thật muốn phó huynh chết, hắn phát động dấu ấn tinh thần liền có thể làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? La Quân nói ra, tình chủ nếu là muốn chúng tinh điện người chết một số, đó cũng là dễ dàng. Hắn trưởng khống chúng tinh điện, chắc hẳn cũng khống chế không ít cao thủ. Riêng là chúng tinh điện, nếu là ra bất ngờ gây nên đại bạo tạc, đoán chừng toàn bộ đều phải chết. Biên đại tiên nhân nói ra, cho nên chúng ta mới nói, cái này suy đoán là không thể thành lập. Là quần ngẫm lại cũng cảm thấy nhức đầu, hắn nhớ kỹ Lam Tử Y cũng sinh ra qua nghi vấn. Nhưng Lam Tử Y cũng nghĩ không rõ lắm, sau cùng đều chẳng muốn nghĩ. Cho nên, dưới mắt tới nói, đây là một cái không hiểu chi mê. Tinh chủ lai lịch thành mê, nhưng hắn làm ra hết thảy, nhưng đều là tại khuấy động trận này sát kiếp hắn sáng tạo chúng tinh điện, buồn ngủ thần đế bọn người, lại bắt thiên mệnh giả thành lập vĩnh sinh kế hoạch. Cái này bên trong mỗi một hạng đều là kinh thiên động địa. Nhưng hắn mục đích đến cùng là cái gì đây? Đây là la quân bọn họ trước mắt nghĩ không ra, có thể cái này cũng không quan trọng, bởi vì là thời gian sẽ công bố hết thảy đáp án. Phó Thanh Trúc sau đó còn nói thêm, ta nhìn tinh chủ đối đại ca các ngươi Lâm Phong vẫn là có phần cảm thấy hứng thú, như hắn thật sự là có lòng mời Lâm Phong tới, chỉ sợ sẽ phái hai người các ngươi bên trong một cái tiến đến. Là quân cùng Tần Lâm ngốc ngẩn ngơ. Mà sự thật chứng minh, Phó Thanh Trúc lời nói thật đúng là ứng nghiệm. Tại sáng ngày thứ hai, nhiệm vụ lần nữa hạ đạt. Là quân nhiệm vụ Ngọc Giản là mời Trần Diệc Hàn về chúng tinh điện. Tần Lâm nhiệm vụ Ngọc Giản là mời Lâm Phong trở về. Thời gian kỳ hạn vẫn là một tháng. Chúng tinh điện bên trong, hắn thiên mệnh giả cũng lần lượt nhận nhiệm vụ. Cái này vòng thứ nhất nhiệm vụ thì có 10 tổ nhân viên thất bại, cũng chính thức đóng băng 10 người. Tỷ lệ đào thải là cực cao. Sau đó, liền sẽ như tinh chủ nói, sẽ có nhiều người hơn bị đào thải, thậm chí tử vong. Đây là một cái vô cùng tàn khốc trò chơi, không có nửa điểm dịu dàng thắm thiết. Nhập chúng tinh điện, tham gia vĩnh sinh kế hoạch, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhưng nói là một cái tàn khốc hố lửa, tuy nhiên không hội lập tức phải chết nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt tử vong áp lực cùng uy. Phó Thanh Trúc cũng tiếp vào nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ là cái gì La Quân cùng Tần Lâm cũng không rõ ràng. Nhưng Phó Thanh Trúc tại ngày thứ hai đã trước thời gian rời đi chúng tinh điện. La Quân tiếp vào nhiệm vụ về sau, đi gặp Lam Tử Y, không cần phải nói, người cũng sẽ không đi rồi. La Quân cười cười, nói với Lam Tử Y. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, người đoán rất đúng. La Quân nói ra, Ta cũng không sợ mệt mỏi chút, có điều ngươi thì thật không sợ ta đem sự tình làm hư hại." Lam Tử Y nói ra, "Sự tình làm hư hại, ta thì bị băng phong, ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi." "Loại này chân chạy sự tình, ta quả quyết sẽ không đi làm." "Ngươi hẳn phải biết, ta tới nơi này là sợ ngươi tại chúng tinh điện có chuyện gì, hiện tại hết thảy kết cấu đều rõ ràng, ta không thích hợp lại ra tay. Hiện tại tuy nhiên rất lợi hại nguy cơ, nhưng đối với ngươi mà nói, đồng dạng cũng là cơ hội." người tốt nhất nắm chắc đi. Nếu là thật sự có ta ứng phó không cường địch, người cũng không xuất thủ. La quân hỏi. Lam tử y nói ra, thật đến tình trạng kia, ta sẽ ra tay. La quân nói ra, vậy được rồi. La quân sau đó cùng tần lâm liền lấy bàn nhược thiên chu tiến về thiên châu. Lần này điền đại tiên nhân không có xuất mã, bởi vì đây không phải hắn xuất mã không xuất mã vấn đề. Nếu là lâm phong nguyện ý đến, như vậy không cần điền đại tiên nhân đi nếu như Lâm Phong không nguyện ý đến, như vậy Điền Đại Tiên Nhân đi cũng vô dụng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Lâm Phong vẫn luôn tại trong thần tộc. Mà Trần Diệt Hàn lại tại Lâm Phong bọn họ còn chưa tới thần tộc thời điểm, cũng đã nên rời đi trước thần tộc. Trần Diệt Hàn vị trí cùng tọa độ, là quân cũng là theo trong ngọc giản đạt được. Bắt Trần Diệt Hàn chuyện này, là quân một người có thể có chút cố hết sức. Cho nên Tần Lâm thương lượng với La Quân, đi trước thấy đại ca Lâm Phong. Mời Lâm Phong đến chúng tinh điện chuyện này, là quân cùng Tần Lâm chỉ có thể trông cậy vào đại ca có thể làm ra hy sinh. Nếu thật là đánh nhau, vậy bọn hắn vạn vạn không có bản sự này tại thần tộc, tại tu la đại đế trong tay đem đại ca mang đi. Và lại, bọn họ cũng không có khả năng theo đại ca động thủ. Nếu là đại ca thật muốn cự tuyệt, cái kia Tần Lâm cũng chỉ có thể tự nhận không may. Tuy nhiên chúng tinh điện là hố lửa, nhưng Tần Lâm dưới mắt đã không có đường lui, không thể nói được chỉ có thể đem đại ca kéo xuống hố lửa. Sau 10 tiếng, bàn nhược thiên chu đến ni đỗ bờ sông phụ cận. Ni đỗ bờ sông phía trước là sa mạc, sa mạc đem sa lát nước vây quanh, mà ni đỗ bờ sông là sa lát nước người sinh mệnh nguyên tuyền. Bàn nhược thiên chu sau đó liền rời đi. Thời gian là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng cùng cực. Có điều cái này ánh sáng mặt trời tuy nhiên long lanh, không khí lại là cực hàn. Phía trước cũng là sa lát nước, có thể trông thấy rất nhiều khu nhà. La Quân cùng Tần Lâm không có chỉ hoãn, cấp tốc bay hướng Thánh Thành. Thánh Thành cũng không phải là xa lát nước thủ đô, thủ đô tại Đông, Thánh Thành tại Bắc. Thánh Thành là xa lát nước tín ngưỡng trung tâm, thủ đô là xa lát nước trung tâm quyền lực. Xa lát nước quốc vương đối Thánh Thành cũng muốn cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Mà lại, lịch đại xa lát nước quốc chủ cũng là thật tâm thờ phụng Thánh Điện Thần Tộc. Tòa Thánh Thành kia bên trong, có chút phồn hoa, bên trong có thật nhiều đầu đội màu trắng cái mũ người, nhìn giống như là người Ả Rập thủ đô. Còn có người tại trung tâm thành phố biểu diễn múa rắn, cũng có người tại thổi khen. Đây là một cái khoái lạc thủ đô, không gặp tai họa khó cùng chiến loạn xâm nhập. Có tín ngưỡng người, trung quy khoái lạc rất nhiều. La quân cùng Tần Lâm cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến về Thánh Điện. Thánh Điện là thần tộc đại bản doanh. Tòa Thánh Điện kia cung điện thành đàn liên nguyên, trắng như tuyết mà hùng vĩ, đó là một loại rực rỡ văn hóa. Trước thánh điện là chiêu thiên môn, thánh điện hết thảy có bốn tòa đại môn, đông nam tây bắc, phân biệt là chiêu thiên môn, hướng cửa nam, chiêu tây môn, hướng bắc môn. Giờ phút này, là quân cùng tần lâm ngay tại chiêu thiên môn tiến. Chiêu thiên môn trước có quảng trường khổng lồ, trên quảng trường còn có cửu u thiên đế tượng thần. Là quân cùng tần lâm trông thấy dưới ánh mặt trời, cái kia trên quảng trường ngàn vạn tín đổ thân thể mặc quần áo màu trắng, đỉnh đầu màu trắng ha đa, thành kính hướng phía tượng thần quỳ bái. Đây là các tín đồ hành hương. Nghe nói hàng năm đều sẽ có một nghìn tên thành kính tín đồ đạt được cửa u thiên đế triệu kiến, cửa u thiên đế tại hướng trong thánh điện tiếp thấy mọi người, rơi xuống thánh quang, dáng phúc tín đồ. Là quân cùng tần lâm đồng thời còn cảm ứng được toàn bộ thánh điện bị đại trận bảo vệ, ngoại lai không bị cho phép lực lượng, pháp lực căn bản xâm nhập không đi vào. Một khi đi vào, liền sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, mà lại cũng sẽ bị lập tức đuổi bắt ở. Loại này đại trận tựa như là khoa học kỹ thuật hiện đại toàn phương vị giám sát một dạng. Mà đại trận còn chế định quy tắc, cái kia chính là bên trong thánh điện, không có đạt được đại trận cho phép người tự tiện xông vào, pháp lực hội bị áp chế lại. Là quân ngược lại là rất nhanh giải loại trận pháp này sự ảo diệu. Đại trận này tại chế thành về sau, từ trường phần tử hình thành một loại quy tắc tương đương cũng là một loại mật mã, chỉ có đem huyết dịch cung cấp đại trận hạch tâm về sau, mới có thể chính thức làm dùng pháp lực. Đương nhiên, giống trầm mặc nhiên, phó thanh trúc dạng này cao thủ, pháp trận này không cách nào đem pháp lực ngăn chặn. Nhưng La Quân cùng Tần Lâm hiển nhiên là thuộc về bị áp chế đến hàng ngũ, mặc kệ La Quân hiện tại chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, nhưng cảnh giới vẫn là tại chỗ đó, loại trận pháp này, hắn chỉ có khổ bức phần. La Quân cùng Tần Lâm sau đó liền bị ngăn lại, hai người cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong thánh điện vạn đi vào bị thánh điện thủ vệ bắt lấy sau đó không nói hai lời nhốt vào mục giam sau cùng trực tiếp bị chết oan ở bên trong đây cũng là quá thê thảm tần lâm nói ra nếu không chúng ta đi cùng thủ vệ nói một chút để bọn hắn cho chúng ta truyền một lời la quân nói ra đoán chừng là sẽ không cho chúng ta truyền lời thủ vệ này đại khái cũng không có tư cách gì nhìn thấy cao tầng người đi tần lâm nói ra chúng ta thử một chút chứ sao La Quân nói ra, tốt, ta đi thử xem. Tần Lâm nói ra, cùng đi. Ngay sau đó, hai người hướng Chiêu Thiên Môn chỗ cửa lớn đi đến. Chiêu Thiên Môn trước, có hai đội thủ vệ thủ hộ. Những thủ vệ này bất quá là người bình thường, lược thông chút công phu quyền cước. Thủ vệ đội trưởng ngược lại là Kim Đan Kỳ cao thủ. Muốn đến, đại môn này thủ không là cao thủ, mà chính là không cho người không có phận sự tự ý nhập. Người nào, thủ vệ kia nhóm sông đi lên phía trước la quân cùng tần lâm quát lớn. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ cảnh giác. Thủ vệ tiểu đội trưởng chú ý lực cũng buông tha đến, hắn nhìn hướng bên này. Người tiểu đội trưởng kia hàm dưới có một túm rìa mép, hắn vóc dáng không cao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía la quân cùng tần lâm. Tần lâm trên mặt chất lên nụ cười, nói ra, các vị đại ca, các người tốt, chúng ta là tìm đến người. Cốt, cái kia rìa mép không đợi tần lâm nói xong, liền trực tiếp quát lớn, còn nói thêm, nơi này há là các ngươi tìm người địa phương? Tần Lâm không khỏi sướng sờ sướng sờ, la quân thân thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia mép bắt kéo lấy, trực tiếp kéo đến trước mặt. La quân bóp lấy cổ của hắn, lạnh giọng quát, mù các ngươi mắt chó, không biết chúng ta là người nào không? mép không khỏi thất sắc, cái kia một đám hộ vệ cũng là quá sợ hãi, cả đám người đem la quân cùng Tần Lâm trực tiếp vây lại còn có một gã hộ vệ nhanh lên đem một cái lá bùa lấy ra, liền muốn đem lá bùa nhóm lửa. lá bùa này hiển nhiên là báo tin chi vật. tần lâm nơi đó có thể chứa thủ vệ kia báo tin, lập tức khẽ vươn tay liền đem lá bùa kia cách không đoạt lại. ai dám vọng động, ta lập tức giết hắn. là quân quát, cái kia chúng hộ vệ lập tức cũng không dám loạn động. ryerme trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn luôn luôn tự đại tự ngạo quen, không nghĩ tới thực sự có người dám hướng hắn xuất thủ. Hắn run giọng nói ra, các ngươi là ai, biết nơi này là địa phương nào sao? La Quân nói ra, nói nhảm, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là muốn cho ngươi trợn to mắt chó, khác mắt chó coi thường người khác. Hắn nói xong cũng đem Rear Map để thoát khỏi. Rear Map được từ từ, thở phào một hơi, hắn cảnh giác nhìn về phía La Quân cùng Tần Lâm. La Quân liền nói ra, Lâm Phong ngươi biết a? À? Rie mép lắc đầu, nói ra, không biết. Cái gì, ta dựa vào, người không biết, là quân nhất thời thì phiền muộn. Rie mép nói ra, ta cần phải quen biết sao. Là quân cùng Tần Lâm nhìn nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Sau đó, là quân nói ra, tu la đại đế trầm mặc nhiên người biết a. Ừm, Rie mép gật đầu. Là quân nói ra, tốt, làm phiền ngươi đi hướng tu la đại đế thông báo một tiếng, liền nói là quân cầu kiến riêng mép sắc mặt cổ quái hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là gật gật đầu nói ra tốt là quần hơi hơi thở phào tần lâm làm theo nói ra tại sao ta cảm giác hắn giống như không phải muốn đi bẩm báo tu la đại đế mà là đi tìm người đến bắt chúng ta đâu là quần sờ mũi một cái nói ra gia hỏa này không có thất đức như vậy a à. tần lâm nói ra người lên liền để hắn ở trước mặt thủ hạ rơi mặt mũi chẳng lẽ hắn cần phải đối chúng ta giảng nghĩa khí sao La Quân nói ra, tính toán, từ hắn đi, gia hỏa này bất quá là cái tiểu lâu la, nếu là đến chút nhân vật lợi hại, vẫn còn tốt đem lời nói rõ. Tần Lâm nói ra, ừm. La Quân cùng Tần Lâm cũng không có quá mức đáng sợ thần tộc, bởi vì đại ca Lâm Phong ở bên trong. Và lại hai người cũng không cùng thần tộc kết tư nhân cửu oán, thần tộc cũng không phải bệnh thần kinh, gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết. Nhất định phải giết chết bọn chúng không thể đi La quân cùng Tần Lâm không có đợi bao lâu tiếp lấy quả thật thì có thần tộc cao thủ đến đây. Trước đó đến thần tộc cao thủ gọi là cổ trời cao, cổ trời cao tu vi là bát trọng thiên hai bên. Hắn tại trong thần tộc địa vị cũng không cao, nhưng là tại trong thánh điện ti chức. Thuộc về là trước điện thị vệ loại này, rất nhiều truyền lời chân chạy sự tình đều là cổ trời cao tới làm. Cổ trời cao rất được đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm tín nhiệm. Đáng giá nói chuyện là bây giờ Trầm Mặc Nhiên tại trong thần tộc, nhận chức đại tế ti chức. Tại trong thần tộc, trong thánh điện vẫn luôn có đại tế ti cái này tồn tại. Nhưng là đại tế ti đã trống chỗ rất nhiều năm. Đại tế ti chức vị vẹn vẹn tại lạc thiên tâm dưới một người. Đây cũng là lạc thiên tâm cho trầm mặc nhiên lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. La quân cùng tần lâm gặp cổ trời cao, trong lòng còn đang lo lắng đối phương hội mưu đồ làm loạn. Nhưng tiếp xuống cổ trời cao lời nói lại làm cho la quân cùng tần lâm thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Cổ trời cao nói ra, hai vị mời đến đại tế ti đã sớm ngờ tới hai vị muốn tới cho nên trước đó đã hạ lệnh hai vị đến trực tiếp từ ta mang hai vị đi gặp đại tế ti la quân không khỏi hỏi đại tế ti là ai cổ trời cao nói ra tu la đại đế trầm mặc nhiên la quân cùng tần lâm mới chợt hiểu ra hai người ngay sau đó liền không nghi ngờ gì theo cổ trời cao tiến chiêu thiên môn la quân cùng tần lâm tin tưởng cổ trời cao không có nói sai nếu là tu la đại đế nói muốn gặp bọn họ bọn họ lại ngay cả chiêu thiên môn cũng không dám tiến. Cái kia truyền đi mới là cái khiến người ta cười đến rụng răng trò cười đây. Bên trong thánh điện, cao ốc điện ngọc, đình đài lâu các tầng tầng lớp lớp. Trong này còn có một đầu hồ nước nhân tạo, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, đây là tất nhiên là không cần nhiều lời. Có điều nơi này phong cảnh cùng đại khang vương triều hoàng cung so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. La Quân cùng Tần Lâm bị Cổ Trời Cao đưa đến đông đảo tòa nhà lớn bên trong một tòa viện tử trước, viện tử dâng thư lưu kim chữ lớn, thanh âm các. Cổ Trời Cao cũng không đi vào, mà chính là nói ra, hai vị, đại tế ti liền tại bên trong chờ các ngươi, ta thì không bồi hai vị đi vào. La Quân cùng Tần Lâm gật gật đầu. Sau đó, Cổ Trời Cao liền rời đi. La Quân cùng Tần Lâm tiến vào thanh âm các bên trong, vào cửa cũng là cái viện tử, trong viện chim hót hoa nở la quân cũng liền lập tức trông thấy cái kia trong đình tu la đại đế trầm mặc nhiên đang phía dưới cờ vây hắn là một người đang đánh cờ trầm mặc nhiên giá người rất tốt mặc toàn thân áo đen hắn khuôn mặt tuấn tú nhìn chính là vô cùng có hàm dưỡng một người nếu như thì lấy người bình thường đến xem trầm mặc nhiên sẽ cảm thấy đây là một cái tỉnh táo có đại học vấn người nhưng ai có thể nghĩ đến hắn là uy danh hiển hách tu la đại đế đâu la quân cùng tần lâm tiến lên hai người cung kính ôm quyền nói, vãn bối tham kiến tiền bối. La Quân trong lòng cũng không hận trầm mặc nhiên, Linh Nhi sự tình, thị thị phi phi, trong lòng của hắn có cân đòn. Cho nên hiện tại, hắn y nguyên bảo giữ cung kính. Trầm mặc nhiên lúc trước lưu La Quân một cái mạng, cũng chính là nhớ tới Trần Lăng ngày đó. Hắn lúc trước chu sát Trần Lăng trí thân, chính là không nghĩ tới ngày sau cửu hận này như thế không thể hóa giải. Mà hắn lại tại La Quân trên thân nhìn thấy Trần Lăng ảnh tử, chỗ lấy cuối cùng trầm mặc nhiên không có giết la quân nhưng nếu là từ đồ linh nhi thật không có thuốc chữa vì vậy mà chết trầm mặc nhiên nhất niệm nhân từ chỉ sợ thực sẽ lại cho hắn bồi dưỡng một cái như trần lăng nhất giống như cường địch đi ra còn tốt vận mệnh sau cùng không có như vậy trêu cợt trầm mặc nhiên trầm mặc nhiên nhìn la quân cùng tần lâm liếc một chút sau đó nói ngồi la quân cùng tần lâm liền đến trầm mặc nhiên đối diện ngồi xuống hai người cơ hồ là thở mạnh cũng không dám theo lý thuyết trầm mặc nhiên là lâm phong sư phụ như vậy hai người cùng trầm mặc nhiên thì là có một tầng quan hệ thân mật nhưng trầm mặc nhiên lại cũng không phải là hiền lành trưởng giả cho nên bọn họ gặp trầm mặc nhiên trong lòng là rất có áp lực trầm mặc nhiên để cờ xuống hắn quét mắt một vòng la quân cùng tần lâm sau đó mới lên tiếng các ngươi là tìm đến lâm phong tần lâm nói ra vâng tiền bối trầm mặc nhiên từ tốn nói Tìm hắn làm cái gì? Tần Lâm hơi hơi ngẩn ngơ, Trầm Mặc Nhiên lên tiếng rất lợi hại trực tiếp, Tần Lâm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ nói ra bản thân mục đích. Mời hắn cùng các ngươi về chúng tinh điện thì giống như các ngươi bị tinh chủ khống chế, sau đó vì tinh chủ làm việc. Trầm Mặc Nhiên nói ra. Tần Lâm nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Là Quân cũng là thẹn thùng, hắn nói ra, xem ra Tiền Bối đã biết được hết thảy chân tướng, vậy vãn Bối cùng Nhị ca cũng không dám giấu giếm Tiền Bối. Chúng ta thật là muốn đến mời đại ca cùng chúng ta về chúng tinh điện, nếu như đem đại ca mời không quay về, chúng ta đứng trước hậu quả hội rất nghiêm trọng." Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Cái kia mời sau khi trở về, Lâm Phong hậu quả các ngươi cân nhắc qua sao? Như hắn vì vậy mà chết đâu." La Quân cùng Tần Lâm nhất thời nghẹn lời. Trầm Mặc Nhiên nói ra, "Lâm Phong đem bọn ngươi coi như huynh đệ, cũng cho các ngươi nỗ lực rất nhiều thứ. Các ngươi những thứ này làm hắn huynh đệ?" Chẳng lẽ hiện tại còn muốn vì chính các ngươi, không chút do dự đem hắn kéo vào trong hố lửa? Tần Lâm nghe vậy, lập tức hổ thẹn vô cùng, hắn đứng lên, nói ra, tiền bối giáo huấn là, vãn bối thật tại hổ thẹn, càng không xứng nói huynh đệ hai chữ. Xin tiền bối thay vãn bối hướng đại ca tạ lỗi, vãn bối cái này rời đi. Ta không sẽ cùng Lâm Phong nhắc lên các ngươi tới qua, bởi vì hắn nếu là biết các ngươi đến, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến về chúng tinh điện trầm mặc nhiên từ tốn nói la quân cũng đứng lên hắn nói ra tiền bối chẳng lẽ cứ như vậy thay ta đại ca làm chủ không phải là ta cùng nhị ca tâm lý không có đại ca mà là chuyện này nếu như đại ca không đi ta nhị ca liền trực tiếp muốn bị băng phong ở nhưng ta đại ca đi cũng không phải là hoàn toàn không có có sinh cơ huynh đệ chính là muốn đồng sinh cộng tử nếu là đại ca giờ phút này gặp nạn ngàn dặm vạn lý coi như thay đại ca chết chỉ cần có thể đổi về đại ca, ta cùng nhị ca cũng tuyệt không hai lời. Hắn đón đến, còn nói thêm, tiền bối, vãn bối hôm nay ở đây, tuyệt không phải là nói cái gì đứng đấy không đau eo lời hay. Vãn bối nói, câu câu phát ra từ phế phủ, nếu có nửa câu trái lương tâm chi ngôn, liền gọi ta là quân thiên chu địa diệt, từ đó vận rủi liên tục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lần này lời thề, không thể bảo là không độc. Là quân cũng là tình thế cấp bách, đơn giản là hắn biết, nếu như lần này đem đại ca mời không qua như vậy nhị ca chắc chắn sẽ không để điền đại tiên nhân đi bị băng phong bởi vì nhị ca sẽ cảm thấy đây là hắn trách nhiệm la quân quá giải nhị ca tính tình sư phụ ngài liền để đệ tử đi thôi ngay vào lúc này lâm phong đột nhiên từ trong nhà đi tới thanh âm hắn truyền tới cùng lâm phong cùng một chỗ còn có trình kiến hoa đại ca la quân cùng tần lâm đồng thời kinh hỉ hô lâm phong toàn thân áo đen Sắc mặt hắn trầm ổn, cùng Trình Kiến Hoa hướng trong đỉnh đi tới. "Đại ca, thật xin lỗi." Tần Lâm cúi đầu xuống, hắn lộ ra rất là hổ thẹn. Lâm Phong vỗ vỗ Tần Lâm bả vai, cười cười nói ra, "Huynh đệ ở giữa, nói cái gì thật xin lỗi." La Quân cũng có phần xấu hổ, nói ra, "Đại ca." Lâm Phong hướng La Quân cũng là cười một tiếng. La Quân nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, cũng không nói thêm cái gì lâm phong chuyển hướng trầm mặc nhiên hắn quỳ gối quỳ đi xuống nói ra sư phụ xin cho phép đệ tử tiến về trúng tinh điện trầm mặc nhiên nhìn lâm phong liếc một chút hắn nói ra người cũng đã biết vi sư vốn là tại bắc côn lôn thượng thanh sửa chữa sở dĩ ở đây cũng là vì ngươi lâm phong nói ra đệ tử biết trầm mặc nhiên nói ra vì sư đang cấp ngươi trải đường người có mệnh cách tại hoàn toàn không cần thiết đi phó trúng tinh điện hiểm nơi đó tràn ngập ẩn số mà ở chỗ này, vi sư có thể cho người đường tạm biệt rất nhiều. Vi sư làm đây hết thảy, người bây giờ nói muốn đi. Sư phụ, đệ tử thẹn với sư phụ, Lâm Phong dập đầu ba cái, hắn nói ra, đệ tử sinh ra cơ khổ, rất là may mắn có thể có nhị đệ cùng tam đệ bọn họ dạng này huynh đệ. Sư phụ ngài đối đệ tử dốc lòng vun trồng, ngài là thật tâm chân ý đối đệ tử, đệ tử càng là cảm kích, cũng cảm ơn. Nhưng đệ tử cũng tuyệt không thể nhìn nhị đệ bọn họ xảy ra chuyện, ngài nếu là không cho phép đệ tử rời đi, đệ tử cũng không dám chống lại sư mệnh, liền mời sư phụ đem đệ tử chu sát, để cho nhị đệ bọn họ đem đệ tử thi thể mang về chúng tinh điện, hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca, Tần Lâm nhất thời gấp, hắn nói ra, đại ca, ngươi không cần thiết không thể. Ngươi nếu là như vậy làm, ngươi gọi ta về sau như thế nào còn có thể diện còn sống. Ngươi là đang uy ta, trầm mặc nhiên lạnh lùng nói ra. Lâm Phong nói ra, đệ tử không dám, chỉ bất quá từ xưa trung hiếu khó song toàn vô luận là sư mệnh vẫn là huynh đệ đệ tử cũng không dám có chút sai lầm nếu không thể song toàn đệ tử tình nguyện không sống trầm mặc nhiên trầm mặc đi xuống có lẽ giờ phút này hắn mới phát hiện nguyên lai cái này đệ tử theo chính mình thực không hề giống nếu là mình thiên hạ có người nào có thể so với chính mình mệnh trọng yếu chính mình sinh ra là người vô tình có thể cái này lâm phong lại là trọng tình trọng nghĩa như thế có điều trầm mặc nhiên tâm lý lại cảm thấy có chút vui mừng nếu thật thu cái như chính mình nói trung tình đệ tử đại khái chính mình chết hắn cũng sẽ không có nửa điểm thương tâm như vậy có cái gì tốt sau đó trầm mặc nhiên sau đó thì đứng lên hắn quay người tiến vào phòng chỉ để lại hai chữ tùy ngươi đây cũng là cho phép lâm phong đa tạ sư phụ lâm phong đại hỷ hắn hướng phía trầm mặc nhiên bóng lưng trùng điệp dập đầu ba cái Lâm Phong sau đó lại hướng Trình Kiến Hoa nói ra, "Kiến Hoa, ngươi liền ở đây bồi tiếp sư phụ ta đi." Trình Kiến Hoa trầm mặc một cái trước mắt về sau, nói ra, "Vâng." "Phong ca," hắn đón đến, lại nhẹ nói nói, "Phong ca từ quản tiến đến, nơi này căn cơ, ta sẽ vì ngươi đánh tốt." Lâm Phong thật sâu nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, sau đó chính là không nói gì, thì cùng La Quân, Tần Lâm rời đi thánh điện. Ra thánh điện về sau, Lâm Phong trước cùng La Quân Tần Lâm tìm tử quán ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Trong tử quán sinh ý rất không tệ, chính là giữa trưa thời điểm, cũng là thời gian ăn cơm. Thức ăn là đùi cừu nướng, còn có pho mát bính, lạnh ra cùng sữa chua tử. Tam huynh đệ trước một người cạn một chén tử, cái kia sữa chua tử vào cổ họng rất là sảng khoái. Tam huynh đệ lần này rốt cuộc đoàn tụ, lại là rất nhiều cảm khái. Đại ca lần này đến cơ duyên bái tu la đại đế vi sư, tiến cảnh quả nhiên thần tốc, mới ngắn ngủi mấy tháng liền đến bát trọng thiên trung kỳ cảnh giới la quân trước khi nói ra lâm phong bùi ngùi thở dài nói ra sư phụ ta đợi ta xác thực toàn không hay lòng mà lại sư phụ cảnh giới độ cao kiến thức rộng càng làm cho ta vui lòng phục tùng nếu là một mực đối đãi tại sư phụ bên người cho dù sư phụ không dạy ta đồ vật tin tưởng ta cũng có thể từ đó thu hoạch rất nhiều tần lâm lập tức cảm thấy hổ thẹn nói ra đại ca đều tại ta hại ngươi cùng tiền bối tách rời. Ta cái này căn bản là tại đoạn ngươi cơ duyên. Audio điện tử võ tấn bền. Lâm Phong hướng Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, nhị đệ, ngươi nói những thứ này nữa, ta liền muốn dùng chân đá ngươi. Tần Lâm thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, tốt, ta không nói. Lâm Phong lại nói, trên thực tế, ta tại bái sư phụ ta thời điểm, cũng đã là bát trọng thiên trung kỳ. Mấy tháng nay sư phụ dạy ta là tu tâm, là cảnh giới. Nước đến tự nhiên mương thành, lại không phải mù quáng để bạt cảnh giới, liền có thể đạt tới hiệu quả. La Quân nói ra, trầm tiền bối giáo đồ phương thức, quả nhiên có chút không giống bình thường. Có điều đã tiền bối nói như vậy, thì nhất định có tiền bối đạo lý. Lâm Phong cười cười, sau đó còn nói thêm, từ hôm nay về sau, chúng ta lại tại cùng một cái trong chiến hào tác chiến. Đúng, La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Trần Diệc Hàn trước đó không phải tại trong thần tộc à, làm sao hắn hiện tại lại chạy đến Kỳ Liên Sơn đi lên? Lâm Phong nao nao, theo rồi nói ra, hắn vốn là thật là tại thần tộc, nhưng ta cùng sư phụ tiến đến về sau, hắn liền suốt đêm chạy. Đại khái cũng là biết ta và ngươi quan hệ, sợ ta sẽ cho hắn làm khó dễ đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ Trần Diệc Hàn không còn là trước kia Trần Diệc Hàn. Trước kia có ma đế Trần Thiên Nhai cho Trần Diệc Hàn chỗ dựa. Trần Diệc Hàn tự nhiên là có thể mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bây giờ, Trần Thiên Nhai bị nhốt dòng chảy vẫn thạch bên trong, Trần Diệc Hàn tự nhiên muốn hiểu được cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đạo lý. Tần Lâm nói ra, lần này Tam Đệ còn có một cái nhiệm vụ, chính là muốn đem Trần Diệc Hàn mời về chúng tinh điện. Chúng ta vốn chính là định đến kêu lên đại ca ngươi, sau đó cùng đi tìm cái kia Trần Diệc Hàn suối quẩy. La Quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, Chúng ta vẫn là nhanh lên bắt Trần Diệc Hàn xong trở về giao nhiệm vụ. Kể từ đó, nhị ca ngươi bài danh lại có thể gần phía trước. Bài danh, Lâm Phong kỳ quái. La Quân liền đem Vĩnh Sinh Phong Vân bảng nói cùng Lâm Phong nghe. Lâm Phong nghe xong không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái này vẫn rất thú vị, ban đầu ở thần vực bên trong cũng có một cái sơn hà bảng. Chẳng qua hiện nay xem ra, lúc trước chúng ta tại thần vực lúc, liền cảm giác thần vực đã là tuyệt đỉnh. Nhưng dưới mắt lại nhìn lúc trước thần vực đã không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, thần vực là tại thế giới Bao La, thế giới Bao La bên trong Tư Nguyên có hạt, thần đế có thể làm thành cái dạng kia, đã rất là không tệ. Lâm Phong nói ra, Tam đệ ngươi nói có đạo lý. Tần Lâm nói ra, vậy chúng ta thì lên đường đi. La Quân hòa Lâm Phong gật đầu. Có điều đúng lúc này, Tần Lâm cùng La Quân Ngọc giản phía trên đột nhiên truyền đến tin tức. Hai người nao nao tiếp lấy liền lấy ra ngọc giản xem xét đến tột cùng. Ngọc giản kia phía trên lại là nói ra, tình chủ ban bố mới quy, vĩnh sinh kế hoạch bên trong thiên mệnh giả, không phải trợ giúp tự thân nhiệm vụ bên ngoài thiên mệnh giả chấp hành nhiệm vụ, người vi phạm lập tức giết không tha. Cái này tần lâm ngây người. Ý tứ này chính là, hắn không thể trợ giúp La Quân đi truy nã Trần Diệp Hàn. Này cũng không kỳ quái, La Quân trước cười một tiếng, nói ra, tinh chủ ký kết vĩnh sinh kế hoạch, luôn có không hoàn thiện địa phương. Hắn phát hiện chúng ta lại có thể hợp tác, sau đó cảm thấy không được, liền đem quy tắc cho cải biến. Tần Lâm tuy nhiên trung thực, nhưng lại không ngu ngốc, hắn nói ra, tinh chủ vĩnh sinh kế hoạch chính là là muốn chế tạo lần nữa chúng tinh điện, theo thuyết pháp này, hắn quản chúng ta làm thế nào đâu, chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành liền tốt A. À. Quy định này, nhìn không thấu. La quân cũng cảm thấy buồn bực, thực cái này buồn bực cũng là rất sớm đã có dù sao cũng đoán không ra, là quân dứt khoát cũng lười suy nghĩ nhiều, liền nói ra, nếu là dạng này, cái kia nhị ca ngươi cùng đại ca tranh thủ thời gian trước hết về chúng tinh điện giao nhiệm vụ đi, dạng này nhị ca ngươi cũng tốt để bài danh phía trên. Lâm Phong nói ra, ta còn chưa tới chúng tinh điện bên trong, tam đệ, ta trước cùng đi với người truy nã Trần Diệp Hàn đi. La Quân nói ra, vẫn là tính toán, trên thực tế, nếu như ta thật cần muốn trợ giúp, làm tử y xuất thủ là được rồi. Đây là đoán luyện ta một cái cơ hội, đại ca ngươi vẫn là nhanh cùng nhị ca trở về đi. Yên tâm, một cái Trần Diệp Hàn, ta có thể làm được. Lâm Phong nói ra, Tam đệ, ngươi có thể đừng xính cường, việc này không mở ra được trò đùa. La Quân nói ra, yên tâm đi, đại ca, ta như thế nào cầm tính mạng mình đến đùa kiểu này. Lâm Phong cân nhắc một cái chớp mắt, nói ra, vẫn chưa được, Trần Diệp Hàn bây giờ là cửu trọng thiên trung kỳ tu vi, tam đệ ngươi cho dù so đo rất nhiều nhưng phải bắt được hắn vẫn là rất khó tần lâm cười một tiếng nói ra điểm ấy ta ngược lại không quá lo lắng tam đệ trước đó thế nhưng là để tinh chủ cao thủ ra hết sau cùng đều không có cách nào bắt lấy người lâm phong nói ra há còn có như thế một chỗ la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra được rồi được rồi đại ca nhị ca ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian ta muốn đi làm chính sự các ngươi mau chóng trở lại chúng tinh điện đi thôi lâm phong nói ra tần lâm liền nói ra đại ca tam đệ luôn luôn độc lập hắn có thể lâm phong gặp tần lâm cũng nói như vậy nhân tiện nói vậy được rồi sau đó tam huynh đệ liền trước phân biệt cái kia kỳ liên sơn ngay tại thiên châu bên trong là quân khống chế hắc liên ngai vàng hướng phía kỳ liên sơn bay đi hắn tại hắc liên trên bảo tỏa lúc cũng muốn lên tiểu long liền muốn lấy đem tiểu long gọi trở về nhưng kỳ quái là tiểu long ra hỏa này thế mà làm sao cũng tìm không được. Tựa như là bay ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Ra hỏa này, đi nơi nào đâu, là quân âm thầm oán thầm, nhưng hắn cũng không lo lắng tiểu long an nguy. Lấy tiểu long bản sự, trên đời này tuy nhiên có thể có đánh bại người khác, nhưng lại rất khó có có thể giết chết người khác. Nếu như tiểu long lại quy vị, là quân trên cơ bản là có thể tung hoành thiên hạ, khó nếm bại một lần. Là quân ngẫm lại, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Lam tử y có nàng dự định, nàng như xuất thủ, chính mình đi bắt Trần diệt Hàn là không có nửa điểm độ khó khăn. Nhưng thật nếu như thế xử lý, cái kia với mình tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Mà Tiểu Long như trở về, rất nhiều chuyện đều có thể hoàn thành. Có thể cái này đều không lợi cho mình tu vi tăng trưởng cùng tính cách ma luyện. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, là quân ngửa mặt lên trời thét dài lên. Kỳ liên sơn liên miên ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh tươi mơn mởn giống như hải dương màu xanh lục 3 giờ chiều là quân đến kỳ liên sơn trên không cái kia long lanh buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng tại lâm trên biển đó là cực kỳ mỹ lệ phong cảnh dựa theo ngọc giản phía trên cho tin tức trần diệt hàn là tránh trong này một cái động phủ bên trong là quân trực tiếp thì bay qua tìm được cái kia động phủ là quân hạ xuống động phủ này phía trước hắn ngẩng đầu nhìn qua Tử Ngọc Tiên Phủ, là Quân âm thầm nhíu mày, tâm đạo, nơi này vì sao lại có như thế một tòa Tử Ngọc Tiên Phủ, Trần Diệt Hàn như thế nào lại núp ở bên trong? Chẳng lẽ Tử Ngọc Tiên Phủ vẫn là Trần Diệt Hàn một gọc đại cơ duyên? Tử Ngọc Tiên Phủ bên ngoài động phủ, dây leo mọc thành bụi, nhìn cũng là một tòa thiên nhiên sơn động. La Quân do dự có nên đi vào hay không, tùy tiện đi vào, lại sợ bên trong có trá. Nhưng nếu không đi vào, vậy làm sao bắt Trần Diệt Hàn? Trần Diệc Hàn hao tổn nổi, mình tuyệt đối là hao không nổi. Đi vào trước cẩn thận điều tra, La Quân sau đó thì định chủ ý. Hắn là không dám dùng thần thức đi thăm dò, thần thức đi vào, đó là thuộc về phạm vi lớn tìm kiếm, không cẩn thận liền sẽ bị bên trong cao thủ phát hiện. La Quân không biết Tử Ngọc Tiên phủ bên trong đến cùng là cái nhân vật gì, hoặc nói Tử Ngọc Tiên phủ căn này đã là hoang phế chi địa, không có người. Nếu như bên trong không có gì có khác người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng La Quân nhất định phải làm xấu nhất dự định. La Quân thăm dò vào trong động phủ, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Trong này lại là một cái khoáng đạt động phủ, có suối nước nóng bừng bừng, cũng có bàn đá, ghế đá. Cái này bàn đá, ghế đá quét dọn rất sạch sẽ, nơi này hiển nhiên cũng không có hoang phế. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Diệc Hàn mang nha hoàn cái gì. La Quân thân hình lóe lên, hướng trong động phủ một đầu thông đạo bên trong tìm kiếm thế nào biết người còn chưa đi vào, bên trong đột nhiên một đạo quyền phong hung hãn vô song đánh giết tới. Là quân bị kinh ngạc, quyền này trong gió tinh thần ảo nghĩa cường đại, có loại tê liệt hết thảy phẫn nộ, tuyệt đối cao thủ, nhưng không phải Trần diệt Hàn. Là quân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thân thể nhoáng một cái, một chiêu di hình hoán ảnh liền tránh đi cái này đối diện nhất quyền. Là quân thân thể rơi xuống đất, nhấc mắt nhìn đi liền gặp một tên áo đen lão giả theo thông đạo bên trong lóe ra tới áo đen lão giả tóc dài xóa vai ánh mắt sắc bén khuôn mặt thon gầy đồng thời trên mặt có thật nhiều điểm lấm tấm la quân đang muốn nói chuyện lúc này trần diệc hàn thanh âm bỗng nhiên truyền đến ta đại ca tốt ta chờ ngươi hồi lâu ngươi cuối cùng là tới vẫn là bộ kia uể oải giai điệu nghe liền để la quân có chút nghiến răng nghiến lợi la quân trở lại liền trông thấy trần diệc hàn lại là theo động khẩu tiến đến hắn nguyên lai like không trong động phủ hắn là tại đi săn Trần Diệc Hàn cũng không là một mình vào đây, bồi tiếp Trần Diệc Hàn còn có bốn người. Bốn người này chính là ba nam một nữ, cái kia tam nam đều là mặc hắc y lão giả, nữ tử kia lại là 16 tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng suốt trần, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử sắc mặt lãnh đạm, nhưng cùng Trần Diệc Hàn lại có vẻ hơi thân mật. La Quân lại nhìn kỹ Trần Diệc Hàn, hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bởi vì Trần Diệc Hàn tu vi ra hỏa này tu vi đã đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Là quân nhìn không rõ ràng trần diệt hàn Tu Vi, nhưng lại có thể cảm giác được, tuyệt đối cửu trọng thiên đỉnh phong, thì cách tầng 10 cách nhau một đường. Gia hỏa này Tu Vi tiến triển như thế nào nhanh như vậy. Mà lại, nữ tử kia Tu Vi cũng phi thường cao, tựa hồ cũng là cửu trọng thiên đỉnh phong. Còn có những lão giả này, toàn bộ đều là cửu trọng thiên trung kỳ Tu Vi. Toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Là quân trong nháy mắt thì xa vào đến tuyệt đỉnh trong nguy cơ, hắn cũng không khỏi may mắn may mắn không có để đại ca cùng nhị ca đến đây không phải vậy lần này mình thì đem bọn hắn chính xác chỗ hiểm thảm dưới tình huống như vậy cho dù là lam tử y đến đây đó cũng là có chút cố hết sức ta đại ca tốt người đại khái quên một sự kiện trần diệc hàn trêu tức cười một tiếng nói ra khí vận là thịnh cực mà suy ta trước đó khí vận nhiều lần không bằng ngươi nhưng là bây giờ ta trở về từ cõi chết giữa chúng ta khí vận sớm đã nghịch chuyển cho nên Hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân không nói một lời. Ha ha Trần Diệc Hàn cười ha hả, hắn nói ra, đến cái này tình trạng, ngươi còn đang suy nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng đào tẩu sao? La Quân dứt khoát không nói lời nào. Trần Diệc Hàn lạnh lùng nói ra, đem hắn vây quanh. "Vâng, thiếu chủ." Mấy tên áo đen lão giả ầm vang xác nhận, sau đó cấp tốc liền đem La Quân bao vây lại. Trốn đây là la quân giờ phút này trong lòng ý nghĩ duy nhất la quân liếc nhìn trần diệc hàn liếc một chút hắn cũng không có lựa chọn hướng bên trong bỏ chạy bởi vì bên trong chỉ thả một cái áo đen lão giả trông coi cái kia chứng minh bên trong là cái tử cục loại tình huống này vây chín thiếu một cái này lỗ hồng chính là cho la quân sinh cơ cũng là cho la quân bên trong cái bẫy tử lộ chiêu số tuy nhiên đơn giản nhưng người tại nguy cơ phía dưới thường thường hội hoảng hốt chạy bừa nhưng la quân lại không có hắn quyết định theo chính diện phá vây la quân trong mắt hàn quang lóe lên chiến nô đột nhiên giết ra chiến nô oanh một chút tựa như đạn pháo một dạng bắn giết hướng trần diệt hàn chiến nô trong tay long văn kiếm kiếm quang lóe lên trong nháy mắt nhất kiếm quang hàn trấn cửu châu bành trướng kiếm lực tựa như rời núi lấp biển đem trần diệt hàn bao phủ vô cùng uy áp bên trong một kiếm kinh hồng ám sát hướng trần diệt hàn vị trí hiểm yếu Trần Diệc Hàn hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới là quân còn có dạng này sát chiêu. Có điều Trần Diệc Hàn gen là tuyệt đối tốt đẹp, hắn cũng là thuộc về Trần Lăng mạch này. Trong nguy cơ, Trần Diệc Hàn đột nhiên tế ra một món pháp bảo. Thiên Đạo binh phù. Thiên Đạo binh phù hình thành một đoàn kim quang, tựa như kim quang bao bọc một dạng, cấp tốc đem chiến nô kinh hồng nhất kiếm ngăn cản được. Trần Diệc Hàn lệ quát một tiếng, nói: "Thiên Đạo binh phù, binh lực như núi." theo trần diệt hàn pháp lực nhấp nhô trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh vô cùng chiến tranh sát khí đằng đằng mà ra đầy trời bên trong giống như thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau chiến nô bốn phía chính là vô số đao quang kiếm ảnh oanh sát hướng chiến nô may mắn chiến nô thân thể cường đại vô cùng không đến mức bị cái này đao quang kiếm ảnh lập tức oanh sát chiến nô liên tục tới chiến tầng quân lệnh chảm lập quyết trần diệt hàn ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết lập tức những cái kia bừng bừng sát khí hình thành một ngụm to lớn thần đao thần đao đột nhiên chém xuống tốc độ như gió lực lượng như núi tinh thần bất hủ oanh chiến nô lập tức khu kiếm tới phanh long văn kiếm đứt gãy chiến nô hai tay kẹp lấy thần đao thần trong đao kim sắc quang mang dị thường trói mắt ầm ầm thần đao bộc phát ra yêu dị ánh vàng đột nhiên liền đem chiến nô chém giết thành phấn vụn la quân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến nô cứ như vậy bị trần diệc hàn giết tại trần diệc hàn cùng chiến nô quyết đấu thời điểm la quân cũng không có nhàn rỗi hắn cấp tốc thi triển ra thiên địa pháp tướng đại lôi đan oanh đại lôi đan hung mãnh đánh giết hướng cái kia mỹ lệ nữ tử cùng lúc đó còn lại mấy vị áo đen lão giả cũng cùng một chỗ phốc giết đi lên la quân phải giơ tay lên liền dùng hắc ám mạn đồ la phong bế một tên áo đen lão giả tiếp lấy đại la tiên đằng cũng lập tức lấy ra vây khốn một tên khác áo đen lão giả cái kia đại la tiên đằng cũng không phải là tốt như vậy vây khốn áo đen lão giả nhưng áo đen lão giả cũng muốn thi pháp cùng đại la tiên đằng đấu cùng một chỗ là quân thân hình chấp động trong lòng bàn tay đại lôi đan hung hãn vô biên cái kia mỹ lệ nữ tử cũng là bị kinh ngạc nữ tử nhưng cũng không phải dễ sống chung nàng trong nháy mắt pháp tướng trang nghiêm trong tay tế ra một ngụm thần cung đến La Thiên Cung, Trấn Thiên Tiến. Một tiếng nổ bắn ra mà ra, mang theo không gì sánh kịp khai sơn xạ nhật chi lực oanh sát hướng đại lôi đan. Oanh! Đại lôi đan trong nháy mắt liền bị Trấn Thiên Tiến bắn thành phấn vụn, là Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn hai mắt lập tức huyết hồng. Cái kia Trấn Thiên Tiến càng là bắn nát đại lôi đan, lại hướng La Quân bắn giết mà đến. Oanh! Trấn Thiên Tiến đem La Quân bắn chúng, La Quân lập tức vỡ nát mỹ lệ nữ tử nhất thời đã cảm thấy quái dị đây chính là nhân hoàng kính tác dụng Là quân xuất hiện tại mỹ lệ nữ tử sau lưng hắn cấp tốc nhất trưởng chém giết hướng mỹ lệ nữ tử phía sau mỹ lệ nữ tử ý thức được nguy hiểm thân hình chớp liên tục Là quân cất bước càng nhanh chính là linh dương móc sừng thân pháp hắn theo nữ tử đồng thời di động trong nháy mắt thì chế trụ nữ tử thủ mạch tiếp theo là quân một bàn tai lắc tại mỹ lệ nữ tử gương mặt bên trên cái này Mỹ lệ nữ tử sướng sờ, nàng nửa bên mặt trứng lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng tràn ra tiêm máu. Là quân tiếp lấy liền đem nữ tử cưỡng ép trong ngực, bóp lấy nữ tử trắng như tuyết cái cổ. Đều mẹ hắn không nên động, là quân lệ hống một tiếng. Hiện trường như vậy biến cố hiển nhiên là ra ngoài ý định. Trần Diệp Hàn cũng ngốc ngẩn ngơ. Đó cùng đại là tiên đằng đấu cùng một chỗ áo đen lão giả cũng là ngây người sau đó đại la tiên đằng lập tức liền vây khốn ông lão mặc áo đen kia. La quân hắc ám mạn đồ la còn phong bế một cái áo đen lão giả. Sau đó tình huống hiện trường cũng là Trần diệt Hàn cùng hai gã khác áo đen lão giả theo la quân rằng co. La quân thật là bại, nhưng tại dạng này dưới tình thế xấu, hắn thế mà còn bắt một con tin. Nói ra, la quân lần này tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh. Cái này mỹ lệ nữ tử, tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không mạnh là quân tại Trần Diệc Hàn xuất hiện về sau, liền đem đột phá khẩu định tại cái này trên người nữ tử. Đương nhiên, là quân hành động lần này có thể thành công, hết thảy đều là nhờ có nhân hoàng kính. Nếu không có thần kỳ nhân hoàng kính ra bất ngờ, như vậy là quân tuyệt đối không thể nào bắt lấy cái này mỹ lệ nữ tử. Cửu trọng thiên sơ kỳ cùng cửu trọng thiên đỉnh phong, cái kia vẫn rất có khoảng cách. Nữ tử sắc mặt kinh sợ, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà lại như vậy đần độn u mê bị La Quân bắt lấy. Trần Diệc Hàn sắc mặt cũng khó nhìn lên, hắn bỗng nhiên cười lạnh, nói ra: Đại ca, người thật đúng là khiến ta kinh nha. Dưới tình huống như vậy, người còn có thể bắt ta một người. La Quân cũng cười lạnh, nói ra: Ta không có hướng bên trong sông, đại khái là để ngươi thất vọng a. À. Trần Diệc Hàn trên mặt bắp thịt khẽ run lên, hắn ở bên trong xác thực cho La Quân thiết trí thiên la địa võng hắn đối la quân là hận thấu xương rất nhớ này lần thay cha được muôn vàn khó khăn sự tình có thể lại không nghĩ rằng sự tình chuyển biến là như thế này kịch vui hóa la quân không thể nghi ngờ là thông minh mà lại có rất mạnh quyết đoán cùng mạo hiểm tinh thần hắn có thể tại cùng nữ tử đấu tranh bên trong sử dụng nhân hoàng kính chạy ra sơn động đó là duy lần ra bất ngờ cơ hội nhưng la quân không có làm như thế bởi vì la quân biết chính hắn cho dù là trốn sau khi ra ngoài cũng sẽ bị Trần Diệc Hàn theo đuổi không bỏ. Trần Diệc Hàn những người này tu vi đều cao hơn chính mình, trốn là rất khó đào tẩu. La Quân lại nhìn ra nữ tử này thân phận không thể coi thường, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Trần Diệc Hàn có thể trong nháy mắt đề bạt nhiều như vậy, đại khái là theo cái này tử Ngọc Tiên Phủ có quan hệ. Mà nữ tử này khả năng thì đại biểu tử Ngọc Tiên Phủ. Người thả tử yên, Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, ta thả người đi. La Quân nói ra, khó mà làm được, ta không chỉ có không đi, còn muốn đưa ngươi cho mang về chúng tinh điện. Trần Diệc Hàn sắc mặt tức giận, nói ra, ta nhìn ngươi là điên. La Quân nói ra, có lẽ đi, ngươi nếu là đáp ứng cùng ta đi chúng tinh điện, hết thảy dễ nói. Nếu là không chịu, vậy chúng ta thì cá chết rách lưới. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ta không cảm thấy cái này có cái gì tốt cân nhắc. Chúng tinh điện bắt ngươi tiến đến, giống như giống như ta, Bất quá là muốn ngươi vì làm việc. Bây giờ đại bộ phận thiên mệnh giả đều đi, ngươi có cái gì đi không được. Có thể ngươi nếu không đi, như vậy vị này tử yên cô nương sẽ chết. Ta còn không có muốn ngươi dùng chính mình mệnh đến đổi tử yên cô nương mệnh, ngươi cái này cũng không chịu, vậy ta nhìn ngươi bất quá là đang lợi dụng tử yên cô nương A. Tử yên sắc mặt hơi hơi biến. Chân diệt hàn trong lòng càng là nổi nóng, chỗ của hắn không hiểu, đây là la quân đang cho hắn nói xấu đây. Trần Diệc Hàn do dự một cái chớp mắt về sau nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta tùy ngươi đi chúng tinh điện, ngươi bây giờ có thể thả tử yên a. À. La Quân không khỏi cười lạnh nói ra, ta tốt đệ đệ, ngươi là làm đại ca ngươi ngốc hay là ngu ngốc? Ta hiện tại thả nàng, chờ lấy lại bị ngươi giết chết sao? Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả? Trần Diệc Hàn nghiêm nghị hỏi. La Quân nói ra, đến chúng tinh điện. Đem người giao cho tinh chủ trong tay, khi đó, ta tự nhiên sẽ thả." Trần Diệc Hàn nói ra, "Ngươi, ta cái gì ta, đây là phương pháp tốt nhất, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta nửa đường giết con tin." La Quân nói ra. Trần Diệc Hàn cắn răng một cái, nói ra, "Tốt." Ngay vào lúc này, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên truyền đến La Quân trong tai. "Nhiệt xúc muốn chết, thanh âm này trong nháy mắt liền chui vào đến La Quân trong đầu, để đầu hắn oanh một chút." là cái lão nhân thanh âm. Lão chủ nhân, một tên áo đen lão giả kinh hô. Tiếp theo, một đạo huyễn ảnh xuất hiện sau lưng La Quân. La Quân còn không có lấy lại tinh thần, ảo ảnh kia nhất trưởng bạo tại La Quân trên đầu. La Quân tại chỗ chết thảm, máu tươi nổ bắn ra. Chân diệt Hàn sừng sốt, tại La Quân ngã xuống một khắc này, hắn cảm thấy có chút không chân thực, hắn vẫn luôn muốn đem La Quân giết. Nhưng khi La Quân chết thật ở trước mắt lúc, hắn vẫn cảm thấy cảm giác rất lợi hại dị dạng. Gia hỏa này thật có thể bị giết chết ha. Trần Diệc Hàn nhịn không được thì thào nói ra. Tử Yên được từ từ, nàng cấp tốc đến Trần Diệc Hàn bên người. Trần Diệc Hàn nhìn trên mặt đất La Quân thi thể, phát ra ngốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà đánh giết La Quân cái kia đạo ảo ảnh cũng theo biến mất. Chuyện gì xảy ra, Trần Diệc Hàn sau đó có chút kỳ quái hỏi Tử Yên. Tử Yên hướng Trần Diệc Hàn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, phụ thân ta trước khi chết lưu lại cho ta qua một đạo hộ thân phù, bên trong có phụ thân nguyên thần thủ hộ. Có điều chỉ có thể dùng một lần, vừa rồi ta đem hộ thân phù dùng đến, là phụ thân ta lưu lại nguyên thần đem hắn cho đánh giết. Trần Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ. "Thiếu chủ, một tên áo đen lão giả bỗng nhiên nói ra, giống như không đúng." "Làm sao?" Trần Diệp Hàn hỏi, đồng thời, cái kia đại la tiên đằng vốn là vây khốn một tên áo đen lão giả, Lúc này Đại La Tiên Đằng bỗng nhiên hóa thành một hạt giống, thiểm biện bay ra. Trần Diệt Hàn đưa tay chộp một cái, liền đem viên này hạt giống nắm trong tay. Tiếp theo, Trần Diệt Hàn lại nhìn thấy mặt đất thuộc về La Quân thi thể sau cùng mấy lần biến hóa, lại là biến thành một đạo tàn phá phù chú, khôi lỗ phù chú. Trần Diệt Hàn đối phù này chú quá quen thuộc, hắn không khỏi rậm chân đại hận, La Quân, con mẹ nó ngươi cũng là giết không chết tiểu cường sao. La Quân giờ phút này đã lấy Hắc Liên Ngai vàng tật bay ra ngoài. Hắn khôi lỗ phủ chú ở lúc mấu chốt có tác dụng. Sau đó La Quân tại trong nguy cấp, liền lại mượn nhờ Nhân Hoàng kính lóe ra ngoài trăm thước. Lóe ra ngoài trăm thước là rất dễ dàng khiến người ta phát hiện sơ hở, mà lại một khi lóe ra trăm mét về sau, liền không thể liên tục sử dụng Nhân Hoàng kính. Bất quá khi đó khôi lỗ phù chú mê hoặc Trần Diệt Hàn, cho nên Trần Diệt Hàn cũng không có phát giác được cái này bên trong ảo diệu. La Quân trở về từ cõi chết, không khỏi thở phào một hơi. Vừa rồi tại cái kia Tử Ngọc Tiên phủ bên trong, thật sự là quá mạo hiểm. Đồng thời, La Quân cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hắn tổn thất chiến nô cùng đại La Tiên đằng, nhưng Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong còn buồn ngủ một cái áo đen lão giả đây. La Quân tạm thời cũng không dám đem lão giả kia theo Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong phóng xuất ra. Hắc Ám Mạn Đồ La đem lão giả và thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. La Quân là sợ nếu là đem lão giả thả sau khi đi ra, Trần Diệt Hàn bọn họ có thể căn cứ lão giả khí tức truy giết tới. Lão giả này chính là cửu trọng thiên trung kỳ thực lực, tuy nhiên không tính như, nhưng lấy dạng này một phần thực lực, nhưng vẫn là khó có thể hiểu thấu đáo lam tự y hắc ám mạn đồ la. La Quân người trên không trung bay lượn, tâm lý lại là đang không ngừng tính toán nên như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Trần Diệt Hàn thực lực vượt qua La Quân tưởng tượng, riêng là thiên đạo binh phù pháp bảo, uy lực vô cùng. Thế mà tại trong lúc nhấc tay đem chính mình chiến nô cũng cho giết. Cứ như vậy, cho dù là chính mình đơn độc đối đầu Trần Diệp Hàn, cũng chỉ có đảo mệnh phần. Lại thêm Trần Diệp Hàn thủ hạ còn có mấy cái này cao thủ, lấy năng lực chính mình muốn bắt Trần Diệp Hàn về chúng tinh điện cơ hồ là không có khả năng. Loại tình huống này, trước mắt mình còn có mấy cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đi tìm Tu La Đại Đế trầm mặc nhiên hỗ trợ. Bất quá, vị tiền bối này sẽ hỗ trợ sao? Cái này La Quân không dám khẳng định, hắn cùng trầm mặc nhiên ở giữa, đây chính là không có gì giao tình. Đây là hạ sách, mà lên sách cũng là tìm Lam Tử Y đến A. Nhưng La Quân lại đứng trước một cái rất lợi hại nhất cả chứng vấn đề, đó chính là hắn không có cách nào liên hệ với Lam Tử Y. Ngọc Giản kia nếu như thiêu hủy lời nói, liền đại biểu lấy nhiệm vụ kết thúc. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng tinh điện lại phái bàn nhược thiên chu trước tới đón tiếp, chính mình theo sau khi trở về, liền sẽ tính toán cái nhiệm vụ thất bại. đây nhất định là không được. là quân tâm lý biết vậy chẳng làm. nếu như sớm biết như thế, trước hết để đại ca, nhị ca bọn họ khác trở về. để bọn hắn tốt mang cái lời nhắn cho lam tử ia. hiện tại, hết thảy đều là muộn. là quân rất nhanh lại nghĩ tới đại khang vương triều. đi tìm hoàng thượng. là quân âm thầm nói ra, việc này để hoàng thượng xuất thủ, có thể không tính được là tội chúng tinh điện tinh chủ chỉ là không cho thiên mệnh giả ở giữa giúp lẫn nhau nhưng không có không cho hắn ngoại nhân đến giúp đỡ a à. chỉ là hoàng thượng sẽ ra tay sao la quân trong lòng mặc dù không có đi trách tội hoàng thượng nhưng lần trước hoàng thượng đem thông đạo chém chết sự tình thủy chung lại là một cái không cách nào giải khai vấn đề chính mình dưới mắt lại xám xịt đi tìm hoàng thượng hỗ trợ cái này la quân cắn răng một cái thầm nghĩ mặt mũi việc nhỏ sinh tử là đại a à. cũng không thể nhanh như vậy ta liền đem làm tử y cho hố. Ngay sau đó, La Quân liền tiến về Đại Khang Cảnh Nội bay đi. Buổi tối, màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân đến Đại Khang Hoàng Thành bên ngoài. Hắn hạ xuống đi, sau đó mới thuận lợi tiến vào trong Hoàng Thành. La Quân trên thân còn có thiếu uy tướng quân yêu bài đâu, hắn tại trong Hoàng Thành vẫn còn có chút địa vị. La Quân về trước thiếu uy phủ. Một khi tiến vào Hoàng Thành, La Quân thì hơi hơi thở phào mặc kệ như thế nào, tại trong hoàng thành, trần diệt hàn là tuyệt đối không dám đến đây làm càn. hoàng thượng tuy nhiên kiêm kỵ tinh chủ, nhưng hoàng thượng đồng dạng cũng là cái dám cùng cửu u thiên đế bọn họ khiêu chiến người thiếu uy phủ bên trong hết thảy như trước. la quân vừa vào hoàng thành thì lại nghĩ tới một người mộc tính, mà lại mộc tính liền ở tại thiếu uy phủ bên trong. trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, đúng vậy a, à, không để ý người khác nghĩ như thế nào nhưng mục tính nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Là quân tiến vào thiếu uy phủ về sau, quản gia kia lâm bá hoan hỉ không thôi, bận bịu đi thông báo nhiếp nghị nương. Nhiếp mị nương cùng ba đồ cơ hồ là cùng một chỗ ra nghênh tiếp. Ba đồ đã dài đến có chút thần tuấn đâu, tiếp qua chút thời gian, liền có thể phóng người. Nó hoan hỉ hướng là quân bay tới, a a a kêu. Là quân lập tức liền cảm nhận được một loại nhà không khí. Lần này đi lâu như vậy, a à làm sao không có gặp kiều cô nương nhiếp mị nương nói ra nhiếp mị nương cũng không biết bên ngoài mưa gió nàng không có coi là la quân đi ra sự tình gì la quân cũng không muốn nhiếp mị nương lo lắng liền thì cười một tiếng nói ra kiều ngưng có nàng việc của mình liền không có cùng ta đồng thời trở về nhiếp mị nương nói ra ta đi trước chuẩn bị cho ngươi nước nóng ngươi tắm một cái lại đến ăn bữa tối la quân gật gật đầu nói ra tốt hắn đón đến lập tức liền hỏi làm sao không gặp tính tỷ Nàng trong phòng tu luyện sao? Nhiếp mị nương liền nói ra, một tiểu thư một tháng trước rời đi đại khang. Cái gì, rời đi, la quân giật nảy cả mình. Nhiếp mị nương gặp la quân thất thố như vậy, không khỏi kỳ quái, nói ra, một tiểu thư có nàng việc của mình muốn đi làm, rời đi cũng không phải không trở lại nha. La quân lập tức liền cảm thấy có chút thất hồn lạc phách. Có phải hay không xảy ra chuyện gì, nhiếp mị nương cũng là cả kinh, lập tức hỏi không không có việc gì la quân miễn cưỡng cười một tiếng nói ra chỉ là có chút giật mình thôi không nghĩ tới nàng thế mà liền rời đi nhiếp mị nương nói ra há cái kia ta đi chuẩn bị cho ngươi nước tắm la quân gật gật đầu la quân trong lòng có như vậy một tia khủng hoảng vốn là một tĩnh là hắn rất lớn một lá bài tẩy nhưng bây giờ một tĩnh cư không sai rời đi nếu là hoàng thượng lại không chịu hỗ trợ vậy mình thật sự bi kịch trong phòng, là quân ngâm vào bồn tắm bên trong, hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy nửa năm. Nhiệt khí bốc hơi, là quần cảm giác trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Hắn đang đào tẩu thời điểm, liền thôn vệ hai hạt nhân hoàng đan, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn. Đại hắc đan tuy nhiên bị chấn thiên tiến bắn nát, nhưng là quân pháp lực khôi phục, hoàn toàn có thể lại đi ngưng tụ. Cái kia chấn thiên tiến cùng la thiên cung dung hợp lại cùng nhau, đem lực lượng dung hợp thành một điểm, tăng thêm la thiên cung cùng chấn thiên tiến bản thân liền là uy lực vô cùng. Mà lại, cái kia tử yên tu vi cũng rất cao, cho nên một tiến liền đem la quân tất cả quy tắc đều cho hủy. Thiên đạo binh phù, la thiên cung, toàn bộ đều là lợi hại pháp khí. Bây giờ đại la tiên đằng cũng rơi vào trần diệt hàn trong tay, trần diệt hàn thực lực, càng ngày càng mạnh. La quân thầm nghĩ, lần trước giết trần diệt hàn không chết, hắn bây giờ khí vận quả thật là vượt qua ta, quả thực cũng là nghịch thiên. La Quân vẫy vẫy đầu, quyết định không hề suy nghĩ lung tung. Hắn an an tính tính, tâm vô bảng vụ phao nửa giờ, như thế về sau mới đi tắm thùng, lau khô thân thể, sau đó mặc vào quần áo sạch ra khỏi phòng. Thiếu uy phủ hết thảy đều bị nhiếp mị nương quản lý rất tốt, La Quân cùng kiều ngưng gian phòng mỗi ngày đều có bị đánh quét. La Quân lúc tắm rửa, nhiếp mị nương vốn đang an bài tên nha hoàn đến giúp La Quân tắm rửa, có điều La Quân không thả ra, để nha hoàn ra ngoài tắm rửa xong đi ra, La Quân cả người đều sảng khoái tinh thần rất nhiều. hắn mặc rộng rãi trường bào màu trắng, sau đó liền đến trong sảnh. trong sảnh, Nhiếp Mị Nương chuẩn bị kỹ càng bữa tối. cháo gạo, còn có một số thanh đạm đồ ăn, nhìn lấy thì rất là sướng miệng. La Quân bây giờ đã không quá ưa thích ăn một số đầy mỡ đồ vật, cho nên giờ phút này nhìn thấy muộn như vậy bữa ăn, khẩu vị còn là rất không tệ. Nhiếp Mị Nương ngồi xuống bồi tiếp La Quân nàng cho La Quân cùng chính nàng đều rót một ly tử. La Quân thật thích uống thiên châu tử, không có như vậy cay miệng, uống giống rượu gạo giống như, còn có chút vị ngọt. Hắn uống một hớp rượu, lại kẹp một hạt đậu phộng để vào trong miệng. Như thế về sau mới hướng nhiếp mị nương nói ra, thiếu uy phủ sinh hoạt cùng ngươi trước kia tại vũ hầu phủ sinh hoạt có rất lớn khác biệt. Để loại người như ngươi mới đến cho ta làm quản gia, ta cũng cảm thấy là có chút ủy khuất ngươi. Nhiếp mị nương mỉm cười, nói ra, vậy thì có cái gì ủy khuất, dạng này đã rất tốt. Thực ngươi hẳn phải biết, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi cho ta như vậy một cái che gió che mưa sinh hoạt. Tuy nhiên, ta vẫn là tại sinh hoạt tại trong hoàng thành, nhưng ngươi lại cho ta tự do. Bây giờ, cũng không ai sẽ đến tìm ta suối quẩy. Là quần cũng cười một tiếng, nói ra, ngươi ưa thích liền tốt. Ngươi lần này ra ngoài, tựa hồ thu hoạch rất lớn. Nhiếp Mị nương nói ra, kinh lịch rất nhiều chuyện, La Quân cười cười, nói ra, trong lòng của hắn yêu phiền, lại là không muốn nói những kinh nghiệm này. Hai người cứ như vậy tán gẫu, uống chút rượu, nhiếp mị nương cũng sẽ không truy nguyên hỏi cái gì, có thời gian nàng hỏi, La Quân không đáp, nàng cũng thì không hỏi tới nữa. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, La Quân liền ra thiếu uy phủ. Hoàng thành trên đường phố, phồn vinh bên trong lộ ra một loại yên tĩnh. Phồn vinh là biểu tượng, yên tĩnh lại là dựa vào một loại người an lòng cường đại cảm giác an toàn. Phần này cảm giác an toàn là hoàng thượng cho. Là quân tư tưởng là rất lợi hại thành thục, hắn không biết nói cảm thấy hoàng thượng có lỗi với hắn, cho nên trở về thì tức giận hơn vội vàng. Hoặc liền trực tiếp bay trở về hoàng thành, trợn mắt tương đối. Hắn vẫn là đến hoàng thành bên ngoài liền trước hạ xuống, hết thảy y theo hoàng thành quy củ tới. Là quân càng sẽ không đi nói với hoàng thượng, người thiếu nợ ta ân tình, cho nên người muốn giúp ta. Đây đều là một loại rất ngây thơ hành vi. Là quân thuận lợi nhập hoàng cung, sau đó cũng nhìn thấy bên người hoàng thượng thường lão. Đây là tại ngự thư phòng phía trước, thường lão ngăn lại la quân, trước hơi hơi thi lễ, nói ra, lão nô tham kiến thiếu uy tướng quân. La quân đối mặt thường lão, tự nhiên không dám kiêu căng, ôm quyền nói ra, thường lão, ta muốn gặp hoàng thượng, còn mời ngài thay thông truyền. Hoàng thượng đã bế quan thường lão nói ra thiếu uy tướng quân cái này thật là không khéo trong thời gian ngắn ngài là không có cách nào nhìn thấy hoàng thượng la quân ngốc ngẩn ngơ hắn đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút bi thương không biết hoàng thượng là chừng nào thì bắt đầu bế quan la quân hỏi thường lão nói ra trước đây không lâu bế quan có điều hoàng thượng có ngờ tới tướng quân muốn tới cho nên cũng cho tướng quân lưu một phong thư tín há thật sao la quân nào nào thường lão theo trong tay áo lấy ra một phong màu vàng sáng tin là quân tiếp nhận nói ra đa tạ thường lão thường lão nói ra tướng quân lão nô là nhìn lấy hoàng thượng lớn lên hoàng thượng đối với ngài là cực coi trọng còn hy vọng tướng quân phải hiểu hoàng thượng khổ tâm không muốn trong lòng ghi hận hoàng thượng là quân lập tức ôm quyền nói ra lôi đình mưa móc đều là hoàng ân mà tướng vô luận như thế nào cũng không dám đối hoàng thượng mang trong lòng oán hận Thường lão mỉm cười, nói ra, có lẽ, hoàng thượng cách làm cùng lão nô lời nói đều bị tiểu tướng quân nghe, cảm thấy là châm chọc. Nhưng tiểu tướng quân cũng người phi thường, là có thể minh bạch cái này bên trong thâm ý. Lão nô cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Cáo từ, là quân nói ra. Ra hoàng cung về sau, là quân cũng không có gấp mở ra phong thư. Hắn tựa hồ có chút minh bạch hoàng thượng ý tứ. Trở lại thiếu uy phủ về sau, là quân trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi hắn trên giường ngồi xếp bằng, như thế về sau, vừa rồi đem thờ phụng mở ra, rút ra bên trong tin. Là quần đem tin triển khai, liền gặp trên đó viết. Tuyệt, cái kia chữ tuyệt thiết bút ngân câu, sắc bén sát phạt, khiến người ta nhìn hãi hùng khiếp vía. Tuyệt, là quân trong lòng mạnh mẽ nhảy, hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch thường lão y tứ. Tại hoàng thành bên này, là tuyệt đối tìm không cầu được trợ giúp. Không có mảy may trợ giúp, tiểu long biến mất, một tính rời đi, hoàng thượng chữ tuyệt, làm tử y không xuất thủ. Đây hết thảy hết thảy, đều là một cái chữ tuyệt. Là quân nhắm mắt lại, trong đầu của hắn muốn rất nhiều thứ. Mấy năm qua này, chính mình xác thực kinh lịch rất nhiều. Có rất nhiều địch nhân, nhưng cũng có nhiều người hơn mạch cùng trợ giúp. Có thể tu vi chi đạo, cũng không phải là làm ăn, cần mọi việc đều thuận lợi. Lan Đình Ngọc Nhân Duyên đầy đủ kém, lại tu vi một mực không kém chính mình. Trần Diệc Hàn càng là không có người nào duyên, lại bây giờ có thực lực như vậy. Mộc tính cũng không có nhân duyên. Chính mình không phải là không có cơ duyên, mà chính là thượng vàng hạ cám cơ duyên quá nhiều. Dưới mắt, không chỉ là như thế, thì liền thần đế, Trung Hoa đại đế lăng tiền bối cũng đều bị khốn trụ. Cho nên đến giờ này khắc này, chính mình tất cả trợ giúp, tất cả nhân mạch cũng coi là từ giờ trở đi, đoạn. Thiên chỉ các bây giờ cùng Hoàng thượng hợp tác, hoàng thượng đã quyết định làm như thế. Như vậy chính mình tìm thiên chỉ các hỗ trợ cũng là không thể nào. Trần Diệc Hàn là nhất định muốn bắt, là quân trong lòng tính toán, sau đó, hắn lại trong lòng phát hung ác lên. Sau đó, là quân tâm niệm nhất động, hắn cũng trốn vào đến hắc ám mạn đồ la bên trong. Hắc ám mạn đồ la bên trong tự thành không gian, là quân sớm đã tham phá bên trong ảo diệu, cho nên liền có thể tới lui tự nhiên. Hắn đến hắc ám mạn đồ la bên trong, liền gặp trước mắt lúc một vùng tâm tối hư không. Trong hư không tối tăm, thăm thảm hắc sắc liên hoa xoay chậm chậm. Hắc sắc liên hoa cũng là bắt trước thai bên trong chi mê quy tắc, quy tắc này chỉ có một cái, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa, không cách nào bắt. Hắc sắc liên hoa chỗ thì triển thai bên trong chi mê tự nhiên không phải chân chính thai bên trong chi mê, nhưng cũng có thai bên trong chi mê một cái hình dáng uy lực cũng là vô cùng. Làm tử y là đã từng chuyển thế hơn người, nói cách khác, nàng là chân chính phá giải qua thai bên trong chi mê. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể thi triển ra hắc ám mạn đồ la thuật pháp nguyên nhân. La quân cũng không có hiểu thấu đáo hắc ám mạn đồ la tất cả bí mật, nhưng là ra vào tự nhiên là có thể làm được. Trong bóng tối, ông lão mặc áo đen kia một mặt nôn nóng, chính đang không ngừng vận công tìm kiếm đường ra. Nhưng hắn mặc kệ làm cái gì, hết thảy nhưng đều là vô dụng công. Cái này hắc ám mạn đồ la huyền diệu từ không cần nhiều lời, nhưng bởi vì đây không phải lam tử y đang thi triển cho nên cũng có tự thân mau bệnh cái kia chính là nếu như đối phương pháp lực đủ cường đại có thể cưỡng ép đem quy tắc hư hao sau đó chạy thoát may mà là ông lão mặc áo đen này pháp lực còn không có cường đại đến nước này la quân cũng không xuất hiện trong trận pháp này khi hắn không muốn ra hiện thời áo đen lão giả vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hắn người tên gì la quân sau một hồi lâu nhàn nhạt hỏi áo đen lão giả lập tức ngắm nhìn chung quanh sau đó phẫn nộ quát la quân lăn ra đến có bản lĩnh chúng ta một đối một đánh một trận la quân từ tốn nói xem ra ngươi là tự cho là ta không phải đối thủ của ngươi không sai có bản lĩnh ngươi thì đi ra áo đen lão giả kích la quân ta có thể đi ra cũng có thể cùng ngươi đánh có điều chúng ta phải trước đặt trước ván cược la quân nói ra ngươi muốn đánh cược gì áo đen lão giả nói ra la quân nói ra nếu là ta thắng từ nay về sau người nghe lệnh của ta nếu là người thắng ta thả ngươi đi người chuyện này là thật áo đen lão giả có chút kích động la quân nói ra tuyệt đối coi là thật áo đen lão giả nói ra tốt la quân nói ra ta hy vọng ta cho ngươi tín nhiệm ngươi không muốn cô phụ ta tín nhiệm nếu không lời nói ta thủ đoạn sẽ để cho linh hồn ngươi run rẩy hắn đón đến còn nói thêm ta không biết ngươi là có hay không chú ý tới, tại hôm qua cùng Trần Diệt Hàn trong chiến đấu, ta dùng nhất tôn chiến nô. Tôn này chiến nô chính là một tên tầng 10 cao thủ thua ở ta trên tay. Hắn là cái rất lợi hại người thông minh, mà lại ưa thích cùng ta tự cho là thông minh, cho nên, tôn này chiến nô cũng là hắn hạ tràng. Hắn não hạch còn trong tay ta, còn chưa chưa chết chứ. Áo đen lão giả thân thể run lên, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, được làm vua thua làm giặc, có chơi có chịu. La Quân nói ra, tốt, ta tin ngươi. Sau đó hắn thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại áo đen trước mặt lão giả. Áo đen lão giả nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt lóe ra một tia phức tạp, ta nghe Trần Diệp Hàn nhắc qua ngươi, ngươi chính là thiên mệnh chi vương. Bất quá bây giờ, hắn tức giận vận đã là tây phong áp đảo gió đông, ngươi đấu không lại hắn. La Quân nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi lần này chuẩn bị sung túc, nhiều người như vậy mai phục ta một cái, ta vẫn là lông tóc không tổn hao gì trốn tới, mà lại, người không phải cũng rơi vào ta trên tay a à. Áo đen lão giả nhất thời nghẹn lời. Là quân nói ra, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Áo đen lão giả nói ra, Hồ Trường Xuân. Là quân nói ra, tốt, xuất thủ trước đi. Hồ Trường Xuân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn giữa ngón tay bắn ra, một đạo tinh quang lóe ra, như giống như giải lụa cắt vào La Quân vì trí hiểm yếu. Xích châu huyền cương kiếm. Cái này xích châu huyền cương kiếm chính là hấp thu xích châu cái chỗ kia tinh nguyên chi khí. Kiếm này thông thấu vô cùng, hơn nữa còn có mạnh đại khí linh tồn tại, vô cùng lợi hại. La quân trong nháy mắt cũng cảm giác được mình bị một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt lại, cỗ lực lượng này như sơn nhạc chi trọng, để hắn động một bộ đều có chút khó khăn. Giang giác, cái kia xích châu huyền cương kiếm trong nháy mắt đem la quân đầu lâu chém bay. Nhưng mà, đó cũng không phải là quân chân thân, La Quân chân thân đã xuất hiện sau lưng Hồ Trường Xuân, trong tay hắn xuất hiện địa sát kiếm, kiếm quang lóe lên, liền hướng Hồ Trường Xuân chán tàn nhẫn đâm tới. Kiếm chưa tới người, cường đại vô cùng băng hàn chi lực đã trước đâm vào đến Hồ Trường Xuân trong não vực. Hồ Trường Xuân thân thể nhoáng một cái, liền tại 10 mét có hơn. Hắn bị La Quân sớm nhất phong vào đến hắc ám mạn đồ la bên trong, tuy nhiên không biết La Quân loại thủ đoạn này nhưng hắn chiến đấu ý thức so cái kia tử yên mạnh quá nhiều. Tại một kiếm thất bại về sau, thân thể lập tức liền động. La quân một kiếm chảm không, hồ trường xuân vung tay lên, cái kia xích châu huyền cương kiếm lập tức huyễn hóa ra vô cùng kiếm quang tới. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang đem la quân bao phủ lại. Lúc này, vô luận la quân như thế nào biến hóa, hồ trường xuân liền đều có thể nhìn rõ mọi việc. Hồ Trường Xuân tại biết La Quân lợi hại về sau, còn dám cùng La Quân khiêu chiến, hắn tự nhiên là có chút tiền vốn. Kiếm quang như núi biển chi lực, bành trướng hung mãnh rảo sát hướng La Quân. La Quân ý thức được xích châu huyền cương kiếm lợi hại, hắn thân thể lóe lên, cấp tốc trốn vào đến thiên địa pháp tướng Đại hắc Đan bên trong. Đại hắc Đan hung mãnh xoay tròn, băng hàn chi khí lan tràn đi ra. Những kiếm quang đó lốp ba lốp bốp, dày đặc như lôi đình mưa to chém đến Đại hắc Đan phía trên. Trong nháy mắt, kiếm quang tia lửa bắn ra bốn phía, chói lọi vô cùng. Mà đại hắc đan tầng băng đang bị nhanh chóng chém bay, nhưng đại hắc đan ngưng tụ tầng băng tốc độ càng nhanh. Hai tướng triệt tiêu, những thứ này kiếm quang căn bản là không làm gì được đại hắc đan. Hồ Trường Xuân tay bắt pháp quyết, lại thi triển pháp lực. Cách khác tướng trang nghiêm, dâu tóc đều dựng. Vạn kiếm chấn hải quyết. Trong một chớp mắt, tất cả kiếm quang vạn vẹo thành mãnh liệt mà to lớn vòi rồng kiếm khí, cỗ này long quyển phong sau cùng hợp thành một ngụm to lớn xích châu huyền cương kiếm. Xích châu huyền cương kiếm như tia chớp lôi đình bắn giết hướng đại hắc đan. Oanh, đại hắc đan bị xích châu huyền cương kiếm chảm giết thành phấn vụn. Cùng lúc đó, là quân lại xuất hiện sau lưng hồ trường xuân. Hồ trường xuân đang toàn lực ứng phó, là quân lúc này xuất hiện, hắn tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. Là quân xuất thủ cực nhanh, nhất trưởng bổ tới. Hồ Trường Xuân đột nhiên ở giữa, lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Hắn hướng phía trước vào tới, liền muốn né tránh La Quân truy sát. Nào biết được La Quân biến hóa càng nhanh, trực tiếp lại lấy nhân hoàng kính lấp lẽ, ngăn chặn Hồ Trường Xuân đường đi. Thì ngăn ở Hồ Trường Xuân trước mặt, tiếp theo, La Quân nhất trưởng bổ tới. Hồ Trường Xuân thân thể nhoáng một cái, liền đem La Quân một trưởng này tránh đi. Hừ, La Quân sát chiêu lại tại dưới chân. Hoàng cầu đi tiểu, La Quân tối chân như ảnh như điện. Hồ Trường Xuân bị La Quân một chân đạp bên trong hồ Trường Xuân bụng, hồ Trường Xuân chỉnh thân thể cấp tốc bị đạp bay ra ngoài, sau cùng té ngã trên đất, lại khó đứng lên. Hồ Trường Xuân cảm giác được ruột tựa hồ cũng muốn bị La Quân đạp gãy, hắn trên mặt đất đau nhức thành tôm tép. Sau một hồi khá lâu, hồ Trường Xuân đau đớn mới dần dần lắng lại, nhưng hắn đã là đau đến đầu đầy mồ hôi. La Quân chậm rãi đi vào hồ Trường Xuân trước mặt, sau đó từ tốn nói, ngươi thua. Hồ Trường Xuân đứng lên, hắn nói ra, từ nay về sau, ta Hồ Trường Xuân liền hiệu chung với ngươi. La Quân nói ra, ngươi đường lui, ta cho ngươi nghĩ kỹ. Ta trước mắt tại chúng tinh điện làm việc, cũng không có cách nào mang ngươi về chúng tinh điện. Vậy ngươi ngay tại trong hoàng thành thiếu uy phủ ở, nơi đó có đường kim hoàng thượng tỏa chấn, thiếu uy phủ bên trong, quả quyết là không ai dám đi tìm ngươi suối quẩy. Hồ Trường Xuân nao nao, hắn không nghĩ tới la quân đều cho hắn sau khi nghĩ xong đường tốt tốt sau một lúc lâu hồ trường xuân chỉ nói ra hai chữ này tới la quân nói tiếp bất quá không phải ta không nguyện ý tín nhiệm ngươi nhưng là ngươi ta dù sao kết giao còn thấp cho nên ngươi phục tùng phía dưới ta viên này băng linh đan hắn nói cái này liền lấy ra một hạt huyết sắc đan dược đan dược này thực cũng là la quân dùng chính mình máu tươi ngưng luyện ra đến hắn lấy địa sát chi tinh thối luyện cho nên viên thuốc này cực cứng cỏi, cho dù là đến trong bụng cũng khó có thể bị luyện hóa. Cái này băng linh đan cũng không có độc, nhưng là ngươi như sau khi ăn vào, muốn muốn mạnh mẽ đưa nó bài xuất hoặc là luyện hóa, đều sẽ để nó lập tức hòa tan. Một khi hòa tan về sau, mặc cho ngươi pháp lực cao cường, nhưng cũng sẽ bị đông thành băng cặn bá. Ta đóng băng thủ đoạn, ngươi vừa rồi cũng kiến thức đến. La Quân nói ra, Hồ Trường Xuân có chút do dự nhưng hắn vẫn là tiếp nhận băng linh đan chỉ cần ngươi là thật tâm theo ta ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không hại ngươi la quân theo rồi nói ra trên thực tế băng linh đan đến cùng có thể tạo được nhiều đại tác dụng la quân chính mình cũng không rõ lắm làm không tốt thật đúng là sẽ như la quân nói tới nhưng cái này la quân chưa làm qua thí nghiệm cho nên liền dứt khoát lấy ra cho hồ trường xuân tài liệu hắn cũng không dám bắt hắn chính mình đánh mạng tới làm cái này thí nghiệm tốt, ta tin tưởng Trần Công Tử làm người. Hồ Trường Xuân hơi ngửa đầu, liền đem cái này băng linh đan thôn vệ đi xuống. Băng linh đan chảy vào đến Hồ Trường Xuân trong bụng, liền một mực an ổn đối đãi ở bên trong. Cái này băng linh đan cùng bụng chiêm niêm, lại là tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện bài tiết ra. Ta ngoài ý muốn nể tình băng linh đan bên trong, ngày khác ngươi nếu có phản bội tại ta, ta chỉ cần tâm niệm nhất động, ngươi liền sẽ chết oan chết uổng. La Quân nói ra, Hồ Trường Xuân nói ra, như là đã quyết định muốn đi theo công tử, ta sao tuyệt không dám có nửa phần lòng phản loạn. La Quân liền cũng liền cười một tiếng, nói ra, tức là như thế, vậy chúng ta về sau liền là người một nhà. Hồ Trường Xuân nói ra, hết thảy mặc cho công tử sai xử. La Quân nói ra, tốt, người trước theo ta ra cái này hắc ám mạn đồ la. Hắn nói xong liền một chảo Hồ Trường Xuân bả vai, sau đó mang theo Hồ Trường Xuân ra hắc ám mạn đồ la, đến trong phòng hồ trường xuân nao nao sau một lúc lâu cũng mới phản ứng được nơi này là địa phương nào hồ trường xuân nhịn không được hỏi la quân nói ra nơi đây là thiếu uy phủ là tại đại khang trong hoàng thành cái này thiếu uy phủ là phủ đệ ta ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào hồ trường xuân hơi hơi thở phào la quân nói ra bụng của ngươi nhất định đói ta khiến người ta đưa chút thịt rượu tới người ta vừa uống vừa trò chuyện hồ trường xuân nói ra vâng công tử La Quân lập tức liền để nha hoàn đi chuẩn bị thịt rượu, thịt rượu rất nhanh liền lên. La Quân cùng Hồ Trường Xuân đóng cửa phòng, liền tại dưới ánh nến, cụm chén dao ngọn lên. "Hồ lão, Tử Ngọc Tiên phủ là lai lịch gì?" La Quân hỏi. Hồ Trường Xuân lúc này không dám có một tia giấu giếm, liền nói ra, "Tử Ngọc Tiên phủ chính là nhà ta lão chủ nhân sáng lập, lão chủ nhân gọi là Tử Ngọc tán nhân, hắn tu vi đã là tầng 10 đỉnh phong. Chúng ta đều xem như lão chủ nhân người hầu." cũng là gia nô. Chúng ta bản sự đều là lão chủ nhân giao, chúng ta tại tử ngọc trong phủ đối đãi có hơn 100 cái năm tháng. Là quân yên lặng nghe. Hồ Trường Xuân nói ra, lão chủ nhân tu vi thiên phú cực cao, mà lại pháp bảo đông đảo. Nhưng là tại 10 năm trước, lão chủ nhân đột nhiên ra ngoài, một năm về sau, lão chủ nhân khi trở về bản thân bị trọng thương, mắt thấy chính là muốn không còn sống lâu nữa. Chúng ta theo lão chủ nhân trong miệng biết, hắn là ở trong hư không cùng Trung Hoa Đại Đế giao thủ, lúc ấy lão chủ nhân vì cướp đoạt một món pháp bảo, nhưng lại bị Trung Hoa Đại Đế trọng thương. Như thế về sau, lão chủ nhân trở về không bao lâu, liền một mệnh ô hô. Lăng tiền bối, là quân hơi kinh hãi, lại không nghĩ rằng cái này từ Ngọc Tiên Phủ cùng lăng tiền bối cũng có dạng này hút mắt. Hồ Trường Xuân nói ra, chẳng lẽ công tử trong nhận thức Hoa Đại Đế? Là quân nói ra, ta biết, hơn nữa còn tính toán rất quen. Hồ Trường Xuân trầm mặc một cái chớp mắt, lại không có nói thêm cái gì. La Quân nói ra, người sẽ không phải bời vì cái tầng quan hệ này đến ghét hận ta đi. Hồ Trường Xuân nói ra, thuộc hạ sao dám. La Quân nói ra, Trần Diệt Hàn là thế nào sẽ trở thành các ngươi tử ngọc tiên phủ thiếu chủ. Hồ Trường Xuân nói ra, lão chủ nhân lưu lại qua một món pháp bảo, cũng chính là ngày đó đạo binh phù. Này thiên đạo binh phù qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn không có thể mở khải nhưng trần diệc hàn đến từ về sau lại thành công sắp mở ra lão chủ nhân lúc lâm trung từng nói qua người nào có thể mở ra thiên đạo binh phù chính là tử ngọc tiên phủ tân chủ nhân la quân nói ra thì ra là thế cái kia này thiên đạo binh phù xem ra là uy lực cực lớn hồ trường xuân nói ra thiên đạo thần binh chi khí ẩn chứa bên trong nếu là phát huy đến cực hạn uy lực phiên sơn đảo hải cầm ngôi sao bắt tháng đều không nói chơi trần diệc hàn công lực có hạn còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo thiên đạo binh phù không phải vậy lời nói hôm đó công tử ngươi quả quyết không có lật bàn cơ hội la quân không khỏi thầm nghĩ đồ chó này trần diệt hàn quả nhiên là vận khí bạo dạp mỗi lần đều có thể tìm tới loại này pháp bảo cực phẩm hắn tiếp lấy còn nói thêm tử yên là các ngươi lão chủ nhân nữ nhi hồ trường xuân nói ra không sai hắn đón đến còn nói thêm công tử tử yên cũng là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên lão chủ nhân đợi ta cũng coi như có ân mong rằng công tử không nên làm khó tử yên la quân nói ra người yên tâm đi ta sẽ không làm khó nàng bất quá dưới mắt trần diệc hàn thực lực quá mạnh ta đột phá khẩu khẳng định vẫn là muốn tại tử yên trên thân nếu thật là trần diệc hàn không thương tiếc tử yên đánh mạng khi đó ta cũng sẽ không giết tử yên nhiều nhất là để tử yên nhận rõ hắn bộ mặt chân thật hồ trường xuân lập tức liền nói ra đa tạ công tử La Quân khẽ cười khổ, nói ra, trên thực tế, dưới mắt ta tình huống cũng không tốt. Cho nên nói những thứ này đều có chút sư thừa, cửa này ta nếu là không qua được, hạ chàng cũng là thê thảm. Có điều ngươi cũng yên tâm, nếu ta chết thật, băng linh đan mãi mãi cũng sẽ không đối ngươi tạo thành thương tổn. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử nhất định có thể cát nhân thiên tướng. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, ta có thể nhìn ra, công tử ngài cùng Trần Diệp Hàn vẫn còn có chút khác biệt la quân nói ra há cái gì khác biệt hồ trường xuân nói ra công tử chính là trạch tâm nhân hậu người trần diệc hàn tính tình bên trong lộ ra âm ngoan ác độc tuy nhiên hắn xưa nay không có biểu hiện ra ngoài nhưng lão hủ điểm ấy biết người chi rõ ràng vẫn là có la quân nói ra ta ngược lại có chút nghĩ không thông tử hiên như thế nào hội coi trọng trần diệc hàn hồ trường xuân không khỏi cười khổ nói ra vậy đại khái chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đi mặc kệ như thế nào trần diệc hàn cũng là công tử văn nhã ca hắn làm lên bộ phim đến đối với thiếu nữ là có trí mạng lực sát thương la quân nói ra cái kia ngược lại là không sai sau đó hắn nhớ tới cái gì lại hỏi ta hôm qua cưỡng ép tử yên thời điểm có một cái lão giả đột nhiên đi ra đánh ta nhất trưởng một trưởng kia công lực cực kỳ khủng bố muốn đến hẳn là ngươi lão chủ nhân hồ trường xuân nói ra không sai đó là lão chủ nhân lúc sắp chết hao hết nguyên thần chi lực vì tử yên tiểu chủ nhân chế tạo hộ thân phù. Nhưng này hộ thân phù dùng qua một lần, liền không có tác dụng. Cho nên điểm này, công tử cũng không cần thiết lo lắng. Là quân nói ra, còn có một chuyện ta rất lợi hại nghi hoặc. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử mời nói. Là quân nói ra, hôm qua Trần Diệt Hàn chỉ phái một người giữ vững thông đạo, sau đó lại toàn bộ ngăn chặn lối ra. Nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là muốn bước ta tiến thông đạo như hắn hoàn toàn không chống cự, ta phát giác được bên trong nguy hiểm, đương nhiên sẽ không đi vào. Nhưng hắn cứ như vậy, ta tại dưới sự hoảng hốt chạy bừa, rất có thể thì tiến thông đạo. Như vậy vấn đề liền đến, trong thông đạo đến cùng có nguy hiểm gì? Hồ Trường Xuân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó tán thưởng nói, công tử tâm tư kín đáo, thuộc hạ bội phục. Hắn theo rồi nói ra, lối đi kia đi vào trong, có một món pháp bảo gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên có thể biến ảo thành sơn động hoặc là kiến trúc, người chỉ cần đi vào bên trong, sau đó phát động Thủy Nguyệt Thần Quang. Như vậy tầng 10 phía dưới cao thủ đều muốn trong nháy mắt bị luyện hóa thành một bãi hoàng thủy. Còn tầng 10 trở lên người, nếu là vô ý, cũng khó thoát tử kiếp. Là quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, pháp bảo này lợi hại như thế. Hồ Trường Xuân nói ra, Thủy Nguyệt Động Thiên chính là chúng ta tử Ngọc Tiên Phủ Trấn Phủ Chi Bảo, một khi phát động, uy lực vô cùng nhưng là thủy nguyệt động thiên muốn cùng hoàn cảnh dung nhập, lại là cần chỉ ít một tháng thời gian. La quân ngẩn ngơ, hắn thầm nghĩ, cái này thủy nguyệt động thiên nếu muốn ra trận giết địch, lại là không được. Nhưng thả trong nhà thủ hộ nhà cửa chính là nhất đại lợi khí. Hồ Trường Xuân nói ra, còn có, thủy nguyệt động thiên bên trong có thủy nguyệt tinh khí, như thế tinh khí chính là tu luyện thượng đẳng linh khí. Trần Diệt Hàn sở dĩ tiến triển thần tốc, chính là tại thủy nguyệt động thiên bên trong tu luyện gây nên. Có điều một khi tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tu luyện tới tầng 10 về sau, cái kia Thủy Nguyệt tinh khí đối tu luyện giả thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bây giờ Trần Diệc Hàn vẫn là rất lợi hại quan tâm Thủy Nguyệt Động Thiên, bởi vì hắn còn không có tham phá tầng 10 mê chướng. Mà lại, Trần Diệc Hàn sở dĩ tiến triển thần tốc, hay là bởi vì tiểu chủ nhân Tử Yên yêu cầu chúng ta mấy người mỗi ngày đều đưa vào tinh khí đến Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong trợ giúp Trần Diệc Hàn tiến bộ. Không phải vậy lời nói, cho dù có Thủy Nguyệt Động Thiên một khi đến cửu trọng thiên, tu vi kia tiến triển là muốn nhanh cũng nhanh không. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hồ Trường Xuân nói ra, Thủy Nguyệt Động Thiên Pháp bảo thì giấu ở hắn về sau liền đem Thủy Nguyệt Động Thiên một số bí mật cùng La Quân nói. La Quân liền trầm ngâm. Đến giờ này khắc này, La Quân đã không có nghĩ đến đi tìm bất luận cái gì ngoại viện. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, đã đánh thì đánh bất quá, vậy sẽ phải dùng trí ta tại đại khang bên này, nhân mạch rất rộng. Điểm này chắc hẳn Trần Diệp Hàn là biết, hắn hiện tại biết ta đã đào tẩu, chỉ sợ chưa hẳn dám đối đãi tại tử Ngọc Tiên Phủ bên trong. La Quân nói ra, Hồ Trường Xuân nói ra, nhưng thuộc hạ đoán chừng, Trần Diệp Hàn không sẽ cam lòng Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn nếu là mang đi Thủy Nguyệt Động Thiên, như vậy Thủy Nguyệt Động Thiên cái này sát chiêu trong thời gian ngắn sẽ rất khó giết địch. Cho nên thuộc hạ đoán chừng, Trần Diệp Hàn dù cho đào tẩu, cũng sẽ không rời đi tử Ngọc Tiên Phủ quá xa hắn hội sử dụng thủy nguyệt động thiên đến chu sát công tử ngươi mang đến cao thủ. La quân nói ra, không sai, nhưng Trần Diệt Hàn tại không có nắm chắc tình huống dưới, là quyết định sẽ không dễ dàng lộ diện. Hắn tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng cũng là cái chú ý cẩn thận người. Hồ Trường Xuân trầm ngâm đi xuống. La quân trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói ra, hồ lão, nếu là ta tại ngươi trong não vực đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần, ngươi có biện pháp biến mất sao? hồ trường xuân nói ra cần phí chút kinh nhưng là ta như sau khi trở về trần diệc hàn cùng tử yên tiểu chủ nhân là có bí mật biện pháp biến mất cái này dấu ấn tinh thần mà lại bọn họ còn có thể làm được biến mất không bị công tử ngươi phát giác la quân nói ra vậy thì tốt ngươi xem chúng ta có thể hay không dạng này ta để ngươi trở về đồng thời tại ngươi trong não vực đánh xuống ấn ký cứ như vậy ngươi liền có thể cùng trần diệc hàn nói nói la quân ngu xuẩn như lợn coi là dùng dấu ấn tinh thần liền có thể khống chế lại ngươi. Hồ Trường Xuân nghe vậy ngơ ngẩn, theo rồi nói ra, công tử, ngài là muốn để thuộc hạ trở về làm nằm vùng. Không sai, La Quân nói ra. Hồ Trường Xuân mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, công tử, không phải thuộc hạ không nguyện ý hết sức. Có điều cái này Trần Diệt Hàn là tính cách đa nghi người, lần giải thích này, hắn chưa hẳn có thể đủ tất cả tin. La Quân nói ra, cái này ta biết ta hỏi lại ngươi theo vấn đề. Công tử mời nói, Hồ Trường Xuân nói ra. Là quân nói ra, Trần diệc Hàn cùng tử yên quan hệ đến một bước kia. Hồ Trường Xuân nao nao, nói, công tử dùng cái gì hỏi vấn đề này. Là quân nói ra, muốn bắt Trần diệc Hàn trở về, tử yên là cái mang tính then chốt tồn tại. Cho nên ta nhất định phải rõ ràng. Hồ Trường Xuân nói ra, tử yên tiểu chủ nhân tuy nhiên đối Trần diệc Hàn trái tim tối cho phép, nhưng là cái cực tự ái người nàng cùng trần diệt hàn còn chưa đạp phá tầng quan hệ cuối cùng là quân nói ra ta hôm qua nhìn cái kia tử ngọc tiên phủ trong động có một suối nước nóng tử yên bao lâu thời gian phao một lần suối nước nóng hồ trường xuân hơi kinh hãi nói ra công tử hỏi cái này làm cái gì là quân nói ra người đừng hiểu lầm ta không phải đối tử yên có ý nghĩ gì mà chính là nàng đã cùng trần diệt hàn không có phát sinh quan hệ chắc hẳn nàng tắm suối nước nóng thời điểm, Trần Diệp Hàn sẽ có kiêng kỵ. Ta muốn thừa cơ hội này bắt lấy Tử Yên, bức bách Trần Diệp Hàn đi vào khuôn khổ. Mặc kệ Trần Diệp Hàn là đi vào khuôn khổ vẫn là không đi vào khuôn phép, đối với La Quân tới nói đều là có lợi. Nếu là không đi vào khuôn phép, cái kia Tử Yên sẽ đối với Trần Diệp Hàn hết hy vọng. Trần Diệp Hàn liền sẽ mất đi cường viện. Nếu là đi vào khuôn khổ, tự nhiên hết thảy dễ nói, trực tiếp đều đi chúng tinh điện tốt. Hồ Trường Xuân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, tử yên tiểu chủ nhân cách mỗi ba ngày, cũng sẽ ở buổi tối phao một lần suối nước nóng. Nàng tắm suối nước nóng thời điểm, chúng ta lại ở bên ngoài động phủ trông coi. Mà trên thực tế, tử ngọc tiên phủ là có kết giới tồn tại. Ngoại nhân rất khó tìm đến tử ngọc tiên phủ, lần trước công tử ngươi có thể chuẩn xác tìm tới, là bởi vì chúng ta đem kết giới triệt hồi, tốt dẫn người mắc câu mà thôi. La quân nói ra, ta có cái kế hoạch, đầu tiên, người muốn trở về yên ổn Trần Diệc Hàn tâm. Để Trần Diệc Hàn không cần chạy trốn tư phía, cho hắn biết ta căn bản không có ngoại viện. Đây là kế hoạch bước đầu tiên, mà bước thứ hai, muốn để hắn hoài nghi ngươi. Hoài nghi ngươi cùng ta cấu kết cùng một chỗ, bởi vì ngươi không quay về, hắn không cách nào an tâm đối đãi trong động phủ. Mà ngươi trở về, hắn tất nhiên sẽ sinh nghi, đây là tất nhiên hai bước. Muốn làm đến cái này hai bước, cũng không khó khăn. Công tử bước thứ ba là hồ trường xuân hỏi la quân nói ra chuyện này cần ngươi cao độ phối hợp ta có một cái phòng bị tu di đến lúc đó ta bắt một con rắn đặt ở phòng bị tu di bên trong tại rắn bên trong cắm vào ta dấu ấn tinh thần sau đó ngươi đem phòng bị tu di tìm cơ hội ném vào đến ao suối nước nóng bên trong dạng này thì sẽ tạo thành một loại cảm giác ngươi cùng ta phối hợp lại cùng đi bắt tử yên hồ trường xuân bị kinh ngạc nói ra trần diệc hàn đã đối với ta sinh nghi liền sẽ phá lệ lưu ý như vậy phòng bị tu di bên trong là giả công tử hắn nhất định sẽ có phát giác la quân nói ra không sai hắn nhất định sẽ có phát giác ta tin tưởng trần diệc hàn đối với ta nhất định đầy đủ giải hư hư thực thực trò siếc ta cùng hắn chơi không ít lúc này hắn sẽ cảm thấy ta bắt tử yên là dẫn hắn nhập phóng network mà ta trên thực tế là có khác mục đích có khác mục đích hồ trường xuân nói ra Trần Diệp Hàn hội coi là công tử ngươi là muốn đi chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên Pháp bảo. Hắn cũng sẽ biết, ngươi nhất định đã biết được Thủy Nguyệt Động Thiên cơ quan. Cho nên, hắn lại ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong mai phục công tử ngươi. La Quân nói ra, không sai, mà trên thực tế, ta vẫn còn muốn bắt tử yên. Cái này bên trong cong cong thẳng thẳng, mỗi một bước đều muốn đi tinh diệu, muốn đem Trần Diệp Hàn tâm lý nắm chắc rõ ràng. Không phải vậy lời nói, một khi sự việc đã bại lộ, hai người chúng ta đều phải chết không táng sinh chi địa. Hồ Trường Xuân rất là tán thưởng, nói ra, công tử kế này rất hay. Kế hoạch này đến cùng Linh hay không, vậy liền hết thảy đều muốn nhìn người biểu diễn. La Quân nói ra, Hồ Trường Xuân nói ra, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. La Quân nói ra, tốt. Ngày thứ hai, Hồ Trường Xuân liền hướng tử Ngọc Tiên Phủ bay trở về. Tại xế chiều thời điểm, Hồ Trường Xuân đến tử Ngọc Tiên Phủ tử ngọc tiên phủ bên trong đã không có hắn người có điều hồ trường xuân không có trở đối đãi bao lâu tiếp lấy trần diệt hàn cùng tử yên còn có mặt khác ba tên lão giả thì xuất hiện hồ lão ngươi làm sao lại trở về tử yên lãnh đạm hỏi hồ trường xuân hồ trường xuân nao nao hắn nói ra xem ra tiểu chủ nhân cũng không quá hy vọng lão nô có thể trở về tử yên nói ra ta tự nhiên hy vọng hồ lão ngươi có thể trở về có thể hồ lão ngươi như đã phản bội lại để cho ta như thế nào hoan nghênh. Hồ Trường Xuân trong mắt lóe lên màu lạnh, hắn nói ra, có phải hay không nhất định muốn lão nô chết, tiểu chủ nhân mới tin tưởng lão nô trong sạch. Tử Yên nói ra, hồ lão ngươi không cần nổi giận, chỉ là ta cùng Diệp Hàn Đồng đều cảm giác kỳ quái. Ngươi như là đã rơi vào đến la quân trong tay, làm sao có thể đầy đủ lông tóc không tổn hao gì trở về. Hồ Trường Xuân nói ra, bởi vì hắn tại lão nô trong óc đánh hạ một đạo dấu ấn tinh thần, hắn khống chế lại lão nô. Cũng hy vọng lão nô có thể trở về, cho nên, lão nô mới có thể trở về. Hắn đón đến, nói ra, dấu ấn tinh thần sự khủng bố, chính là tu tiên giả ác mộng. Lão nô sở dĩ giả ý khúc nghênh la quân tặc tử, chính là biết tiểu chủ nhân cùng thiếu chủ có bản lĩnh biến mất lão nô trong óc dấu ấn tinh thần. Chỉ cần cái này dấu ấn tinh thần diệt trừ, lão nô như thế nào lại phản bội tiểu chủ nhân ngài đâu. Tử yên nao nao, Trần Diệt Hàn liền nói ra, Hồ lão, người giấu ấn tinh thần ta xác thực có biện pháp xóa đi. Hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay xóa đi, coi như xóa đi, là quân cũng sẽ không biết được. Hắn đón đến, nói ra, chỉ là ta càng hiếu kỳ, là quân để ngươi trở về, là dự định để ngươi làm cái gì? Hồ Trường Xuân nói ra, hắn để lão nô trở về có hai cái mục đích. Hồ Trường Xuân nói ra, cái thứ nhất mục đích cũng là để thiếu chủ ngài biết, hắn tại Đại Khang căn bản tìm không đến bất luận cái gì ngoại việt đại khang hoàng đế chỉ cấp hắn một chữ, tuyệt. Về phần cái thứ hai mục đích thì là muốn cho ngài thì ngoan ngoãn đối đãi tại tử ngọc tiên phủ bên trong. Để cho ta đối đãi tại tử ngọc trong phủ, đối với hắn có chỗ tốt gì? Trần Diệc Hàn nói ra. Hồ Trường Xuân mỉm cười, hắn xuất ra một cái phòng bị tu di, nói ra, hắn trả cho lão nô một cái phòng bị tu di. Cái này phòng bị tu di bên trong có một đầu rắn nước, rắn nước có thể ở trong nước hô hấp. Mà hắn tại rắn nước trên thân cắm vào dấu ấn tinh thần. Liền để cho lão nô đem phòng bị tu di ném vào đến trong ôn tuyền, làm bộ hắn là dấu trong suối nước nóng. Tử Yên biến sắc, nói ra, hắn muốn làm cái gì, đồ vô sỉ này. Hồ Trường Xuân nói ra, thừa dịp tiểu chủ nhân ngươi tắm rửa, sau đó bắt lấy tiểu chủ nhân, dùng cái này đến uy thiếu chủ. Đương nhiên, đây là hắn hư chiêu, trên thực tế. Trần Diệp Hàn nói ra, trên thực tế mục đích khác đánh dấu là Thủy Nguyệt Động Thiên. Xem ra ngươi đã đem Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật nói cho La Quân. Hồ Trường Xuân nói ra, lão nô thật tại không có cách, vì thủ tín tại cái kia tặc tử, chỉ có đem Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật nói ra. La Quân là tinh thông trận pháp người, lão nô lúc ấy cũng không dám nói láo. Tử Yên nói ra, hắn là muốn cho chúng ta cho là hắn muốn tới bắt ta, sau đó chúng ta đều ở bên ngoài mai phục. Thực hắn đã lặng lẽ đi chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên là chúng ta từ Ngọc Tiên Phủ Trấn Phủ Chi Bảo, mà Diệt Hàn cũng còn vội vàng cần Thủy Nguyệt Động Thiên. Nếu là hắn đến Thủy Nguyệt Động Thiên, Diệp Hàn tuyệt đối sẽ mất đi lòng người. Đến lúc đó sẽ thỏa hiệp hắn cũng không nhất định. Hồ Trường Xuân nói ra, cái này thật là hắn kế hoạch. Hắn hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, tại cái kia hắc ám mạn đồ la bên trong, lão nô cùng hắn đánh một trận. Lão nô thua, liền giả ý đáp ứng từ đó hiệu chung với hắn. Lão nô hiện tại là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ là, hắn tuy nhiên thông minh, cơ quan tính toán tường tận, nhưng hắn lại không tính được tới lão nô đối tiểu chủ nhân trung tâm, cũng không tính được lão nô dấu ấn tinh thần là có thể bị xóa đi rơi. Dựa theo hắn kế hoạch, lão nô lúc này trở về, hẳn là phải làm bộ may mắn chạy ra, về tới báo tin. Hơn nữa còn muốn cực lực để cho các ngươi tin tưởng lão nô lời nói. Tử Yên người đem hồ lão trong óc dấu ấn tinh thần trước xóa đi rơi trần diệc hàn nói ra tử yên gật gật đầu nói ra ừm sau đó tử yên liền liền trước mặt mọi người thi pháp chỉ một lúc sau hồ trường xuân trong óc dấu ấn tinh thần liền bị xóa đi rơi hồ trường xuân mừng rỡ như điên quỳ xuống nói ra lão nô đa tạ tiểu chủ nhân đa tạ thiếu chủ tử yên nói ra hồ lão thật xin lỗi vừa rồi ta còn đối người có nhiều hoài nghi Hồ Trường Xuân không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt nói ra, tiểu chủ nhân có thể tin tưởng lão nô, lão nô đã chết cũng không tiếc. Trần Diệc Hàn lại là bỗng nhiên nói ra, nói như vậy đến, là quân thì ở phụ cận đây. Hồ Trường Xuân nói ra, không sai, bất quá hắn rất lợi hại linh tỉnh, chúng ta muốn đi bên ngoài bắt hắn là có chút phiền phức. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia ngược lại là, hồ lão, người đem hắn cho người phòng bị tu di cho ta xem một chút. Hồ Trường Xuân nói ra, "Vâng, thiếu chủ." Trần Diệc Hàn tiếp nhận phòng bị tu di, lập tức cảm ứng bên trong. Hắn phát hiện bên trong quả nhiên có đầu rắn nước, vẫn là dưỡng trong nước. Mà rắn nước trong thân thể thật có một đạo dấu ấn tinh thần. Trần Diệc Hàn cười lạnh, nói ra, "Cái này phòng bị tu di bên trong thế mà còn có thể lưu thông không khí, thực là không tồi." Nói xong lại nói, "Thôi được, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo cùng hắn làm chàng ý." đến cái dẫn quân vào cuộc. Hắn nói xong cũng đem cái viên kia phòng bị tu di ném vào đến trong ôn tuyền. Tử Yên lại hỏi Hồ Trường Xuân, là quân dự định làm sao lẻn vào đến Thủy Nguyệt trong động phủ đi. Hồ Trường Xuân nói ra, hắn hội giấu vào địa điểm chỉ định một cái phòng bị tu di bên trong, lão nô đến lúc đó đi lấy, sau đó đem hắn mang vào. Tử Yên nói ra, thì ra là thế, các ngươi đánh tính toán lúc nào động thủ. Hồ Trường Xuân nói ra, tiểu chủ nhân lúc nào tắm rửa, hắn liền đánh tính toán lúc nào động thủ. Trần Diệc Hàn gật gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia lưu lão, triệu lão, các người bồi tiếp hồ lão đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tử Yên còn muốn hảo hảo thương lượng chuyện này. Cái kia lưu lão cùng triệu lão liền nói ra, vâng, thiếu chủ. Sau đó, lưu lão cùng triệu lão, còn có trịnh lão liền bồi hồ trường xuân đi xuống. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tử Yên khẽ nhíu mày, nói ra, Diệt Hàn, người cảm thấy hổ lão lời nói tin được không? Trần Diệt Hàn nói ra, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Hắn nói xong cũng dắt Tử Yên tay. Tử Yên khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng không có dãy ruộng, liền mặc cho Trần Diệt Hàn nắm nàng trắng như tuyết um tùm ngọc thủ. Đến bên trong trong mật thất, Trần Diệt Hàn bắt đầu đi qua đi lại. Ta người đại ca này, tuy nhiên ta hận hắn tận xương, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn là cái cực người thông minh. Hắn ý đồ xấu là nhiều nhất, quá nhiều người đều rơi vào qua hắn cái bẫy. Trần Diệp Hàn nói ra, đại khang hoàng đế đối với hắn dùng chữ tuyệt, cũng không tính là ngoài ý muốn. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không muốn kế sách này đi ra. Thế nhưng là, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không như thế ngốc. Trần Diệp Hàn nói theo, dấu ấn tinh thần có thể khống chế cao thủ không giả, nhưng cũng có quá hơn cao thủ có thể biến mất dấu ấn tinh thần. Là quân cũng nhất định có thể nghĩ tới chỗ này hắn sẽ không thực sự tin tưởng chỉ bằng dấu ấn tinh thần liền có thể khống chế ở Hồ Trường Xuân. Cái kia Diệp Hàn ngươi ý là tử yên hơi hơi thất sắc, hỏi. Trần Diệp Hàn trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra là quân nhất định còn có khác thủ đoạn tại khống chế Hồ Trường Xuân. Khác thủ đoạn, tử yên thất sắc. Trần Diệp Hàn nói ra, khống chế nhân thủ đoạn có rất nhiều, cứ việc ta đoán không ra hắn là dùng thủ đoạn gì tại khống chế Hồ Trường Xuân. Nhưng ta có thể khẳng định, Hồ Trường Xuân dưới mắt tránh thức nghe lệnh người tuyệt đối cũng là La Quân. Tử Yên nói ra, không thể nào, Hồ lão dù sao vẫn là chung với Tử Ngọc phủ. Trần Diệp Hàn nói ra, Tử Yên, ngươi phải tin tưởng ta. Đến Hồ Trường Xuân loại đến tuổi này, bất luận cái gì dục vọng cũng không bằng hắn sống sót dục vọng. Ta có thể vì ngươi đi chết, đó là bởi vì ta yêu ngươi loại dục vọng này siêu việt sinh tử. Thế nhưng là hắn không có loại dục vọng này. Tử Yên khuôn mặt lại là đỏ lên nói đừng nói chết a à chết. Trần Diệc Hàn nắm chặt tử yên tay nói ra là quân là ta cùng ta cha sinh tử đại địch hắn nếu không chết ta cùng ta cha còn có mình hay cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Dưới mắt đây là quan trọng một lần lần này nếu không thể giết hắn lại muốn giết hắn chính là khó. Khí vận là này lên kia xuống dưới mắt tuy nhiên vận khí ta tốt qua hắn nhưng nếu là ta lại như lúc trước hắn mấy lần không giết chết được ta nói như vậy bất định đem đến khí vận lần nữa nghiêng ta khó tránh khỏi liền sẽ thua ở trên tay hắn hắn đối với ta càng thêm hận thấu xương hắn mẫu thân đã từng câu dẫn phụ thân ta tức chết mẫu thân của ta cho nên phụ thân ta đối hắn mẫu thân chưa bao giờ có sắc mặt tốt hắn từ nhỏ thì hận ta cùng phụ thân ta tử yên nói ra cái này vốn là hắn mẫu thân không đúng lại có thể nào oán niệm được ngươi trần diệc hàn nói ra những thứ này lại đều không nói ta cùng hắn ở giữa ân hoán đã tăng lên đến tu tiên giới, chúng ta tu tiên giới ở giữa ân hoán, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Ta cho dù không phải vì ta cùng phụ thân ta, chính là vì có thể một mực bồi tiếp ngươi. Ta cũng muốn đem hắn cho giết. Tử Yên nhất thời trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đi làm. Trần Diệc Hàn nói ra, ngốc nhà đầu, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, vĩnh viễn không biết. Ta hội một mực thủ hộ ngươi, cùng với ngươi. Tử Yên đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, sau đó dựa sát vào nhau đến Trần Diệp Hàn trong ngực. Trần Diệp Hàn nói tiếp, ta hoài nghi, hắn hư hư thực thực, bắt ngươi là người thứ nhất hư chiêu, đi đoạt thủy nguyệt động thiên là cái thứ hai hư chiêu. Mà hắn tránh thức mục đích, vẫn là muốn đến bắt ngươi. Hắn để cho ta đoán được cái thứ nhất hư chiêu, cho là ta hội chắc chắn hắn đi đoạt thủy nguyệt động thiên. Mà trên thực tế, hắn vẫn là muốn bắt ngươi tử yên nhất thời liền bị trần diệc hàn quấn có chút choáng nói ra tựa hồ quá phức tạp một số trần diệc hàn nói ra ta nói qua là quần ý đổ xấu là nhiều nhất hắn đem hư hư thực thực chiêu số sớm đã chơi lô hỏa thuần thanh bất quá lần này ta mặc kệ hắn là muốn đoạt lấy thủy nguyệt động thiên vẫn là muốn đến bắt ngươi chỉ cần hắn lần nữa tiến đến ta tuyệt đối sẽ không lại cho hắn còn sống ra ngoài cơ hội vậy ngươi định làm như thế nào tử yên lập tức hỏi trần diệc hàn nói ra chúng ta bây giờ muốn làm là giả ý tin tưởng hồ trường xuân sau đó tại đêm nay nửa đêm về sáng ngươi sẽ giả bộ đi trong suối nước nóng tắm rửa ngươi đi trong suối nước nóng tắm rửa là gửi đi cái thứ nhất tín hiệu đến lúc đó ta để lưu lão cùng triệu lão ở bên ngoài trông coi lúc này hồ trường xuân hội làm bộ đi đem la quân cho vận đưa vào trên thực tế lúc này la quân khẳng định không phải đi thủy nguyện động thiên mà chính là để Hồ Trường Xuân tìm cơ hội để hắn chân thân lẻn vào đến trong ôn tuyền. Càng có lẽ, hắn hiện tại liền đã lặng lẽ lẻn vào đến trong ôn tuyền. Tử Yên bị kinh ngạc, nói ra, cái này giả dụ ta mặc quần áo đi tắm rửa, là quân khẳng định sẽ sinh nghi. Trần Diệc Hàn nói ra, cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần người hắn đã trong suối nước nóng, như vậy hắn chính là trong hũ chi nghẹn. Ta hội giấu ở người phòng bị tu di bên trong, Tuy nhiên người phòng bị tu di bên trong không có có không khí, nhưng nín thở chi thuật ta vẫn là sẽ. Chỉ cần hắn dám động thủ, như vậy ta ra bất ngờ liền muốn tính mạng hắn. Tử Yên nói ra, nhưng hắn vạn nhất thật phải đi lấy thủy nguyệt động thiên đâu. Trần Diệt Hàn nói ra, tại ngươi đi tắm rửa trước đó, ta sẽ đem thủy nguyệt động thiên thu tới tay bên trong tới. Tóm lại, mặc kệ hắn như thế nào tính kế, nhiều nhất chúng ta thất bại, nhưng hắn tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Tử Yên trầm ngâm một cái chớp mắt, lại là tinh tế suy nghĩ. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, tán thưởng nói ra, kế này rất hay. Lần này là quân tặc tử tuyệt đối là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, ngược lại lầm khanh khanh tánh mạng. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, hắn sau khi cười xong, trong mắt lóe lên hàn ý u quang. Đó là đối la quân một loại cực hạn hận ý. Ban đêm rất nhanh buông xuống, nửa đêm về sáng thời điểm, tử yên đến động phủ chủ trong sảnh, Nàng để Lưu lão cùng Triệu lão canh giữ ở bên ngoài động phủ. Sau đó nàng mặc quần áo bó đến trong ôn tuyền. Trần Diệp Hàn đã không thấy tung tích. Toàn bộ trong động phủ đều tràn ngập một loại không khí quỷ quái. Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân vốn phải là trên giường nghỉ ngơi, trên thực tế, Trịnh lão là tại hợp tác với Hồ Trường Xuân, Hồ Trường Xuân là cần làm bộ đem La Quân vận chuyển đến Thủy Nguyệt động thiên bên trong đi a. Đây là La Quân kế hoạch, cũng là Trần Diệp Hàn kế hoạch. Hồ Trường Xuân hướng Thủy Nguyệt Động Thiên bên kia đi, Trịnh lão trong bóng tối theo ở phía sau. Trận này đại hí kéo ra, đến cùng ai là hoàng tước đã phân không rõ lắm. Thủy Nguyệt Động Thiên như thật như ảo, dù cho Thủy Nguyệt Động Thiên đã bị lấy đi, nhưng cũng là nhìn không quá đi ra. Hồ Trường Xuân đem một cái phòng bị tu di phóng tới cái kia vốn là thả Thủy Nguyệt Động Thiên địa phương, không sai sau đó xoay người ngay lập tức rời đi. Sau đó, Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân hợp thành hợp lại cùng nhau. Trịnh lão cười lạnh một tiếng, nói ra, thiếu chủ đã chuẩn bị kỹ càng thủy nguyệt động thiên, chỉ cần tặc tử một khi tiến vào thủy nguyệt động thiên nơi trọng yếu, thiếu chủ lập tức phát động thủy nguyệt động thiên, giết chết cái này tặc tử. Hắn đón đến, còn nói thêm, hồ lão, thiếu chủ mệnh ngươi làm xong việc này về sau, lập tức đi phòng khách chính thủ hộ tử yên tiểu chủ nhân. Thiếu chủ vẫn là lo lắng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi này có ta cùng thiếu chủ tại thì đầy đủ. Hồ Trường Xuân gật đầu, Đối đãi Hồ Trường Xuân sau khi đi, Trịnh lão lập tức tới gần Hồ Trường Xuân chỗ thả phòng bị tu di, hắn tìm kiếm bên trong, bên trong đồng dạng cũng là một đầu rắn nước. Trịnh lão trong mắt lóe lên hàn quang, hắn thầm nghĩ, Hồ Trường Xuân, người quả nhiên là thực xui xẻo phản tiểu chủ nhân. Sau đó Trịnh lão lập tức dựa vào nguyên thần truyền ý cùng Trần Diệp Hàn liên hệ, loại này nguyên thần truyền ý là trước kia thì định tốt tín hiệu ngọn nguồn, cho nên có thể đầy đủ ở trong ý thức trò chuyện loại này tín hiệu ngọn nguồn không thể bền bỉ nhưng là cũng rất khó bị hắn người phát hạ thiếu chủ hồ trường xuân quả nhiên là quỷ hắn chỗ thả phòng bị tu di bên trong căn bản không có la quân trần diệc hàn trong lòng nhất thời vô cùng sát ý bay lên hắn cười lạnh một tiếng âm thầm nói ra la quân người tự phụ thông minh lần này ta nhìn ngươi còn không chết tử yên cứ như vậy mặc lấy quần áo bó trong suối nước nóng ngâm dạng này ngâm trong bồn tắm tự nhiên là không thoải mái nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, vì trợ giúp Trần Diệc Hàn, nàng phải nhịn nhịn đi xuống. Nàng thực cũng rất khẩn trương, luôn cảm giác là quân hội tùy thời bạo khởi. Nhưng là, thời gian lại tại từng giây từng phút trôi qua. Là quân Thủy Trung đều chưa từng xuất hiện. Nửa giờ đi qua, là quân chưa từng xuất hiện. Một giờ đi qua, là quân vẫn là không có xuất hiện. Trần Diệc Hàn rốt cục kìm nén không được, hắn theo phòng bị tu di bên trong chui ra khi hắn theo trong suối nước nóng nhô ra lúc tử yên hoảng sợ kêu to một tiếng kém chút thì hướng trần diệc hàn xuất thủ là ta tử yên trần diệc hàn nói gấp tử yên sắc mặt có chút trắng bệch vũ khí mờ mịt bên trong nàng khuôn mặt như ẩn như hiện ngươi làm sao đi ra trần diệc hàn lạnh giọng nói ra chắc là cái này ác tặc tính cảnh giác rất cao sau cùng phát hiện không đúng từ bỏ kế hoạch này không phải vậy lời nói hắn kế hoạch này là binh quý thần tốc không có khả năng trì hoãn lâu như vậy tử yên cảm thấy trần diệc hàn lời nói có đạo lý nàng nói ra chúng ta đi lên trước lại nói trần diệc hàn gật gật đầu về sau tử yên liền đi đổi quần áo sạch đi ra tiếp lấy chính là tam đường hội thẩm tử yên trần diệc hàn còn có triệu lão lưu lão trịnh lão toàn bộ thẩm vấn hồ trường xuân một người hồ trường xuân trần diệc hàn ánh mắt phát lạnh liền ngay tại chủ trong sảnh Trần Diệc Hàn nghiêm nghị nói ra, ngươi còn có cái gì dễ nói. Hồ Trường Xuân nhất thời không hiểu ra sao, nói ra, oan uổng a, à, thiếu chủ, lão nô lại phạm cái gì sai. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, Hồ Trường Xuân, đến giờ này khắc này, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi là cho là chúng ta đều là kẻ ngu sao? Hồ Trường Xuân nói ra, lão nô thật tại không biết vì cái gì, cái kia La quân tạc tử là sao chưa từng xuất hiện nhưng hắn thật là như thế theo lão nô kế hoạch oan uổng a à, thiếu chủ cái kia tặc tử không quyền không thế bây giờ mắt thấy là phải nhật lạc tây sơn lão nô liền xem như nghĩ không ra nữa cũng sẽ không cùng hắn đến hùn vốn hãm hại tiểu chủ nhân cùng thiếu chủ ngài a à. tử yên nhất thời có chút do dự nàng hướng trần diệt hàn nói ra diệt hàn có lẽ hồ lão sư thật không biết bên trong nội tình người nhìn la quân không phải cũng không có ở ao suối nước nóng bên trong xuất hiện sao trần diệc hàn nói ra không có khả năng hắn sau đó ánh mắt như điện nhìn về phía hồ trường xuân nói ra hồ trường xuân ta biết ngươi là bị la quân chỗ bức ngươi là tử ngọc tiên phủ lão thần tử yên cùng ngươi là có cảm tình nàng đưa ngươi coi như trưởng bối cho nên cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi là có quỷ ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi thẳng thắn tất cả mọi chuyện như vậy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi vẫn là muốn cùng ta đùa nghịch quỷ mưu toan ngụy biện lừa dối vượt qua kiểm tra như vậy ngươi cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình hồ trường xuân quỳ đi xuống hắn chỉ thiên thề nói ra nếu như lão nô nói có nửa câu hư giả nguyện bị trời đánh ngũ lôi nếu là thiếu chủ không tin lão nô ngài thì giết lão nô đi nhưng là lão nô chỉ hy vọng một sự kiện cái kia chính là lão nô sau khi chết tiểu chủ nhân phải tin tưởng lão nô trong sạch lão nô trước kia bất quá là cái đứa chăn trâu nếu không phải lão chủ nhân làm sao có thể có hôm nay tiểu chủ nhân càng là lão nô nhìn lấy lớn lên lão nô có thể chết nhưng lão nô tuyệt không nguyện ý vác một cái phản bội tử ngọc tiên phủ ô danh tốt trần diệt hàn giận tím mặt nói ra hồ trường xuân người có đủ cốt khí vậy ta liền thành toàn ngươi liền giết ngươi toàn ngươi trong sạch chờ một chút đúng lúc này tử yên còn có trịnh lão triệu lão lưu lão cơ hồ là đồng thời mở miệng tử yên nói ra diệt hàn hiện tại xác thực còn không có chứng cứ chứng minh hồ lão là nội ứng, mà lại, cho dù hắn là nội ứng, vậy cũng nhất định là bất đắc dĩ. Nếu như người thật tại không tin được hắn, đuổi hắn đi là được rồi. Nhưng người tuyệt không thể giết hắn. Tử Yên lần này thái độ là tuyệt đối cường ngạnh. Hồ Trường Xuân cúi đầu xuống. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn là tràn ngập ái náy. Hắn bán tiểu chủ nhân, nhưng tiểu chủ nhân lại một mực đang để bảo toàn hắn. Trịnh lão, còn có triệu lão lưu lão liền cũng cùng một chỗ nói ra đúng vậy a à, thiếu chủ trần diệt hàn chăm chú nhìn hồ trường xuân hắn giống là muốn thì như vậy đem hồ trường xuân xem thấu sau một hồi khá lâu hắn liền nói ra cơ hội ta đã cho ngươi hiện tại mọi người cũng đều nguyện ý tin tưởng ngươi vậy thì tốt ta cho ngươi một cơ hội nếu như ngày sau ngươi thật có phản bội chúng ta sự tình đến lúc đó mặc kệ ai vì ngươi cầu tình ngươi liền đều là không chết không thể Hồ Trường Xuân lập tức liền nói ra, cảm ơn thiếu chủ. Chuyện này, liền thì như vậy đi qua, Trần Diệt Hàn cùng Tử Yên cũng không ở cùng một chỗ, hắn có chính mình thạch thất. Trần Diệt Hàn tại chính hắn trong thạch thất ngồi xếp bằng, đau khổ suy nghĩ, đến cùng La Quân là phát giác được không đúng, không có đến đây, vẫn là bên trong có ẩn tình khác đâu. Trần Diệt Hàn cảm thấy, trong này hư thực kế sách, hắn đều muốn mấy lần, không có khả năng lại có ẩn tình. Như vậy xem ra, chính là la quân tính cảnh giác quá cao. Hắn phát giác mình đã phát giác được hắn quỷ kế, bởi vậy lâm thời cải biến kế hoạch. Đúng lúc này, tử yên đến đây. Diệt hàn, tử yên một bộ quần màu đen, tinh xảo xương quai xanh lộ ở bên ngoài, nàng là xinh đẹp như vậy mà yêu nhã. Tử yên, chân diệt hàn nhìn thấy tử yên, nhất thời đầy bụng nhu tình. Hắn đối tử yên cũng không phải hư tình giả ý, dạng này như tử, nam nhân kia cũng sẽ không yêu đây trần diệc hàn cũng không phải ý chí sắt đá đối với bất kỳ người nào đều vô tình ác độc hắn đối phụ thân hắn kính yêu cùng cực lại thêm tử yên là cái xinh đẹp có khí chất nữ hài mà lại tu vi lại cao vẫn là danh môn xuất thân cùng trần diệc hàn xem như môn đăng hộ đối trần diệc hàn không có đạo lý không thích tử yên hắn đối tử yên tình là thật nhưng về phần về sau sẽ như thế nào đây là ai đều nói không chừng sự tình nam nhân tại khi chưa kết hôn yêu phía trên một nữ nhân, thề non hẹn biển tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Mà tại sau khi kết hôn chán ghét, lại khắc tìm người khác, lòng này cũng là thật biến. Tử Yên đi vào Trần Diệc Hàn trước mặt, nàng ôn nhu nói, Diệc Hàn, người không có giận ta à? Sao lại thế? Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi là tâm địa thiện lương nữ hải tử, Hồ Trường Xuân đi theo ngươi nhiều năm, ta có thể hiểu được ngươi. Hồ Lão là nhìn ta lớn lên, Tử Yên nói ra, mà lại, mặc kệ hắn như thế nào, vậy cũng là thân bất do kỳ. Coi như hắn phản bội, vậy cũng không thể trách hắn. Dù sao, người nào lại không tiếc mệnh đây? Trần Diệt Hàn nói ra, không sai, người nói có đạo lý. Tử Yên nói ra, có điều ngươi nếu là không yên lòng hồ lão, ta có thể cho hồ lão tạm thời rời đi. Trần Diệt Hàn nói ra, cái kia cũng không cần thiết, mặc kệ hồ trường xuân là thật tâm hay là giả dối ta đều cảm thấy đem hắn đặt ở ta không coi vào đâu muốn tới yên tâm một số. Tử Yên gật gật đầu. Trần Diệc Hàn nói ra, có điều ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, không muốn đơn độc cùng Hồ Trường Xuân ở chung. Ta đã hiểu được, là quân nhiệm vụ thời gian là một tháng. Chỉ cần trong một tháng, hắn mang không đi ta, như vậy hắn tự nhiên sẽ bị tinh chủ xử lý. Cho nên, dưới mắt lo lắng người hẳn là La Quân. Tử Yên nói ra, ừm, nàng tiếp lấy còn nói thêm, hôm nay là quân thế mà hai bên đều chưa từng xuất hiện, người này tính cảnh giác rất cao. Trần Diệc Hàn nói ra, đó là tự nhiên, hắn từ nhỏ đã tại chiến hỏa bên trong lớn lên, là cái ưu tú thợ săn. Thợ săn tính cảnh giác là cực cao. Tử Yên trầm ngâm nửa ngày, nói ra, không biết là quân cái này ác tặc bước kế tiếp hội làm thế nào. Trần Diệc Hàn nói ra, hắn bây giờ mất đi ngoại viện, mặc kệ hắn làm thế nào, chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, hắn liền vô kế khả thi. Thời gian trôi qua càng nhiều, hắn liền sẽ càng bối rối. Càng bối rối, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Tử Yên nói ra, bất quá, hắn là chúng tinh điện người, giết hắn, lại sẽ có hay không có phiền phức. Cái này sẽ không, Trần Diệt Hàn nói ra, là quần trước đó giết không ít chúng tinh điện người, hắn đồng dạng không có việc gì. Ta kết quả xấu nhất chính là cũng đến chúng tinh điện đi. Tử Yên nói ra, nếu là người đi, Ta liền cùng đi với ngươi." Trần Diệc Hàn lập tức nói, khó mà làm được, nguy hiểm sự tình, một mình ta đến liền tốt. "Cái này không có thương lượng." Tử Yên nhìn lấy Trần Diệc Hàn uy nghiêm ánh mắt, liền biết hắn là thật tâm yêu thương chính mình, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhu tình tràn đầy dựa sát vào nhau đến Trần Diệc Hàn trong ngực. Thời gian là một ngày lại một ngày trôi qua. Trần Diệc Hàn một mực đều đang đợi La Quân xuất hiện, nhưng La Quân cũng một mực chưa từng xuất hiện hồ trường xuân càng là trung thực cực kỳ không có bất kỳ cái gì dị động cái này ngược lại làm cho trần diệc hàn có chút xem không hiểu nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy đem chính mình đổi thành la quân đó cũng là vô kế khả thi a à. có lẽ hắn là tại đi nhờ người ngoài nhưng hôm nay hắn có thể mời đến người nào mời tu la đại đế sao trần diệc hàn âm thầm tính toán nếu là tu la đại đế đến đây trần diệc hàn hiển nhiên sẽ rất bị động nhưng tu la đại đế là la quân mời được đến sao? Trần Diệc Hàn cũng không có khắp nơi chạy trốn, hắn bây giờ không có chạy trốn tất yếu, chính là ở chỗ này, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần đến không phải tu la đại đế như thế bá chủ, hắn căn bản không có sợ hãi tất yếu. 10 ngày đi qua, 20 ngày đi qua, 25 ngày đi qua, 29 ngày đi qua. Ngày mai sẽ là la quân mang ta về chúng tinh điện kỳ hạn chót. Trần Diệc Hàn nói với Tử Yên, lúc này, hắn rất có thể sẽ cho cùng rứt dậu, cho nên chúng ta muốn phá lệ chú ý. Tử Yên gật đầu, nói ra, ừm, chúng ta thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy hắn đến, nhìn hắn có thể có thủ đoạn gì. Trần Diệt Hàn mỉm cười, nói ra, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta vị này đại ca tốt lần này có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Vào lúc ban đêm, La Quân xuất hiện. Hắn tại ngoài động quát to, Trần Diệt Hàn, đi ra trần diệc hàn cùng tử yên trong lòng hơi động lập tức liền mang theo đại bộ đội đi ra trần diệc hàn cùng tử yên cùng một chỗ trịnh lão lưu lão triệu lão hồ trường xuân theo ở phía sau lúc này là buổi xế chiều trời chiều in nhuộm lấy đỉnh núi chân trời dáng chiều như máu trói lọi la là quân làm theo một thân trường sam màu đen hắn khuôn mặt tiều tụy trên mặt vằn vện tiêm máu ta đại ca tốt ta đi ra người muốn thế nào Trần Diệc Hàn cười lên ha hả, khi hắn nhìn thấy La Quân bộ dáng này lúc, trong lòng của hắn bốc hơi ra nói không nên lời khoái ý tới. La Quân nhìn về phía Trần Diệc Hàn, hắn ánh mắt đỏ như máu một mảnh, Trần Diệc Hàn, coi như là ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không theo ta đi chúng tinh biện. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, xem ra ngươi thật sự là cùng đường mặt lộ, thế mà lại đưa ra ngây thơ như vậy yêu cầu tới. Không thể, đương nhiên không thể. Mặc kệ như thế nào, ta đều là người thân đại ca la quân nói ra người thật muốn làm như thế tuyệt sao trần diệc hàn trong mắt lóe lên hàn quang hắn nói ra người đại khái là quên người khi đó là thế nào đối với ta nếu không phải mệnh ta lớn ta đã sớm một mệnh ô hô người bây giờ thế mà có ý tốt hướng ta cầu tình ta cùng ngươi ở giữa sớm đã không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói ta tin tưởng hôm nay chúng ta thân phận đổi người cũng sẽ không bỏ qua ta La quân gục đầu xuống, hắn nói ra, nói cách khác, mặc kệ ta làm sao cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không giúp ta. Trần Diệc Hàn nói ra, vốn là ta là muốn giết ngươi, có điều nhìn ngươi bây giờ giống như chó mất chủ, ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Ha ha ngươi đi đi. La quân nói ra, đi, đi cũng là khó thoát bị băng phong hạ tràng. Đó là ngươi sự tình, Trần Diệc Hàn lạnh lùng nói ra. La quân nói ra, coi là thật không để ý tới huynh đệ chi tình. Cho cười chúng ta khi nào là huynh đệ trần diệc hàn nói ra la quân nói ra trần diệc hàn trần diệc hàn sau đó bỗng nhiên tà mị cười một tiếng nói ra bất quá ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta học một ít chó sủa làm cho ta hài lòng ta có lẽ có thể ta cùng ngươi liều la quân nghe vậy giận tím mặt ngay vào lúc này la quân xuất thủ hắn đem thiên địa pháp tướng đại hắc đan trong nháy mắt tế ra oanh cái kia đại hắc đan thiểm điện oanh sát hướng Trần Diệc Hàn. Tử Yên lập tức liền tế ra La Thiên Cung, Trấn Thiên Tiến. Trấn Thiên Tiến lôi đình thiểm điện bắn giết mà ra. Ngay vào lúc này, đại hắc đan đột nhiên biến mất. La Quân sử dụng nhân hoàng kính trực tiếp thoáng hiện đến Tử Yên sau lưng. Còn biết cho ngươi cơ hội sao? Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, liền ngăn tại Tử Yên trước mặt. Tiếp theo, thiên đạo binh phù tế ra. 9 tầng quân lệnh, Chảm lập quyết trần diệt hàn chợt quát một tiếng hắn thiên đạo binh phù tế ra kim sắc binh phù bộc phát ra cuồn cuộn vô cùng binh lực đi ra giống như thiên quân vạn mã lao nhanh trong nháy mắt hóa thành một ngụm cự đao hướng phía la quân chém giết mà đến la quân cấp tốc lấy nhân hoàng kính mau né lần này là quân né tránh đến trần diệt hàn sau lưng trần diệt hàn biến hóa càng nhanh là quân nhất động hắn lập tức cũng liền xoay người đang đối mặt lấy la quân mà lại cái kia to lớn binh đao vẫn còn đang hướng la quân chém giết mà đến cái này chín tầng quân lệnh là trực tiếp khóa chặt la quân chân thân mặc kệ la quân như thế nào biến hóa la quân đều chuồn tránh không khỏi to lớn thần đao tốc độ như điện lực lượng như núi tinh thần bất hủ thần trong đao ẩn chứa vô cùng bừng bừng sát ý dạng này lực lượng khủng bố đến không thể tưởng tượng cấp độ la quân liền biết mình tuyệt đối không tiếp nổi một đao kia chiến nô đều không tiếp nổi hắn làm sao tiếp được tới. Ngay vào lúc này, trong nguy cơ, Hồ Trường Xuân đột nhiên xuất thủ, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, đột nhiên thiểm điện hướng Trần Diệp Hàn hậu tâm nhất trường bổ tới. Lần này phát động, vội vàng không kịp chuẩn bị, tấn mãnh như điện. ầm um, Trần Diệp Hàn trở tay nhất trưởng hướng Hồ Trường Xuân bổ tới. Hai cỗ trưởng lực oanh sát cùng một chỗ, Hồ Trường Xuân bạch 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 rời khỏi mấy bước, sắc mặt hắn một mảnh trắng bạch. Ha ha! Trần Diệc Hàn cất tiếng cười dài, "Hồ Trường Xuân, ta liền biết ngươi có quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị ngươi sao?" Tiếp lấy lại nói với La Quân, "Ta đại ca tốt, ngươi cái này được ăn cả ngã về không, thật coi ta." Ầm, uhm, ngay tại Trần Diệc Hàn cười lạnh liên tục, đắc chí vừa lòng thời điểm, cái kia Trịnh lão bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động nhất trưởng khác ở Trần Diệc Hàn trên lưng. Phốc, Trần Diệc Hàn mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi ra ngoài. La quân vốn để ngăn cản chẳng nhiều chín tầng quân lệnh thần đao cũng lập tức tán đi. Tử Yên cùng lưu lão còn có triệu lão không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhưng bọn hắn còn không kịp phản ứng. La quân xuất thủ lại là càng nhanh, hắn dựa vào nhân hoàng kính, thân hình lóe lên, liền đến Trần Diệt Hàn trước mặt. Hắn một thanh liền đem Trần Diệt Hàn vì trí hiểm yếu bóp lấy, sau đó mang theo Trần Diệt Hàn phiêu thối ra 30 mét bên ngoài hiện trường này biến cố thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị cùng khó có thể tưởng tượng trần diệc hàn chính là rơi vào la quân trong tay tử yên vừa kinh vừa sợ nói trịnh lão hồ lão các ngươi trịnh lão gục đầu xuống hồ trường xuân cũng cảm giác hổ thẹn nói ra tiểu chủ nhân chúng ta đối với ngài cũng không hài lòng chỉ là chúng ta bị la quân công tử chế trụ nếu như không tuân với hắn chỉ có một con đường chết nhưng la quân công tử cũng đã đáp ứng ta cùng trịnh lão, tuyệt sẽ không tổn thương tiểu chủ nhân ngài. Huống chi, la quân công tử mục đích chỉ là mang thiếu chủ về chúng tinh điện, mà không phải lấy tính mệnh của hắn. Mời tiểu chủ nhân tha thứ ta cùng trịnh lão tham sống sợ chết. Vì cái gì, ngay vào lúc này, Trần Diệt Hàn càng không rõ ràng. Không hiểu tại sao mình lại bại. Ta vẫn luôn tại giám sát trong động tình huống, người căn bản không có khả năng có cơ hội đến suối dục trịnh lão. Ngươi đến cùng là lúc nào ra tay, Trần Diệt Hàn không cam tâm khàn giọng chất phấn. La quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Diệt Hàn, người đại khái là tự nhận là ngươi rất lợi hại thông minh. Nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho rằng ta mục tiêu là tử yên, hoặc là thủy nguyệt động thiên sao? Sai, từ vừa mới bắt đầu, ta mục tiêu cũng là ngươi. Ngươi hoài nghi hổ lão, hoài nghi ăn cắp thủy nguyệt động thiên là ngụy trang ngươi cho rằng ta tránh thức mục đích là tử yên thực sai ngày nào hồ lão là thật mang ta đến thủy nguyệt động thiên bên trong nhưng ta sớm đoán được ngươi sẽ đem thủy nguyệt động thiên lấy đi bởi vì ngươi tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy mà lại ta cũng biết ngươi khẳng định sẽ khiến người ta theo hồ lão khi ta nhìn thấy bên ngoài chờ đợi chỉ có triệu lão cùng lưu lão lúc ta liền biết kế hoạch đã thành công ngày đó hồ lão trên thân còn có một cái phòng bị tu di trịnh lão đi thăm dò nhìn là khoảng không hắn cha sau khi xem xong, liền báo cáo cho ngươi. Sau đó ngươi thì an tâm giấu ở tử yên phòng bị tu di bên trong chờ đợi. Thì vào lúc đó, hồ lão thừa dịp cái này khe hở cùng ta hùn vốn chế trụ trịnh lão. Trịnh lão hôm nay nếu như không muốn chết, duy nhất đường cũng là giúp ta chế trụ ngươi. Không phải vậy lời nói, hắn cùng hồ lão liền đều là một con đường chết. Thì ra là thế, Trần Diệp Hàn nghe xong không khỏi kinh hãi vô cùng, ta muốn vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng, người thế mà mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn ta. Ta nếu là nghĩ đến, người trực tiếp mục tiêu là ta. Ta nhất định có thể nghĩ đến cái này bên trong nguyên do. Là quân, ván này tính người thắng. Là quân nói ra, người khí vận coi như mạnh hơn ta lại như thế nào, thần đế năm đó không có chút nào khí vận, lại là tứ đế đứng đầu. Ta trước kia có thể ngăn chặn ngươi, về sau một dạng càng là có thể ngăn chặn ngươi. Trần Diệc Hàn trầm mặc đi xuống sau một lúc lâu nói ra, có thể ngươi tại sao muốn các loại nhiều ngày như vậy? La Quân nói ra, nếu không phải các loại nhiều ngày như vậy, ngươi sao sẽ tin tưởng ta là thật cùng đường mặt lộ, như thế nào buông lỏng cảnh giác đâu? Hôm nay đến, chính là muốn để ngươi buông lỏng cảnh giác, cho là ta không có có hậu thủ. Tốt, ngươi tâm tư kín đáo, ta không bằng ngươi. Trần diệc Hàn nói ra, ta tùy ngươi đi chúng tinh điện là được. La Quân nói ra, hiện ở cái này chứng cũng không thể tính như vậy. Mời ngươi đi lúc ngươi không đi, hiện tại có thể không phải do ngươi. Ngươi muốn thế nào? Trần Diệc Hàn hỏi. La Quân nói ra, ta đại la tiên đằng trả lại cho ta. Trần Diệc Hàn nao nao, cơ hồ không có chút gì do dự giao ra đại la tiên đằng hạt giống. La Quân nói ra, còn có thiên đạo binh phù, thủy nguyệt động thiên, toàn bộ giao ra. Tử Yên sắc mặt đột biến. Trần Diệc Hàn lại là cười ha ha, Hắn nói ra, người muốn thiên đạo binh phù sợ là không thành. Ta đã đem thiên đạo binh phù cùng ta tự thân hòa làm một thể, người muốn đem thiên đạo binh phù cướp đi, trừ phi người đem ta giết. Là quân lập tức liền sông Hồ Trường Xuân nói ra, Hồ Lão, là thế này phải không? Hồ Trường Xuân nói ra, thiên đạo binh phù một mực không ai có thể khởi động, nhưng diệt hàn thiếu chủ thật là khởi động binh phù. Còn có phải hay không dung hợp lại cùng nhau, thuộc hạ cũng không rõ ràng. La Quân cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra: "Hồ lão, Trịnh lão, phản chủ sự tình như là đã làm, muốn lại trở lại lúc ban đầu là không thể nào. Các ngươi thì đi theo ta đi, đến cho các ngươi Tử Yên tiểu chủ nhân, ta xem các ngươi mặt mũi, cũng không cần nàng bảo bối." "Công tử." Hồ Trường Xuân đột nhiên quỳ đi xuống, hắn nói ra: "Có thể mời công tử đem Thủy Nguyệt động thiên đặt ở Tử Ngọc Tiên phủ bên trong, đây là tiểu chủ nhân an thân lập mệnh đồ, vật a." chúng ta nhận được lão chủ nhân hậu ái mới có hôm nay, vô luận như thế nào, cũng không muốn để tiểu chủ nhân cảnh già thê lương. Nếu là bởi vì thuộc hạ nguyên nhân hại tử Ngọc Tiên Phủ mất đi Thủy Nguyệt Động Thiên, thuộc hạ Vĩnh Sinh khó có thể bình an. Được, ta đáp ứng ngươi, là quân trực tiếp đáp ứng Hồ Trường Xuân, hắn tiếp lấy thì đối Trần Diệt Hàn nói ra, lời nói ngươi nghe được. Thủy Nguyệt Động Thiên còn không lưu lại đến. Trần Diệt Hàn cũng là không đi hồ đồ, liền nói ra, tốt. Tiếp theo, hắn liền đem cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên lấy ra. La Quân cũng liền thấy rõ ràng Thủy Nguyệt Động Thiên, cái kia Thủy Nguyệt Động Thiên là một vòng ngân nguyệt, ngân nguyệt bên trong có thủy quang lưu động. Tử Yên khẽ vươn tay, liền đem Thủy Nguyệt Động Thiên thu nhập đến phòng bị tu di bên trong. Như thế về sau, La Quân thì hướng Trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân nói ra, chúng ta đi. Hồ Trường Xuân cùng Trịnh lão liền thì hướng Tử Yên quỳ xuống, tiếp lấy bái biệt. Tử Yên trong mắt lệ quang chấp động, lại trung quy là không nói gì. Triệu lão cùng lưu lão cũng là thần sắc phức tạp, sự tình phát triển đến tận đây là bọn họ ý không ngờ được, cũng thì không muốn thấy, bọn họ cũng càng là không tốt đi của trách hồ trường xuân cùng trịnh lão. Bởi vì nếu như đổi chỗ mà xử, bọn họ cũng chưa chắc muốn so hồ trường xuân cùng trịnh lão tới cao thượng. Tử Yên sau cùng lại là nhìn về phía Trần Diệp Hàn, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Ta không có việc gì, Tử Yên, người chờ ta trở lại trần diệc hàn an ủi tử yên tử yên dưng dưng gật đầu nói ra ta hội một mực chờ ngươi như thế về sau la quân thì nói một tiếng đi tiếp lấy liền đem trần diệc hàn kẹp ở dưới xương sườn sau đó ngồi lên hắc liên ngai vàng xông lên trời trịnh lão cùng hồ trường xuân bái biệt tử yên cũng theo bay đi la quân cũng không có mang theo trần diệc hàn về thiếu uy phủ mà chính là mang theo đến một cái khác vắng vẻ trong núi đến cái kia trong núi La Quân mới đưa Trần Diệc Hàn cho ném xuống đất. Hắn mặt lộ dữ tợn, tiến lên ba ba lưỡng nhĩ quang thì hung hăng quất vào Trần Diệc Hàn trên mặt. Vừa mới không cùng ngươi rông dài, là ta không muốn tại tử yên trước mặt hung hăng đánh ngươi. Miễn cho nàng khởi sướng điên đến, tất cả mọi người khó làm. La là Quân trong mắt sát khí đằng đằng. Sau đó, trịnh lão cùng Hồ Trường Xuân cũng chạy tới. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn cảm thấy sâu đậm nhục nhã. Trần Diệc Hàn, là quân nghiến răng nghiến lợi, nói ra, người khi đó đối Linh Nhi làm sự tình, ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Việc này, sẽ không thì dễ dàng như vậy đi qua. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, ta thật cũng không dám giết ngươi. Giết ngươi lại như thế nào, nếu không nhiệm vụ lần này thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ta sẽ không chết. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngươi thường xuyên gọi ta đại ca tốt, hôm nay ta thì đến cấp ngươi thật tốt làm một lần đại ca. La Quân nói theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một cái dây lưng, nói ra, ta cái này làm đại ca, liền hảo hảo giáo huấn một cái người tên xúc sinh này. Để ngươi biết phải làm sao người. Nói xong, La Quân liền cầm lên dây lưng hướng Trần Diệt Hàn trên mặt hung hăng rút đi. Ba, Trần Diệt Hàn mặt vốn là bị đánh thành đầu heo, lần này rút đi, lại là vết máu. La Quân có thể không khách khí, tiếp lấy thì dày đặc như mưa, thật theo quất xúc sinh một dạng, không ngừng quất Trần Diệt Hàn, Trần Diệt Hàn đau đến lăn lộn đầy đất, Trần Thiên Nhai không phải đưa ngươi coi như tâm can bảo bối sao. La quân cười ha ha, nói ra, hiện tại hắn thì phải làm thế nào đây, hắn hộ ngươi sao. Hồi lâu sau, Trần Diệt Hàn quần áo trên người đều bị quất đến lam lũ, trên người hắn toàn bộ đều là vết roi, vết máu loang lổ, đáng thương tới cực điểm. Công tử, Hồ Trường Xuân đều nhìn không đành lòng, nói ra, công tử, ngươi làm gì làm nhục như vậy hắn la quân lạnh giọng nói ra người biết cái gì hắn cùng ta vốn là cùng cha khác mẹ huynh đệ năm đó hắn bản sự mạnh hơn tại ta thời điểm chuyện thứ nhất cũng là chạy tới bức bách thê tử của ta đến cung cấp hắn nhục nếu không phải thần đế kịp thời đuổi tới sớm đã đúc xuống vạn cổ hận hắn nếu không phải huynh đệ của ta làm xuống việc như thế ta nhiều lắm là giết hắn nhưng hắn thế mà liền thân đại tẩu cũng dám khinh nhờn dạng này xúc sinh cái này Hồ Trường Xuân cùng trịnh lão không khỏi nghi người. Hồ Trường Xuân nói ra, công tử, người chuyện này là thật. La Quân lạnh giọng nói ra, giờ này khắc này, ta có cần phải cùng hai người các ngươi nói chút lời nói dối sao? Hồ Trường Xuân nao nao, hắn nghĩ, La Quân thật là không có nói sai lời nói tất yếu. Lão tử hôm nay liền đem người đánh chết tươi, La Quân sau đó lên cơn giận dữ, lại phải vung lên cây roi. Không muốn, không muốn Trần Diệc Hàn là thật bị đánh sợ, hắn đột nhiên quỳ ôm lấy La Quân chân nói, ca, ta sai, ta sai, không nên đánh ta. Lúc này Trần Diệc Hàn, đáng thương, bộ dáng cũng chật vật tới cực điểm, lại không là cái kia phách lối không ai bị nổi công tử ca. La Quân nộ khí lúc này mới thu liếm lại đi. Trên thực tế, Trần Diệc Hàn trong lòng cũng rõ ràng, La Quân trong lòng ngực có một ngụm ác khí. Nếu như hôm nay, hắn không quỳ xuống để xin tha, không phục cái này mềm, như vậy Trần Diệp Hàn biết, hắn thụ tra tấn thì vĩnh viễn sẽ không ngừng. Tại một lần kia giao đấu bên trong, Trần Diệp Hàn suýt nữa chết tại La Quân trên tay. Theo khi đó bắt đầu, Trần Diệp Hàn liền biết, chính mình cái này đại ca có thể cũng không phải cái gì kẻ ba phải, cái gì chính nhân quân tử. Người đại ca này cũng giống như mình, có có thù tất báo tính cách. Thiên đạo binh phù giao ra, ta mặc kệ ngươi làm sao dung hợp, hôm nay ngươi không giao ra được, Ta liền đem ngươi đánh chết. Là quân hung giữ nói ra. Trần Diệp Hàn đem chính mình quần áo xé mở. Hắn khóc nói ra. Ca, ta là thật không giao ra được. ngươi nhìn trên người của ta. Là quân cùng hồ trường xuân cùng trịnh lão nhìn sang. Cái kia thiên đạo binh phủ phủ văn thế mà toàn bộ đều in nhuộm tại Trần Diệp Hàn huyết nhục bên trong. Là quân sắc mặt chìm xuống. Hắn liền biết cái này thiên đạo binh phủ nhất định là không đoạt nổi tới. Súc sinh này ngược lại thật sự là thông minh dùng loại biện pháp này đến bảo trụ thiên đạo binh phù. Muốn đến hắn cũng biết, cái này thiên đạo binh phù là hắn an thân lập mệnh đồ, vật, một khi mất đi, chỉ sợ khí vận đều đi theo không có. Dưới mắt cho dù là chính mình giết hắn, nhưng cái này thiên đạo binh phù cũng không cách nào trở lại như cũ. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới mắt muốn xử trí như thế nào trần diệt hàn đâu. Giết hắn, lúc đó dẫn đến chính mình cùng Lam Tử Y bị băng phong một cái. Không giết, cho dù là đoạn hắn tay chân, lấy hắn tu vi, liền cũng có thể tay cụt mọc lại, không có tác dụng gì. Hủy bỏ hắn tu vi, là quân ám đạo. Hủy bỏ tu vi đến theo não vực tới tay, não vực nhất động, trần diệt hàn liền thành ngu mốc cùng người điên. Là quân thầm nghĩ, cái này có thể tuyệt đối không được, nếu là mang cho ngu mốc trở về, nhiệm vụ này cũng còn chưa xong thành. Tinh chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng cùng hắn chơi loại này chơi chữ khẳng định là nhóm lửa tự thiêu vạn nhất hắn đến cùng ta làm cái hạ mão uy đến lúc đó đóng băng một cái cái kia cũng không nhi nói rõ lý lẽ đi cái này một cái chớp mắt là quân tâm tư không ngừng chuyển đổi trên mặt liền cũng là âm tình bất định trần diệc hàn ở một bên càng là hãi hùng khiếp vía sau đó là quân xuất ra một bộ quần áo cho trần diệc hàn nói ra chính ngươi mặc lên đi ngày sau chúng ta cơ hội động thủ còn nhiều hận hoàn nghênh ngươi tìm đến ta báo thù yên tâm ta không kỳ vọng ngươi lưu thủ, bởi vì ta cũng sẽ không lưu thủ. Chúng ta đến lúc đó thì nhìn xem, đến cùng là ngươi đạo cao nhất xích, vẫn là ta ma cao nhất trượng. Đạo, ma, Trần Diệt Hàn nao nao, nói ra, ngươi là ma, ta là nói. Ngươi là tiểu ma tinh, là quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ta là ngươi càng lớn ma, ta lại so với ngươi ác hơn, càng ta, thẳng đến có một ngày đưa ngươi giết chết mới thôi. Ngươi ta ở giữa, ta chưa bao giờ dự định từng có bất luận cái gì thỏa hiệp, bao quát Trần Thiên Nhai, chúng ta không chết không thôi. Trần Diệt Hàn thân thể chấn động, nói ra, người hận chúng ta như vậy. Chẳng lẽ không nên hận sao? Là quân nghiêm nghị nói ra, hắn sau đó còn nói thêm, người đối với ta còn hận thấu xương, có thể ngươi như cùng ta đổi chỗ mà xử, người thì sao? Ngươi suy nghĩ một chút, lão tử có nên hay không hận các ngươi ra hai? Mẫu thân của ta làm gì sai? đó là trần thiên nhai say rượu thất đức cho dù mẫu thân của ta lại có không phải chẳng lẽ liền nên bị giết sao ta có lỗi gì ta sinh ra thì phải đối mặt mẫu thân bị phụ thân giết chết ta thì phải thừa nhận các ngươi hai người vũ nhục trần thiên nhai không phải thương yêu nhất ngươi sao cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho hắn nếm thử đến mất đi trí thân thống khổ trần diệc hàn trầm mặc đi xuống cho tới nay đối mặt la quân hắn đều là thuộc về cường thế một phương hắn cho là hắn cái này tiện nghi đại ca là uất ức, là cái kẻ ba phải. Nhưng trong mấy năm nay, hắn bắt đầu kiến thức đến la quân phong mang. Hắn theo ở sâu trong nội tâm, thế mà bắt đầu sinh ra một tia đáng sợ. Trần Diệc hàn thầm suy nghĩ, nếu là có thể làm lại từ đầu, ta tất nhiên không sẽ chọc cho phía trên hắn bực này cường địch. Chỉ là dưới mắt đến nước này, nói cái gì đều là muộn. Sau đó, là quân thiêu hủy ngọc giản trong tay hắn lại đối trịnh lão cùng hồ trường xuân nói ra ta tại trong hoàng thành có một tòa thiếu uy phủ các ngươi muốn đến đó sống yên ổn cũng là có thể nếu là muốn chính mình ra ngoài mưu cái sinh lộ ta cũng không ngăn trở chuyện ta đã băng linh đan tuy nhiên tại thân thể các ngươi bên trong nhưng các ngươi chỉ cần không đối địch với ta ta sẽ không lại nhiều làm tay chân tự do ta cho các ngươi làm sao tuyển cũng liền tại các ngươi hồ trường xuân cùng trịnh lão nhìn nhau hai người đồng thời nói ra Thuộc hạ về sau liền đi theo công tử, cuốc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Cũng không phải hai người này trời sinh ưa thích làm nô tài, mà chính là bây giờ loạn thế hưng khởi, mỗi cái thần thông giả đều thành bên trong lục bình. Bọn họ cũng phải tìm một chiếc thuyền lớn đến sống yên ổn lập mệnh. Sự thật chứng minh, vị này thiên mệnh chi vương càng thêm thông minh trí tuệ, cho nên, bọn họ cảm thấy đầu nhập vào La Quân cũng là lựa chọn tốt. La Quân nói ra, nếu như thế vậy các ngươi liền đi thiếu uy phủ ở tạm đi vâng công tử hồ trường xuân cùng trịnh lão nói ra về sau hồ trường xuân liền cùng trịnh lão khống chế nguyên thần bay đi hồ lão chúng ta về sau thật liền theo la quân công tử sao trịnh lão trên không trung cùng hồ trường xuân nói ra hồ trường xuân nói chúng ta trước đó không đều là nói qua cái này trần diệt hàn tuyệt không phải nhân hậu người sao ta nhìn la quân công tử tuy nhiên đối trần diệt hàn thủ đoạn độc ác nhưng thực cũng là trái tâm nhân hậu nếu như tâm hắn lưu giữ không tốt chính là tiểu chủ nhân La Thiên Cung còn có Thủy Nguyệt Động Thiên cũng khó có thể bảo trụ Trịnh Lão nói ra người nói cũng có chút đạo lý mà lại Trần Diệc Hàn thế mà lại đối với mình chị dâu đều có tàn niệm tiểu chủ nhân theo nàng không được chúng ta phải trở về cùng tiểu chủ nhân cảnh báo quên đi Hồ Trường Xuân nói ra Trịnh Lão chúng ta bây giờ đi về nói cái gì tiểu chủ nhân cũng sẽ không tin tưởng chúng ta tiểu chủ nhân hiện tại hận chúng ta tận xương đây. Trịnh lão nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đem nên làm một chút, cũng muốn theo triệu lão cùng lưu lão điện thoại cái. Tin hay không chúng ta, đó là tiểu chủ nhân sự tình. Hồ Trường Xuân nao nao, theo rồi nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy thì tốt, chúng ta về trước tử Ngọc Tiên Phủ một chuyến. Sau 10 tiếng, là quân mang theo Trần Diệp Hàn trở về tới chúng tinh điện. Tại tinh nhất điện bên trong, là quân chính thức giao nhận nhiệm vụ. Về sau, là quân nhận lấy tinh thạch, sau đó ra tinh nhất biệt. Còn Trần Diệt Hàn sẽ bị an bài thế nào, cái kia đã không cần là quân đến quan tâm. Là quân trước quay về thính đảo hiên bên trong gặp Lam Tử Y. Chính là buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi sáng. Lam tử y không có việc gì thì trong sân ngửi ngửi hoa nhi mùi thơm. Nàng mặc lấy tử sắc váy, thì như thế đứng tại trong bụi hoa, bộ dáng này, làm thật là khiến người ta lòng say ta trở về, La Quân nói ra. Lam tử y cũng không kinh ngạc, nàng ngồi thẳng lên, liền đi ra hoa viên, cũng nói ra, người tựa hồ có lời muốn cùng ta nói. La Quân nói ra, lần này đi bắt Trần Diệp Hàn, phát sinh rất nhiều chuyện. Lam tử y nói ra, nhưng người vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. La Quân đi vào Lam tử y bên người, hắn nhìn lấy Lam tử y, nói ra, cho nên, người cùng Hoàng thượng đều là giống nhau dự định, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại vì ta xuất thủ đúng không lam tử y mỉm cười nàng dạng này mỹ nhân nhi cười một tiếng nhất thời liền khiến cho tất cả hoa nhi đều mất đi nhan sắc ngươi tức giận la quân nói ra cái kia thật không có lam tử y đi vào trước bàn đá nàng lại để cho lâm nhã dùng cùng lâm nhã từ cái kia hai cái nha đầu đi chuẩn bị cho la quân bữa sáng ta cùng hiên chính hạo thật là có cái này ăn ý lam tử y nói ra trận này vô lượng sát kiếp đến quá nhanh người tiên thiên là không đủ người không giống trần diệc hàn có cái yêu thương hắn bá chủ lão cha càng không giống rất nhiều thiên mệnh giả sinh ra ngay tại trong tiên giới hoặc là thiên phú dị bẩm sinh ra tới thì tinh thần lực dị thường cho nên tiền kỳ cần chúng ta đến vì ngươi hộ giá hộ tống cái này cũng có thể chính là thiên đạo một loại an bài nàng đón đến còn nói thêm nhiều ngày như vậy mệnh giả cái này bên trong có thật nhiều người thiên tư so ngươi tốt vận khí so ngươi tốt sinh ra tới điều kiện thì so ngươi tốt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ngươi lại là chủ thế giới trung ương nhất thiên mệnh chi vương. Đây là một cái chúng tinh cùng nguyệt vị trí, ta đều không biết rõ, vì cái gì cái này nhân tuyển lại là ngươi. Sau đó, Lam Tử Y giọng nói nhất chuyển, nói ra, có điều đã thiên đạo lựa chọn ngươi, đại khái cũng là có bên trong đạo lý đi. Chỉ là chúng ta còn chưa rõ ràng mà thôi, nhưng bây giờ, đến giờ này khác này, đến cái này tình trạng, cũng là đến cho ngươi dứt sữa thời điểm. Chúng tinh điện tuy nhiên cho ngươi uy tính mạng, nhưng cùng lúc cũng là đang bảo vệ lấy ngươi. Bảo hộ ngươi không có khả năng bị Trần Thiên Nhai truy sát, những đại cự đầu đó bị nhốt, cho nên ngươi rất không có khả năng đứng trước tính áp đảo thương tổn. Chúng tinh điện lại ước thúc rất nhiều cao thủ, càng trấn nhiếp rất nhiều cao thủ. Dưới tình huống như vậy, ta cùng hiên chính hạo nếu trả cho ngươi hộ giá hộ tống, đây không phải là đang giúp ngươi, mà là tại hại ngươi. Ngươi nhìn ngươi lần này, nếu không phải là chúng ta cự tuyệt ngươi, ngươi lại muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Nhưng thực, không có chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể hoàn thành chuyện này. Lần này, không nói ngươi đạt được chỗ tốt có bao nhiêu, nhưng ít ra, ngươi bây giờ đối mặt Trần Diệt Hàn, Trần Thiên Nhai, ngươi lòng tin hội đủ rất nhiều. Cũng thuận lợi áp chế Trần Diệt Hàn khí vận, đồng thời để Trần Diệt Hàn theo ở sâu trong nội tâm đối ngươi sinh ra kiên kỵ cùng sợ hãi, cái này đã liền xem như rất lợi hại đại thu hoạch. Là quân trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra làm tử y người biết không ta có thời gian không chỉ là sợ hãi nhiệm vụ thất bại sợ hãi ta sẽ như thế nào ta sợ bởi vì ta sai lầm mà hại ngươi a à. Làm tử y nói ra tại ta đem tiền đặt cược ép đến trên người ngươi thời điểm người ta đã sớm là phúc họa một thể bất luận cái gì hậu quả ta đều có thể tiếp nhận ngươi không cần nghĩ quá nhiều trần diệc hàn thương thế tuy nhiên rất nặng nhưng khi hắn theo tinh nhất điện sau khi đi ra, cũng đã thương thế khỏi hẳn. Trần Diệt Hàn bây giờ thực lực, tuyệt đối là khủng bố. Mà Lâm Phong tại chúng tinh điện trong một tháng này, Tu Vi đã tăng lên tới cửu trọng thiên sơ kỳ. Mà lại cũng đã luyện chế ra quỷ khớp nguyên thần, từ đó cũng có thể ngao du ngàn dặm, tung hoành ngang dọc. Lâm Phong đột phá, là tại La Quân cùng Tần Lâm trong dự liệu. Lâm Phong trước đó theo Tu La Đại Đế đối đãi cùng một chỗ, vẫn luôn tại lắng nghe đạo lý, cảm ngộ tự thân. Đây là một loại xuân phong tế vũ, nhuận vật im ắng quá trình. Tựa như là tại chủ thế giới bên trong một bộ phim truyền hình bên trong miêu tả một dạng. Đó là một bộ gọi là thiếu lâm nghĩa sĩ hồng Nghi quan phim truyền hình, bên trong nghiêm vịnh xuân muốn bái năm mai sư thái vi sư. Năm mai sư quá không chịu thu đồ đệ, nhưng nghiêm vịnh xuân rất lợi hại kiên trì, một mực chấp nhất bái sư. Sau cùng năm mai sư thái bắt nghiêm vịnh xuân làm đồ đệ, nhưng bắt nghiêm vịnh xuân làm đồ đệ về sau cũng không có dạy nghiêm vịnh xuân bất luận võ công gì mà chính là để cho nàng dưỡng dê một nhóm kia dê phá lệ nghịch ngợp khó có thể thu thập nghiêm vịnh xuân bắt đầu khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau đến lúc lâu liền bắt đầu thuần thục vô cùng nàng sử dụng võ công nuôi nhốt mỗi lần đều thành công có thể nàng rất lợi hại nản trí cảm thấy sư phụ một mực không có dạy nàng võ công nàng đến hỏi sư phụ lúc nào mới dạy nàng võ công nhưng nam mai sư thái lại nói ta không phải đã dạy ngươi a à. nghiêm vịnh xuân rất lợi hại mộng nhưng nàng cùng hồng Hy quan đối chiêu thời điểm đột nhiên phát hiện mình võ công đã đột nhiên tăng mạnh tu la đại đế trầm mặc nhiên hiển nhiên là rất cao minh sư phụ vừa lên đến liền dạy lâm phong muốn như thế nào để bạt muốn thế nào như thế nào đây không phải hắn tác phong la quân cùng làm tử y như vậy quen thuộc làm tử y cũng rất ít tại tu vi phía trên dạy la quân nhiều nhất là nói cho La Quân một số đạo lý, còn lại, đều là cần nhờ La Quân chính hắn đến lĩnh ngộ. Tu vi chi đạo, bản thân ngay tại một chữ ngộ phía trên. Lâm Phong lựa chọn cùng Tần Lâm ở cùng nhau tại thính Vũ Hiên bên trong, vốn là tinh chủ là an bài Lâm Phong cùng Lan Đình Ngọc tổ đội. Nhưng Lâm Phong đã theo Tần Lâm nơi đó biết Lan Đình Ngọc cùng La Quân cửu hận. Cho nên hắn quả quyết cự tuyệt, lựa chọn một người làm một tổ. Trần Diệc Hàn cũng tương tự lựa chọn một người làm một tổ. Sau đó cái này vĩnh sinh phong vân bảng bên trong thì có Lan Đình Ngọc, Trần Diệt Hàn, còn có Lâm Phong ba người này, tất cả đều là độc thân tổ một. Audio điện tử võ tấn bền La Quân cùng Lâm Phong còn có tần Lâm cùng uống một bữa rượu, tam huynh đệ đêm đó đều uống say. Nhưng đây cũng là La Quân thống khoái vô cùng thời điểm. Hắn biết, hắn trên thế giới này cũng không cô độc. Đêm dài thời điểm, La Quân đến bỉ ngạn các bên ngoài si ngốc ngóng nhìn, hắn nghĩ tới Linh Nhi tại như thế băng lãnh trong tủ lạnh, đã nằm hai năm dài đằng đẵng thời điểm, lập tức liền cảm giác lòng như đau cắt. Tư đồ Linh Nhi thì nằm tại cái này bị ngạn các bên trong. Trong bóng đêm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Trần Diệp Hàn thanh âm. La Quân không quay đầu lại, hắn rất nhanh liền thu liếm tâm tình mình, sau đó lại lấy sung mãn tâm tình đến đối mặt Trần Diệp Hàn. Trước một giây La Quân vẫn là thương cảm, nhưng lúc này La Quân đã tràn ngập đấu trí trong mắt đầy là một loại thợ săn sắc bén. Trần Diệc Hàn hơi hơi ngoài ý muốn, hắn liền nói ra, chỉ ít tạm thời, tại chúng tinh điện vĩnh sinh trong kế hoạch, chúng ta không cách nào làm địch nhân. Cho nên, đại ca ngươi không cần đối với ta sâu như vậy hoài cảnh giác. Đại ca, là quân tự diếu cười một tiếng, nói ra, không phải ngươi đại ca tốt sao. Trần Diệc Hàn nói ra, tuy nhiên ta lần này hung hăng làm nhục trong tay ngươi, nhưng ta cảm thấy, loại người như ngươi, có tư cách làm ta đại ca. La Quân nhìn Trần Diệc Hàn liếc một chút, nói ra, Trần Diệc Hàn, người biết không? Biết cái gì, Trần Diệc Hàn nói ra. La Quân nói ra, ta rất ít gặp đến một người, liền đem hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng là thấy đến ngươi, ta xác thực có thể như vậy nghĩ. Thì giống bây giờ, ta trong đầu thì chuyển rất nhiều cái ngoặt. Ta cho rằng, ngươi là đang thay đổi sách lược, ngươi cố ý đến yếu thế tại ta, tê liệt tại ta hoặc là để cho ta không đành lòng đem tới đối phó ngươi bởi vì dù sao chúng ta là huyết nhục trí thân trần diệc hàn trầm mặc đi xuống sau một lúc lâu hắn nói ra ta không biết ta nên nói cái gì la quân nói ra ta không phải một trời sinh đấu sĩ thì là ưa thích cùng các ngươi đấu nhưng ta lại không dám có bất kỳ buông lỏng bởi vì ta biết nếu như ta thật tình mềm tạo thành phán đoán sai lầm ngày khác ngươi sẽ không cho ta cái này xoay người cơ hội ta thua không nổi, cho nên, người không biết nên nói cái gì là đúng, giữa chúng ta, vốn cũng không nên nói cái gì. Là quân nói xong xoay người rời đi, đi rất lợi hại quyết tuyệt, không chút do dự. Ngày thứ hai thời điểm, là quân rất sớm đã cùng Tần Lâm, Lâm Phong cùng đi xem Vĩnh Sinh Phong Vân Bảng. Vĩnh Sinh Phong Vân Bảng phía trên, hạng chót là mới Trần Diệp Hàn cùng Lâm Phong, Lâm Phong là một tên sau cùng. Tuy nhiên Trần Diệp Hàn cùng Lâm Phong cũng không chấp hành nhiệm vụ, nhưng Lâm Phong Tu Vi muốn thấp hơn Trần Diệp Hàn, cho nên cái bài danh này cũng là như thế hiện thực. Mà hạng nhất làm theo đổi chủ, Lan Đình Ngọc trở thành vĩnh sinh phong vân bảng hạng nhất. Tên thứ hai là Tần Lâm, người thứ ba là trước kia cái kia người thứ ba. Mà La Quân cái này hạng nhất ngã xuống hạng sáu. Như vậy cái này cũng thì đại biểu cho, La Quân đặc quyền liền theo biến mất. Đặc quyền là quá thời hạn không đợi. Vốn là, cự tuyệt một lần nhiệm vụ, hoặc là sửa đổi một lần nhiệm vụ, như vậy bài danh cũng sẽ trong nháy mắt ngã xuống đi biết sớm như vậy liền nên cự tuyệt một lần nhiều một tháng thời gian khoái hoạt không dùng thì phí la quân thì thào nói ra đồng thời la quân nhìn chằm chằm thứ nhất lan đình ngọc hắn ánh mắt rất lợi hại là phức tạp lan đình ngọc khí vận cường thịnh vô cùng lúc trước là người thứ hai hiện tại thành hạng nhất cứ tiếp như thế đối với ta hội càng phát ra bất lợi lại có tám tổ hoàn thành nhiệm vụ thất bại tần lâm bỗng nhiên giật mình nói ra la quân lập tức nhìn thật kỹ quả nhiên đã nhìn thấy vĩnh sinh phong vân bảng bên trong đóng băng nhân số sinh ra biến hóa mà lại còn có ba tổ nhân viên đã bị mặt sát đây là bởi vì cái này ba tổ nhân viên tại nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại về sau tiếp lấy nhiệm vụ lần thứ hai lại thất bại bọn họ tên đã biến thành màu xám đồng thời đánh lên đại nút chéo đỏ nghe nói cái này ba tổ sáu người đầu đã bị treo tại diễn võ trường phía trên Lúc này, đường lăng thanh âm truyền tới, hắn khe khẽ thở dài, hướng la quân cùng tần lâm nói ra. Cái kia trên diễn võ trường, sau cái đầu người ngay tại ánh sáng mặt trời bạo chiếu hạ, bọn họ khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Vết máu sớm đã làm, những người này đầu còn đi qua một số xử lý, cho nên sẽ không hư thối, cũng không biến sắc. Đây là rất lợi hại tàn khốc một mặt, cũng là chúng tinh điện tại tỉnh táo mọi người, vĩnh sinh kế hoạch tuyệt đúng không là con nít danh, nó không bao hàm bất luận cái gì dịu dàng thắm thiết. Vĩnh sinh kế hoạch quy tắc cũng là thiết quy, quy tắc bên trong, vô luận các ngươi làm sao làm ẩm ý, đều được, đều có thể tha thứ, bao dung. Nhưng nếu như phá hư quy tắc, như vậy thì nhất định sẽ dựa theo quy tắc đến làm việc. Cái này tuyệt đối với không phải tại đùa giỡn A, chúng ta là thời thời khắc khắc đem đầu thắt ở trên đai lưng A. Một tên thiên mệnh giả nhịn không được cảm khái. Thời gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, là quân mỗi ngày đều là ở vào trạng thái tu luyện. Một vòng mới nhiệm vụ còn chưa hạ đạt, là quân cũng liền mừng rỡ thanh tính. Trong lòng của hắn cũng muốn mau mau cứu trợ Linh Nhi, nhưng cũng biết, chuyện này là gấp không được. Mỗi ngày tu luyện làm từng bước, hắn đem cái kia hai khối tinh thạch còn có một số nhân hoàng đan đều cho ăn. Pháp lực tuy nhiên có tăng trưởng, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trước mắt khốn cảnh cũng không phải là đơn thuần pháp lực tế bào tăng trưởng, mà chính là cửu trọng thiên trung kỳ hàng rào đột phá. Cái này đột phá, thật không có nhiều khó khăn, nhưng cần một cái tích lũy quá trình. Phổ thông tu tiên giả, cuối cùng cả đời khó có thể tiến vào cửu trọng thiên. Mà cửu trọng thiên mỗi một cái giai đoạn, cũng có thể để tu tiên giả buồn ngủ cả đời. Là quân tu luyện đã coi như là thần tốc vô cùng, hắn ngắn ngủi 2-3 năm, theo một người bình thường tu luyện tới trình độ như vậy, cái này đã coi là kỳ tích. Đương nhiên, rất nhiều thiên mệnh giả, Bọn họ tu luyện tốc độ cũng cũng không tính là chậm. Nhưng rất nhiều tu luyện giả tăng tốc phương thức đều quá khinh bạc, tích lũy không đủ. Tựa như là cái kia Tử Yên, nàng không tính thiên mệnh giả, nhưng tu vi lại tại Thủy Nguyệt động thiên trợ giúp hạ, đến Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Có thể thì tính sao, vẫn còn không giống nhau bị La Quân bắt lại. Hồ Trường Xuân cũng là Cửu Trọng Thiên trung kỳ, nhưng cũng là thua ở La Quân thủ hạ. Cái này tu vi cảnh giới là một chuyện, nhưng tránh thức tích lũy nội tình còn có kinh nghiệm thì lại là một chuyện không phải tất cả bằng cấp cao đều có thể đảm nhiệm độ khó cao công tác La Quân mỗi một bước đều có thể nói được cho an tâm cho nên La Quân cũng không vội nóng nảy hắn biết vận mệnh cuối cùng sẽ đem thuộc về hắn toàn bộ đều cho hắn ngày nay buổi sáng Lam Tử Y bỗng nhiên bị Hắc Y Tế thì thông báo đi hướng tinh nhất biệt. cái này khiến La Quân cảm thấy có chút kỳ quái hắn vốn là gặp Hắc Y Tế thì đến tưởng rằng hạ đạt nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng chỉ là gọi Lam Tử Y tiến đến. Tinh chủ gọi Lam Tử Y đi lại là làm cái gì đây? La Quân có chút nghĩ không thông. Mấy ngày gần đây nhất, còn có một chuyện, cái kia chính là đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm, còn có Lan Đình Ngọc, Trần Diệt Hàn, Phó Thanh Trúc bọn họ đều lục tục ngo nghe tiếp vào nhiệm vụ. Tất cả thiên mệnh giả đều lần lượt xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Nhưng La Quân lại vẫn luôn không có tiếp vào nhiệm vụ đương nhiên, không có tiếp vào nhiệm vụ cũng không phải chuyện xấu. Mỗi tiếp một lần nhiệm vụ, đều có thể là một lần có quay Nga đánh bạc súng lục. Làm không tốt, viên đạn thì bắn ra đem chính mình giết chết. Làm tử y đến xế chiều thời điểm mới trở về. Là quân trong lồng ngực bát quái chi hỏa liền thì cháy hừng hực lên, đuổi theo Lam tử y hỏi, tình chủ bảo ngươi đi làm cái gì. Lam tử y nói ra, ngươi không dùng như thế bát quái, chuyện này là cùng ngươi có liên quan, ta đến chính là muốn cùng ngươi giải thích cặn kẽ một phen. Là quân nghe vậy liền liền càng thêm hiếu kỳ, nói ra, mau nói. Làm tử y không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ cũng là tu vi thần thông, làm sao còn theo cái tiểu hài tử giống như, như thế không giữ được bình tĩnh. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi đây cần phải cảm thấy vinh hạnh, ta ước chừng sẽ chỉ ở trước mặt ngươi mới có thể không giữ được bình tĩnh. Bởi vì không cần suy nghĩ, không cần phòng bị, không cần suy nghĩ nhiều. Vậy xem ra ta còn thực sự cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lam tử y nói ra, đến phòng ta đi, ta kỹ càng nói cho ngươi nói. La quân nói ra, tốt. Lam tử y quay người tiến gian phòng, La quân theo ở phía sau. Tiến gian phòng thời điểm, La quân thuận tay đóng cửa phòng. Lam tử y tại trước bàn ngồi xuống, nàng cầm lấy ấm nước cho mình cùng La quân cát rót một ly nước. Sau đó nói, người cũng nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ngươi một mực không có tiếp vào nhiệm vụ A. Là quân nói ra, không sai, có chút kỳ quái. Ta còn có chút bận tâm, tinh chủ muốn ở phía sau cho ta đơn độc phóng đại chiêu, đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Làm tử y nói ra, xác thực, không tính quá chuyện tốt. Tinh chủ nói với ta một số, nói cũng là ngươi hạ cái nhiệm vụ sự tình. Sở dĩ không trực tiếp nói cho ngươi, là bởi vì sự tình quá phức tạp, sợ cùng ngươi nói không rõ. La quân lập tức liền có chút không phục, nói ra ta dựa vào ta cũng không phải thiểu năng trí tuệ, chỉ cần hắn nói rõ, ta có thể nghe không rõ. lam tử y nói ra cái này thật đúng là không phải khi dễ ngươi, hắn lời nói người cái này não tử là nghĩ không quá rõ ràng, hắn không thích quá nhiều nói, cho nên mới tới tìm ta nói cho ngươi. là quân lòng hiếu kỳ triệt để bị bốc lên đến, nói vậy rốt cuộc là nhiệm vụ gì? lam tử y nói ra tinh chủ lần này cần ngươi tìm đồ, là thiên đạo giấu đi. Hắn tính toán thật lâu, cũng tìm thật lâu, mới hiểu được bên trong đạo lý cùng huyền ảo. Hả, thứ gì, là quân lập tức hỏi. Lam tử y nói ra, ta trước nói cho ngươi nói, hoàn thành nhiệm vụ này chỗ tốt đi. La quân nói ra, chỗ tốt gì? Lam tử y nói ra, hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể khen thưởng ngươi một bản tinh chủ bản chép tay. La quân nào nào, nói ra, bản chép tay thứ này rất hữu dụng sao? Lam Tử Y nói ra người cái này đần đột, tình chủ thân phận lai lịch đều là bí ẩn, tu vi càng là thâm bất khả chắc. Tay hắn nhớ bên trong mặc kệ viết cái gì, người nếu là hiểu hắn chữ ẩn chứa tinh thần, ảo nghĩa, vậy cũng là hưởng thụ vô cùng. Hắn đã nói muốn đưa ngươi một bản bản chép tay, bên trong chỗ tốt tự nhiên là không thể tưởng tượng. La Quân nói ra tốt a, à. Lam Tử Y còn nói thêm còn có, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn có thể thu hồi ta trong óc thuộc về hắn dấu ấn tinh thần, cho phép ta tự do xuất nhập chúng tinh điện, không nhận ước thúc. Nếu ngươi ngày sau thất bại một lần nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không đóng băng ta. Đương nhiên, ngươi nếu là thất bại nữa một lần nhiệm vụ, hắn vẫn là sẽ trực tiếp giết ngươi. Chẳng khác gì là ngươi nhiệm vụ này chỉ phải hoàn thành, liền có thể đem ta triệt để giải thoát đi ra. Là quân không khỏi đại hỷ, bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì liền nói trăm canh nhìn đắng vì đem ngươi giải thoát đi ra cứ tính toán như thế đến như ngươi khi đó trực tiếp không tiến vào chẳng phải là tốt hơn làm tử y mỉm cười nói ra cái này ta thì không cùng ngươi nói tỉ mỉ nhưng về sau ngươi sẽ minh bạch ta tại sao muốn tiến đến đây cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra là quần nào nào sau đó hắn biến sắc nói ra ngươi ý là ngươi là muốn vì ta cản cướp Lam Tử Y nói ra, dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng ta chính là vì thay ngươi bị băng phong một lần. Nếu thật sự là như thế, ai không thể làm chuyện này? Ngươi cho ta giá trị như thế hèn mọn? La Quân nói ra, cái kia. Lam Tử Y nói ra, ngươi làm gì truy nguyên, ta nói qua, về sau ngươi sẽ minh bạch. La Quân gặp Lam Tử Y nói như thế, nhân tiện nói, vậy được rồi. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, vậy ngươi vẫn là không nói nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì đây, vì sao lại đáng giá trịnh trọng như vậy. Nhiệm vụ này, chắc là muôn vàn khó khăn đi, làm không tốt, ta không ngừng không chiếm được những chỗ tốt này. Lần này liền phải đưa ngươi đi đóng băng. Lam tử y nói ra, nhiệm vụ lần này xác thực rất khó xử lý, khó đến thế gian này chỉ có ngươi mới có thể tới nơi này. Cho nên, nhiệm vụ này là đối với ngươi mà nói độc nhất vô nhị, là bất luận kẻ nào đều không có cách nào đến thay thế ngươi. Ta không được, tinh chủ cũng không được thần đế đều không được hắn thiên mệnh tri vương cũng không được đến cùng là nhiệm vụ gì càng ngày càng mơ hồ la quân sắc mặt nghiêm túc lên lam tử y nói ra trong nhân thế người đều sẽ xảy ra bệnh cái này ngươi biết a à. la quân nói ra nói nhảm lam tử y nói ra cũng có thể nói thế gian là nhẹ nhàng rời đi lấy vô số ký sinh trùng virus vi khuẩn các loại mà vô luận là người vẫn là động vật đều có tự thân miễn dịch cơ chế làm thân thể miễn dịch cơ chế mất đi hiệu lực về sau liền sẽ chết bởi vi khuẩn virus người còn nhỏ lúc tuổi già lúc loại này miễn dịch cơ chế đều là suy yếu cho nên cũng đặc biệt ưa thích sinh bệnh la quân cũng không cắt ngang làm tử y lời nói hắn kiên nhẫn nghe làm tử y nói ra nhưng là nghe nói đã từng giữa trần thế sinh ra một loại phi thường khủng bố ký sinh trùng loại này ký sinh trùng sinh trưởng về sau sinh sôi rất nhanh, mà lại khó có thể giết chết. Này ký sinh trùng có thể chui vào đến người, hoặc động vật trong đầu, sau đó để người và động vật sinh ra biến dị. Chúng nó tính bí mật mạnh, một khi ký sinh sau khi thành công, uy lực vô cùng. Mà lại, chúng nó còn có thể khống chế pháp lực. Càng mấu chốt là, loại này ký sinh trùng có trí khôn, có ký sinh trùng, trí tuệ thậm chí cực kỳ qua nhân loại. Như thế ký sinh trùng còn có một loại cố chấp tư tưởng, chúng nó không cho là mình là ký sinh trùng, không cho là mình là bệnh khuẩn, côn trùng có hại. Mà cho rằng trên địa cầu bệnh nặng nhất độc, bệnh khuẩn, ký sinh trùng thì là nhân loại. Chúng nó nhận vì nhân loại là tại vì ý phá hư địa cầu, cải biến địa cầu sinh thái hoàn cảnh, sẽ để cho đối với địa cầu diệt phong. Vì cứu vãn địa cầu, chúng nó tôn chỉ chính là muốn đem tất cả nhân loại đều tiêu diệt hết. Là quân không khỏi thất sắc, đồng thời, hắn nhịn không được nói ra, không sai, tại trong mắt chúng ta, loại này ký sinh trùng xác thực đáng hận đáng sợ. Nhưng ở ký sinh trùng trong mắt, chúng ta nhân loại cũng xác thực luôn như vậy một cái nhân vật. Không có tận cùng khai thác, đang trắng trợn phá hủy chạm đất bóng. Lam tử y nói ra, có lẽ đi, nhưng là loại này ký sinh trùng quá cố chấp, chúng nó hội ra tốc để địa cầu diệt vong. Cho nên đây là thiên đạo có thể đồng ý khen nhân loại tồn tại, lại không thể cho phép chúng nó tồn tại nguyên nhân. La quân nói ra, hiện tại loại này ký sinh trùng vẫn tồn tại sao? Lam Tử Y nói ra, đương nhiên tồn tại, lúc trước ký sinh trùng thực là tại nước bạo phát qua, nhưng là rất nhanh liền bị che giấu đi, những ký sinh trùng kia nhân loại bị cấp tốc tiêu diệt. Đồng thời, cái này chính giữa nói cũng có tác dụng. Ký sinh trùng trùng hoàng bị thiên đạo giấu ở bình hành thế giới bên trong. Bình hành thế giới, là Quân nói ra, thật tồn tại. Lam Tử Y nói ra, đương nhiên, trên lý luận nói, cái thế giới này là từ vô số cái bình hành thế giới trồng chất lên nhau, những thế giới này lẫn nhau đồng hành, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng đồng hành tồn tại. Là quân nói ra, nếu như chúng ta là thế giới, cái kia đồng hành còn có thế giới, thế giới, thế giới, như vậy đến cùng thế giới kia mới là chân thực. Làm tử y sướng sờ sướng sờ, nàng sau đó cười khổ nói, người vấn đề này thật là có chút hỏi ta, chúng ta mỗi người đều là cảm thấy mình là duy nhất tự mình trung tâm, chúng ta đều là sinh mệnh bên trong nhân vật chính. Như vậy đồng dạng tại hắn bình hành thế giới bên trong, cũng có ngươi, cũng có ta, cái kia ngươi giống như ta hội cảm thấy mình là nhân vật chính, là chân thật. Nếu nói những vị diện không gian đó là lấy chủ thế giới làm trục tâm, nhưng bình hành thế giới ở giữa, ta cũng không có hiểu thấu đáo. Đây cũng là tinh chủ vì cái gì không trực tiếp cùng ngươi nói chuyện nguyên nhân. Nàng đón đến, nói ra, chỉ ít, chúng ta cho rằng, người hiện nay muốn đi bình hành thế giới, không phải thuộc về chủ thế giới bởi vì cái này bình hành thế giới bên trong quy tắc là bị cải biến trùng hoàng vốn là tại chúng ta thế giới bên trong nhưng là nó biến dị cùng hấp thu năng lực quá mạnh năng lực sinh sản cũng mạnh cho dù là địa cầu diệt nó đều bất diệt mà lại trùng hoàng còn có thể thi triển pháp lực cho nên vì ngăn chặn lại trùng hoàng thiên đạo đem trùng hoàng lưu đầy tới cái này bình hành thế giới bên trong ở cái này bình hành thế giới bên trong là tuyệt đối tuyệt đối không tồn tại pháp lực trùng hoàng tuy nhiên cường đại nhưng cũng đột phá không cái thế giới này quy tắc, bởi vậy, nó cũng liền ở vào một loại không có có pháp lực trạng thái dưới. Là quân nói ra, như vậy hiện tại là cần ta làm cái gì? Làm tử y nói ra, tinh chủ muốn người đi cầm tới trùng hoàng não hạch, nó não hạch đối chúng tinh điện chế tạo phi thường trọng yếu. Cái này não hạch lại lợi hại như thế, nếu là rơi xuống tinh chủ trong tay, chẳng phải là để tinh chủ càng thêm khó có thể ứng phó. Là quân nói ra, làm tử y nói ra, có cái gì khó lấy ứng phó tinh chủ chẳng lẽ là muốn xưng bá thiên hạ nhất thống võ lâm sao có phải hay không là ngươi võ hiệp nhìn nhiều tinh chủ đến trùng hoàng não hạch chế tạo chúng tinh điện tránh né thiên kiếp tương lai hắn cũng sẽ cho ngươi chương này vé tàu chẳng phải là rất tốt sao la quân nói ra cái này lam tử y nói ra còn có cái này bình hành thế giới bên trong trùng hoàng đã hình thành quy mô nó là muốn hủy đi cái kia bình hành thế giới Dùng cái này tốt đột phá quy tắc. Nếu như chờ nó đi vào chúng ta thế giới, đó mới lại là toàn bộ địa cầu tai nạn. Chúng ta bây giờ chính là muốn đưa ngươi đưa đến ký sinh trùng còn chưa lúc bộc phát thay, để ngươi tích lũy thực lực, sau đó tốt tiêu diệt trùng hoàng. Tại sao có ta? La Quân nói ra. Lam Tử Y nói ra, tại sao có ngươi? Thứ nhất, chỉ có ngươi có thể đi qua. Đương nhiên, không phải chân thực ngươi đi qua, mà chính là đem ngươi linh hồn ý thức thua đưa qua. Đây là bởi vì, người là chủ thế giới thiên mệnh chi vương, loại này mệnh cách, người phần độc nhất. Thứ hai, tại bình hành thế giới bên trong, pháp lực là bị tuyệt đối cấm đoán. Người đấu pháp nhưng nói là thiên hạ đệ nhất, người đi qua, so bất luận kẻ nào đều có tác dụng. Cái kia bình hành thế giới quy tắc, cho dù là thần đế đi qua, cũng muốn biến thành người bình thường. Người ở đâu, có thể trở thành việt đối vương, chỉ có người mới có thể xử lý trùng hoàng. Là quân bừng tỉnh đại ngộ, Lam Tử Y nói ra, người chuẩn bị một chút, đợi chút nữa người cùng ta đi tinh nhất điện. Ta muốn cùng Tinh Chủ hợp tác, đem người linh hồn xuyên việt đi qua, vượt qua, là quân có chút mộng. Lam Tử Y nói ra, bình hành thế giới ở giữa là không liên quan tới nhau. Thịt người thân thể là căn bản không qua được, chỉ có linh hồn mới có thể đi qua. Nơi này xảo diệu là người đi qua về sau là vượt qua đến bình hành thế giới la quân trên thân. ở nơi đó cũng có một cái la quân chỗ lấy các ngươi lẫn nhau ở giữa linh hồn không sẽ cùng thân thể bài xích các ngươi làm sao biết bên kia hết thảy la quân hỏi lam tử y nói ra tinh chủ ủng có thiên nhãn thông xem khắp nhiều thế giới đây là hắn thấy được huyền bí la quân nói ra ta đi qua về sau chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem trùng hoàng xử lý đúng hay không lam tử y nói ra không sai có điều trùng hoàng vẫn giấu kín tại nhân loại trên thân liền xem như tinh chủ ủng có thiên nhãn thông, cũng không có tìm ra người nào là chân chính trùng hoàng. Cho nên, người đi qua về sau, cũng không phải có thể trực tiếp tìm tới trùng hoàng. Bình hành thế giới bên trong thời gian cùng chúng ta nơi này là nhất trí, nhưng chúng ta sẽ để cho linh hồn ngươi trực tiếp vượt qua đến ngươi 15 tuổi năm đó, bởi vì tại một năm sau, ký sinh trùng liền sẽ bạo phát thế giới đại chiến, khi đó toàn bộ bình hành thế giới đều trở thành đất hoang thế giới. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này tựa như là làm trái thiên đạo, các người đang thay đổi sự vật phát triển, hơn nữa còn để cho ta xuyên việt thời không, này bằng với là nhiễu loạn thời không. Làm tử y nói ra, cho nên mới nói, nhiệm vụ này, chỉ có người có thể hoàn thành. Người khác đi, đều khó có khả năng thành công, quản chi chỉ là linh hồn xuyên việt, cũng sẽ bị từ trường đốt cháy đến chết. Có thể người khác biệt, người là thiên đạo người, chúng ta làm như vậy, chẳng khác gì là tại là thiên đạo làm việc. Tăng thêm, cái này bình hành thế giới vốn là chẳng khác gì là một cái đại bệnh độc thế giới, muốn cũng là người cái này sát độc hệ thống đi qua. Thiên đạo không phải không đạt được gì, có lẽ tuyển ngươi làm thiên mệnh chi vương, thì theo cái này bình hành thế giới có quan hệ, người chính là thiên đạo lựa chọn sát độc hệ thống A. La quân nói ra, tốt A, à, vậy ta có thể hay không chết? Lam tử y nói ra, nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo người, liền bất diệt. Thiên đạo cũng có thật nhiều không thể làm gì sự tình, Tỷ như cái này trùng hoàng cũng là thiên đạo đều cảm thấy khó giải quyết sự tình. Người tùy thời đều có thể sẽ chết, cho nên, việc này không mở ra được nửa điểm cho đua. Là quân nói ra, tốt ha, à, chỉ mong ta có thể có mệnh trở về. Hắn đón đến, còn nói thêm, vậy ta có bao lâu thời gian đến chấp hành nhiệm vụ? Làm tử y nói ra, một tháng. Ta dựa vào, là quân nói ra, làm sao có thể a à, Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta đi cũng không có pháp lực thân thể cũng lại yếu đuối. Một tháng, ta liền cái phổ thông đại hán đều chưa hẳn đánh thắng được. Lam tử y nói ra, người cái này đồ con lợn. Nàng có chút tức hồn hền, nói ra, người đừng quên, người trở lại 12 năm trước, cũng chính là người 15 tuổi thời điểm. Người đi đến bình thường thời gian có thời gian 12 năm, nói cách khác, nhiệm vụ này người có 12 năm linh một tháng thời gian. Oa, wow, thời gian dài như vậy, là quân lập tức lại sợ hãi than. Lam Tử Y nói ra, thời gian thật có chút lâu, có điều 12 năm đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một cái búng tay. Chúng ta đưa người đi, có lẽ thật sự là phía trên một giây người mới đi qua, nhưng một giây sau, người thì hoàn thành nhiệm vụ. Người 12 năm đối với chúng ta mà nói, là không thời gian tồn tại. Cho nên, người cũng tốt tốt hưởng thụ cái này 12 năm đi. Là quân tâm tình nhất thời có chút phức tạp, hắn nói tiếp, nếu như ta đi qua về sau, ta nhiệm vụ hoàn thành, làm sao trở về? Làm Tử Y nói ra, người tự sát là được rồi. Làm ngươi sau khi chết, chúng ta hội tìm thấy được ngươi sóng điện tần suất, như thế thì có thể đưa ngươi cầm trở về. Cũng nhất định phải là các loại 12 năm qua đi, ngươi thời gian cùng chúng ta thời gian đồng bộ về sau, chúng ta mới có thể lục soát ngươi tần suất. Cho nên thời gian ngươi nhất định muốn ghi lại. Tự sát, La Quân giật mình nói ra, trong thế giới kia La Quân há không sẽ chết? Lam tử y nói ra, không sai. La quân nói ra, cái này. Lam tử y trầm giọng nói ra, giống như hoang tưởng thật. La quân, ngươi lần này đi về sau, hội có rất lớn ma chướng, ngươi có thể sẽ không phân biệt được hư huyễn cùng chân thực. Nếu như ngươi trầm mê tại thế giới kia, một mực không trở về, chúng ta cũng chỉ có trở đến ngươi lão sau khi chết, mới có thể cầm tới ngươi sóng điện tần suất. Nhưng nếu thật sự là chờ phía trên nhiều năm như vậy, vô lượng sát kiếp sớm đã đi qua, bên này hết thảy, đều sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. La Quân nói ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lam Tử Y nói ra, ừm, um, ta tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ có tại thời gian đồng bộ về sau, mới có thể trở về, hiểu chưa? Không phải vậy lời nói, linh hồn ngươi hội vĩnh viễn mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong. Như vậy, người bên này thân thể liền sẽ giống như Linh Nhi, thuộc về không cách nào thức tỉnh trạng thái. La Quân chấn động trong lòng, hắn nói tiếp, ừm ta biết ban đêm tinh nhất điện lộ ra trống rỗng không có ánh đèn bốn phía đều là u ám la quân cùng lam tử y đi vào tinh nhất điện lam tử y hướng điêu khắc phi vi liền ôm quyền nói ra tinh chủ cái kia bức tượng điêu khắc rất nhanh liền có phản ứng tinh chủ mở to mắt nói ra lam cô nương người tới rồi lam tử y nói ra là quân dĩ nhiên minh bạch hết thảy ta đem hắn mang đến tinh chủ nói ra vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Lam tử y nói ra, tốt, nàng liền hướng la quân nói ra, người ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ. mặc kệ có cái gì lực lượng xâm nhập, người đều không muốn làm chống cự. Cái này linh hồn bác ly sự tình, tựa như là một trận tinh vi vô cùng phẫu thuật, cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi. La quân nói ra, tốt. Tình chủ thanh âm cũng tại La quân bên tai vang lên, La quân, người chỗ tiến vào bình hành thế giới, lại ở một năm về sau cùng ngươi bây giờ sở đãi thế giới phát sinh vô cùng lớn cải biến cùng khác biệt trùng hoàng ký sinh thú đại quân cường đại vô cùng ngươi không thể phớt lờ tất cả ký sinh trùng thú đô là dựa vào trùng hoàng chỉ có trùng hoàng mới có năng lực sinh sản trùng hoàng vừa chết đại cục có thể đổi trùng hoàng nếu là không chết ký sinh trùng thú vĩnh viễn không cách nào tránh thức tiêu diệt vâng la quân nói ra lam tử y cũng nói còn có la quân người tiến vào thế giới kia về sau, nhất định muốn phân rõ hư huyễn cùng hiện thực, không nên trầm mê tại thế giới kia, nếu không lời nói, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chính ngươi suy nghĩ. Ta biết, ngươi yên tâm đi, La Quân nói ra. Tinh chủ làm theo nói ra, ngươi vốn là sẽ chết tại 15 tuổi mùa hè, cũng chính là thi cấp 3 trước 3 ngày, thời gian là ngày 16 tháng 6. Bồn tỏa cùng Lam Cô Nương sẽ đem ngươi định vị tại ngày 15 tháng 6, cái này một ngày thời gian chuẩn bị cho ngươi, người cũng không về phần lại bị ngươi đồng học dùng đau đâm chết la quân sững sờ ta sẽ bị đồng học đâm chết khái niệm gì bóng đêm vô tận bên trong la quân cảm thấy mình giống như làm một cái rất dài rất dài mộng đinh linh linh trói tai đồng hồ báo thức thanh âm tại la quân bên tai một bên vang lên la quân mộng đẹp bị đánh thức bực bội vô cùng hắn rất lợi hại thói quen thân thủ đem đầu một bên đồng hồ báo thức cho bóp tắt sau đó, bên ngoài truyền tới một thanh âm nữ nhân. Là quân, mau dậy đi, người đợi chút nữa không đuổi kịp sớm tự học. Là quân đột nhiên ngồi xuống, trong một chớp mắt, não tử hiện lên vô số hình ảnh. Nữ nhân này thanh âm, là mụ mụ thanh âm. Mẫu thân Lâm Thiến, phụ thân, Trần Thiên Nhai. Rất nhiều tin tức tại La Quân trong đầu dung hợp, mẫu thân Lâm Thiến là xưởng may công nhân, nơi này là Đông Giang thành phố. Phụ thân là xây thiết ba cục kỹ sư. Chính mình từ nhỏ đã sinh ra ở dạng này một cái bình thường trong gia đình, phụ thân cùng mẫu thân cũng rất hòa thuận, càng khẩn yếu hơn là phụ mẫu đều đối với mình yêu thương phải phép. Trong trí nhớ, còn có 7 tuổi năm đó chính mình sinh bệnh nặng, cấp tính viêm phổi. Phụ thân cóng chính mình chạy đi bệnh viện, cái kia trời có tuyết rơi, chính mình mơ mơ màng màng. Phụ thân cùng mẫu thân tại cạnh giường thủ hộ 3 ngày 3 đêm. la quân vẫy vẫy đầu, hắn lại nhìn xem cánh tay mình hai cánh tay không tính tỉ mỉ, nhưng cũng không tính tráng kiện. Mềm mại, khí lực cũng không lớn. Hắn hướng phía trước nhìn lại, phát hiện còn có chút mơ hồ. Thế mà còn là sắp xỉ mắt, la quân thì thào đọc một tiếng, nhưng hắn lại cảm thấy, hết thảy đều là như thế thuận lý thành trương. Giống như hết thảy nguyên bản đều hẳn là cái dạng này. La quân mẫu thân lâm thiến ở trước cửa hô một tiếng. Tốt, mẹ, ta cái này lên. La quân về một tiếng, La Quân rời giường, hắn mặc kiện thu được áo sơ mi, sau đó tự nhiên mặc vào cái kia thủy lam sắc đồng phục. Lúc này còn rất sớm, mới 5 giờ rưỡi, bên ngoài thiên đô mới tảng sáng đâu, có thể vạn ác sơ trung học sinh sống, sớm tự học luôn luôn đều là như thế táng tận lương tâm. Riêng là lập tức sẽ đứng trước thi cấp 3 La Quân, càng là muốn cố gắng gấp bội. La Quân đứng tại tủ quần áo khảm nạm trang dung trước gương, hắn trông thấy trong gương chính mình một mặt non nớt. 15 tuổi tuổi tác a gương mặt non có thể bóp nước chảy đến, hơn nữa còn lâu một chút đậu đậu. Tốt giống như trước chính mình, từ nhỏ luyện công, đó là chưa bao giờ dài quá đậu đậu. Là quân sờ sờ tóc, tóc rất lợi hại mềm mại. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Là quân, ngươi làm sao còn chưa có đi ra, cho ngươi nấu bát mì đều đều muốn dán lên. Lão mụ lâm thiến ở bên ngoài không kiên nhẫn thúc giục. Là quân liền thì kéo cửa phòng ra, đến trong phòng khách. Đó là cái hai căn phòng, hết thảy 80 mét vuông gạo. Tuy nhiên không tính chỗ ở nhỏ hẹp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lớn. Trong phòng sửa sang đều rất lợi hại cổ xưa, tivi vẫn là đen trắng cục gạch khối, mới 17 tấc. Là quần lắc lắc đầu, hắn mắt nhìn phòng khách ánh đèn. Kiểu cũ đèn huỳnh quang. Hắn lúc này cũng liền thấy rõ ràng lão mụ, lão mụ còn rất trẻ, khoảng 40 tuổi. Nàng dáng người rất tốt, mặc lấy màu lam nhạt quần áo ở nhà trên bàn có một bát nóng hôi hổi mì sợi phía trên còn đắp cái pha đến vàng rực trứng trần nước sôi la quân tại cái này một cái trước mắt hốc mắt ướt át đứa nhỏ này sáng sớm lên làm sao rồi lâm thiến nhìn la quân sắc mặt khác thường không khỏi kỳ quái hỏi la quân lau lau nước mắt bỗng nhiên tiến lên thì ôm lấy lâm thiến không có việc gì mẹ ta chính là nghĩ ngươi đứa nhỏ này người có phải hay không ngủ xấu đầu lâm thiến càng cảm thấy rất là kỳ lạ nói ra tối hôm qua ngươi còn cùng ta cãi nhau đâu sáng nay thì làm đến giống thật lâu không gặp la quân trong trí nhớ lập tức liền hiện ra tối hôm qua cãi nhau tràng cảnh hắn đặt ở nệm phía dưới một bộ tiếu ngạo giang hồ bị lão mụ phát hiện lúc ấy lão mụ rất tức giận đem tiếu ngạo giang hồ cho không thu có thể bộ này tiếu ngạo giang hồ là hắn tại tiệm sách thuê đến mà lại hắn khi thấy lệnh hồ sung luyện thành hấp tinh đại pháp theo Mai Trang đi ra, đại triển hùng uy đây. La Quân phiền lão mụ xâm phạm hắn tự ẩn, lão mụ càng phiền La Quân ở cái này trong lúc mấu chốt, thế mà còn nhìn. Vốn là La Quân thành thích kia liền đầy đủ để cho nàng quan tâm. Sau đó mẹ con ở giữa một trận đại chiến, sau cùng La Quân giữ cửa phanh một tiếng quan, không tiếp tục để ý lão nương. "Mẹ, là ta sai, là ta không hiểu chuyện." La Quân cảm tình bộc lộ, hắn ôm thật chặt mẫu thân. Một đời kia hắn chưa bao giờ thấy qua mẫu thân, càng chưa hưởng thụ qua mẫu thân ấm áp, có thể ở đáy lòng hắn chỗ sâu, mẫu thân vẫn luôn có rất đặc thù vị trí. Lâm Thiến bị la quân cái này thái độ trong lúc nhất thời làm đến có chút chân tay luống cuống, nàng sau một hồi khá lâu, ấy ấy nói ra, mau ăn mặt đi. La quân liền cười hắc hắc, nói ra, được rồi. Hắn miệng lớn ăn mì, còn nói với Lâm Thiến, mẹ, người nấu bát mì ăn ngon thật, Lâm Thiến lại là cảm giác con trai của đến hôm nay phá lệ kỳ quái, cũng là tại lúc này, bên kia cửa gian phòng mở ra, phụ thân Trần Thiên nhai lên. Trần Thiên nhai còn mặc lấy caro đồ ngủ, hắn tóc có chút rối tung. Tại La Quân trong mắt, hắn cảm thấy Trần Thiên nhai có vẻ hơi già nua, chỉ ít tại nguyên trước thế giới bên trong, Trần Thiên nhai là không có bất kỳ cái gì nếp nhăn. Mà lại giờ này khác này, La Quân bỗng nhiên trông thấy Trần Thiên nhai, trong mắt của hắn bỗng nhiên tách ra hàn quang hắn vô ý thức thì đứng lên sau đó cảnh giác nhìn về phía trần thiên nhai trần thiên nhai cũng nhìn về phía la quân hắn kinh ngạc tại nhi tử cái phản ứng này không khỏi kỳ quái nói ra tiểu dương ngươi làm gì đột nhiên đem ngươi cha xem như hồng thủy mãnh thú la quân vẫy vẫy đầu hắn cũng mới ý thức tới trước mắt trần thiên nhai bất quá là cái phổ thông kỹ sư cũng không phải là vì kia tung hoành ngang dọc ma đế trần thiên nhai không có gì cha la quân ngồi xuống vùi đầu ăn lên mì sợi tới. Ăn điểm tâm xong về sau, Trần Thiên Nhai cũng thay quần áo, hắn nói với La Quân, ta đưa ngươi đi trường học đi. La Quân nói ra, tốt. Trần Thiên Nhai cưới một cỗ tiểu ma nắm bàn đạp xe, lúc này, xe chạy bằng điện còn chưa không thịnh hành. La Quân ngồi ở phía sau, tâm hắn nghĩ phức tạp tới cực điểm, Trần Thiên Nhai nổ máy xe, nhắm hướng đông sông nhị trung cưỡi đi. Sáng sớm trên đường phố, hết thảy cũng còn rất lợi hại yên tĩnh lúc này trí năng máy còn chưa thịnh hành trên đường xe nhỏ cũng còn không có nhiều như vậy riêng là buổi sáng kia liền cảng yên tĩnh đèn đường cũng còn chưa ngừng diệt là quân nhìn lấy trên đường bảo vệ môi trường công nhân còn có ven đường đang đi trường học học sinh trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt hoảng hốt cảm thấy cái thế giới này mới là chân thực đúng a à, cái gì thần a à, tiền a à, phật a à, đều là như vậy hư huyễn phi thiên độn địa Đều chẳng qua là một loại tưởng tượng Có lẽ Thế giới kia mới là một trận trói loại mộng Tránh thức thế giới bên trong Phụ thân cũng là kỹ sư Mà không phải cái gì ma đế Cái thế giới này Lộ ra chân thực nhiều Có lẽ Chính mình là một cái bình thường học sinh Trước đó cái kia hết thảy Đều là mình mộng Một cái rất dài mộng Hiện tại mới rốt cuộc trở lại thế giới chân thật bên trong Tiểu dương Trần thiên nhai bỗng nhiên hô Là quân đang thần du vật ngoại nghe vậy hơi kinh hãi nói ra ừm trần thiên nhai hơi hơi thở dài nói ra người lần này thi cấp 3, có bao nhiêu nắm chắc có thể lên nhị chung la quân trong đầu nhất thời cũng có chút loạn hắn còn có chút vô pháp tiếp nhận cái thân phận này chuyển đổi còn nhất định phải đem mạch suy nghĩ làm rõ mạch suy nghĩ rõ ràng về sau thì đối với mình học tập tình huống có giải ngạch giống như cái này la quân tại một thế này lăn lộn là thật không sao thế a à. cá tính nhu nhược thành tích học tập nửa vời, rất xấu hổ. Tại tiểu học thời điểm, học tập còn rất khá, sau cùng bị phân đến Đông Giang Trung học lớp chọn bên trong. Sau đó đến lớp chọn bên trong, là quân liền có chút khó có thể đuổi theo học tập tiết tấu. Chủ yếu là, phụ thân quá bận rộn công tác, mẫu thân trình độ văn hóa không cao, điều kiện gia đình không tốt lắm, cũng không có đi mời ra giáo. Một thế này là quân cũng nỗ lực qua, nhưng chính là không học được. Mà lại tăng thêm tính cách nhu nhược, cho nên không hiểu không dám hỏi lão sư, càng không có ý tứ đi thỉnh giáo đồng học. La Quân hơi hơi thở dài, tâm đạo, đã ta tới, cái này 12 năm bên trong, làm sao cũng muốn để ngươi sống được dương nghi thổ khí. La Quân tâm lý lại bắt đầu suy nghĩ miên man, vì cái gì một thế này tính cách cùng mình tại một đời kia như thế khác biệt đâu? Là là sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, mình tại một đời kia, từ nhỏ trải qua chiến hỏa, về sau lại gặp gặp trắc trở mà gia hỏa này lại là từ nhỏ sinh trưởng tại phổ thông gia đình, có phụ mẫu yêu thương, tự nhiên tính cách sẽ không như chính mình như vậy phong mang tất lộ. Tiểu Dương, Trần Thiên Nhai hô một tiếng. Là quân lấy lại tinh thần, hắn liền nói ra, ừm, um, cha, không có vấn đề. Trước nhị trung vẫn là rất đơn giản. Thật, Trần Thiên Nhai cười cười, nói ra, ngươi cũng đừng cùng ngươi cha khoác lác, ngươi thành thích ta vẫn còn có chút giải. La quân cười hắc hắc, theo rồi nói ra, cha, ta làm một giấc mộng. Cái gì mộng, Trần Thiên Nhai hỏi. La Quân nói ra, tại ta trong mộng, người rất xấu, người là ma đế, người pháp lực cao cường, không người là đối thủ. Nhưng là người lại đem mụ mụ cho giết, người đối với ta cũng hận thấu xương. Trần Thiên Nhai lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh hừ một tiếng, nói ra, người cái này làm cái gì loạn thất bát tao mộng, người về sau cho ta thiếu nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Ta nhìn người tâm tư này, không có mấy phần là thả tại học tập phía trên, là quần ở phía sau lại là si, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua ấm áp như vậy gian dậy a. Ta biết, cha, cái này một cái trước mắt, là quần hốc mắt lần nữa đỏ. Hắn trong cái thế giới kia, tuy nhiên có thể hô phong hoán vũ, tiền tài vô số, nhưng hắn lại hâm mộ cái thế giới này chính mình, thân tình là bất kỳ vật gì đều không thể đến thay thế cùng đền bù. Là quân thậm chí có chút cảm giác tạ tinh chủ. Cho mình một cái cơ hội như vậy Đến bù đắp nhân sinh tiếc núi Đến phía ngoài trường học về sau Trường học kia con đường phía trước đèn rất sáng Trần Thiên Nhai dừng xe tử Là quân liền đeo bọc sách xuống xe Nói ra cha ta đi vào Trần Thiên Nhai gật gật đầu Tiếp lấy còn nói thêm Chờ một chút Là quân nghi hoặc nhìn lấy Trần Thiên Nhai Trần Thiên Nhai móc bóp ra Xuất ra 10 đồng tiền đến Nói ra cầm Là quân nói ra cái này Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra, mẹ ngươi vẫn luôn tiết kiệm, cho ngươi điểm này tiền, ta nhìn ngươi trừ ăn bữa trưa cũng không có nhiều thừa. Ngươi cầm đi, cảm ơn cha, La Quân không có cự tuyệt, trong trí nhớ, lão ngủ mỗi cái tuần lễ cho mình 30 đồng tiền là ăn cơm. 30 đồng tiền, một tuần lễ còn phải ở bên ngoài ăn ba bữa bữa sáng, còn muốn ngồi xe buýt xe cùng bữa trưa, tính được thật đúng là không có gì có dư. Vì nhìn, gia hỏa này thường xuyên là không ăn điểm tâm tiết kiệm tiền tới. Có điều còn tốt, lão ba thường xuyên lặng lẽ tiếp tế chính mình. Lão mộ lâm thiến muốn nghèo hình dáng tử, đương nhiên, cho dù là muốn phú dưỡng, cũng không có điều kiện kia. Là quân đi vào trường học bên trong, hắn nhìn lấy bốn phía bồn hoa, thao trường, còn có lầu dạy học thượng tá huấn, uống nước nhớ nguồn, yêu nước quang vinh trường học. Cái này khẩu hiệu của trường, thường xuyên là tại làm tập thể dục theo đài về sau, yêu cầu toàn trường học sinh cùng một chỗ theo hô la quân cảm thấy rất quen thuộc có thể lại cảm thấy mới mẻ cùng lạ lẫm hắn trí nhớ đều là tại tiếp xúc một sự vật về sau mới có thể phát động một thế này trí nhớ la quân trí nhớ chủ vật dẫn vẫn là tại một đời kia bên trong tại một đời kia bên trong có lam tử y có tinh chủ có chúng tinh điện có pháp lực vô biên la quân dựa vào trí nhớ đi vào năm thứ ba lớp tám trời còn chưa sáng thấu, trong phòng học đèn đuốc sáng trưng. Trọ ở trường học sinh đều sớm tiến phòng học bắt đầu ôn tập, lão sư cũng ngồi tại bục giảng bên cạnh lập hồ sơ. La Quân sau khi đi vào, nói, báo cáo. Đây là tiếng Anh sớm tự học, anh nữ lão sư gọi là Hàn Kim Đức, khoảng 40 tuổi, đã đầu hói. Hắn khuôn mặt rất lợi hại nghiêm túc, ngẩng đầu lãnh đạm mắt nhìn La Quân, sau đó ân một tiếng. Đối với La Quân loại này trung đẳng trách xuống dưới học sinh, Hàn lão sư hiển nhiên không có hứng thú quá lớn. Cho nên rất là lãnh đạm, nếu là học giỏi học sinh, hắn sẽ còn cười một chút. Mà lại, là quân cũng oán thầm, mẹ, 6 giờ rưỡi sớm tự học đã là đủ sớm, hắn mỗi lần 6 giờ 20 đến, thì theo đến chế một dạng. Đám kia ở sinh, quả thực không phải người, 6 giờ không đến liền đến trong phòng học ôn tập tới. Là quân hướng đi hàng thứ nhất bàn học thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một người nữ sinh. Nữ sinh kia đang làm lấy bút ký, nàng. Nàng hình dáng để La Quân rất quen thuộc, nàng là lớp trưởng. Lớp trưởng gọi là Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi, cái kia một cái chớp mắt, La Quân lệ nóng doanh tròng. Hắn đột nhiên thì mất khống chế, nước mắt xoát xoát xuống. Lớp trưởng Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, trong mắt nàng có chút lạ lẫm. Bởi vì nàng đối La Quân ấn tượng không sâu, La Quân là lớp học trung thực học sinh, học tập cũng không xuất chúng tăng thêm tư đồ linh nhi tính tình lãnh đạm cho nên trừ bắt làm việc, đều không cùng La Quân nói lên nói chuyện. Lúc này nàng xem thấy La Quân như thế tâm tình kích động, nàng lập tức liền có chút mộng. La Quân đồng học tư đồ linh nhi khó khăn nhớ tới La Quân tên, liền nói ra, ngươi làm sao rồi. Bạn cùng lớp nhóm toàn bộ thì đều nhìn qua, tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì La Quân thì khóc. Hơn nữa còn gọi lớp trưởng làm cho như vậy thâm tình cũng mậu. Giữa hai người này hội có chuyện gì, sau đó một đám các học sinh lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu, bao quát từ Đồ Linh Nhi cũng không hiểu. Không hiểu La Quân lúc này nhìn thấy nàng thanh tú động lòng người xuất hiện ở đây, đến cùng đối La Quân tới nói, là ý vị như thế nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết mình thất thố. Sau đó vội vàng bôi đem nước mắt, nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó thì vội vàng trở lại trên chỗ ngồi hắn chỗ ngồi là tại đếm ngược hàng thứ ba. Tư đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, có điều nàng không nói gì, lại tiếp tục làm lên để tới. Trở lại trên chỗ ngồi về sau, bên cạnh bạn bè Triệu Anh Tuấn lấy cùi trò thọc một chút la quân, nói ra, người vừa rồi nổi điên làm gì a? À? vẫn là người cái tên này lặng lẽ tại phao chúng ta lớp trưởng đại nhân. La quân lắc đầu, nói ra, ta chính là trò đùa quái đản một chút. Thôi đi, cái này cũng không giống như người tính cách triệu anh tuấn nói ra bất quá hắn cũng liền không có nói thêm cái gì la quân đem sách giáo khoa tiếng anh còn có tiếng anh bài tập ngoại khóa đều lấy ra hắn lúc này cảm xúc bành trướng vô cùng vạn vạn không nghĩ đến linh nhi thế mà thì cùng mình một lớp nói như vậy lên một đời kia duyên phận cùng một thế này từ nơi sâu xa đều là có chút nhất định la quân lần nữa hít sâu một hơi lúc này trong lòng của hắn đã có quyết định ha ha la quân ngươi nhìn là Tống Linh San tới. Triệu Anh Tuấn bỗng nhiên chỉ giáo sĩ cửa nữ sinh nói ra. Nữ sinh kia cũng là mặc lấy đồng phục, sinh được đáng yêu mà mỹ lệ. Nàng thành tích học tập là cùng cấp 20 vị trí đầu, cùng cấp hạng nhất vẫn luôn là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi là thỏa thỏa học bá, có điều Tư Đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, cùng rất ít người có giao lưu. Tống Linh San lại thì khác biệt, nàng là loại kia thành tích tốt, tính cách cũng tốt, vô cùng được hoan nghênh tồn tại rất nhiều nam nhân đều thầm mến nàng đến không được, cái này thầm mến bên trong người, cũng bao quát La Quân. Có điều La Quân là yên lặng thầm mến, cũng chỉ có bạn bè Triệu Anh Tuấn biết bí mật này. Về phần tư đồ Linh Nhi, rất nhiều học sinh đều cảm thấy tư đồ Linh Nhi quá lạnh nhạt cùng không dễ thân gần, liền cũng thật không dám đến nhờ gần nàng. Người nữ thần A, ha ha, Triệu Anh Tuấn cười nhẹ nói nói. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nàng lập tức liền muốn tới bắt làm việc. Triệu Anh Tuấn nhất thời đắng khuôn mặt, nói ra, người không nói ta kém chút quên, vẫn luôn đang chờ người đến, nàng theo tổ một bắt qua đến trả một chút thời gian. Người nhanh cho ta chép chép. Là quân tâm lý buồn cười, lập tức cũng liền đem tiếng Anh bài tập ngoại khóa đưa cho Triệu Anh Tuấn. Triệu Anh Tuấn điên cuồng chép. Là quân cảm thấy buồn cười là, hắn tiếng Anh làm việc cũng là làm dối tinh dối mù đây. Rất nhiều đề đều không đối phó, đều là mù làm. Dù sao Hàn lão sư đối bọn hắn cũng không chú ý, đều không thế nào kiểm tra. Có điều tình huống bây giờ coi như khác biệt. La Quân tuy nhiên không cải thống được đi học, nhưng là con hàng này tiếng Anh cái kia là có thể trực tiếp cùng nền tảng lập quốc thổ dân giao lưu huyên thuyên. Cho nên loại này trung học tiếng Anh, quả thực thì là chuyện nhỏ. Báo cáo, Hàn lão sư, Triệu Anh Tuấn chép La là Quân làm việc. Đột nhiên, phía trước nữ đồng học Lý Mai Mai đứng lên, lớn tiếng báo cáo ta dựa vào nữ nhân này điên triệu anh tuấn nhất thời mắt trợn tròn la quân cũng có chút mộng nói ra người làm sao đắc tội nàng triệu anh tuấn nói ra ta mắng nàng người xấu nhiều tác quái la quân triệu anh tuấn các ngươi đứng lên hàn kim nức nổi giận nói tuy nhiên hắn không quá nguyện ý quản la quân cùng triệu anh tuấn loại này học sinh kém nhưng là lý mai mai đều đứng lên báo cáo hắn cũng không có khả năng thờ ơ không phải vậy cái kia chính là cổ vũ loại này oai phong tà khí A. Đông đảo các bạn học, nhất thời một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tống Linh San nhìn La Quân cùng Triệu Anh Tuấn liếc một chút, nhất thời trên mặt cũng là chán ghét biểu lộ. Về phần tư đồ Linh Nhi, lại là cũng không ngẩng đầu, tiếp tục làm bài. Hàn Kim nước đi vào La Quân cùng Triệu Anh Tuấn trước mặt, hắn còn chưa mở miệng, La Quân liền nói, báo cáo lão sư, Triệu Anh Tuấn không có chép ta làm việc. Hắn là cùng ta so đối đáp án, là bởi vì Lý Mai Mai hôm qua cùng Triệu Anh Tuấn cãi nhau, cho nên nàng oan uổng chúng ta. Lý Mai Mai nhất thời khó thở, nói ra, "Ngươi nói bậy, rõ ràng các ngươi vừa rồi thì đang thảo luận chép làm việc, ta cũng nghe được." La Quân nói ra, "Ngươi có chứng cứ gì?" Lý Mai Mai nói ra, "Triệu Anh Tuấn mỗi ngày chép ngươi làm việc, các ngươi trước đó để đều sai một dạng, đây chính là chứng cứ." Ta dựa vào La Quân tâm lý thì ngày chó La quân, người còn dám theo lão sư đến chống đối. Hàn Kim nước lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Triệu Anh Tuấn đã cúi phía dưới. La Quân linh cơ nhất động, đột nhiên thì đổi thành tiếng Anh nói chuyện. Hắn dùng tiếng Anh nói ra, thật xin lỗi, lão sư, lần này thật là ta sai. Lần sau ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau, xin ngài tha thứ. Làm La là Quân cái này một chuỗi lưu loát mà thuần chủng tiếng Anh nói ra về sau, toàn bộ đồng học đều là ngây người rất nhiều đồng học đều nghe không hiểu nhưng là tống linh san nghe hiểu mà lại tư đồ linh nhi cũng nghe hiểu về phần hàn kim đức tự nhiên cũng là nghe hiểu loại này sách giáo khoa giống như tiếng anh cũng không phải là rất khó hiểu tư đồ linh nhi cũng không khỏi nhìn về phía la quân hàn kim đức xứng sờ tốt một cái trước mắt sau đó mới dùng tiếng anh nói vài lời cái này phong ba cũng cứ như vậy lắng lại các loại hàn kim đức sau khi đi triệu anh tuấn nói với la quân ta dựa vào người mới vừa nói cái gì a à, làm sao đột nhiên liền để hàn lão sư bất giận la quân nói ra tiếng anh a à. người có lầm hay không tiếng anh như thế điểu, đều có thể cùng lão sư đối thoại triệu anh tuấn đột nhiên hét lên nói ra la quân cười ha ha nghĩ thầm lão tử đều có thể cùng nước một số bản địa thổ dân nói tiếng anh tiếng địa phương đây coi là mẹ nó vung a cái này một tiết sớm tự học la quân đều đang nhìn tiếng anh bài tập ngoại khóa tiếng anh cái này ngành học không giống số học còn cần tính toán, còn cần công thức. Loại này trung học tiếng Anh, tại La Quân trong mắt, tựa như là tiểu học sinh ngữ văn khóa một dạng, quá đơn giản. Những ngữ pháp đó tổ nhóm, còn có một số tiểu bảy dập, liếc một chút liền có thể xem thấu. Một thế này La Quân, tế bào não khai phát không đủ, tăng thêm tính cách nguyên nhân, có thể có chút đần. Nhưng là tại một đời kia La Quân, ai tuyệt đối là đỉnh phong. Riêng là hắn khai phát nhiều như vậy tế bào não, rất nhiều đồ, vật, là quân cũng có thể làm đến đã gặp qua là không quên được tình thương khả năng không có quá lớn đề cao nhưng là iq tuyệt đối không có vấn đề là quân hiện tại đối lập anh ngữ không có gì lo lắng hắn lập tức lại tìm ra ngữ văn số học đại số vật lý những khóa này vốn là nghiên cứu báo cáo lão sư lý mai mai rất nhanh liền lại đem la quân cho cáo lão sư là quân đang nhìn hắn ngành học căn bản không thấy tiếng anh lý mai mai xem như cùng la quân đòn khiêng phía trên cứ việc trong trường học loại này đâm thọc là cực khiến người ta đáng hận nhưng lý mai mai đã không quan tâm hàn kim đức trên mặt không nhịn được toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bên trong hàn kim đức nói ra la quân người đứng lên cho ta la quân bất đắc dĩ đứng dậy người cảm thấy người tiếng anh học rất tốt sao tại ta trên lớp học nhìn chớ học khoa người làm cái gì mù kết quả người đem ghế đỉnh trên đầu cho ta đứng ở phòng học bên ngoài đi. Lão sư, ta cảm thấy tiếng Anh đã không có gì tốt học, ta đều biết. Cho nên ta mới nhìn hắn ngành học, là quân lại là không đi ra, trực tiếp chống đối Hàn Kim Đức. Cái này vừa nói, toàn trường hư thanh nổi lên bốn phía A. Người nào mẹ nó dám ở trước mặt lão sư thả loại này cuồng ngôn cuồng ngữ A. Cũng là lớp trường tư đồ linh nhi cũng không dám A. Cái này là quân, bình thường chỗ này không kéo mấy cái, ngày hôm nay là điên đi. Hàn Kim Đức nghe vậy, nhất thời giận quá thành cười, người nói người tất cả đều biết. Vâng, lão sư, người có thể tùy ý thì ta, nếu như ta đáp không được, ta tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. La Quân nói ra, Hàn Kim Đức nói ra, tốt tốt tốt, hắn tức giận đến thân thể phát run, tiếp lấy liền nói, ngươi cho ta lật đến bài tập ngoại khóa 49 mặt, đem bên trong đoạn đối thoại này trước dùng tiếng Anh đọc một lần, sau đó một chữ không kém phiên dịch ra tới. Tốt, lão sư, La Quân lập tức liền lật đến đệ 49 trang, hắn cũng không có trực tiếp đọc, mà chính là trước nhanh chóng nhìn một lần. Đọc nhanh như gió. Sau một lúc lâu, La Quân đều không có lên tiếng. Các bạn học tiếng nghị luận lên, tất cả mọi người chờ lấy nhìn La Quân trò cười, nghĩ thầm ra hỏa này vẫn là lộ hãm. Nào biết lúc này, La Quân trực tiếp đem sách giáo khoa tiếng Anh thu về, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng lên. La Quân cái này liên tiếp sách giáo khoa kiểu tiếng Anh khẩu ngữ đọc ra, lần nữa để các bạn học chấn kinh. Hắn phát âm chi tiêu chuẩn, tuyệt đối là để Hàn Kim Đức đều muốn hổ thẹn a. La Quân không sót một chữ đọc thuộc lòng xong sau, lại bắt đầu phiên dịch. Lý tiên sinh, người thật sự là quá tốt, mời để ta làm khách. Lưu tiên sinh, ngài có thể tới ta thật cao hứng, mời lên ngồi. Đây là một lần chuyện thường ngày, mời mọi người đừng khách khí. Lưu tiên sinh, muốn ăn điểm thịt gà sao? Cảm ơn, đây là ta lần thứ nhất đến cơm trưa quán, mời nói cho ta một chút Trung Quốc đồ ăn khác biệt đặc sắc được không? Làm la quân toàn bộ phiên dịch hoàn tất về sau, toàn lấp lặng ngắt như tờ. Hàn kim nước sắc mặt tái xanh, hắn còn nói thêm, đem 65 mặt tiểu viết văn dùng ba loại ngữ pháp tổ nhóm viết ra. La quân lập tức liền đem 65 mặt xem thật kỹ một lần, sau đó phía trên bục giảng. Tiểu hỏa tử cầm lấy phấn viết, cái kia tiếng anh viết lại nhanh lại tốt mà lại một điểm trần chờ đều không có chờ la quân chép lại xong hàn kim đức tính khí cũng coi là triệt để đều không có đi xuống ngồi xuống về sau tại ta trên lớp không cho phép nhìn chứa học khoa hàn kim đức nói ra la quân nói ra được sớm tự học kết thúc về sau la quân lập tức liền trở thành lớp học phong vân nhân vật rất nhiều đồng học nam nữ đều có, chính là hỏi La Quân làm sao bỗng nhiên thì đã thông nhâm đốc nhị mạch, tiếng Anh trở nên như thế điểu. La Quân cười ha hả, nói ra, gần nhất vẫn luôn rất lợi hại dụng công A. Mặc dù không sai lời giải thích này không thật là làm cho người ta hài lòng, nhưng chúng đồng học cũng nghĩ không ra cái gì đừng nguyên nhân tới. Cũng chỉ có thể tin. La Quân vẫn là có thật nhiều đại số, bao nhiêu công thức không hiểu. Hắn ngược lại không yêu sầu, lập tức liền chạy tới hỏi tư đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên lãnh đạm, nhưng nàng là lớp trưởng, đối với loại này chăm chỉ hiếu học sự tình cũng không tiện cự tuyệt. Phía dưới sớm tự học về sau, rất nhiều đồng học đều là tại căn tin ăn điểm tâm. Tư Đồ Linh Nhi là đi sinh, cho nên bữa sáng cũng đã ăn, nàng vẫn là tại bàn phía trên làm bài. Lớp học cũng còn có thật nhiều đồng học đều là gặm chút cái bánh bao, sau đó khắc khổ làm bài. Đây là để La Quân rất lợi hại không thích một điểm, lớp chọn học sinh cả đám đều mẹ nó theo đánh máu gà giống như. Đều là học bà ha, đều mẹ nó không nghỉ ngơi, không chơi đùa. Cô rê quân vô luận là một thế này vẫn là một đời kia, thiên tính đều mê a. À. Lớp trưởng, là quân đi vào tư đồ linh nhi trước mặt. Một thế này tư đồ linh nhi không có lãnh đạm như vậy cùng phong bế, nàng thậm chí là có chút trong nóng ngoài lạnh. Tư đồ linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía la quân, hơi nghi hoặc một chút. La quân liền đem đại số sách giáo khoa lấy ra, nói ra, cái này có một ít công thức ta không quá lý giải, người có thể hay không dạy một chút ta. Tư đồ linh nhi sững sờ. Lớp học một ít nam sinh đều là ngẩn ngơ, ra hỏa này, lá gan hôm nay so vô cùng lớn a. À. Tống linh san cũng nhìn ở trong mắt, nàng tự nhiên biết la quân là thầm mến hắn. Hôm nay la quân để cho nàng lau mắt mà nhìn, lúc này nhìn la quân đi tìm tư đồ linh nhi, trong nội tâm nàng là có chút không thoải mái. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc một cái trước mắt về sau nói ra tốt. Tư Đồ Linh Nhi kỹ càng cho La Quân giải thích giảng giải. La Quân đột nhiên nhẹ giọng đến câu thơm quá ha. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng có chút tức giận nói ra người có đang nghe sao? Đương nhiên là có, cái này công thức ta đã hiểu. La Quân nói ra thật hiểu. Tư Đồ Linh Nhi nói cái này công thức có phần có chút khó khăn, nàng là tin tưởng La Quân chắc chắn sẽ không nhưng La Quân bây giờ nói sẽ, hơn nữa còn nhanh như vậy liền sẽ, nàng dù sao cũng hơi không tin. La Quân gặp Tư Đồ Linh Nhi không tin, liền nói ra, không tin người có thể cho ta ra đề mục. Vậy thì tốt, người căn cứ đạo này công thức đem cái này lời giải trong đề bài đáp đi ra. Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh liền cho La Quân ra một đề. La Quân lập tức nâng bút viết nhanh, hắn căn cứ công thức liệt kê giải thể nguyên lý cùng phương pháp. Có trật tự, để Tư Đồ Linh Nhi bỗng cảm giác kinh ngạc vậy ngươi còn có cái gì không hiểu được, tư đồ linh nhi hỏi. La quân nói ra, còn có thật nhiều, tỉ như cái này đề, cái này, còn có cái này hắn sau đó gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra, lớp trưởng ta hiểu rất nhanh. Nếu như ngươi có thể trong ba ngày qua, mỗi ngày rút ra hai giờ dạy ta, ta cam đoan, ta có thể tới cùng cấp trước mười người, giống như ngươi, tương lai thi đậu nhị chung. Như là trước kia, Tư đồ Linh Nhi khẳng định phải coi là La Quân nói khoác mà không biết ngược, nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy la quân tựa hồ có khả năng này. Sau đó nàng gật gật đầu, nói ra, tốt, phía dưới tự học buổi tối về sau, ta trong phòng học dạy ngươi một giờ. Tạ tạ lớp trưởng, la quân hoan hỉ vô cùng nói ra. Cái này cả ngày, la quân thật đúng là đều tại nghiêm túc học tập. Hắn hy vọng có thể để phụ mẫu vui mừng cũng hy vọng có thể đạt được tư đồ Linh Nhi nhìn thẳng vào. La Quân trong lòng nghĩ rất rõ ràng, tại một đời kia bên trong, chính mình không thể cho linh nhi một phần một lòng yêu, một thế này, nhất định muốn đem nàng sủng đến bầu trời, nhất định phải làm cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng là La Quân tâm lý bỗng nhiên lại là giật mình, sau 12 năm, ta nhiệm vụ mặc kệ hoàn thành hay không hoàn thành, ta đều phải chết. Như vậy, đối với linh nhi tới nói, há không lại là một loại thương tổn. La Quân tâm lý lập tức lại mâu thuẫn lên. Nhưng ta có thể thấy được nàng đầu nhập người khác ôm ấp sao? Giống như không quá có thể tiếp nhận, thế nhưng là là Quân muốn rất rất lâu, sau cùng, hắn rốt cục hạ quyết định. Lại không quản cái này 12 năm kỳ hạn, bài trước chính mình đến muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Tương lai thời gian là tràn ngập nguy hiểm, vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm cho Linh Nhi hạnh phúc. Cái này hạnh phúc, không nhất định là muốn chính mình cùng hắn kết hôn, hoặc là như thế nào. Chỉ cần nàng hạnh phúc, liền tốt. Nhưng muốn bảo vệ nàng vẫn là muốn có thể cùng với nàng đem quan hệ bảo trì tốt, dạng này mới được Sau đó là quân quyết định, vẫn là muốn tới gần tư đồ Linh Nhi Phía dưới tự học buổi tối về sau, rất nhiều đồng học đều rời đi phòng học Nhưng cũng còn có không đi, tiếp tục làm bài tập Dù sao lấp chọn, vậy cũng là có chút phát rồi Là quân sau đó thì đường đường chính chính đến thỉnh giáo tư đồ Linh Nhi Sau đó tư đồ Linh Nhi cũng liền phát hiện, là quân thật rất lợi hại thông minh rất nhiều đề mục, hoặc là yếu điểm, vậy cũng là một điểm tức thấu, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Tư đồ Linh Nhi có chút giật mình, tâm lý đang nghĩ, trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này La Quân là thông minh như vậy người. Sau 2 giờ, đã là 10 giờ rưỡi tối. Trong phòng học chỉ có La Quân cùng Tư đồ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi đóng lại đèn, khóa lại cửa phòng học, sau đó mới đi. La Quân lập tức theo ở phía sau, nói ra, lớp trưởng, thời gian quá muộn, một mình ngươi trở về không an toàn, ta đưa đưa ngươi đi." "Không dùng." Tư Đồ Linh Nhi rất thẳng thắn tự tuyệt La Quân. La Quân ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cô gái nhỏ này, vô luận là tại một đời kia, vẫn là một thế này, đều là lạnh lùng như vậy có cá tính a. Khác biệt là, một đời kia Linh Nhi càng càng lạnh lùng, thậm chí đã trở thành một loại bệnh lý tính. Nếu không phải là mình cùng hắn có hôn nhân quan hệ, lại kinh lịch nhiều như vậy như vậy chính mình là vô luận như thế nào cũng khó có thể đi vào nội tâm của nàng. Cô Rê Quân biết, Linh Nhi ở sâu trong nội tâm lại là hỏa nhiệt. Một khi tránh thức đi vào nội tâm của nàng, nàng hội dùng sinh mệnh đến yêu một người. Mà một thế này Linh Nhi, tính cách cũng không có như vậy cực đoan. Là quân cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn cũng biết, muốn cảm hóa Linh Nhi, cũng không thể biết khó mà lui, mà chính là muốn dây dưa đến cùng. Hắn đổi theo tư đồ Linh Nhi tốc độ, nói ra, gần nhất trong thành phố đều rất loạn đến, rất nhiều du côn lưu manh, còn có chứa học trường học học sinh, đều ưa thích nửa đường cướp bóc. Lớp trưởng ngươi xinh đẹp như vậy, thì càng là bọn họ ưa thích ra tay đối tượng. Người bình thường cùng các bạn học cùng đi, còn đỡ một ít, hôm nay bởi vì ta mới làm muộn như vậy, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa ngươi về nhà. Tư đồ linh nhi không có để ý la quân, mà chính là trực tiếp đi. La quân liền theo ở phía sau. Tư Đồ Linh Nhi tựa hồ ở địa phương cùng trường học rất gần, cũng không có đi dựng xe buýt. Trên đường phố, đèn đường sáng ngời, ngẫu nhiên có xe chiếc đi qua. La Quân đi theo Tư Đồ Linh Nhi bên người, cô gái nhỏ này, cho dù là mặc lấy đồng phục, cũng khó nén nàng thanh tú tuyệt lệ dung mặt. Tuyệt đối là thỏa thỏa hoa khôi a. Lớp trưởng, người lão gia không phải tại Yến Kinh sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến đến trường? La Quân đột nhiên hỏi. Tư Đồ Linh Nhi ngốc ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía la quân hơi hơi kỳ quái nói ra làm sao ngươi biết la quân cười ha hả nói ra lão sư ta nhóm nói chuyện trời đất nghị luận qua ngươi đây không thể không nói la quân thật sự là cơ linh cực kỳ tư đồ linh nhi bừng tỉnh đại ngộ nàng a à một tiếng lại là không có đoạn dưới la quân nói ra lớp trường có thể nói một chút sao tư đồ linh nhi rất thẳng thắn nói ra không muốn nói la quân nói ra Đối với Tư Đồ Linh Nhi cái tính tình này, La Quân cũng có chút bất đắc dĩ. Mà lại hắn cũng biết hết thảy cũng không thể nóng vội. La Quân lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn theo Tư Đồ Linh Nhi rút ngắn khoảng cách, nhiều giải Tư Đồ Linh Nhi. Hắn cũng không phải là nhất định muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi như thế nào, một thế này, hắn chỉ muốn muốn Tư Đồ Linh Nhi hạnh phúc. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn thì không cầu gì khác. Lúc này, hai người đi qua một nhà tránh gió đường quán trà sữa. La Quân nói ra, lớp trưởng, người chờ ta một chút. Nói xong cũng hướng quán trà sữa chạy tới. Hắn hoa một khối tiền mua hai chén trà sữa chân Châu sau đó lại thở hồng hộc chạy tới. Còn tốt, Tư Đồ Linh Nhi cho La Quân một chút mặt mũi, không có xoay người rời đi. Lớp trưởng, ta mời người uống sữa mẹ trà, xem như cảm ơn người giúp ta học bổ túc. La Quân đưa qua trà sữa, Tư Đồ Linh Nhi do dự một cái chớp mắt, nhưng vẫn là tiếp nhận trà sữa. La Quân đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên truyền đến Triệu Anh Tuấn tiếng kêu thảm thiết, cứu ta. Là Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đồng thời bị kinh ngạc, hai người nhìn sang, chỉ thấy bên đường phố dưới đèn đường, mấy cái đồng dạng là sơ tam học sinh ngăn chặn Triệu Anh Tuấn. Lớp trưởng, người đi về trước đi, ta đi qua nhìn một chút. Là Quân nói xong cũng chạy tới. Hắn cùng Triệu Anh Tuấn vẫn luôn quan hệ rất tốt, hai người xem như huynh đệ khó khăn. Quản chi một đời kia bên trong, La Quân sẽ không theo triệu Anh Tuấn loại tiểu nhân này vật có giao tiếp. Nhưng một thế này bên trong cùng triệu Anh Tuấn trí nhớ lại là không có bị ma diệt rơi. La Quân bước nhanh tới cùng triệu Anh Tuấn cùng nhau đối mặt cái kia năm một học sinh. La Quân liếc một chút nhận ra bên trong cầm đầu một cái chính là ban ba Trịnh Hạo không sai. Trịnh Hạo không sai tại nhị Trung vẫn rất có danh khí nhưng nói là nhị Trung vương thúc thúc hắn là bộ giáo dục tổ chức bộ trưởng liền xem như hiệu trưởng cái kia đều phải cẩn thận một chút đối với trịnh hạo không sai. Trịnh hạo không sai thân hình cao lớn, bên người bốn người đều là hắn chó săn, cũng là ban ba học sinh. Là quân không khỏi nhức cả trứng, hắn nhìn về phía trịnh hạo không sai, nói ra, trịnh hạo không sai, triệu anh Tuấn làm sao đắc tội ngươi. Tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết như vậy đi. Ngươi là cái gì đến tiểu đấu mục tử, bên cạnh chó săn vương xuân mắng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao tranh thủ thời gian cút sang một bên, không phải vậy một hồi liền ngươi cũng đánh. Mà mẹ nó, là quân tâm lý thầm mắng một tiếng, hắn cái này bạo tính khí thì lập tức lên. Hắn tại một đời kia bên trong, quát tháo mưa gió, bao nhiêu hắc lão đại gặp hắn đều phải tiếng la ra, hiện tại thế mà bị cái sơ tam học sinh mắng. Ánh mắt hắn phát lạnh, nhìn về phía vương xuân, nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch hung ác. Nha a, à, vương xuân vốn cho là la quân là cái rất lợi hại trung thực gia hỏa bởi vì chưa nghe nói qua nhị trung có như thế cái phong vân nhân vật a à. cho nên lúc này la quân phản ứng để vương xuân bị chọc giận sau đó vương xuân đột nhiên một chân thì đạp hướng la quân bụng la quân động tác cùng phản ứng đều sớm không phải một đời kia cao thủ bất quá hắn tối thiểu nhãn lực vẫn là có cho nên tại vương xuân chân vừa mới động trong nháy mắt hắn thì đoán được hắn muốn làm gì sau đó la quân lập tức thân thủ trực tiếp đem Vương Xuân chân ôm lấy, sau đó hướng lên trên mạnh mẽ nhất. Vương Xuân lập tức ngửa mặt té ngã trên đất, La Quân cũng không tiến công, bởi vì tiếp tục tiến công, sẽ để cho còn lại mấy tên từ phía sau vây công hắn. La Quân tuy nhiên năng lực mất đi, nhưng là kinh nghiệm lại vẫn còn ở đó. Hắn lập tức liền sau lui ra ngoài, cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá là cái phế vật nha, ta coi là có bao nhiêu lợi hại. Triệu Anh Tuấn nhịn không được hướng La Quân giơ ngón tay cái lên cũng là tại lúc này tư đồ linh nhi đi tới sắc mặt nàng lãnh đạm hướng trịnh hạo nhưng nói nói trịnh hạo không sai người đây là đang làm cái gì trịnh hạo không sai nhìn thấy tư đồ linh nhi hắn trong lòng cũng là thình thịch nhảy một cái tư đồ linh nhi người tại sao lại ở chỗ này tư đồ linh nhi không tiếp tục để ý tới trịnh hạo không sai chỉ là đối la quân cùng triệu anh tuấn nói ra đi thôi không cho phép đi vương xuân đứng lên lệ quát một tiếng Trịnh Hạo đúng vậy kịp phản ứng, nói ra, từ đầu Linh Nhi, đây là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình, người không cần quản, mau về nhà đi thôi. La Quân liền lập tức nói ra, tốt, Trịnh Hạo không sai, nếu như ngươi là cái nam nhân, chúng ta thì đơn đấu. Nếu như ngươi thắng ta, ta cùng Triệu Anh Tuấn tùy các ngươi xử trí. Thế nào đều không lời oán giận, nếu như ngươi thua, vậy ngươi về sau đều không cho lại tìm Triệu Anh Tuấn cùng ta phiền phức, ngươi có dám hay không? trịnh hạo mặc dù tài rất là cao lớn cao hơn la quân nửa cái đầu hắn cũng là đánh nhau đấu ngoan nhân vật đơn đấu lên còn thật không sợ la quân loại này trung thực học sinh vả lại thanh niên đều là xính huyết dũng tại bạn bè trước mặt tại tư đồ linh nhi trước mặt trịnh hạo không sai làm sao cũng không mặt mũi nói ra một cái không dám tới được trịnh hạo nhưng nói nói la quân sau đó thì chăm chú nhìn trịnh hạo không sai mới vừa rồi cùng vương xuân giao thủ hắn liền đã phát giác được thân thể này theo một đời kia thân thể khác nhau quá lớn nhãn lực còn có tốc độ hoàn toàn theo không kịp tâm lý suy nghĩ trước kia là lao vụt tốc độ cùng lực lượng hiện tại chỉ là nhi đồng xe đạp lực lượng cùng tốc độ a quả thực là hố mẹ nó cha a tư đồ linh nhi ở một bên cũng thì không tiện nói gì nhưng nàng cũng không thích la quân loại này yêu cậy mạnh đấu hung ác phương pháp làm việc trịnh hạo không sai hắc một tiếng tựa như mãnh hổ hạ sơn một dạng hướng phía La Quân đụng tới. Đây đối với hiện tại La Quân tới nói, thật đúng là có chút áp bách lực. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hít sâu một hơi, hắn hai mắt nhắm lại. Tiếp theo, cả người lông tơ lập tức hù dọa tới. Đây là nội gia quyền bước đầu tiên. Tuy nhiên công phu ở chỗ này đều bị rơi xuống, nhưng là hắn lập tức liền tìm tới cảm giác. Lông tơ giật mình, toàn thân lỗ chân lông đóng chặt. Tiếp theo, là quân tiến lên trước nửa bước, song quyền hướng phía trước một băng. Đây là nhẹ nhàng một băng, cũng chính là quách vân thâm lão gia tử bán bộ băng quyền chi tinh túy. Lúc trước quách vân thâm lão gia tử bị quan phủ bắt lấy, lưu phóng thời điểm gặp gỡ có người muốn hại hắn, hai tay của hắn bị còng ở, sau đó liền đánh ra chứ danh bán bộ băng đoạn. Bán bộ băng quyền, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ A. Là quân võ học tạo nghệ, thế nhưng là đã tại quách vân thâm phía trên. Cho nên lần này bán bộ băng quyền, đột nhiên đột nhiên phát. Phanh một tiếng, mọi người còn chưa thấy rõ ràng, cái kia Trịnh Hạo không sai thì bị đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất. Trịnh Hạo không sai căn bản liền không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cỗ toàn tâm hình xoắn ốc kình lực đánh tới trên người hắn. Đau quá đau quá, Trịnh Hạo không sai ngã trên mặt đất, rên thống khổ lên. "Chúng ta đi." là Quân lập tức nói ra triệu anh tuấn cùng tư đồ linh nhi lập tức liền đuổi theo la quân cước bộ ta dựa vào la quân trước kia thật không nhìn ra người đánh nhau lợi hại như vậy a à. người vừa rồi đánh trịnh Hạo không sai cái kia một chút là chuyện gì xảy ra chúng ta đều không thấy rõ ràng a à. triệu anh tuấn vừa đi đường một bên theo phát hiện tân đại lục giống như người đừng nói trước ta người chuyện gì xảy ra a à, làm sao đắc tội trịnh hảo không sai bọn họ la quân hỏi triệu anh tuấn triệu anh tuấn liền có chút xấu hổ sau một lúc lâu nói ra đều là cái kia dương lệ lệ á dương lệ lệ làm sao rồi la quân nói ra dương lệ lệ là ban ba dương lệ lệ a la quân biết dương lệ lệ nữ sinh này là cái mạnh vì gạo bạo vì tiền hạng người học tập cũng không tệ lớn lên không coi là nhiều đẹp mắt nhưng cũng còn rất khiến người tâm động hiểu dương lệ lệ tại năm thứ ba vẫn rất có tên triệu anh tuấn liền nói dương lệ lệ nữ nhân này bệnh thần kinh trước đó nói muốn cùng ta đùa nghịch bằng hữu Nào biết, lại cùng Vương Xuân cũng thật không minh bạch. Hôm qua Vương Xuân nhìn thấy ta cùng Dương Lệ Lệ cùng nhau về nhà, sau đó thì rất khó chịu. Hôm nay thì ước trịnh hảo không sai tới tìm ta phiền phức đây. Là quân không khỏi nhịn không được cười lên, ta dựa vào, mới trung học cứ như vậy nhiều con gái ân oán tình cừu. Đám con nít này, thật sự là trưởng thành sớm A. Tư đồ linh nhi đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, nhà nàng rất nhanh liền đến. Là cái mới tiểu khu nhà, nơi này nhà có phần quý. Từ đồ linh nhi tiến tiểu khu trước đó, lãnh đạm nói tiếng gặp lại, sau đó thì tiến tiểu khu. Triệu Anh Tuấn liền đâm xuống La Quân, nói ra, người sẽ không muốn truy chúng ta lớp trưởng đại nhân A. La Quân nói ra, không có chuyện. Vậy nhưng so truy tống linh san đều muốn khó khăn A, nếu như người có ý nghĩ này, ta khuyên người tranh thủ thời gian bỏ đi. Triệu Anh Tuấn thiện ý khuyên bảo La Quân la quân mỉm cười nói ra ta muốn là nói cho ngươi thực ta chỉ muốn yên lặng thủ hộ nàng nhìn lấy nàng hạnh phúc như thế liền đầy đủ ngươi tin không ai nha má ơi triệu anh tuấn lập tức nói ra mà mẹ nó toàn thân nổi da gà đều bị ngươi nói ra tới ngươi có muốn hay không buồn nôn như vậy a à? ngươi đừng nói ta không tin ngươi nói cho cái kia nữ người đều sẽ không tin a à? người thường thường nói thật ra thời điểm hội bị coi như đang nói láo la quân sau đó thì cùng triệu anh tuấn mỗi người đi một ngả trước khi đi triệu anh tuấn có chút áy náy nói ra trịnh hạo không sai hôm nay trong tay ngươi thiệt thòi lớn có lẽ sẽ còn tiếp tục tìm ngươi phiền phức ngươi cũng nên cẩn thận một số la quân nói ra ừm ta biết ngươi cũng giống như vậy cùng triệu anh tuấn phân biệt về sau la quân bỗng nhiên liền nhớ lại một chuyện tinh chủ nói mình tựa như là ngày mai sẽ phải bị đồng học đâm chết đây là một thế này la quân vốn là mệnh vận quỹ tích chẳng lẽ đây là bởi vì trịnh hạo không sai? Ta dựa vào, hiện tại trung học sinh không có như thế phát rồi đi. Như thế điểm ma sát nhỏ liền phải đem người đâm chết. La quân cảm thấy mình thật đúng là được làm điểm chuẩn bị, không phải vậy lời nói, nếu là thật vào ngày mai bị người đâm chết. Vậy mình coi như thành cô hồn dã quỷ, mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong, lại không thể quay về, lại làm không người. Cái này hậu quả hiển nhiên là La Quân không có cách nào tiếp nhận. La Quân một người hành tẩu tại trên đường phố, hắn biết mình lúc này không có trở về, lão mụ khẳng định rất là sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không phải điện thoại di động thông dụng đến học sinh đều có thể có tuổi. Cho nên lão mụ cũng không có cách nào gọi điện thoại tới. La Quân lại là khó được hưởng thụ loại này yên tĩnh, vắng vẻ. Hồi lâu mới có một chiếc xe gào thét mà qua, chiếc xe kia đều là một số đời cũ kiểu, tại La Quân trong mắt xem ra, đều là xấu bạo. Đây là cái Santana khắp nơi trên đất thời đại a. La Quân nhìn lấy bốn phía kiến trúc, hết thảy đều tràn ngập lịch sử khí tức. Hắn hoảng hốt ở giữa, lần nữa cảm thấy, những tiên đó a, à, mà a à quá mức hoang tưởng. Cũng quá không chân thực. Có lẽ, ta La Quân cho tới bây giờ đều không có làm qua Thiên Mệnh Chi Vương, cái kia chính là một cái hoang đường mộng. Chỉ có trước mắt thế giới mới là chân thật nhất. Thực ta bất quá chỉ là một cái bình thường gia đình hài tử. Thế nhưng là, chính mình tiếng anh lợi hại như vậy, cái này là chân thật tồn tại. Chính mình bán bộ băng quyền trong nháy mắt lĩnh ngộ, cũng là chân thật. Đây đều là chân thực A. À. Nói cách khác, những ký ức kia không thể nào là mộng. Là quân bỗng nhiên lại nhớ tới Lam Tử Y nói, giống như hoang tưởng thật, không thể mất phương hướng tại hư huyễn bên trong. Lúc đó, là quân còn không hiểu nhiều, hiện tại cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. Là quân hít sâu một hơi. Quyết định trước mặc kệ hắn. Trước mắt hắn thứ nhất phải giải quyết là để bà chính mình thực lực, sau đó mới có thể bảo vệ chính mình ngày mai không bị đồng học cho đâm chết ha. Là quân tâm ý giật mình, lỗ chân lông đóng chặt, tiếp lấy liền bắt đầu chạy như điên. Sau đó, nguyên khí thì tại thể nội bắt đầu kịch liệt chạy bốc lên. Cái gọi là nguyên khí cũng chính là thân thể bình thường khí lực. Người bình thường vừa chạy bước, mồ hôi toàn bộ tiết lộ ra ngoài, đây cũng chính là nguyên khí phân tán liền rất dễ dàng mệt ngã có điều cho dù là la quân giờ phút này có thể đóng chặt lỗ chân lông nhưng phi nước đại một khoảng cách về sau cũng là thở lợi hại cái này thân thể tố chất vẫn là kém quá nhiều la quân dừng bước từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy la quân tâm lý minh bạch thân thể tố chất phải từ từ cải thiện một ngụm có thể ăn không thành một tên mập sau đó hắn hướng trong nhà đi đến sau khi về đến nhà mở ra ra môn trong phòng ánh đèn sáng tỏ lão mụ lâm thiến tấm lấy khuôn mặt, gặp la quân thì khiển trách, người đến đó. Có phải hay không có đi máy chơi game trong phòng lêu lỏng đi? Lại hai ngày nữa liền muốn thi cấp 3, người có phải hay không muốn chọc giận chết ta? La quân bỗng cảm giác đau đầu, hắn nói ra, không có chuyện, mẹ, ta trong phòng học học bổ túc 2 giờ. Là lớp trưởng cho ta học bổ túc, nàng là cái nữ hài tử, học bổ túc xong sau, ta thì đưa tiễn nàng, sau đó liền trở lại không tin mẹ ngươi ngày mai đi hỏi trưởng lớp chúng ta ta muốn là nói láo ngươi thì một năm không cho ta tiền tiêu vặt đây chính là ngươi nói lâm thiến nói ra la quân nói ra ừm lâm thiến gặp la quân như vậy lẽ thẳng khí hùng sắc mặt cũng liền hòa hoãn lại nói ra đồ ăn cho ngươi nóng trong nồi chính mình nhanh đi ăn sau khi ăn xong cầm chén lưu trong nồi ta sáng mai sớm soát la quân cười một tiếng nói ra được rồi mẹ Lâm Thiến đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. La Quân bỗng nhiên chạy đến Lâm Thiến sau lưng, sau đó ôm lão ngủ cổ, dùng một loại vô cùng không muốn xa rời tâm tình nói ra, "Mẹ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ cho ngươi không chịu thua kém." Lâm Thiến ngơ ngác, cảm giác con trai của đến đột nhiên biến như thế cảm tính, nàng rất không quen. "Đứa nhỏ này, gần nhất là thế nào, kỳ kỳ quái quái." Lão mộ Lâm Thiến sau cùng dạng này đáp lại La Quân la quân ở trong lòng yên lặng nói mẹ người vĩnh viễn sẽ không biết ta từng làm qua rất dài rất dài mộng ở trong mơ ta chưa bao giờ thấy qua ngươi nhưng ta vẫn luôn đang tưởng niệm ngài la quân đi vào trong phòng bếp cái kia đồ ăn trong nồi vẫn là ấm có la quân thích ăn mai đồ ăn thịt hấp còn có chua cay sợi khoai tây la quân ăn hai bát lớn cơm như thế về sau cũng mới tắm rửa trở về phòng về đến phòng về sau la quân khoanh chân ngồi ở trên giường thân thể quá yếu, mà lại thời gian lại là chặt như vậy bách. Nếu thật đất hoang thế giới đến, chính mình thực lực không đủ cường đại, như thế nào bảo vệ được người nhà cùng Linh Nhi? Sau 12 năm, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ở cái này thời gian 12 năm bên trong, nhất định phải làm cho Linh Nhi cùng người nhà đều hạnh phúc. Cái này là mình duy nhất có thể vì bọn họ làm. Là quân bắt đầu vận chuyển nhật nguyệt hô hấp pháp, thân thể của hắn cấp tốc phù hợp nhật nguyệt. Dần dần, là quần hô hấp và cái này vắng vẻ không gian còn có thiên địa hòa làm một thể. Hắn một hít một thở ở giữa, đều có loại kỳ dị quy luật. Đợi đến buổi sáng thời điểm, là quân trên thân tràn đầy màu đen mồ hôi, đây là thể nội tạp chất độc tố đang bài xuất. Lão mụ đã rời giường làm tốt bữa sáng, là quân cũng liền rời giường, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, đi tắm trước. Sau khi tắm xong, mới đến ăn điểm tâm, lão mụ tại trừng trị hắn thay đi giặt xuống tới y phục lúc, không khỏi nắm cái mũi, nói ra người tiểu tử thúi này buổi tối đi đào hố phân a trên thân làm sao thúi như vậy la quân hì hì cười một tiếng nói ra mẹ người đây thì không hiểu đây là từ trên người ta bài xuất đến độc tố cùng tạp chất mỗi người trong thân thể đều có độc tố cùng tạp chất ngươi nói đùa cái gì lâm thiến nói ra la quân một bên ăn mì vừa nói có cái lão đạo dạy ta một bộ hô hấp thôn thổ pháp dù sao cũng không lấy tiền ta thử làm xuống phát hiện thật có hiệu ta hôm nay cảm giác thân thể tốt đây. Ngươi chớ để cho lừa gạt, Lâm Thiến lập tức lo lắng vô cùng. Là Quân nói ra, yên tâm đi, hắn có thể gạt ta cái gì, ta lại không tiền. Lại nói, lão đạo kia là vân du tứ phương cao nhân, đã rời đi Đông Giang. Lâm Thiến nói ra, người đem tiếng hít thở kia Pháp nói cho ta nghe một chút. Cái kia cũng không nói được, là một loại cảm ngộ, hô hấp theo nhật nguyệt vận chuyển đến vận chuyển, cái này gọi hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa đây. La Quân nghĩ đến muốn cho cha mẹ đánh xuống điểm cơ sở để bọn hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy đến lúc đó chính mình đột nhiên võ công cao cường, bọn họ sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ. Lâm Thiến điểm xuống La Quân đầu nói ra, người nha cũng là võ hiệp nhìn nhiều về sau thiếu nhìn loại này loạn thất bát tao sách. La Quân cười hắc hắc nói ra tốt. Lâm Thiến không khỏi sững sờ, nàng cảm thấy La Quân tiểu tử này đột nhiên thật giống như rất hiểu chuyện. Mặc kệ mình nói như thế nào hắn, mắng hắn, hắn tuyệt không tức giận. Không giống như trước, tiểu tử phản nghịch đây, nói hắn một câu, có thể trở về đỉnh ba câu. Theo ngoại nhân cái vã, lại hành quân lặng lẽ. Ăn sáng xong về sau, là quân thì đi học. Đeo bọc sách đến trường, đây là tại một đời kia bên trong, hắn nằm mộng cũng nhớ phải có tràng cảnh. Hắn trước kia làm qua dạng này mộng, mộng thấy mụ mộ mụ cho mình làm điểm tâm, sau đó chính mình đeo bọc sách đi học, một sát na này, là quần cả người đều ngây người. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại giấc mộng kia, đó cũng là 15 tuổi năm đó nằm mơ. Trong mộng tràng cảnh cùng buổi sáng hôm nay là giống như đúc. Hôm nay, nguyên bản vận mệnh nhất định chính mình muốn bị đồng học đâm chết. Giấc mộng kia thì là một loại báo trước, chỉ là đáng tiếc, lúc ấy chính mình cũng không có coi là chuyện đáng kể. Vâng, có lẽ không phải là mộng, là mình ở trong mơ linh hồn giao thoa nhìn thấy cái này bình hành thế giới bên trong đã phát sinh hết thảy. Là Quân đột nhiên liền muốn thông. Hôm nay sớm tự học là ngữ văn, ngữ văn lão sư là cái mỹ nữ, gọi là đồng tốt văn, mới 25 tuổi. Vừa tốt nghiệp thì đến nơi đây, hơn nữa còn là chính thức biên chế. Đồng tốt văn gia đình bối cảnh còn là rất không tệ, mà lại tính cách rất lợi hại biêu hán, lớp học rất nhiều đồng học đều bị nàng giáo huấn tội. Tất cả mọi người là có chút sợ vị mỹ nữ kia lão sư đồng lão sư buổi sáng tốt lành la quân vừa tiến đến thì rất lợi hại cởi mở chào hỏi đánh xong bắt chuyện cũng có chút mộng so bình thường sơ học sinh trung học nơi đó sẽ cùng lão sư vui vẻ như vậy chào hỏi a à. riêng là ở trên sớm tự học nghiêm túc như vậy thời khắc không chỉ là la quân có chút mộng so đồng tốt văn lão sư cũng sướng sờ một chút nàng nhìn về phía la quân trong ấn tượng la quân là cái rất lợi hại trung thực học sinh thành tích cũng không có gì đặc biệt Bình thường đều là ba cây gậy đánh không ra một cái dám tới. Gia hỏa này hôm nay uống nhầm thuốc a. Toàn bộ đồng học cũng đều quái dị nhìn lấy La Quân. La Quân lập tức liền cười ha hả, nói ra, đồng lão sư, ngày hôm nay thật xinh đẹp, riêng là ngài thân này vàng nhà tiểu Tây phục, phối hợp ngài khí chất, ta nhìn thấy ngài liền nhớ lại cái kia bài thơ, phương bắc có giai nhân, nhất thiếu huynh nhân thành, tái thiếu huynh nhân quốc. La Quân quyết định muốn phóng thích chính mình mị lực phản chính tự mình không có khả năng lại yên lặng làm trước kia trung thực học sinh trung học. Như vậy, thì dứt khoát giải phóng thiên tính đi, không phải vậy như vậy còn sống cũng mệt mỏi. Toàn bộ đồng học đều theo nhìn quái dị nhìn lấy La Quân, cảm thấy ra hỏa này quả thực cũng là chán sống lệch ra a, lại dám như thế nói chuyện với lão sư. Các bạn học dù sao còn quá nhỏ, lại không hiểu lòng dạ đàn bà. Lời nói này, nếu là một cái người lớn theo đồng tốt văn tới nói, nàng khả năng cũng liền cười cười, không có coi ra gì. thế nhưng là dưới mắt theo la quân miệng bên trong nói ra. vậy nhưng thật sự là để đồng tốt văn ngọt ngào a. À? vị này biêu hãn mặt lạnh mỹ nữ lão sư khó được cười cười. nhưng nàng lập tức liền lại từ tốn nói, đi trên chỗ ngồi đi. la quân nói ra, được, lão sư. chúng các bạn học đều kinh ngạc tại đồng lão sư thế mà không có sinh khí, mà la quân lại là biết, cái này đồng lão sư cũng không phải là mặt lạnh người, mà là bởi vì dạy học cần a nàng tuổi còn rất trẻ lại là cái nữ sinh tăng thêm xinh đẹp cái này ba loại nhân tố chung vào một chỗ để cho nàng lộ ra rất lợi hại không có lực sát thương nàng chỉ có đầy đủ hung đủ lạnh mới có thể trấn trụ các học sinh la quân đi chỗ ngồi thời điểm cũng nhìn nhiều tư đồ linh nhi tư đồ linh nhi cắm đầu đang làm bài tập làm bút ký cũng không có ngẩng đầu nhìn la quân liếc một chút trong lòng nàng tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy giếng cổ không gợn sóng La Quân trở lại trên chỗ ngồi về sau, Triệu Anh Tuấn nói ra, "La Quân, ta làm sao phát hiện ngươi từ hôm qua bắt đầu tựa như biến người giống như?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Có phải hay không trở nên đặc biệt đẹp trai, đặc thù mị lực." "Ngươi có thể kéo xuống đi." Triệu Anh Tuấn mắng. La Quân nói ra, "Ngươi biết tại sao không?" Triệu Anh Tuấn nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Ngươi thật muốn biết." Triệu Anh Tuấn nói ra, "Ngươi cái này không nói nhảm sao?" Là Quân nói ra, thực luôn như vậy. Ta kiếp trước là cái thần tiên. Khuya ngày hôm trước ta nằm mơ, ta kiếp trước cho ta ấn mở linh căn, cho nên ta thì trở nên lợi hại như vậy. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Triệu Anh Tuấn nói ra, còn kiếp trước là thần tiên, vậy ta kiếp trước cũng là như lai phật. Là Quân cười ha ha một tiếng. Dù sao đi, nói thật cũng là không ai tin. Mà sự tình phát sinh là tại sớm tự học sau tiết khóa thứ nhất. Tiết khóa thứ nhất cũng là ngữ văn khóa. Đồng giai văn phía trên xong tiết khóa thứ nhất về sau, cũng không hề rời đi phòng học, thì trên bục giảng tiếp tục soạn bài. Bởi vì lớp thứ hai vẫn là ngữ văn khóa. Ngay lúc này, Vương Xuân mang theo hắn thân ca ca Vương Kiện đi vào trong phòng học. Hai người này còn không phải hướng về phía La Quân đến, mà là nhằm vào lấy Triệu Anh Tuấn tới. La Quân nhìn cái kia Vương Kiện liếc một chút, sau đó không khỏi âm thầm kinh hãi. Ta dựa vào, cái này Vương Kiện lại là ám kình cao thủ. Tại một đời kia bên trong, nho nhỏ ám kình cao thủ tại La Quân trong mắt quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ một cái ám kình cao thủ xuất hiện tại hắn trước mắt, thì như trước kia hắn gặp gỡ cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ một dạng nhất cả chứng A. Một thế này bên trong, quy tắc đã đem pháp lực toàn bộ tiêu trừ. Cái này bình hành thế giới không cùng cấp tại chân thực chủ thế giới, chân thực chủ thế giới bên trong, cho dù là thiên đạo cũng không có khả năng đem tồn tại từ trường, phần từ các loại lực lượng quy tắc cải biến. Lớn như vậy diện tích cải biến, cái này không thực tế. Mà đây là một cái bình hành thế giới, cho nên quy tắc phía dưới, bất kỳ người nào đều không có pháp lực. Loại tình huống này, tu hành liền sẽ rất khó. Cái này Vương Kiện có điều 18, 19 tuổi, liền có thể đến tới ám kình tu vi, cái này đã coi như là không tệ. Minh kính đỉnh phong cao thủ, quyền lực tuy nhiên không có đủ lực xuyên thấu, nhưng là nhất quyền đi xuống, cũng có 500 cân khí lực. Ám kình cao thủ khí lực ngược lại chưa sinh ra biến chất, nhưng là ám kình cao thủ có thể đem cái này 500 cân lực lượng biến thành bên trong phát. Một bức tường ngã xuống lực lượng, cùng một cái búa tạo thành lực lượng, đây là có khác nhau. Dù cho lực lượng là giống nhau, nhưng cái búa lại là chí mạng. Tường đổ phía dưới lực lượng thì là phân tán. La Quân vạn không nghĩ tới Vương Xuân lại có như thế một người ca ca. Hắn nghĩ, một thế này bên trong, chính mình hôm qua chắc chắn sẽ không theo Linh Nhi có gặp nhau không có giao tập, cũng sẽ không đắc tội trịnh hảo không sai. Nhưng là, dù cho không có có đắc tội trịnh hảo không sai, ngày hôm nay Vương Xuân lại là tìm đến Triệu Anh Tuấn phiền phức. Muốn đến một thế này bên trong, chính mình thức không sử dụng ra được hiện, như vậy cái kia nhu nhược chính mình, cũng sẽ có vì bằng hữu ra mặt dũng khí, sau đó thì chịu một đau chết oan. Triệu Anh Tuấn xanh cả mặt, hắn không nghĩ tới lão sư còn tại lớp học, cái này Vương Xuân thế mà thì dám tìm đến mình. Vương Xuân cùng Vương Kiện đi tới. Đồng Gai Văn thấy thế, lập tức đứng lên, nàng nghiêm nghị quát lớn, các ngươi là cái kia ban, còn có hay không quy củ. Vương Xuân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút Đồng Giai Văn, lại là không để ý đến Đồng Giai Văn. Vương Kiện không nói một lời, sắc mặt rất lạnh. Cái này Vương Kiện là Đông Giang trong thành phố lăn lộn có chút danh khí lưu manh, thủ đoạn độc ác. Lần này nghe nói đệ đệ mã tử bị người phao, hắn thì lập tức muốn tới cho đệ đệ ra mặt, về phần những lão sư này, Vương Kiện dạng này người, nơi đó hội để vào mắt. Huống chi, Vương Kiện còn theo trong thành phố một số con ông cháu cha có chút quan hệ tại. Triệu Anh Tuấn, theo ta ra ngoài một chuyến." Vương Xuân nói ra. "Triệu Anh Tuấn nơi đó dám ra ngoài a, à, hắn là biết Vương Kiện lợi hại, ta không đi ra, có lời gì ngay ở chỗ này nói." Vương Xuân mặt âm trầm, nói ra, "Tốt, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, ta hỏi ngươi người có phải hay không cùng Dương Lệ Lệ cùng một chỗ? Triệu Anh Tuấn không nói lời nào. Vương Xuân chỉ Triệu Anh Tuấn, nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không cùng Dương Lệ Lệ cùng một chỗ? Vương Xuân sắc mặt lộ ra dữ tợt, huyết hồng. Hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay Dương Lệ Lệ lời nói, ta như bây giờ bị rất nhiều người xem thường, ta không muốn tại tiếp tục như vậy, ta chỉ muốn hảo hảo đi ưa thích một người. Nàng nghĩ kỹ rất thích một người như vậy chính mình ở trong mắt nàng, không coi là là người. Đối với mặt trời mới mọc tia nắng ban mai, phá vỡ đi ra tự tôn, để Vương Xuân giờ phút này ánh mắt có mấy phần khát máu cùng cuồng nhiệt. Triệu Anh Tuấn nhịn không được nhìn La Quân liếc một chút. Người nhìn khắp nơi cái giám A, Vương Xuân một bàn tay lắc tại Triệu Anh Tuấn gương mặt bên trên. Ba, Triệu Anh Tuấn khuôn mặt nửa bên lập tức sưng đỏ, hắn kinh hoàng không khỏi nhìn lấy Vương Xuân. Lớp học rất nhiều nam sinh đều đứng lên. Đối phương dạng này đến trong lớp mình đánh người, cái này để bọn hắn rất lợi hại phẫn nộ. Đều mẹ hắn ngồi xuống. Phương Kiện một ba trưởng đập vào trên bàn học, phanh bàn học lập tức vỡ vụn ra đường vân tới. Dạng này nhất trưởng lập tức để các nam sinh đều hành quân lặng lẽ. Bọn họ dù sao vẫn chỉ là sơ trung học sinh, đối mặt Phương Kiện dạng này xã hội ngoan nhân không tự chủ được thì sợ hãi. Vương kiện trên người có loại giã thú khí tức khiến người ta sợ hãi. Đó là trải qua chiến trận sát phạt khí tức, không phải những thứ này tại Ivory Tower bông hoa có khả năng chống cự. Đồng Giai Văn cũng giật mình, nàng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời quên làm như thế nào phản ứng. Từ đồ linh nhi nhìn lấy nơi này, nàng cau mày, nàng lúc này nhưng cũng có chút hoảng, không biết nên làm sao bây giờ. Tống Linh San cũng nhìn lấy nơi này, toàn lớp lúc này rõ ràng đều là không dám thở mạnh, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền cũng là tại lúc này, là quần đứng ra, hắn ngăn ở Triệu Anh Tuấn trước mặt, người ta Triệu Anh Tuấn cùng Dương Lệ Lệ có hay không cùng một chỗ, liên quan ngươi Vương Xuân thí sự. Con mẹ nó ngươi, coi là mang theo ca ca ngươi đến, chúng ta liền sợ ngươi. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho lão tử. Cái này một cái chớp mắt, là quần cũng là nổi giận đùng đùng. Triệu Anh Tuấn cùng hắn là cực anh em tốt, tuy nhiên nhiều khi, Triệu Anh Tuấn ưa thích trò đùa quái đản, ưa thích trêu cợt la quân. Nhưng hai người là có sau cùng một khối tiền, đều muốn mua một lần mì ăn liền băng lấy ăn. Cho nên giờ phút này, la quân là thật giận. Tốt, Vương Xuân nhìn về phía la quân, trong mắt của hắn tràn ngập huyết sắc. Tựa như là dã thú muốn nhắm người muốn nuốt. Tại dạng này áp bách bên trong, la quân đứng ra để rất nhiều nữ sinh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía la quân, nhưng các nàng đồng thời cũng rất lo lắng la quân những nam sinh kia dũng khí cũng lập tức bị kích phát ra tới. Bọn họ chính thức giận hơn giống to, muốn phản kháng giả áp bách nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt, Vương Xuân đột nhiên từ trong ngực lấy ra một ngụm lóe sáng thẻ lò xo. So. Dạng này lạnh lóng lánh lập tức liền để đồng hài nhóm giống như là sót gan biến thành câm đánh. Bọn họ lời nói ngạnh tại trong cổ học, một cái âm tiết đều không phát ra được. Vương Xuân tiến lên, thẻ lò xo so đao hung hăng đâm về La Quân. Lúc này, La Quân tỉnh táo tới cực điểm, nếu là mình không có tới, như vậy một thế này tiểu La Quân khẳng định là một con đường chết, khó trách hội bị chọc chết a. Nhưng hắn thân là thiên mệnh chi vương, đã buông xuống đến nơi đây, như vậy hắn thì tuyệt không có khả năng để đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh. Đồng giai văn lão sư, còn có các nữ sinh đều sợ hãi che miệng lại. Cái kia thẻ lò so đau tấn mãnh đâm về La Quân bục, La Quân tại thời khắc nguy cơ, tỉnh táo đến sự đáng sợ. Tốc độ của hắn theo không kịp tư tưởng, lại là đột nhiên lui ra phía sau một bộ, sau đó nắm lên ghế đập tới. Vương Xuân một tay lung tung một chảo, thế mà đem La Quân ghế bắt lấy. La Quân cái này biệt khuất ha, mà mẹ nó, lão tử thế mà yếu đến nước này. Vương Xuân đồng thời đem thẻ lò so đao lần nữa vạch trần đi qua, có điều lần trì hoãn này, La Quân lập tức song tay nắm lấy Vương Xuân cầm đao cổ tay. Hắn bắt lấy về sau lập tức hướng trên bàn học hung hăng đập tới. Vương Xuân cầm đao tay nện ở trên bàn học, thẻ lò xo so đao lập tức đập bay ra ngoài. Bên cạnh một tên nam đồng học ngay lập tức đem thẻ lò so đao nhặt lên, sau đó lui đến xa xa. Vương Xuân một chân ước lượng hướng La Quân, ra hỏa này cũng vẫn là rất hung mãnh. La Quân ôm chặt lấy Vương Xuân chân, sau đó hướng lên trên một lần hành động. Sau đó Vương Xuân con hàng này lại té trổng bốn chân lên trời hiện trường hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa. Mọi người kịp phản ứng lúc, Vương Xuân đã ngã trên mặt đất. Người cái này tiểu ra mục tử, con mẹ nó ngươi rất chảnh a. À. Vương Kiện trong mắt lóe lên hàn quang, hắn một cái bước xa bước vào la quân trung tuyến, tiếp lấy một chân hướng la quân đá vào. Thế như gió. Một cước này, Vương Kiện tuyệt đối lưu thủ, nhưng cho dù là lưu thủ, la quân giờ phút này cũng tuyệt không thoải mái. Đến quá nhanh, hắn cảm giác được, thế nhưng là thân thể cùng phản ứng cũng là không kịp chống cự. Một cước này nếu là bị đá trúng, là quân tuyệt đối phải tại nằm bệnh viện một tháng. Trong lúc nguy cấp, là quân cấp tốc lui lại, cũng đem bên người bàn học bỗng nhiên đẩy. ầm um, vương kiện một chân thì đá trúng bàn học, cái kia bàn học ngăn kéo bị đá ra một cái lỗ thủng tới. Vương kiện một chân thế mà không trúng, không khỏi giận tím mặt, hắn một tay chống đỡ trước mặt bàn học, thân thể bay lên không trung muốn theo trên bàn học phóng qua đi cơ hội tới la quân trong mắt hàn quang lóe lên bắt lấy một cái ghế hung hăng xúc đi qua cao thủ đánh nhau tối kỵ lăng không người một nhún nhảy hết thảy đều thân bất do kỳ vương kiện cũng không phải là không hiểu đạo lý này mà chính là hắn không có coi trọng la quân hắn không có đem la quân coi như một cái tránh thức đối thủ ầm ừ. la quân một ghế tử hung hăng xúc tại vương kiện trên đùi vương kiện thân thể mất trọng lược trực tiếp thì ngã trên bàn. Cái này vương kiện có gần 200 cân nặng, lập tức liền đem bàn học ép thành nhão nhuệt. Lần này, vương kiện thật đúng là đầy đủ chật vật, thế mà bị cái sơ trung học sinh cho đánh ngã trên mặt đất. Cũng là vào lúc này, đồng giai văn rốt cuộc kịp phản ứng, nàng xông lại, ngăn ở la quân trước mặt, nghiêm nghị nói với vương kiện, người muốn làm gì? Ta cho người biết, ta đã báo động, người lại dám trước mặt mọi người ở trường học hành hung, người là không có nhiều, đồng giai văn thanh âm đều biến, phát ra rung động. Các bạn học, vô luận nam nữ, lúc này đều kịp phản ứng, ngăn ở La Quân cùng Triệu Anh Tuấn trước mặt. Vương kiện sắc mặt tái xanh, sự tình phát phát triển thành dạng này, hiển nhiên là vượt quá hắn dự liệu. Hắn đem Vương Xuân kéo lên, không nói một lời, xoay người rời đi. Vương kiện cùng Vương Xuân rời đi về sau, La Quân mới thật dài thở dài ra một hơi tới. Hắn trên chán, to như hạt đậu mồ hôi đầm đìa mà ra trước kia đối phó bao nhiêu lợi hại cao thủ cũng không giống lần này một dạng A. Loại này lực bất tòng tâm cảm giác để La Quân cảm thấy rất không nở ra sướng. Đồng Giai Văn cũng là thở phào một hơi, nàng mới vừa rồi là thật sợ Vương Kiện sẽ đánh nàng A. Nếu là Vương Kiện hướng nàng xuất thủ, nàng lúc ấy thì phải làm thế nào đây đâu. Lúc này, Đồng Giai Văn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, La Quân, Triệu Anh Tuấn, các người cùng ta tới phòng làm việc hắn các bạn học chính mình lời đầu tiên tập. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn sau khi đi, trong phòng học các bạn học lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng theo vỡ tổ. Có đồng học nghị luận Triệu Anh Tuấn, cũng có đồng học một vòng Vương Xuân cùng Vương Kiện quá phách lối cuồng vọng. Nhưng nhiều người hơn thì nghị luận La Quân. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ có La Quân một người có đảm lượng đứng ra, cái này khiến các nữ sinh cảm thấy La Quân là chân chính nam nhân. Cũng đồng thời để rất nhiều các nam sinh cảm thấy hổ thẹn cùng cảm giác khó chịu. Tư Đồ Linh Nhi trầm tư sau khi, sau đó lại tiếp tục viết lên làm việc. Còn chuyện này đến cùng tại nàng tâm hồ bên trong lưu lại cái dạng gì gợn sóng, đây cũng là bên ngoài người thường không thể biết. Còn Tống Linh San, nàng cũng trầm tư hồi lâu, nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng là bên ngoài người không thể biết. Là quân cùng Triệu Anh Tuấn trong phòng làm việc gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng bên này lập tức liền báo động, báo động tự nhiên là muốn bắt Vương Xuân còn có Vương Kiệt. Loại chuyện này thật sự là quá ác liệt. Nếu như chuyện thế này đều không nghiêm túc xử lý, như vậy trường học uy nghiêm, hiệu trưởng uy nghiêm đều muốn không còn sót lại chút gì. Chờ đối đãi Vương Xuân, đại khái cũng là bị khai trừ ra trường học. Trịnh Hạo không sai thúc thúc mặc dù là bộ giáo dục quan viên, nhưng hắn nhiều lắm là sẽ vì Trịnh Hạo không sai xuất thủ. Vốn là Trịnh Hạo không sai thì không là con của hắn, nhi tử cùng cháu trai vẫn là có khác nhau rất lớn tất cả trịnh hạo không sai thúc thúc thì càng không khả năng là Vương Xuân tới ra tay. Vương Xuân theo Vương Kiện chạy ra trường học, sở cảnh sát bên kia cũng rất nhanh đến đây tìm Triệu Anh Tuấn cùng La Quân tìm hiểu tình hình. Sở cảnh sát cảnh sát cũng khen ngợi La Quân loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hiệu trưởng càng tính toán đợi thi cấp 3 hoàn tất về sau, tổ chức toàn trường thầy trò đại hội, đến lúc đó hội công khai khen ngợi La Quân. Loại này khen ngợi, La Quân tự nhiên là không quan trọng hắn hiện tại cảm giác đến thời gian thật sự là quá không đủ dùng. Một thế này tiểu La Quân, bài tập rơi xuống quá nhiều. La Quân chỉ có hai ngày thời gian đến bổ túc, tuy nhiên hắn là thiên tài, nhưng là trung học bài tập, rất nhiều thứ hắn cũng không có học qua, cho nên căn bản không hiểu. Còn tốt, La Quân có thể căn cứ tiểu La Quân trí nhớ đến phân tích một ít gì đó. Mà lại, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, Vương Xuân bị khai trừ, như vậy Vương Xuân liền sẽ càng thêm hận chính mình, Càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có hắn cái kia ca ca, ca ca hắn đối với mình uy quá lớn. La Quân không có nghĩ qua đến, có một ngày, hắn lại bị một cái ám kình cao thủ cho làm khó. Tại cái này cả ngày khi đi học đợi, La Quân đều cảm thấy đói bụng tới cực điểm, hắn hôm qua bài suất độc tố, thân thể đang đứng ở một loại trạng thái đói bụng. Hắn cần đại lượng dinh dưỡng, năng lượng đến bổ sung. Thế nhưng là dưới mắt trong nhà tình huống hắn cũng rõ ràng không có khả năng để hắn làm càn như vậy ăn đồ ăn. La Quân hiện tại có thể ăn một bữa phía dưới thập cân thịt bò. Loại này trạng thái đói bụng để La Quân rất là khó chịu. Nếu là không cố kỵ đến phụ mẫu cảm thụ, La Quân khẳng định sẽ rời đi trường học. Hắn dựa vào bản thân thông minh, nhất định có thể trong vòng một tháng đem tu vi kéo lên đến hóa kính đỉnh phong. Nhưng dưới mắt loại trạng thái này khó a à khó. Hắn nhất định phải thi cấp 3 thi ra một cái thành tích tốt dạng này mới có thể để cho phụ mẫu vui mừng. Đây là La Quân chấp niệm. Tại xế chiều thời điểm, La Quân mặt dày mày dạn đi tìm đồng giai văn. Đồng lão sư, La Quân hô. Đây là tại trên hành lang, đồng giai văn đối La Quân hiện tại rất có hảo cảm, nhìn thấy La Quân, giọng nói cũng là một nhu, vừa cười vừa nói, La Quân, làm sao rồi? La Quân sờ sờ cái ót, nói ra, ta cái bụng rất đói, ngài có thể hay không mời ta đi bên ngoài ăn bữa cơm? Đồng Giai Văn nao nao, sau đó liền cười nói, cái kia có vấn đề gì đâu, đi, lão sư dẫn người đi ăn. La Quân nói ra, cảm ơn đồng lão sư. Đồng Giai Văn theo rồi nói ra, có điều người cái này nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi chỉ có 40 phút, người phải nắm chặt nha. Lập tức liền muốn thi cấp 3, thi cấp 3 rất trọng yếu, người biết không? La Quân nói ra, yên tâm đi, đồng lão sư, ta nhất định có thể thi đậu tốt nhất nhị chung. Đồng Giai Văn sững sờ, lại là cảm thấy là quân tại hồ suy đại khí. Nàng đối là quân thành tích vẫn là có chỗ giải Là quân thành tích không tính không nắm chắc tử, nhưng cũng thật sự là đầy đủ khiến người ta lo lắng. Đồng giai văn cùng là quân một trước một sau ra trường học. Đồng giai văn cao gầy mà xinh đẹp, mặc lấy vàng nhà tiểu tây phục, cỗ này tinh xảo khí chất càng làm cho người vì đó nghiêng đổ. Là quân cái này 15 tuổi tuổi tác, thực chính là vì dạng này đại tỷ tỷ mà điên cuồng niên đại. Có điều La Quân là nhìn quen đại mỹ nữ người, cho nên trên cơ bản, hắn đối mặt Đồng Giai Văn là có thể miễn dịch. Phía ngoài trường học có thật nhiều quán ăn, Đồng Giai Văn tự nhiên cũng không tiện mang theo La Quân đi loại kia nhà hàng nhỏ, nàng tuyển một nhà cấp bậc không tệ trong nhà ăn. Đồng Giai Văn gia đình điều kiện rất lợi hại không thô, cho nên nàng phẩm vị là không cần phải nói. Cái này trong nhà ăn phần lớn là làm lão sư sinh ý, cũng chấp nối, làm một số cá nhân liên quan các loại lúc này trong phòng khách khách cũng không có nhiều người đồng giai văn cùng la quân ngồi xuống tại bên cửa sổ nàng đem menu đưa cho la quân sau đó nói người điểm ngươi thích ăn khác khách khí với lão sư la quân nhách miệng cười một tiếng nói ra được rồi lúc này la quân là cực dương quang hắn tâm tình có thể cảm nhiễm người tâm tình đồng giai văn nhìn ngẩn ngơ đột nhiên cảm thấy người học sinh này trên người có loại mị lực kỳ dị sau đó một màn lại để cho Đồng Giai Văn có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng là ngoài miệng nói với La Quân đừng khách khí, có thể nàng không nghĩ tới, La Quân vẫn là chân chính tuyệt không khách khí a. À. Phục vụ viên cái này dưa chua bốc hơi giò, đến 10 phần. Cái này hoàng kim trứng, đến 10 phần, cái này đùi cừu nướng, đến 5 phần. Phục vụ viên đều viết ngây người. Đồng Giai Văn cũng không nhịn được cắt ngang La Quân, nói ra, "La Quân, lão sư cũng không có chỗ ấy đắc tội ngươi đi." Ngươi là tại đùa giỡn lão sư sao?" La Quân nói ra, "Lão sư, nếu như ngươi không nỡ lời nói, ngươi trước cho ta đệm tiền, 10 ngày sau ta trả lại cho ngươi." Hắn dùng ra kế khích tướng. Đồng giai Văn lập tức không cao hứng, chút tiền ấy nàng nơi đó hội không nỡ, chỉ là không thích lãng phí mà thôi. Nàng nói ra, "Đây không phải tiền vấn đề, gọi nhiều như vậy, ngươi ăn đến sao?" La Quân nói ra, "Đồng lão sư, ngươi yên tâm đi, nếu như ta ăn không hết, bữa cơm này tiền cơm ta bỏ ra. người nói nhẹ nhàng linh hoạt. người có tiền sao? đồng giai văn lạnh hừ một tiếng. là quân đem menu hướng trên bàn vừa để xuống, nói ra, vậy coi như ta không ăn. đồng giai văn cũng là hỏa khí lên, thì nói với phục vụ viên, theo hắn nói, phía trên. sau đó là quân lập tức liền lại vui vẻ ra mặt. chỉ chốc lát về sau, tràn đầy một bàn đồ ăn liền lên tới. là quân cũng không khách khí với đồng giai văn. Lập tức huy động đũa, ăn như gió cuốn lên. Sau đó, đồng dai văn lại lần nữa trợn mắt hốc mồm. Nàng xem thấy là quân một bàn một bàn tiêu diệt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Là quân, người chậm một chút, không ai dành với ngươi. Là quân, ngươi là heo à, heo cũng không có người có thể ăn như vậy đi. Là quân, ngươi ngươi cũng đừng chống đỡ. Nửa giờ thời gian, là quân thành nhà ăn tiêu điểm. Nửa giờ sau một đầy bàn đồ ăn bị la quân toàn bộ tiêu diệt bụng hắn tăng lên theo cái viên cầu giống như la quân ngươi đừng dọa lão sư ngươi còn được hay không muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện đồng giai văn có chút sợ hãi nàng thật sợ la quân hội ăn chết ở chỗ này a à? muốn là la quân cho chướng chết nàng đây cũng là muốn ở trường học nổi danh ta không sao đồng lão sư la quân khoát khoát tay sau đó hắn bắt đầu tính ngồi xuống Đồng Giai Văn cũng không dám quấy dày La Quân. La Quân liền ngồi nửa giờ, nửa giờ sau, La Quân đột nhiên nhảy dựng lên chạy tới phòng vệ sinh. Ao ao một trận về sau, La Quân hồng quang đầy mặt đi tới, nói với Đồng Giai Văn, lão sư, chúng ta đi thôi. Đồng Giai Văn rất là lo lắng, nói ra, người không sao chứ. Người đây là bao lâu chưa ăn cơm a? À? La Quân nói ra, những thứ này đồ ăn quá thô giáp, không có dinh dưỡng. Nếu có thể có nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, còn có kim thi yến ổ những vật này liền tốt. Đồng giai văn ngốc ngẩn ngơ, nàng cảm thấy mình rất không minh bạch cái này la quân. Sau đó, la quân về đi học, phía trên là lớp anh nữ, hắn đến chế nửa lớp, nhưng là hàn kim đức lão sư cũng không có làm khó la quân, trực tiếp để la quân đi vào ngồi xuống. Thứ nhất là la quân tiếng Anh hiện tại cũng không có vấn đề gì. Thứ hai hàn kim đức cũng biết la quân hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hiệu trưởng đều cao độ khen ngợi, cũng không thể hắn lập tức tới ngay phạt La Quân, đây không phải là đánh hiệu trưởng mặt à. Triệu Anh Tuấn rất trầm mặc, La Quân biết trong lòng của hắn là ái náy mà khó chịu. La Quân cũng liền không có quản Triệu Anh Tuấn, hắn hô hấp âm thầm phù hợp Nhật Nguyệt vận chuyển, lại đồng thời đem tổng đại số bao nhiêu sách giáo khoa lấy ra nghiên cứu. Tự học buổi tối sau khi kết thúc, các bạn học nhau nhau rời đi. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có đi, nàng vẫn là đang chờ đợi La Quân nàng là cái thủ tín người, nói muốn dậy La Quân 3 ngày, vậy thì phải dậy 3 ngày. Triệu Anh Tuấn ước La Quân cùng đi, La Quân nói ra, sở cảnh sát bên kia đang bắt Vương Xuân ca ca, ta đoán chừng Vương Xuân hai ngày này sẽ không tới tìm ngươi cùng ta phiền phức. Có điều nói không chừng Trịnh Hạo không sai còn muốn làm trả đũa, nếu không ngươi chờ ta ở đây hai giờ, ta có chút không hiểu muốn cùng lớp trưởng thỉnh giáo. Triệu Anh Tuấn không nói gì, nói, tốt, ta chờ ngươi. La Quân sau đó liền đi hướng từ Đồ Linh Nhi, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đến hai người. Lại là hiệu trưởng cùng Đồng Giai Văn. Hiệu trưởng chừng 50 tuổi, người rất lợi hại uy nghiêm cũng rất đứng đắn. Hắn gọi là Ngụy Vân Lai. Đồng Giai Văn thì tại cửa ra vào, nàng nói ra, Là Quân, Triệu Anh Tuấn, ta cùng hiệu trưởng mấy ngày nay cũng biết lái xe đưa các ngươi về nhà. Ân, Linh Nhi cũng còn chưa đi, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn đều thật bất ngờ, mà dưới mắt hiệu trưởng đều tự mình đến, La Quân cũng không dễ kiên trì. Tư Đồ Linh Nhi cũng chỉ có gật đầu. Xe là một cỗ buýt, dưới mắt đã là 045, trừ Santana bên ngoài, còn lại rất nhiều xe hình đều xuất hiện. Chiếc xe này vẫn là đồng giai văn, đồng giai văn lái xe, trước đưa Tư Đồ Linh Nhi về nhà. Tư Đồ Linh Nhi chỗ ở tiểu khu gọi là lệ huyền tiểu khu. Linh mấy năm thời điểm, tiểu khu mới nổi, rất nhiều tiểu khu đều là loại này tên. Cả nước thượng hạ, lệ huyền cái tên này đoán chừng cũng có ngàn tám cái, nhưng chúng nó cũng không phải cái gì mắt xích tiểu khu. Đến lệ huyền tiểu khu về sau, từ đầu linh nhi lại là nói với La Quân, người đi trong nhà của ta đi, ta trong nhà phụ đạo ngươi. Nếu như quá trễ, nhà chúng ta cũng có phòng trọ. Đồng Giai Văn cùng hiệu trưởng hơi hơi ngẩn ngơ, La Quân lập tức liền thay tư đồ linh nhi hướng hiệu trưởng Ngụy Vân Lai cùng đồng giai văn lão sư giải thích, ta người hầu lớn lên khoe khoang khoác lác, chỉ cần nàng cho ta học bổ túc ba ngày, ta liền có thể đến cả lớp trước 10 người. Ngụy Vân Lai nghe vậy trong mắt đều nhanh muốn chừng ra ngoài. Đồng giai văn càng là trách mắng, La Quân, người thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng đi. Chính ngươi cái gì mức độ, trong lòng mình không rõ ràng a. À. Ngươi cho rằng ngươi đã thông nhâm đốc nhị mạch a. À đừng nói cả lớp trước 10 người, người có thể tới toàn lớp 20 người đứng đầu, vậy cũng là tổ phần bốc lên khói xanh. Ngay vào lúc này, từ đồ Linh Nhi nói ra, đồng lão sư, hiệu trưởng, là quân thực rất lợi hại thông minh, rất nhiều công thức cùng hắn nói chuyện thì minh bạch. Có lẽ phụ đạo mấy ngày, thật hữu dụng. Nàng là lãnh đạm tính tình, liền xem như đồng giai văn đều có thời gian cảm thấy, tiểu nha đầu này có thể cùng với nàng nói mấy câu, nàng đều có chút thụ sủng nhược kinh. Cho nên giờ phút này tư đồ Linh Nhi chủ động vì La Quân nói chuyện, nàng cũng rất giật mình. Ngụy Vân Lai khẽ cười khổ, liền nói với đồng giai văn, đồng lão sư, bọn nhỏ thích học tập, muốn tại thời khắc sống còn sông vào một thanh, chúng ta cần phải muốn chống đỡ nha. Đồng giai văn nói ra, vậy được rồi, nàng lại nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, người nha, quá không biết nói trời cao đất rộng. Người lão sư ta cũng không vào sang năm cấp 10 vị trí đầu đây câu này lời vừa nói ra khuôn mặt nàng cũng là đỏ lên trong lòng tự nhủ mình nói như thế nào loại lời này là quân cùng triệu anh tuấn cũng là nhịn không được cười lên sau đó là quân cùng tư đổ linh nhi xuống xe đồng giai văn cùng hiệu trưởng đưa triệu anh tuấn về nhà tại một đời kia bên trong là quân tuy nhiên cùng tư đổ linh nhi kết hôn nhưng hắn lại chưa thấy qua linh nhi phụ mẫu lúc này là quân không khỏi đang nghĩ cha mẹ của nàng có ở nhà không La quân tâm lý có nghi vấn, cũng có chờ mong. Trong lòng càng nhiều là thương yêu Linh Nhi, vô luận là một thế này vẫn là một đời kia, Linh Nhi đều quá quạnh quẽ. Nhưng là La Quân biết, trong nội tâm nàng là khát vọng quan tâm. Từ đồ Linh Nhi mang theo La Quân tiến lệ huyện tiểu khu, nhà nàng là ba thất hai sảnh, 120 mét vuông. Ngay tại lầu 3, tại Đông Giang thành phố dạng này tam tuyến thành thị bên trong, lúc này còn chưa có thang máy phòng cùng nhà cao tầng để La Quân ngoài ý muốn là từ đồ Linh Nhi trong nhà cũng không có hắn người trong nhà sửa sang là hiện đại ngắn gọn phong cách đen trắng rõ ràng cửa phòng ngủ đều là mở cho nên La Quân biết trong phòng không có có người khác nhưng trong phòng này dọn dẹp rất lợi hại sạch sẽ trên ban công cũng phơi có đại nhân y phục nếu là người bình thường La Quân sẽ chỉ muốn ở chỗ này là phụ mẫu nhưng Linh Nhi lại có khác nhau sau đó La Quân thì thử dò hỏi làm sao không gặp thuốc thuốc a di tư đồ linh nhi nói ra mẹ ta công tác bề bộn nhiều việc có thời gian nửa đêm mới trở về há vậy thúc thúc đâu la quân tâm lý hơi hơi vui vẻ vui tự nhiên là linh nhi có mẫu thân yêu thương hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì một thế này linh nhi tính cách cùng một đời kia có thay đổi cho nên hắn lại lập tức hỏi linh nhi phụ thân tư đồ linh nhi nói ra cha ta tại thượng hải bên kia làm ăn bề bộn nhiều việc la quân nói ra cái kia thật là kỳ quái người lão ra tại yến kinh lão ba tại thượng hải Người cùng mẫu thân ngươi làm sao lại tại đông giang cái thành nhỏ này thành phố đâu tư đồ linh nhi nhìn la quân liếc một chút nàng cũng không trả lời la quân lời nói mà chính là nói ra chúng ta bắt đầu đi nàng nói xong đem sách bao buông xuống sau đó liền đem phòng khách ánh đèn mở lên sau đó tại trước khay trà chuyển ghế bắt đầu phụ đạo la quân la quân cũng liền hồi tâm hắn cũng không muốn muốn cùng tư đồ linh nhi ở giữa sinh ra ái tình 12 năm tuy nhiên không tính ngắn, nhưng là sau 12 năm, Linh Nhi cũng bất quá 27. Nếu như mình rời đi nàng, nàng quãng đời còn lại đều sẽ thống khổ. Một thế này, có thể tại bên người nàng làm người bằng hiếu, liền đã rất tốt. Là Quân Học rất nghiêm túc, hắn có quá nhiều không hiểu. Vật lý, hóa học chờ một chút, đều cần hỏi. Mà tư đồ Linh Nhi cũng không hổ người nào học bá cấp bậc nhân vật, không có nàng sẽ không đề mục. Hai người học rất nghiêm túc, một thẳng đến 11 giờ đêm, La Quân còn có một số vấn đề muốn hỏi. Có điều lúc này, bụng hắn lại đói lên, hắn nhớ tới đến Tư Đồ Linh Nhi cũng không có ăn cơm chiều đây. "Ngươi đói không?" La Quân hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân hỏi như vậy, liền biết là La Quân đói. Nàng nói ra, trong tủ lạnh có mì sợi, còn có mì ăn liền. "Ngươi muốn ăn cái kia một loại?" "Có cơm sao?" La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra chỉ có bữa cơm đêm qua. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đi đuổi hai bát cơm thế nào? Tư Đồ Linh Nhi không khỏi kỳ quái, nói ra, người biết? La Quân nói ra, đương nhiên, ta là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt a. À. La Quân một thế này bên trong, tại lão mụ che trở hạ, là thuộc về 10 ngón không chấm nước mùa xuân chủ. Nhưng là tại ở kiếp trước bên trong hắn không có cái gì là sẽ không, hắn nấu cơm mức độ còn rất không tệ. Là quần đem từ đồ linh nhi nhà tủ lạnh mở ra, tìm ra bữa cơm đêm qua, còn có cơm cuộn rong biển, trứng gà, xúc xích, cà rốt, cà di phấn, hao xăng các loại. Sau đó, hắn đem xúc xích, cà rốt cắt thành con trai. Lại tìm một điểm thịt bò kho đi ra, cũng cắt thành mạt. Về sau, dùng gà cơm chiên trứng, thịt bò kho mạt, nói bừa quả dứa, xúc xích, lại dùng cà di phấn, hao xăng, một điểm nước tương xào lăn đi ra. Đuổi đi ra hạt cơm, hạt hạt vàng rực, đồng thời nhan sắc cũng nhìn rất đẹp. Là quân lại đánh cái cơm cuộn rong biển canh, như thế về sau, mới lên tiếng, lớp trưởng, người mau tới ăn đi. Cho dù là như tư đồ linh nhi như vậy thanh tú, nàng lúc này trông thấy dạng này một bàn cơm chiên, cũng không nhịn được là âm thầm nuốt nước bọt. Cho nên, một bàn cơm chiên, một chén canh bị tư đồ linh nhi ăn sạch sẽ, tuyệt không thừa sau khi ăn xong, nàng đều có chút đỏ mặt, cảm thấy mình quá không rụt rè. có thể cái này cũng thật là nàng cuộc đời ăn rồi món ngon nhất cơm chiên. sau khi ăn cơm xong, tư đồ linh nhi nói ra, thời gian không còn sớm, người đi về nhà đi. la quân gật đầu, nói ra, được. hắn quay người thu thập túi sách, sau đó liền chuẩn bị rời đi. tại lúc ra cửa đợi, tư đồ linh nhi bỗng nhiên nói ra, người không sợ sao? la quân ngốc ngẩn ngơ hắn lập tức liền kịp phản ứng từ Đồ Linh Nhi là hỏi liên quan tới giúp Triệu Anh Tuấn đối phó Vương Xuân sự tình. Hắn ngẫm lại, lại cười cười, nói ra, sau đó ngẫm lại là rất sợ, ta cũng không nghĩ tới Vương Xuân hội xúc động như vậy, còn mang một thanh thẻ lò so đao. Muốn là lại lại một lần, ta chỉ định cũng không dám. Từ Đồ Linh Nhi nghe vậy nao nao, theo rồi nói ra, trên đường cẩn thận. La Quân nói ra, được rồi. Hắn đi ra từ đồ linh nhi phòng về sau, hít thở một hơi thật sâu. Mới 14 tuổi Linh Nhi, nàng là ngây ngô, làm la quân nhìn lấy nàng mặc lấy trường học lúc, cảm thấy nàng sạch sẽ giống như là trên tuyết sơn bạch liên hoa. Linh Nhi, chỉ mong, một thế này, ta có thể bảo vệ ngươi, sẽ không tiếp tục cùng mạng ngươi cách tương xung. La quân âm thầm nói ra. Mặc dù nhưng đã ăn một bát cơm chiên, nhưng La Quân vẫn cảm thấy rất đói. Nhưng hắn lại không khác biện pháp, nếu như có thể có đan dược tại, vậy thì thật là quá tốt đáng tiếc cấp tốc đem tu vi hoàn toàn bổ sung lên, nhưng là một đời kia bên trong đan dược, sở dĩ có thể luyện chế thành công, cũng là bởi vì có thuật pháp, trận pháp, cùng pháp lực đem văn võ hỏa điều luyện đến cực hạn. Một thế này bên trong, chỉ sợ là không ai có thể luyện ra đan dược. Một thế này bên trong, đã không còn tứ đế, lại càng không có tư đồ viêm lão gia tử pháp lực tồn tại. Cho nên tư đồ gia khẳng định cũng không phải một đời kia tư đồ gia đây cũng là vì cái gì linh nhi sẽ xuất hiện tại đông giang nguyên nhân hết thảy đều cải biến la quân tại trong trí nhớ tìm tòi đột nhiên lại phát hiện một cái để hắn có chút trợn mắt líu lưỡi sự tình cái kia chính là một đời kia trung hoa đại đế lăng tiền bối tại một thế này bên trong là cơ quan nhà nước bên trong một tên quân quan trần lăng cũng là mình đại bá là phụ thân trần thiên nhai thân đại ca đại bá luôn luôn đều tại yến kinh hoặc là quân đội bên trong rất ít trở lại đông giang có điều đại bá cùng phụ thân quan hệ còn thật là tốt sang năm thời điểm đại bá đều sẽ trở về một chuyến mà lại đại bá đã từng là muốn cho phụ thân an bài tốt công việc vẫn là cái gì phụ thân đều cực tuyệt phụ thân lòng tự trọng rất mạnh cũng cảm thấy dạng này thời gian rất lợi hại nhàn hạ đây là đại bá miễn cưỡng không đến có điều đại bá đã phát tội ngoan thoại cái kia chính là đem đến từ chính mình nhất định muốn theo đại bá đi trong quân đội tham gia quân ngũ đương nhiên đây đều là tốt nghiệp trung học về sau nói sau phụ mẫu thủy trung đều là không nguyện ý chính mình rời đi bên cạnh bọn họ la quân tâm lý thầm suy nghĩ không biết một thế này trần lăng tiền bối phải trăng võ công cái thế đâu phát ngang tại la quân trước mắt nan đề là nghèo không có tiền nếu như hắn là một thân một mình hắn chả có khác biện pháp có thể nghĩ nhưng một thế này bên trong thật vất vả có phụ mẫu yêu thương hắn không nguyện ý làm bất luận một cái nào khả năng để phụ mẫu chuyện thương tâm. Tỷ như không để ý tới thi cấp 3. Sau khi về đến nhà, lần này nếu đổi lại là lão ba Trần Thiên Nhai đang chờ mình. Trần Thiên Nhai tại đèn bàn phía dưới, dùng máy tính cùng công thức tính toán lấy bản vẽ. Thời đại này, không phải mỗi cái gia đình đều có máy tính. Là quân chợt nhìn đến Trần Thiên Nhai, vẫn còn có chút phạm sợ cùng kinh ngạc. Một đời kia bên trong, ma đế cho hắn bóng mở quá sâu. Mới trở về A, à, Trần Thiên Nhai nói ra, ta nghe người mẹ nói, hai ngày này ngươi cũng tại để trưởng lớp các ngươi cho ngươi học bù, là thật sao? Là quân bình phục tâm tình, nói ra, đương nhiên là thật A. À. Cha, chẳng lẽ ngươi cho rằng thi cấp 3 sắp đến, ta mỗi lúc trời tối đều đi chơi game máy, đánh quyền Hoàng A. Trần Thiên Nhai không khỏi cười mắng, nói ra, nói tốt giống ngươi liền sẽ không làm loại này chuyện hoang đường giống như. Hắn cũng không tỉ mỉ cứu, tiếp lấy đứng dậy nói ra, người đi tắm trước, ta đi cấp người đem đồ ăn hâm nóng. Được rồi, cha, trong chấp nhóm này, là quần hốc mắt lần nữa ướt át. Trong lòng hắn có loại không khỏi chua xót tắc nghẽn lấy, dạng này tình thương của cha, hắn trước kia liền xem như nằm mơ đều chưa từng dám đi muốn a. À. Sau khi ăn cơm xong, là quần trở về trong phòng. Buổi tối, hắn lần nữa vận khởi nhật nguyệt hô hấp pháp. Đến buổi sáng thời điểm, La Quân trên thân lại là một tầng màu đen mồ hôi cùng tạp chất, thối hoắc. Sau đó, cái này lại miễn không bị lão mụ một hồi lại nhảy. Có thể cho dù là lại nhảy, là Quân cũng như uống cam điềm. Audio điện tử võ tấn bền. Liên tục hai ngày tẩy tủy phạt cốt, lại thêm thân thể nguyên khí lao nhanh, là Quân lực lượng vẫn là có vẻ lấy tăng trưởng. Buổi sáng, hắn có thể một hơi chạy tới trường học, toàn bộ hành trình đều là 80 yết tốc độ. Đây đối với người tầm thường mà nói, đã là có chút khủng bố. La Quân vốn là võ học tuyệt đỉnh tông sư, hắn bây giờ lại đi cũ đường, tiền kỳ tiến bộ vốn là như bay tốc độ. Ngược lại là đến hậu kỳ sẽ có giảm bớt. Theo trong nhà tới trường học, ước chừng có 5 công giảm lộ trình. Tới trường học về sau, La Quân dừng bước lại, hắn hơi có chút thở dốc. Tại giữa trưa thời điểm, Vương Xuân phụ mẫu mang theo Vương Xuân tới trường học tìm đến hiệu trưởng cầu tình. La Quân cùng Triệu Anh Tuấn cũng bị thét lên trong phòng làm việc của Hiệu Trưng. Vương Xuân phụ thân Vương Tuyết Phong là cái tiểu thương nhân, có chút ít tiền. Cho nên hắn ca tính cũng có chút hung hăng càn quấy. Vương Tuyết Phong hướng La Quân cùng Triệu Anh Tuấn nói ra, Trần Đồng học, Triệu Bạn học, lần này là nhà chúng ta cô Haru, xúc động một điểm, ta thay thế cô Haru hướng các người nói cái khiêm. Hy vọng các người về sau, còn là bạn tốt, tốt đồng học. La Quân cười ha ha, nói ra, đều cầm đao muốn đâm chết chúng ta, cái này vẫn có chút tiểu trùng động. Vương thúc thúc, cái kia con của ngươi muốn là đại vọng động, không phải cầm súng đem trường học của chúng ta đều cho nhấc lên. Vương tuyết phong sắc mặt nhất thời thì có chút khó coi. Vương xuân sắc mặt âm trầm nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, cha ta đều xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? La Quân nói ra, ta muốn thế nào? Ta lấy đao vạch trần ngươi, sau đó lại xin lỗi ngươi, ngươi vui lòng sao? Vương Xuân, ta xem thường nhất cũng là loại người như ngươi. Cha ngươi mạo xưng là cái khá giả mức độ, ngươi liền phú nhị đại cũng không tính, ngươi còn dám ngang như vậy. Ngươi bất quá chỉ là theo tiểu ma cà bông, cho nên dương lệ lệ căn bản thì xem thường ngươi. Mà mẹ nó mẹ ngươi, Vương Xuân lập tức giận tím mặt, hắn chuyển quyền thì hướng la quân trên mặt đánh tới. La quân lạnh hừ một tiếng, song quyền một ô lại một băng. Bán bộ băng quyền hoàn mỹ diễn dịch, Vương Xuân lập tức bị băng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Thằng nhãi con, ngươi lại dám ngay trước lão tử mặt đánh người. Vương Tuyết Phong cũng là giận. Hiệu trưởng Ngụy Vân Lai sắc mặt âm trầm, nói ra, đầy đủ. Hắn đón đến, nói, Vương Tiên Sinh, ta vốn đang kỳ quái, vì cái gì con của ngươi lại là loại tính cách này. Hiện theo ý ta đến ngươi cũng coi là minh bạch, các ngươi mời trở về đi. Dạng này học sinh, chỉ ít trường học của chúng ta là không dám bắt. Vương Tuyết Phong không nói một lời, kéo vương xuân nói ra chúng ta đi vương xuân đứng dậy hắn oán hận nhìn về phía la quân nói ra la quân ta cho ngươi biết ta không để yên cho ngươi la quân cho tới bây giờ đều là miệng tiện chủ hắn lập tức nói ngươi nhanh đi tìm ngươi cái kia tội phạm truy nã ca ca đi khóc đi ngươi nói ai là tội phạm truy nã vương tuyết phong thê tử lý phân giận nghiêm nghị quát lớn la quân nhìn lý phân liếc một chút nói ra nói ngươi con trai trưởng đâu làm sao? Người ta hoa nhân thủ phú lý gia thành tiên sinh gặp người đều nho nhã lễ độ, có hàm dưỡng cực kỳ. Các ngươi liền hai tiền bẩn đều thu thập không đủ, còn cho là mình rất nghiêu, ta đều thay các ngươi mất mặt. Không thể không nói, là quân con hàng này miệng rất lợi hại độc, mà lại ép buộc lên người đến, gọi là một cái xảo trá A. À. Vương Tuyết Phong phu phụ trong cơn tức giận, lôi kéo Vương Xuân rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Ngụy Vân Lai sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, là quân, người tại hiệu trưởng trước mặt, có phải hay không cũng quá không có lễ phép. Là quân nói ra, thật xin lỗi, hiệu trưởng, là ta sai. Hắn nhận lầm tốc độ cũng là nhanh rất lợi hại đây. Ngụy Vân Lai nao nao, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì, nhân tiện nói, tốt, các người trở về phòng học đi thôi. Thực La Quân là cố ý chọc giận Vương Xuân bọn họ, hắn không biết hiệu trưởng là thế nào nghĩ. Vạn nhất hiệu trưởng mềm lòng, lại muốn cho Vương Xuân một cơ hội đâu. Có lẽ, Vương Xuân dạng này cặn bá, không sách về sau đi xã hội, ngược lại sẽ tệ hơn. Nhưng La Quân không có nghĩ nhiều như vậy, một người như vậy, không xứng đối đãi trong trường học. Đừng nói cái gì dạng này hội hủy Vương Xuân cả đời. Nếu quả thật hội hủy đi Vương Xuân cả đời, đó nhất định là Vương Xuân chính mình tính cách chỗ tạo thành. Ra phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, Triệu Anh Tuấn nói ra, La Quân, chúng ta hiện tại xem như đem vương xuân bọn họ đắc tội thảm về sau khẳng định thiếu không đối chúng ta trả đũa a à. là quân không lớn quan tâm nói ra yên tâm đi hắn hiện tại hận đều tại trên người của ta sẽ không làm khó ngươi triệu anh tuấn ngốc ngẩn ngơ sau đó hốc mắt đỏ lên nước mắt thì đến rơi xuống tức giận nói ra là quân lời này của ngươi là có ý gì ta chính là nhát gan sợ phiền phức người sao cái này họa là ta gây ngươi yên tâm ta đi nói rõ với Vương Xuân Bạch. Để hắn có cái gì hướng về phía ta tới. La Quân sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu để Triệu Anh Tuấn phản ứng lớn như vậy. Hắn cười ha ha một tiếng, ôm Triệu Anh Tuấn bả vai, sau đó nói, Móa, ngươi làm sao theo đàn bà giống như, còn khóc nhẹ đây. Ta không có khác ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta có là biện pháp đối phó Vương Xuân cùng hắn ca đây. Ngươi có thể có biện pháp nào, bọn họ có thể không muốn sống, nhưng chúng ta không thể theo làm phạm pháp sự tình A. À. Triệu Anh Tuấn nói ra. La Quân nói ra, yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta. Hắn tràn đầy tự tin, vô cùng chắc chắn. Dạng này tự tin, cảm nhiễm Triệu Anh Tuấn, để Triệu Anh Tuấn tin tưởng La Quân là thật có biện pháp giải quyết chuyện này. Buổi tối thời điểm, Đồng Giai Văn chủ động đưa La Quân cùng Triệu Anh Tuấn về nhà. Từ đồ linh nhi cùng theo một lúc, Đồng Giai Văn cũng lý giải, hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai sẽ phải thi cấp 3. Đến từ Đồ Linh Nhi nhà về sau, là quần trông thấy từ Đồ Linh Nhi mẫu thân y nguyên không ở nhà. Là quần trước khi nói ra, ta đi trước làm cho người cơm chiên đi. Từ Đồ Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn gật đầu. Cơm chiên vẫn là ăn ngon như vậy, từ Đồ Linh Nhi ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong về sau, từ Đồ Linh Nhi đi trước rửa chén, là quần ngay tại trước khai trà nhìn hóa học bài tập. Quá nhiều tri thức điểm, La Quân cũng là thuộc về ăn tươi nuốt sống, suy một ra ba đến giải quyết vấn đề. Từ đồ linh nhi rửa xong bát đĩa trở về, nàng đang chuẩn bị cho La Quân giảng giải đề mục thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. La Quân trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, xoa, đây là linh nhi mụ mụ trở về a. À. Xem ra chính mình rốt cuộc có cơ hội nhìn một chút từ đồ linh nhi mẫu thân là cái dạng gì. Đại môn mở ra, sau đó La Quân liền trông thấy một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện nữ nhân mặc lấy màu đen tiểu tây phục khí chất già dặn mà quạnh quẽ mẹ tư đồ linh nhi ngẩng đầu nhìn liếc một chút sau đó hô một tiếng nàng là chào hỏi nhưng dù cho chào hỏi cũng rất lãnh đạm mẫu thân của nàng cũng là nhàn nhạt đáp lại một tiếng la quân biết tư đồ linh nhi mẫu thân gọi là dương khiết dương khiết tính tình cũng rất lạnh la quân nhìn thấy dương khiết về sau liền cũng liền minh bạch linh nhi tính tình vì sao lại lãnh đạm như vậy tính tình này tuyệt đối là theo thân nương A. Dương khiết tại cửa trước chỗ thay đổi dép lê, nàng khi nhìn đến trong nhà thêm ra la quân như thế theo lạ lẫm thiếu niên về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Có điều Dương khiết cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, đây là người đồng học. La quân thì đứng lên, hắn tự nhiên hào phóng nói ra, A di mạnh khỏe. Dương khiết gật gật đầu. Tư đồ linh nhi nói ra, La quân là lớp chúng ta, ta giúp hắn học bổ túc phía dưới bài tập, ngày mai sẽ phải thi cấp 3. Dương Khiết A à một tiếng, liền nói ra, vậy các người bận biểu các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ừm, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Sau đó, Dương Khiết liền đi phòng ngủ, cũng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát về sau, Dương Khiết đi ra, lúc này nàng đã thay đổi một bộ quần áo ở nhà, màu lam nhạt. Cho dù là quần áo ở nhà, mặc trên người nàng cũng có kiểu khác mỹ lệ cùng phong tình. Dương Khiết nói ra, Linh Nhi, người ăn cơm chiều sao? Ăn rồi, Tư đồ Linh Nhi cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Dương Khiết nói ra, cái kia mụ mụ thì phía dưới của mình đều ăn. Tư đồ Linh Nhi nói ra, ừm. Rất kỳ quái ở chung hình thức, chỉ ít theo La Quân đã là như thế. Hắn lão mụ thế nhưng là rất biết lại nhải, nghe nói làm mẹ người, mặt đối với mình hài tử đều sẽ rất lợi hại lại nhải. Mà Dương Khiết hiển nhiên là một ngoại lệ. Bất quá, Dương Khiết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng tuyệt không thiếu thông minh nàng ăn mì xong điều về sau, cũng không có về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà chính là một mực trong phòng khách bồi tiếp. Đợi đến học bổ túc sau khi kết thúc, là quân thu thập túi sách, sau đó nói, a à di ta đi. Dương khiết liền thì từ trên ghế salon đứng dậy, nói ra, ta đưa đưa người đi. Cái này quá phiền phức ngài, là quần nói ra. Dương khiết nói ra, đi thôi, nàng lời nói, có loại không thể nghi ngờ vị đạo. Là quân thấy thế cũng thì không chối từ nữa. Dương Khiết mở là một chiếc Mercedes, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó, xe khởi động, La Quân trong lòng nghĩ, Dương Khiết sẽ không giống phong cách tầm thường phim truyền hình tình một dạng, là muốn đến gian dậy chính mình, sau đó cảnh cáo chính mình không muốn lại cùng Linh Nhi tới lui A. Một đường hướng La Quân trong nhà lái đi, cái giờ này trên đường, cơ hồ không có gì xe cộ, cho nên Dương Khiết cũng mở rất nhanh. Trên đường đi, Dương Khiết lại không nói gì. Cái này khiến La Quân cũng có điểm cào tâm cào lá gan không được tự nhiên. Đợi đến trước cửa nhà, Dương Khiết dừng xe, nói ra, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. La Quân nhịn không được, nói ra, cái kia, A à Di, ngài làm sao không nói gì? Chẳng lẽ ngài cố ý đưa ta, không phải có lời muốn cùng ta nói sao? Dương Khiết nao nao, sau đó nhịn không được nhẹ giọng bật cười, nói ra, người suy nghĩ nhiều, muộn như vậy, cũng không quá an toàn ngài thì không sợ ta cùng linh nhi la quân nói ra ta tin tưởng nữ nhi của ta ánh mắt dương khiết nói ra la quân nói ra a à, hắn xuống xe theo sau đó dương khiết khu xe rời đi la quân lúc này mới tỉnh táo lại đậu phộng dương khiết nói tin tưởng linh nhi ánh mắt đây là mấy cái ý tứ a bất quá la quân đương nhiên sẽ không vì vậy mà tự ti hoặc là suy nghĩ nhiều tiếp đó cũng là trong ba ngày thi thời gian trong ba ngày này Đồng giai văn mỗi ngày đều hội đưa đón La Quân, còn có Triệu Anh Tuấn. Còn tư Đồ Linh Nhi cũng không cần đưa đón, bởi vì La Quân cũng không cần lại phụ đạo. Mỗi lần về nhà thời điểm, Đồng giai văn đều sẽ hỏi La Quân thì thế nào. La Quân liền rất lợi hại sảng khoái nói ra, không có vấn đề, tuyệt đối để lão sư ngươi giật nảy cả mình, kiến thức một chút ta nội tại tài hoa. Đồng giai văn buồn cười, đại khái là cảm thấy lấy trước làm sao lại không có phát hiện lớp học có La Quân như thế cái đậu bỉ đây thi cấp 3 sau khi kết thúc, chính là được nghỉ hè. Các học sinh nghênh đón khó được nghỉ dưỡng thời gian, mà thành tích sau khi đi ra, tự nhiên lại là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thi cấp 3 thành tích rất nhanh liền đi ra. Là quần chỗ Đông Giang sơ cấp trường cấp 2 thi cấp 3 tổng điểm là 650 phân, tư đồ Linh Nhi là cả lớp người thứ hai nàng tổng điểm thi 630 điểm. Duy nhất ném tích phân địa phương là thể dục ném 15 điểm, ngữ văn viết văn ném 3 điểm, còn có tiếng anh ném một số phân. Muốn đến từ đồ linh nhi tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là đối mặt thể dục vẫn là yếu hạng. Mà ngữ văn viết văn, lão sư là cảm thấy không giữ chút phân, cái kia đều có chút khó. Còn tiếng anh, cái này bị trừ điểm cũng rất bình thường. Dù sao, tại linh mấy năm thời điểm, tiếng anh không có bị gia trưởng coi trọng như vậy. Bọn nhỏ cất bước muộn, không giống đến không không sau cái kia đệ nhất, từ tiểu học liền bắt đầu tiếp xúc tiếng anh. Tư Đồ Linh Nhi cũng là theo trung học mới bắt đầu chính thức tiếp xúc tiếng Anh. Là quân thi 615 điểm, cả lớp hạng 11. Lần này thi cấp 3, là quân là dốc hết toàn lực, dù sao thời gian quá ngắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể thi đến cái này điểm số. Liên quan tới thể dục cái nào một hạng, là quân là mắc điểm. 30 điểm thể dục chẳng khác gì là cho con hàng này đưa phân A. Về phần ném tích phân hạng thì nhiều tại hóa học cùng vật lý, còn có viết văn phía trên tiếng anh con hàng này thì cái mắc điểm, cái này khiến trường học phương diện đều có chút chấn động. nhưng là bất kể như thế nào, là quần thành tích sau khi ra ngoài vẫn là để toàn trường lão sư đều chấn kinh. phải nói sinh viên năm thứ ba nhóm đều rất khiếp sợ. dù sao học giỏi những cái kia học sinh khá giỏi, tất cả mọi người có chút quen thuộc. là quần như thế cái không có danh tiếng gì ra hỏa, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, này làm sao để cho người không kinh hãi đây? hiệu trưởng ngụy vân lai Đồng giai văn cũng là cái cầm đều chỉ kém không có kinh ngạc rơi xuống. Triệu Anh Tuấn càng là như vậy, thì liền Tống Linh San nhìn La Quân ánh mắt cũng đều có chút biến hóa. Tư Đồ Linh Nhi vẫn là như thế không màng danh lợi, phải nói La Quân thi ra cái thành tích này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở chính giữa thi thành tích công bố ngày ấy, trường học mở khen ngợi đại hội. La Quân lần thứ nhất nhận lấy đến học sinh ba tốt giấy khen, cũng tại trên đại hội bị hiệu trưởng cường điệu khen ngợi khen ngợi hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trong lúc nhất thời, La Quân trở thành trường học phong vân nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, lập tức hắn liền muốn đi cao trung, rời đi trường này. Cái này mưa gió đến tựa hồ là chế một chút. Sơ tam học sinh thi cấp 3 hoàn tất về sau liền trước được nghỉ hè. Mùng 1 mùng 2 các học sinh còn muốn tiếp tục dày vò. La Quân chỗ lớp 8, cùng ngày mọi người cũng không tan cuộc. Lớp phó trình bằng đề nghị đại gia hỏa buổi tối đi ăn khuya cũng cùng một chỗ hát, cũng coi là chúc mừng mọi người tốt nghiệp. Còn phí dụng thì là mỗi người góp 20 khối. Không thể không nói, lúc này vật giá thật đúng là tiện nghi không phải đây. Đáng giá nói chuyện là, đồng giai văn đối mặt bọn này muốn tốt nghiệp học sinh, rốt cục rỡ xuống nàng băng sơn gương mặt. Đồng thời biểu thị theo mọi người buổi tối cùng đi cuồng hoan. Nàng nói mọi người một mực buông ra ăn uống, không đủ, lão sư đến sửa. Nếu như trong nhà không tiện xuất ra tiền tới chơi lời nói, cũng không quan hệ, nàng cho mọi người bổ đủ. Sau đó một đám các học sinh gieo hò vô cùng. Liền xem như lạnh lùng tư đồ Linh Nhi cũng nguyện ý theo mọi người cùng nhau đi. Nàng tuy nhiên lạnh lùng, nhưng cũng chưa chắc không chân quý dạng này đồng học tình nghĩa. Đến lúc này, thực trong lòng mọi người, khó tránh khỏi lại có thương tích cảm giác. Đồng môn 3 năm, ở cái này trường học cũng 3 năm. Lập tức, rất nhiều rất nhiều người liền muốn mỗi người đi một ngả. Loại này phân biệt, đương nhiên là muốn sau so thi đại học kết thúc cùng tốt nghiệp đại học muốn hòa hoãn một số, nhưng cũng vẫn có nỗi buồn ly biệt ở trong lòng. Thi cấp 3 kết thúc, mọi người phần lớn đều còn tại cái này thành thị, chỉ là sẽ đi không cùng ban, không bạn học trường học. Thi đại học kết thúc, này sẽ là càng tàn khốc hơn. Bởi vì vì mọi người sẽ đi hướng khác biệt thành thị, không bạn học trường học. Còn sau khi tốt nghiệp đại học, cái kia chính là tránh thức ly biệt. Là quân về nhà tìm lão mụ đòi tiền, lão mộ nghe nói là trong lớp hoạt động, trực tiếp thì cho la quân 50 khối. Lão mộ lâm thiến hồng quang đầy mặt, nàng là rất cao hứng. Nhi tử tại tiểu học thời điểm thì rất cho lực, cho nên mới có thể thuận lợi đến nhị trung. Thế nhưng là đến nhị trung về sau, thành thích rất xuống ngàn trượt, nàng không ít thương tâm qua cùng phát sầu qua. Nhưng nhi tử lại tại cái này thời khắc sống còn, như thế ra sức một lần. Làm mẹ, sao có thể không cao hứng đây? Tại nhà nghèo trong mắt, sách mãi mãi cũng là duy nhất ra mặt cơ hội. Cho dù là đến thế kỷ 21 về sau, đại học sinh đi đầy đất. Nhưng là trường học ưu tú tốt nghiệp cao tài sinh, bọn họ cơ hội vẫn so với người bình thường nhiều hơn một chút. Từ đó thi, đến thi cấp 3 thành tích ban bố, trong lúc này có thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, là quân tu vi đã đạt tới ám kính đỉnh phong. Hắn bắp thịt nhìn cũng không rắn chắc, nhưng nội tại nguyên khí, lực đạo đều ẩn chứa bên trong. Dưới mắt, hắn gặp lại vương kiện lại là không có chút nào quan tâm có thể ăn đồ ăn quá ít la quân chỉ có thể quá nhiều dựa vào nhật nguyệt hô hấp pháp đến tẩy tủy phạt cốt đồng thời tăng cường đoán luyện nhưng hắn thật vẫn còn quá cần dinh dưỡng bổ sung toàn bộ thân thể tế bào đều là ở vào trạng thái đói bụng la quân quyết định phải thừa dịp nghỉ hè thật tốt tìm vài thứ bồi bổ thân thể không phải vậy lời nói dinh dưỡng cũng quá theo không kịp tu vi tiến bộ nhìn từ ngoài là quần cũng không có quá đại biến hóa, vẫn là như vậy yếu đuối. Nhưng hắn tinh khí thần lại sớm đã là rực rỡ hẳn lên. Nội tại độc tố tạp chất cũng bị bài xuất rất nhiều, chỉ ít hiện tại, hắn là rất khó lại bị phong hàn xâm lấn. Buổi tối, toàn lớp học sinh đều tới. Cho dù là có gia đình khó khăn, nhưng đồng giai văn đều giúp ra khoản tiền. Không có suất tiền đều là số ít, các bạn học vẫn là đều rất có cái này một phần lòng tự trọng tại một nhà quầy hàng lớn bên trong đồng giai văn cùng các học sinh bảy sáu bàn la quân mang theo triệu anh tuấn sửng sốt cưỡng ép chen đến từ đồ linh nhi cái kia một bàn từ đồ linh nhi một bàn này là cùng đồng giai văn ngồi cùng một chỗ mà lại cũng đều là một số ban cán bộ la quân trước kia cũng không có tư cách làm ban cán bộ a à. một bàn này bên trong tống linh san cũng là tại bất quá dưới mắt la quân là phong vân nhân vật cho nên hắn muốn ngồi lại đây mọi người tự nhiên cũng là hoan nghênh. Còn Triệu Anh Tuấn, mọi người cũng đều nhìn La Quân mặt mũi. Hôm nay tất cả mọi người không có mặc đồng phục, đều là mặc lấy đẹp mắt y phục. Tống Linh San mặc lấy màu đỏ váy đầm, lộ ra nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Rất nhiều nam sinh thấy được nàng, đều muốn si mê chỉ kém trong mắt không có rơi xuống. Tư đồ Linh Nhi lại rất đơn giản, cũng là mặc lấy màu trắng cổ tròn lo lắng, quần bò, giày thể thao, cũng châm cái đuôi ngựa nhưng ngay cả như vậy tao nhã, nàng tại Tống Linh San trước mặt cũng là tuyệt không kém cỏi. Về phần La Quân, La Quân mặc là tê sớt trắng, màu xanh lam quần bò, đều là một số khá là rẻ y phục. Triệu Anh Tuấn ngồi ở chỗ này, dù sao cũng hơi không được tự nhiên, hắn không bao lâu thì kiếm cớ đi nơi khác mời rượu đi. Có lẽ tại thời khắc này bắt đầu, Triệu Anh Tuấn phát hiện, hắn cùng La Quân ở giữa đã có một đầu to lớn khoảng cách đi. La Quân có như vậy trong nháy mắt ngây người, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, hắn làm sai một ít chuyện, thứ nhất, hắn không nên kéo Triệu Anh Tuấn tới. Thứ hai, hắn cũng không nên tới, hắn quá nhanh thoát ly hắn trước kia cái giai tầng kia cùng đoàn thể. Nhưng La Quân thật không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn là hướng về phía Linh Nhi tới. So sánh với những không liên quan đó tâm tình người ta cùng cái nhìn, cái này đều không kịp có thể cùng với Linh Nhi chờ lâu một chút thời gian. La Quân tại trên bàn rượu đàm tiếu tin đồn, rượu ngữ liên châu hắn vốn là cái rất thú vị người nhưng hắn nhiều khi đều đang cố ý đùa tư đồ linh nhi nói chuyện chỉ là hắn biểu hiện không lộ ra dấu vết mà thôi lớp trưởng về sau ta nên gọi ngươi linh nhi vẫn là lớp trưởng đâu la quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói tư đồ linh nhi nhìn la quân liếc một chút sau đó giòn tan nói ra đều được la quân lập tức đánh rắn dập đầu phía trên nói ra vậy liền bảo ngươi linh nhi tốt lúc này tống linh san bỗng nhiên nâng chén nói ra là quân, ta mời ngươi một chén. Là quân nào nào, hắn đối Tống Linh San cảm giác là rất kỳ diệu, bởi vì tại một thế này tiểu la quân tâm bên trong, hắn yên lặng ưa thích Tống Linh San 3 năm. Trong 3 năm, tiểu la quân nói chuyện với Tống Linh San không cao hơn 10 câu, phần lớn nguyên nhân vẫn là tiểu la quân tâm bên trong tự ti. Vô luận là ra thế vẫn là thành tích hoặc là dung mạo, hắn đều cảm thấy tự ti. Cho nên dưới mắt, Tống Linh San chủ động nói chuyện với La Quân. La Quân cảm giác vẫn còn có chút kỳ diệu cùng cảm khái. Hắn gật gật đầu, nói ra, cảm ơn. Tống Linh San uống là bia, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nàng nói tiếp, là Quân, ngươi là lớp chúng ta. Không phải là bởi vì ngươi thành tích gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà chính là ngày nào đối mặt Vương Xuân, không ai có ngươi dũng khí. Ta thừa nhận, ta không có cái này dũng khí. Có lẽ, tại Tống Linh San trong lòng là nghẹn một hơi cái kia nàng thực vẫn luôn biết La Quân chỉ là trong mắt nàng con vịt xấu xí. Nàng trông thấy La Quân, thì càng phát ra sẽ có loại kia cao ngạo thiên Nga cảm giác. Tới hôm nay, cái này con vịt xấu xí đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, cái này khiến nàng có chút thụ thương, lại có chút muốn phải thân cận. Nhưng khi nàng muốn phải thân cận thời điểm, lại phát hiện La Quân trong mắt tựa hồ chỉ có lớp trưởng tư đồ linh nhi. Nếu là tư đồ linh nhi so với nàng kém, nàng tự nhiên có thể chẳng thèm mó tới có thể tư đồ linh nhi lại là vô luận tại Mỹ Mạo vẫn là thành tích lên đều nghiền ép chính mình. Cho nên cũng có thể nói, Tống Linh San nhìn La Quân cũng là rất lợi hại phức tạp. Riêng là La Quân bây giờ chỉ yêu ái tư đồ linh nhi, cái này khiến Tống Linh San trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là một miệng đem rượu trong chén uống cạn. Lúc này, Ủy viên học tập lùm cây hằng bỗng nhiên nói ra, La Quân, nếu như ngươi sớm biết vương xuân hội động giao ngươi còn dám đứng ra sao lớp tám nam sinh đối la quân cảm giác càng là phức tạp tại la quân trước mặt bọn họ đều cảm thấy mình không ngẩng đầu được lên la quân hơi hơi ngẩn ngơ theo rồi nói ra đương nhiên không dám hắn đón đến còn nói thêm ta biết ngày nào mọi người không có đứng ra mà ta đứng ra cái này bao nhiêu đem các ngươi làm hạ thấp đi cũng sẽ để cho các ngươi không thoải mái Lùm cây hằng cùng hắn mấy cái nam sinh nhất thời sắc mặt cứng đờ, lại là không nghĩ tới là quân hội trước mặt mọi người nói những lời này. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau lời nói a. À. Lùm cây hằng có chút xấu hổ, hắn nói ra, không, chúng ta làm sao lại không thoải mái? Là quân nghiêm mặt nói ra, ta chỉ là muốn nói, điều này cũng không có gì. Tất cả mọi người cần phải nhìn qua cái kia bộ Trung Nam Hải bảo tiêu điện ảnh. Tại điện ảnh sau cùng Lý cho nữ chính chân đỡ đạn, nhưng hắn cũng nói cũng không phải là hắn so nữ chính chân bạn trai dũng cảm, mà là bởi vì hắn là nhận qua huấn luyện. Mà nữ chính chân bạn trai bất quá là người bình thường. Mà ta sở dĩ dũng khí lớn mạnh một số, là bởi vì ta cũng biết một ít đơn giản công phu quyền cước. Từ xưa đến nay, đều có võ phu giận dữ, máu phun ra năm bước thuyết pháp. Là quân cười cười, nói ra, cho nên ta gan lớn một số, không phải ta cao cỡ nào còn. Chỉ là mỗi người thân phận khác biệt a. À. Người hội công phu quyền cước, cái đề tài này lập tức chuyển hướng mọi người chú ý lực. Đồng Giai Văn nói ra, làm sao theo không có đã nghe người nói. Lúc này là quân là thong dong là tự nhiên hào phóng, là toàn thân trên dưới đều tản ra nói không nên lời mị lực. Hắn cười một tiếng, nói ra, chỉ là luyện chơi, cường thân kiện thể mà thôi. Đại bá ta là quân nhân, hắn sang năm thời điểm trở về, đều sẽ dạy ta một số. Trách không được đâu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lùm cây hằng cũng nói, khó trách là quân người có thể tránh ra vương xuân công kích. Là quân giải thích, hoặc nhiều hoặc ít để các nam sinh thoải mái một số. Đồng giai văn lại là cảm thấy rất hứng thú, nói ra, quân nhân phần lớn đều là luyện quân thể quyền, người luyện cũng là quân thể quyền sao. Là quân nói ra, quân thể quyền thực cũng là đem một số lợi hại quyền thuật hỗn hợp với nhau, lấy giết địch làm chủ. Đồng Giai Văn nói ra, vậy ngươi cho chúng ta biểu diễn biểu diễn đi đúng vậy a à, đúng a à. tất cả mọi người đến hứng thú theo ồn ào la quân không khỏi cười khổ hắn khoát khoát tay nói ra cái này thật không thể biểu diễn vì cái gì a à, đồng giai văn đại biểu mọi người hỏi la quân nói ra bởi vì ta đại bá dạy ta thời điểm cũng đã nói quân thể quyền cũng là quốc thuật một loại mà quốc thuật có quốc thuật quy củ quốc thuật cũng là chỉ giết địch không biểu diễn chỉ giết địch không biểu diễn cái này vừa nói đến tất cả mọi người là chấn động, từng cái trong mắt đều lóe ra một loại sùng bái ngôi sao nhỏ tới. Lớn nhất lạnh nhạt, đại khái cũng chỉ có tư đồ linh nhi. Bữa ăn khuya tại vui sướng tiến hành, mọi người bắt đầu cụm chén rau ngọt, ăn uống linh đình. Bọn họ đều là 14-15 tuổi thiếu niên, tăng thêm hôm nay vui vẻ như vậy thời gian, cho dù là uống chút rượu, đó cũng là đại nhân ngầm đồng ý. Còn có một số nam sinh đều lấy hết dũng khí đến cùng tư đồ linh nhi đáp lời, mời rượu cũng có người tìm người tống linh san, có người tìm tới đồng giai văn. Có người đi hướng mình thầm mến nữ sinh thổ lộ. Đừng nhìn tư đồ linh nhi bình thường rất lãnh đạc, nhưng hôm nay nam đồng học đến mời rượu, nàng vẫn là hội uống một miệng. Đương nhiên, cũng sẽ không có người có ý tốt đến rót tư đồ linh nhi tử. 14-15 tuổi các thiếu niên, tâm tư vẫn là đều rất đơn thuần. Cái này nhất định là một cái khó quên ban đêm. Bất quá về sau, sự tình vẫn là xuất hiện nhạc đẹp, một cái không thoải mái nhạc đệm. Tại tất cả mọi người rất lợi hại hạnh phúc, hưng phấn thời điểm. Đột nhiên bị xe gắn máy tiếng oanh minh âm cắt ngang. Ước chừng có tầm 10 chiếc xe gắn máy oanh minh mà đến, lóa mắt xa quang đèn chiếu xạ mà đến, khiến người ta căn bản đều thấy không rõ người tới. Dạng này biến cố khiến người ta trở tay không kịp. Các bạn học nhau nhau biến sắc, liền xem như đồng dai văn cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, xa như vậy quang đèn dập tắt, Mười tên xe gắn máy lái xe xuống xe, hướng cái này vừa đi tới. Cầm đầu chính là Vương Xuân cùng ca ca Vương Kiện, những thứ này xe gắn máy lái xe nhóm trong tay đều nắm ống thép. Trừ Vương Xuân bên ngoài, Vương Kiện cùng còn lại lái xe đều là Đông Giang trong thành phố Lưu Manh. Vương Kiện vẫn là có danh tiếng Lưu Manh, cho nên tìm chút đồng bọn đi ra, đó cũng không phải vấn đề gì. Về phần Vương Kiện, Vương Kiện trong trường học công nhiên hành hung. Lần này là chọc giận phía trên các đầu lĩnh, sở cảnh sát cùng công an cục vẫn luôn đang tìm Vương Kiện. Vương Kiện hôm nay tới, cũng không phải nói liền muốn giết người phóng hỏa, mà chính là muốn làm lấy tất cả học sinh mặt, hung hăng nhục nhã La Quân cùng Triệu Anh Tuấn vì đệ đệ ra khẩu khí này. Về sau, Vương Kiện liền định rời đi Đông Giang thành phố, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không có phạm cái gì đại tội, các loại tránh né cái này tình thế, trở lại cũng không phải vấn đề gì lúc này Triệu Anh Tuấn hai chân đều đang run rẩy. Đồng Giai Văn lập tức liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo động, Vương Kiện sông bên người tóc vàng lưu manh nói ra, khác để bọn hắn gọi điện thoại báo động. Tóc vàng lập tức xông lên liền đem Đồng Giai Văn trong tay điện thoại di động đoạt tới. Không chỉ là đoạt tới, tóc vàng đem Đồng Giai Văn điện thoại di động ngã trên mặt đất, một chân dẫm nát. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, uy phong lẫm liệt, lệ khí nảy sinh trong tay ống thép nhất chỉ mọi người âm ngoan hung ác nói ra người nào mẹ nó nếu là dám báo động lão tử thì đánh nổ đầu hắn các học sinh kinh hoàng thất sắc bọn họ chưa từng gặp qua dạng này chiến trận hai tên côn đồ đi đem triệu anh tuấn bắt lấy sau đó đẩy lên la quân trước mặt dưới tình huống như vậy tống linh san nước mắt đều dọa đến rơi ra tới liền xem như từ đồ linh nhi cũng không thể bình tĩnh nàng quyền đầu siết chặt đầu ngón tay bởi vì dùng quá sức đã trắng bệch như vậy lúc này, chấn định nhất đại khái là chỉ có La Quân. Giờ này ngày này La Quân, đã không còn là 10 ngày trước La Quân. Hắn ánh mắt tỉnh táo, nhìn về phía Vương Kiện. Vương Xuân, đồng giai văn giọng nói phát run, nói ra, người biết người đang làm gì sao? Người đây là tại phạm tội, người có phải hay không muốn đem cả đời mình đều cho hủy? Gái điếm thúi, Vương Xuân hung dữ sông đồng giai văn nói ra, người cho rằng người còn là tiểu gia lão sư sao? ngươi lại mẹ nó dài dòng, tin hay không lão tử gian ngươi. Mới 15 tuổi Vương Xuân, thế mà có thể đối đồng lão sư nói ra bực này lời nói ác độc, điều này không khỏi làm người cảm thấy sợ hãi run sợ. Vương Xuân dám ở lớp học móc đao tử, đây cũng là chứng minh hắn là cái tránh thức người đần. Bây giờ hắn bị trường học khai trừ, quả nhiên là càng thêm không có lòng kiêng kỵ. Không thể không nói, có ít người sinh ra tới, trời sinh thì mẹ nó là xúc sinh, hỗn đản tỷ như Vương Xuân. Các người muốn làm gì? là Quân mở miệng, hắn liếc nhìn Vương Xuân cùng Vương Kiện, nói ra. Liền xem như đối mặt loại tình huống này, là Quân y nguyên chấn định như một tòa uyên ngọn núi Đại Sơn. Hắn chấn định, bao nhiêu có tác dụng, để các bạn học bối rối tâm cũng yên ổn đi xuống. Như hôm nay chỉ là Vương Kiện cùng Vương Xuân, các bạn học khả năng còn có dũng khí đứng ra. Nhưng là cái này tầm 10 tên thanh niên lêu lỏng, từng cái sát khí đằng đằng, cầm trong tay ống thép, Bọn họ thật sự là không có dũng khí phản kháng. Vương Kiện đột nhiên thì hướng La Quân giơ ngón tay cái lên, hắn nói ra, tạp trùng, lúc này ngươi thế mà còn không có tẻ ra quần, lão tử bội phục ngươi. La Quân nói ra, nếu như ta là tạp trùng, vậy là ngươi cái gì? Hắn lạnh lùng nói ra, đại khái dùng xúc sinh hình dung ngươi, đều là vũ nhục xúc sinh hai chữ. Vương Kiện ánh mắt phát lạnh, hắn nói ra, lão tử hôm nay lười nhắc cùng ngươi dài dòng, thời gian không nhiều chỉ có 10 phút đồng hồ. Ta cho ngươi cùng Triệu Anh Tuấn hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là quỳ xuống đến, cho lão tử hát một bài quốc ca, sau đó học 3 tiếng chó sủa. Lựa chọn thứ hai, lão tử đem ngươi đánh thành tàn phế. Đồng Gai Văn lập tức quát lớn, các ngươi đừng quá mức. Ngươi cho biểu tử im miệng, Vương Xuân quát lớn Đồng Gai Văn. Vương Xuân, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mắng Đồng lão sư. Ngươi trong mắt ta cũng là con chó. La Quân đột nhiên một thanh cầm lên chai bia, bỗng nhiên hướng trên đầu mình một đập, phanh, chai bia bồng thành một đoàn vỡ nát, hắn trên trán chảy ra máu tươi, đồng thời hắn tức giận quát, đến a, à, có bản lĩnh liền đến cạo chết lão tử. Cái này một cái chớp mắt La Quân lộ ra là thảm liệt như vậy, trong mắt của hắn có loại muốn bốc cháy lên hỏa diễm, dạng này hỏa diễm thiêu đốt đến làm cho người đau đớn. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, vô số chai bia bị ngã nát, trang diện này bi tráng mà khối động, một sát na này Đồng đảo nam đồng học trong lồng ngực hỏa diễm triệt để bị nhen lửa lên. Bọn họ phẫn nộ, bi tráng, thì giống như là muốn trùng phong chiến sĩ, muốn cùng Nhật Bản quỷ tử một quyết sinh tử. "Đến a, chúng ta không sợ các ngươi, các bạn học cầm lên ghế, chai rượu, két bia, còn có cây chổi, chỉ cần là có thể tìm tới đồ vật." Các ngươi bọn này vô lại lưu manh, "Đến a, chúng các bạn học nộ hống, cái này một cái chớp mắt, bọn họ trong lồng ngực khuấy động ra tinh thần phấn chấn." cái này một cái chớp mắt bọn họ trong lồng ngực phiền muộn cùng phức tạp toàn bộ đều quét sạch sành xanh. làm vương xuân cùng vương kiện nhìn lấy bọn này mắt đỏ thiếu niên thế mà cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại trong bầy sói rất rất lâu về sau vương kiện hít sâu một hơi hắn nói ra chúng ta đi đi bà nội ngươi a à. la quân đột nhiên mắng to đến cũng đừng đi hắn đột nhiên theo con báo một dạng lao ra vương kiện bị kinh ngạc hắn vẫn thật không nghĩ tới La Quân thế mà vào lúc này còn ra tay. Mà lại, La Quân tốc độ rất nhanh, ầm, um, Vương Kiện chỉ cảm thấy bên hông bị La Quân mạnh mẽ đụng, kịch liệt đau nhức vô cùng. La Quân hai tay như sắt quấn một dạng đem hắn thân eo bóp chặt, cái này một cái chớp mắt, Vương Kiện khí lực gì đều không thi triển ra được, trực tiếp liền bị La Quân làm té xuống đất. La Quân cưỡi tại Vương Kiện trên thân, ba ba hai bàn tay rút đi qua. Vương Kiện mắt nổi đom đóm, hai gò má sưng đỏ, trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Hắn các học sinh cũng động thủ đập tới. Sau đó, tại dạng này một buổi tối, sau cùng trở thành sơ tam lớp 8 các bạn học cả đời khó quên một đêm. Liền xem như sự tính cách rất nhiều năm về sau, bọn họ nhớ lại chính mình thanh xuân, đều quên không một khắc này kích động cùng nộ hống, càng quên không la quân một câu kia đi bà nội ngươi A. Vào lúc ban đêm, các bạn học tập thể đi sở cảnh sát. Mà Vương Kiện cùng Vương Xuân đều bị bắt vào đi. Các bạn học tự nhiên đều là vô tội, pháp bất trách chúng, đương nhiên, nhiều nhất là có chút phòng vệ quá. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đều là vị thành niên a. À. Cho nên, thì phải làm thế nào đây đâu? Sở cảnh sát người, tự nhiên cũng là đứng tại học sinh bên này. La Quân đầu một chút sự tình đều không có, Đồng giai văn các nàng quan tâm La Quân, La Quân đem đầu đưa tới cho bọn hắn nhìn, vậy thật đúng là một điểm vết thương đều không có sau đó mọi người cũng liền thực sự tin tưởng la quân là biết công phu đó là hừng hực khí thế thanh xuân là không hối hận thanh xuân đêm nay thực là la quân đưa cho các bạn học đại lễ hắn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đem vương kiện những người này chế phục nhưng là đồng học nhóm như tiếp tục bị ngăn chặn nhu nhược đi xuống như vậy cái này sẽ là bọn họ cả một đời vung đi không được bóng mờ cho nên la quân dùng hắn thảm liệt cùng khí thế đem mọi người huyết dũng kích phát ra tới La Quân trân quý tất cả đồng học. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Phương Xuân. Đêm nay, là Quân tránh thức thành sơ tam lớp 8. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, đều muốn là Quân coi như anh hùng. Đêm nay sau đó, là Quân nghênh đón hắn tránh thức trên ý nghĩa cái thứ nhất nghỉ hè. Hắn bị thành phố nhị trung trúng tuyển, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên mùa hè này, Lâm Thiến đối là Quân là hài lòng, là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mà La Quân nhưng cũng không dám buông lỏng, hắn phải gấp nhanh tăng cao tu vi. Nếu là một năm về sau, thật làm cho đất hoang thế giới trở thành hiện thực, đó là quá tội lớn qua, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến ngăn cản đây hết thảy, tận lực ngăn cản đây hết thảy. La Quân cảm thấy mình tu vi tiến triển vẫn là quá chậm, hắn nhất định phải có quý nhân tương trợ, như thế mới có thể bắt kịp tiến trình. Mà thời gian đối với tại La Quân tới nói, thật là quá gấp gáp. Còn có là quân muốn một vấn đề muốn thật lâu. Cái kia chính là vì cái gì bây giờ vẫn là Thái Bình thịnh thế, nhưng một năm về sau, toàn bộ thế giới liền sẽ biến thành đất hoang thế giới đâu. Trung hoang lực lượng lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành như thế. Như vậy, cái này cũng chỉ có một giải thích, Trung hoang người đã thẩm thấu tiến cao tầng bên trong, sau cùng đem Pandora ma hạp mở ra. Chỉ có chiến tranh hạt nhân mới có thể bồi dưỡng đất hoang thế giới. Cho nên chính mình dưới mắt muốn làm, còn muốn những cái kia thanh tỉnh cao tầng đến đem bị trùng hoàng khống chế lại cao tầng cho khu trừ. Vô luận như thế nào, Pandora ma hạp không thể bị mở ra. Như vậy, lớn nhất vấn đề mấu chốt liền đến. Cơ mật như vậy đại sự kiện, những cao tầng đó làm sao lại tin tưởng một cái 15 tuổi thiếu niên đâu. Làm không tốt, chính mình còn đả thảo kinh xà trước gặp được trùng hoàng thủ hạ, sau đó bị sát nhân diệt khẩu. Là quân nghĩ, muốn làm mình tại một đời kia bên trong sống được thật tốt, đột nhiên đến người nói, uy, người tạo à, ta tới là cứu vãn địa cầu. Địa cầu tại một năm sau, thì muốn biến thành đất hoang thế giới. Đoán chừng liền xem như chính mình cũng sẽ đem người kia coi như bị điên rồi. Cho nên, là quân thì rất lợi hại phiền muộn, hắn muốn làm sao đi cùng người câu thông cái này nghiêm túc sự tình đây. Phương pháp tốt nhất, cũng là dùng sự thực nói chuyện. Là quân trong lòng hơi động, cái gì là sự thật, bắt một cái trùng hoàng người, cái này sẽ có có sức thuyết phục nhưng là bắt một cái cũng không có đơn giản như vậy những ký sinh đó thú là ký sinh trên cơ thể người bên trong căn bản vô ảnh vô tung muốn phát hiện không đúng cái kia có dễ dàng như vậy a à. nghỉ hè chính thức sau khi bắt đầu mỗi sáng sớm lão mụ sẽ cho la quân làm tốt bữa sáng sau đó thì đi làm lão ba công tác càng bận rộn nhưng lão ba đối la quân lần này thành tích vẫn là rất hài lòng mà lại cũng cùng la quân nói chuyện qua một lần hỏi La Quân về sau có muốn hay không đi làm lính. La Quân hỏi Lão Ba hy vọng là cái gì, Lão Ba cũng nói thật, Lão Ba hy vọng La Quân có thể đi đại học. La Quân hỏi vì cái gì, Lão Ba Trần Thiên Nhai nói ra, đại bá của ngươi cái kia hệ thống rất lợi hại phức tạp, ba ba hy vọng ngươi có thể đơn thuần một số. La Quân trầm mặc không nói gì. Trần Thiên Nhai nao nao, hắn lập tức còn nói thêm, đương nhiên, đây chỉ là ba ba hy vọng mặc kệ ngươi làm quyết định gì ba ba đều là ủng hộ ngươi la quân cười một tiếng nói ra cảm ơn cha vậy ngươi đến cùng là muốn trần thiên nhai hỏi la quân không biết trả lời như thế nào liền nói ra cha ta thực còn không có nghĩ xa như vậy đến lúc đó rồi nói sau trần thiên nhai khẽ giật mình lập tức cười một tiếng nói ra cũng là là cha lo ngại thực rất nhiều chuyên nghiệp cũng không phải là muốn ngươi ưa thích tuyển chọn mà chính là lựa chọn lại đi ưa thích, bởi vì lúc trước người đều không có xâm nhập qua những thứ này chuyên nghiệp, nơi đó có thể nói ưa thích cùng không thích đây. Giữa trưa thời điểm, La Quân sẽ tự mình ở nhà làm chút ăn. Lão mụ cho La Quân không ít tiền tiêu vặt, cái này là lần đầu tiên lão mụ hào phóng như vậy. Đồng thời cũng cho phép La Quân đi ra ngoài chơi máy tính. Lúc này máy tính đều vẫn là đại tấm gạch, có thể chơi game cũng chính là hồng cảnh, đoạt bãi đổ bộ, Roma đế quốc thời đại Age of empire đế chế những thứ này game cổ là quân đối máy tính tự nhiên là không có hứng thú hắn vẫn là cảm thấy đói a à. dạng này làm tiếp quá không ổn là quân nghĩ đến chính mình có phải hay không muốn tấu lên trên đi yến kinh nhìn một chút đại bá một lần ít nhất phải theo đại bá nơi đó làm chút tư nguyên tới trong ấn tượng đại bá cũng là một tên cao thủ a à. đương nhiên điểm này một thế này tiểu la quân là nhìn không ra nhưng La Quân lại từ nhỏ La Quân trong trí nhớ đến cân nhắc đây hết thảy A. À. Nếu như mình cùng cha mẹ nói muốn đi Yến Kinh chơi, cha mẹ lại không thời gian bồi tiếp, không biết bọn họ hội sẽ không đồng ý. La Quân nghĩ tới liền làm, hắn lập tức liền cho lão ba gọi điện thoại. Trong nhà là có tòa máy, mà lão mụ cũng không có điện thoại di động, chỉ có lão ba có một cái đen trắng dẫn sóng điện thoại di động. Bên kia lão ba rất nhanh liền tiếp điện thoại, La Quân liền nói ra, cha, ta muốn nghỉ hè đi Yến Kinh chơi một chuyến. Cũng muốn đi xem nhìn rượu tốt tỷ tỷ. Rượu tốt tỷ tỷ gọi là Trần Diệu Tốt, là đại bá nữ nhi. Một thế này bên trong, đại bá có thể là một người đàn ông tốt. Chỉ có hứa tình a di một nữ nhân. Là quân đối một đời kia lăng tiền bối dù sao cũng hơi giải. Biết tại một đời kia bên trong, lăng tiền bối có cái muội muội Mà lại bởi vì thủa thiếu thời, lăng tiền bối phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ đột tử. Lăng tiền bối ăn rất nhiều đắng, cũng bởi vậy kết duyên đông giang hát đại ca Diệp Đông, cũng cùng Diệp Đông nữ nhi phát sinh một đoạn duyên phận. Nhưng là tại một thế này bên trong, phụ thân Trần Thiên Nhai cùng đại bá Trần Lăng là song bào thai huynh đệ. Mà sau đó có cái muội muội lại chết từ trong trứng nước, cái này nhân quả quấn giao, lại làm cho lăng tiền bối phụ mẫu, cũng là ra ra mình nãi nãi một mực sống 60 tuổi mới xảy ra tai nạn xe cộ. Về phần tại sao đại bá sẽ có một thân võ công, khả năng này cũng là đi quân đội tài học đi. La Quân còn hiểu được, một thế này bên trong, hứa tình a di cũng là trước kia gả cho qua Bình Giang tỉnh hứa ra cho phép hoài dân nhi tử. Hơn nữa còn có cái nữ nhi gọi cho phép đồng. Về sau, từ hoài dân nhi tử cũng xảy ra tai nạn xe cộ chết, mà đại bá vì cùng hứa tình a di cùng một chỗ, cũng kinh lịch không ít phong ba. Có điều đây đều là đi qua sự tình. Lúc này, đầu bên kia điện thoại Trần Thiên Nhai sững sờ một hồi, sau đó nói, làm sao đột nhiên muốn đi Yến Kinh? La Quân nói ra, ta còn chưa có đi qua mà. Trần Thiên Nhai nói ra, vậy được rồi, việc này ta trước cùng mụ mụ ngươi thương lượng một chút. La Quân lập tức ủ rũ nói ra, cùng mẹ thương lượng chính xác không thành, mẹ cảm thấy Đông Giang cũng là đại thành thị, đi chỗ nào cũng không bằng ở nhà đợi đây. "Số tiểu tử, không cho phép nói như vậy mẹ ngươi." Trần Thiên Nhai đón đến, nói ra, "Tốt a, à, cha cùng ngươi cam đoan." nhất định khiến người đi Yến Kinh chơi một chuyến. La Quân lập tức nhảy cứng, nói ra, cảm ơn cha. Sau đó, La Quân nghĩ đến phải giải quyết bữa trưa sự tình. Trên tay có 50 khối tiền tiêu vặt, đây đối với phổ thông học sinh tới nói, đã rất không tệ. Nhưng La Quân cảm thấy 50 đồng tiền căn bản không đủ ăn, hắn ngẫm lại, liền liền nghĩ đến đồng giai văn lão sư. Lập tức, La Quân thì lại đánh đồng giai văn điện thoại. Đồng lão sư tốt điện thoại thông về sau, là quân lập tức nói ra. Đồng Giai Văn bên kia nao nao, có chút trần chờ nói ra, Trần La Quân. La Quân cởi mở mà thanh thoát nói ra, chính là ta, La Quân. Đồng Giai Văn rất là ngoài ý muốn, sau đó nói, người tìm lão sư có việc gì thế? Không có chuyện thì không thể theo lão sư gọi điện thoại sao? La Quân cười hì hì nói ra, Đồng Giai Văn nói ra, mau nói đi, có chuyện gì? La Quân cười ha hả, nói ra, luôn như vậy, lão sư, người có muốn hay không nhìn thấy một khỏa đại ngôi sao võ thuật từ từ bay lên. Đồng Giai Văn sững sờ, sau một hồi khá lâu mới phản ứng được, nói ra, ngươi là muốn ta mời ngươi ăn cơm a? À? Là quân vội vàng vuốt mông ngựa, nói ra, lão sư ngài thật sự là lan tâm huệ chất, cực kỳ thông minh a. À? Đồng Giai Văn không khỏi cười ra tiếng, nói ra, người được đi, theo lão sư cũng dám như thế miệng lưỡi trơn chu. Đây cũng chính là ngươi tốt nghiệp, không phải vậy phải phạt ngươi ở phòng học ngoại trạm một tuần lễ. La Quân nói ra, lão sư, này làm sao là miệng lưới trơn chu, đây là ăn ngay nói thật tốt a. À? Nếu như nói nói thật cũng là một loại sai lầm, vậy ta tuyệt không nhận sai. Chẳng lẽ có người dám nói chúng ta đồng lão sư không thông minh, không xinh đẹp. Đồng Giai Văn nói ra, tốt tốt tốt, ngươi dừng lại, ngươi ở nhà đi, ta lái xe tới đón ngươi. Hắc hắc, cảm ơn đồng lão sư, La Quân nói ra. Đồng Giai Văn tại đầu kia tắt điện thoại, trong nội tâm nàng lại là ngọt lịm. Không thể không nói, là Quân vuốt mông ngựa công phu thật là tốt, mặt không đỏ, tim không nhảy, lẽ thẳng khí hùng, mây bay nước chảy, tự nhiên mà thành. Quản tri Đồng Giai Văn nghe quá nhiều lấy lòng lời nói, nhưng vẫn là không cách nào đối La Quân lần này khích lệ miễn dịch a. À. Đồng Giai Văn không bao lâu liền đến La Quân cửa nhà, La Quân đi ra ngoài, lên xe. Khí trời đã bắt đầu nóng lên, đây là tháng 7 đầu. Đồng Giai Văn mặc lấy màu trắng dây đeo váy, mát lạnh mà mỹ lệ. La Quân nhìn một chút, lập tức muốn nói lại thôi. Làm sao rồi, số tiểu tử, muốn nói cái gì liền nói. Đồng Giai Văn nói ra. Coi như vậy đi, La Quân nói ra, ta vẫn là không nói, miễn cho lão sư người còn nói ta là tại vuốt mông ngựa. Đồng Giai Văn không khỏi cười khúc khích, nói ra, người tiểu tử này, tương lai làm sao? Nhỏ như vậy cứ như vậy biết dỗ nữ sinh vui vẻ. La Quân nói ra, xem đi xem đi, lão sư ngươi lại đem ta muốn hư hỏng như vậy. Ta là loại kia miệng lưỡi trơn chu, tiêu xài một chút tâm địa người A. À. Đồng Giai Văn nói ra, ta nhìn ngươi chính là. La Quân lập tức kêu lên đụng thiên khuất. Trời nắng trang trang, ven đường dưới cây nằm sấp một đầu một bên mục, một bên mục le đầu lưỡi thở phì phò. Nhưng là Đồng Giai Văn trong xe lại là lạnh rất nhanh, nàng xe vẫn là xe mới, điều hòa không khí hiệu quả rất không tệ đồng giai văn lại hỏi la quân nói ra nói đi người muốn ăn chút gì không la quân ngẫm lại nói ra ăn không ngại tinh quái không ngại tỉ mỉ thực ta muốn ăn điểm tinh xảo một số dinh dưỡng cao chút thực vật người muốn ăn cái gì đồng giai văn hỏi la quân nói ra đồng lão sư ta có thể hay không hỏi trước một chút ngươi trên tay ngươi có bao nhiêu tiền đồng giai văn thắng gấp nàng nhìn về phía la quân nói ra ta dựa vào người muốn đem lão sư ép khô là thế nào la quân nói ra ha ha đồng lão sư người khác kích động như vậy a à, ta chính là tùy tiện hỏi một chút muốn là tình hình kinh tế của ngươi dư giả lời nói ta nghĩ ngươi cho ta đi mua một ít tổ yến đồng giai văn nghe vậy ngược lại hơi hơi thở phào nói ra bên này rất khó mua được cái gì tốt tổ yến la quân nói ra không có việc gì ta chấp nhận điểm mặt khác ta muốn đi ăn chút thịt bò Tốt nhất là loại kia bò bít tết, không thể nấu quá kém. Cơm chưa thịt bò cách làm, để thịt bò rất nhiều dinh dưỡng đều sói mòn. Đồng giai văn nói ra, tốt a, à, xem như ta đời trước thiếu ngươi. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, lão sư ngươi thật tốt. Đồng giai văn nói ra, bất quá, lão sư cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Lão sư ngươi nói. La Quân lập tức nói. Đồng giai văn nói ra Người đầu tiên được cho ta biểu diễn biểu diễn lại nói, ta mặc kệ ngươi cái gì quốc thuật chỉ giết địch không biểu diễn. Không cho ta nhìn thấy chân tài thực học, ta không cho ngươi làm cái này oan đại đầu. Là quân bất đắc dĩ, hắn nói ra, vậy được rồi, lão sư ngươi muốn nhìn loại kia biểu diễn. Ta phá lệ thỏa mãn ngươi một lần. Đồng giai văn không cần nghĩ ngợi nói ra, ở ngực nát tảng đá lớn ngươi biết sao. Là quân xứng sở xứng sờ sau đó lắc đầu, nói ra, sẽ không. Đồng giai văn nói ra, cái này cũng sẽ không. La Quân nói ra, ở ngực nát tảng đá lớn lúc trước thiên kiều mãi nghệ nhân tuyệt sống, chuyên môn tới biểu diễn. Ta làm sao lại cái này? Đồng giai văn nói ra, vậy ta cũng không thể để ngươi cho ta biểu diễn giết người a. À. La Quân nói ra, đúng vậy a, à, cho nên ta mới nói không biểu diễn a. À. Đồng giai văn nói ra, khó mà làm được, ngươi không biểu diễn, ngày hôm nay nhiều nhất thì mời ngươi ăn bát lan châu mì sợi. Là quân nói ra, tốt a, à, cái kia đồng lão sư ngươi nói ngươi còn muốn nhìn cái gì. Một tay bổ cục gạch có thể hay không? Đồng giai văn lại hỏi. Là quân sờ sờ cái ót, nói ra, cái này cần phải không có vấn đề gì. Đồng giai văn trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, nói ra, ngươi thực sẽ. Là quân nói ra, hội. Đồng giai văn nói ra, tốt, ngươi chờ, ta xem một chút nơi đó có cục gạch thì đỗ xe. Là quân sờ mũi một cái nói ra, đồng lão sư, ngài vẫn là một lão sư đâu, làm sao bây giờ nhìn lại, theo đứa bé giống như. đồng giai văn nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nàng vội ho một tiếng, nói, tiểu hài tử không được nói lung tung. la quân cười ha ha một tiếng, cũng làm như thật không nói thêm lời. hắn biết đồng giai văn vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt đây. đồng giai văn vẫn thật là tìm một chỗ dừng lại, là một chiếc điện thoại đình phía trước, cái kia buồn điện thoại phía trước banh ra dù che nắng dù che nắng là dùng mấy cái cục gạch hỗ trợ cố định. Đồng Giai Văn sau khi đậu xe xong, trước hết đi buồn điện thoại bên trong theo lão bản mua hai bình chiên ly bao. Nàng đưa cho La Quân một bình, lại nói với lão bản, lão bản, ta có thể hay không cho ngươi mượn gạch sử dụng. Lão bản kia là cái khoảng 40 tuổi bàn tử, bàn tử xứng sờ lên đồng, nói, cô nương ngươi mượn vung. Đồng Giai Văn chỉ chỉ tấm gạch, nói ra, thì ngài cái này gạch a à, tốt bàn tử có chút mộng so nói ra cô nương người muốn gạch làm vung đồng giai văn hì hì cười một tiếng nói ra lập tức ngài thì minh bạch nàng nói xong cũng đi tìm một viên gạch sau đó đưa tới la quân trước mặt nói ra tới trước một khối la quân bất đắc dĩ lắc đầu sau đó thì tiếp nhận cục gạch hắn một tay cầm gạch tay kia nhẹ nhàng một bổ sau đó cục gạch liền bị trẻ thành hai nửa oa tắc đồng giai văn nói ra tiểu tử Quả nhiên có hai tiểu tử. Cái kia mập mạp cũng nhìn ngẩn ngơ, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên, nói ra, tiểu hỏa tử không tệ. Đồng giai văn lập tức lại chung yát ba khối gạch, nói ra, cái này được sao? Là quần nói ra, lại đến mấy khối đi? Đồng giai văn càng thêm hưng phấn, nói ra, tốt. Nàng tựa như cái tiểu khuôn vác một dạng, lập tức liền lại yát bảy khối gạch, hết thảy mười khối gạch. Mời, đồng giai văn nói ra. Điện thoại này đình là tại trạm xe buýt bên cạnh, lập tức liền lại hấp dẫn không ít quần chúng vây xem, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú bốn phía. Chỉ là đáng tiếc cái niên đại này điện thoại di động cũng còn không có chụp ảnh công năng, cho nên mọi người cũng không thể chụp ảnh thượng truyền micro block phung. Hết thảy vây 20, 30 người, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi nhìn lấy. la quân liền nói ra, đồng lão sư, thực gạch vỡ đầu bất quá là một điểm xảo kính cùng cậy mạnh, chưa nói tới tránh thức công phu công lời nói bên trong kinh lực là rất lợi hại có chú trọng, nói thí dụ như cách sơn đả nghiêu. Người muốn cách sơn đả nghiêu, đồng giai văn nói ra. Là quần nói ra, dạng này, hôm nay biểu diễn hai tay tuyệt. Dạng này cũng tốt xứng đáng được đồng lão sư người tiền cơm, trực tiếp, cách sơn đả nghiêu. Ta nhất trưởng đi xuống, phía trên chín cục gạch không vỡ, phía dưới cùng nhất cục gạch vỡ nát. Tốt, mọi người nghe vậy, lập tức lớn tiếng khen hay là quân khí dồn đan điền, sau đó một trưởng vỗ hướng phía trên nhất cục gạch. Hắn kinh lực phun ra nuốt vào, băng một tiếng, chỉ gặp cục gạch trầm xuống, phía dưới cùng nhất cục gạch liền trở thành vỡ nát. Một chiêu này là kinh lực đem khống, là quân đem kinh lực hòa thượng mặt chín cục gạch lăn lộn làm một thể, sau đó toàn bộ hướng phía dưới cùng nhất cục gạch tạo áp lực. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Đồng Giai Văn lập tức đem phía trên chín cục gạch rời, mọi người liền thì lập tức trông thấy phía dưới cùng nhất cục gạch trở thành màu đỏ bùn phấn tốt mọi người lớn tiếng khen hay tiếng vỗ tay như sấm la quân cười một tiếng sau đó dựng thẳng trưởng như đao trực tiếp vỗ xuống cái kia chín cục gạch toàn bộ lập tức bị chém thành hai khúc như thế về sau la quân cùng đồng giai văn rời đi đồng giai văn cực kỳ hưng phấn lúc này thật đúng là không có một điểm lão sư dạng về sau Đồng Giai Văn thật sự cho La Quân mua 200 khắc tổ yến. Cũng không phải là quá tốt tổ yến, 10 khối tiền một khắc, 200 khắc tổ yến cũng hòa Đồng Giai Văn 2.000 khối tiền. La Quân nhớ kỹ, chính mình lão mụ một tháng tiền lương cũng liền 500 khối tiền tới. Còn tốt, Đồng Giai Văn là có tiền chủ, cho nên La Quân cũng sẽ không thay Đồng Giai Văn đau lòng. Mua tổ yến đồng thời, La Quân còn đi ăn cà ri bò, ăn đều là 3 phần 9. Một người thì ăn tầm 10 phần, nhìn đồng giai văn đều cảm thấy chống đỡ. Sau cùng, đồng giai văn mới đưa La Quân đưa về nhà. Đưa trên đường về nhà, La Quân bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, đồng lão sư, cảm ơn ngươi. Đồng giai văn nao nao, sau đó cười nói, ngươi đột nhiên cùng ta khách khí như vậy, ta còn thật sự có chút không quen. La Quân nói ra, hai bữa cơm, còn có tổ yến, phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Đồng Giai Văn ngây người một cái chớp mắt, sau đó có chút không quen nói ra, không dùng khách khí như vậy a, à, không có việc gì. La Quân nói ra, đồng lão sư, người nghe qua tiên hạc báo ân cố sự sao? Đồng Giai Văn nói ra, cái gì tiên hạc báo ân cố sự? La Quân nói ra, nông phu gặp tiên hạc bị người ta tóm lấy, bó hai chân cùng cánh. Sau đó nông phu mua xuống tiên hạc, đem tiên hạc phóng sinh. Về sau tiên hạc biến thành cô nương trở về báo ân, mỗi ngày dùng tự thân vũ mau dệt thành gấm vóc, để nông phu cùng thê tử nửa đời sau hưởng phúc không ngại. Đồng Giai Văn cười khúc khích, nói ra, người nói là, người cũng là lại biến thành cái tiên hạc cô nương để báo đáp ta. La Quân cười ha hả, nói ra, người có thể nhớ kỹ ta hôm nay nói chuyện, hôm nay có lẽ là chuyện tiếu lâm, tương lai nói không chừng sẽ như thế nào đây. Dù sao tương lai sự tình, không ai nói rõ được. Đồng Giai Văn nói ra, lời này của ngươi có chút kỳ kỳ quái quái la quân cũng liền chuyển hướng cái đề tài này nói ra đúng đồng lão sư mùa hè này người không đi ra ngoài chơi sao vé máy bay đều đặt trước chuẩn bị một người đi yến kinh chơi đây trùng hợp như vậy ta cũng dự định đi yến kinh đại bá ta ở bên kia nếu không đồng lão sư mình hai cùng đi trên đường cũng có người bạn la quân nói ra đồng giai văn ngược lại không nghĩ nhiều nói ra cũng được la quân nói ra cái kia quyết định như vậy ta sau khi trở về cùng ta mẹ giảng một tiếng, sau đó ngươi giúp ta đặt trước vé máy bay. Đồng Giai Văn nói ra, được. La Quân nói ra, yên tâm, tiền vé phi cơ ta sẽ cho ngươi. Đồng Giai Văn cười ha ha một tiếng, nói ra, ta giống như là sẽ để ý chút tiền lẻ này sao? La Quân cười cười. Sau khi về đến nhà, La Quân đem tổ Yến cũng nấu ăn. Tổ Yến dinh dưỡng vẫn là rất phong phú. La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường, khí dồn đan điền những cái kia dinh dưỡng ở trên người lưu truyền, cấp tốc bị tế bào hấp thu. Đáng tiếc, dinh dưỡng đối với thân thể tới nói, vẫn là yếu rất nhiều. Xem ra lần này đi yến kinh, được thật tốt tại đại bá trên thân làm điểm đồ tốt ra. Trạng vạng tối 6 điểm, Lâm Thiến mua thức ăn về nhà nấu cơm. Lão ba Trần Thiên Nhai cũng rốt cục trở về, là quần cùng lão ba cùng một chỗ giúp lão mụ nhặt rau. Sau đó, Trần Thiên Nhai liền nói ra, Tiểu Dương nói với ta muốn đi Yến Kinh chơi đùa, ta đáp ứng hắn. Lâm Thiến, ngươi nhìn lấy thế nào? Lâm Thiến sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn, nói ra, người đại lão này chạy xa đi Yến Kinh làm cái gì, muốn thật nghĩ chơi, đi tỉnh thành cũng giống như vậy. La Quân không khỏi gấp, nói ra, lão mụ, cái kia Yến Kinh chính là thiên tử thủ đô, tỉnh thành sao có thể theo Yến Kinh một dạng. Ngài đây chính là phụ nhân kiến thức, chúng ta lão sư đều thường xuyên dạy bảo chúng ta, vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Người trẻ tuổi chính là muốn đi ra bên ngoài nhiều nhìn một chút, tăng lâu một chút kiến thức. Cái kia nông thôn tiến sĩ sinh đến Yến Kinh, nhãn giới nói không chừng còn không bằng Yến Kinh một cái tiểu học sinh đây. Đây là nhãn giới vấn đề, không phải học thức vấn đề. Trần Thiên Nhai trong tay bóp lấy cây đậu cốp, sau đó rất tán thành nói ra, ta cho rằng nhi tử nói rất đúng. Lâm Thiến nói ra, vậy cũng không được, chờ ngươi lớn chút nữa lại đi đi ngươi một người này chạy tới nhiều làm phiền ngươi đại bá bọn họ trần thiên nhai nói ra cái này có phiền toái gì lâm thiến ngươi cũng không phải không biết ta đại ca tính cách hắn là so đo người sao hắn vốn là cũng liền nhiều lần mời chúng ta đi qua là ngươi một mực không muốn đi ngươi không muốn đi ta có thể bồi tiếp ngươi không đi nhưng ngươi không thể cũng không cho hài tử đi a à. lâm thiến nói ra chuyến đi này vừa đến còn có muốn cho đại bá của hắn bọn họ mua lễ vật chờ một chút, được bao nhiêu phí tổn a? À? Ta không phải nói thì không nên cho đại bá của hắn mua lễ vật. Chỉ là cái này tiểu Dương lập tức liền muốn lên cấp 3, về sau còn muốn lên đại học, chúng ta tại sao phải hoa những thứ này tiền tiêu uổng phí đây? Trần Thiên Nhai nhất thời thì nổi nóng, cầm trong tay đồ ăn ném xuống đất, sau đó đứng lên, nói ra, Lâm Thiến, ngươi chính là cái phụ nhân kiến thức, ta lười nhác nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết việc này ta đồng ý. Hắn nói xong cũng quay người trở về phòng. Lâm Thiến nhất thời ngây người. La Quân cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới hai người còn ẩm ý lên. Thực La Quân trong lòng cũng minh bạch, lão mụ cùng lão ba là không quá xứng đôi. Lão ba là phần tử trí thức, lão mụ không có qua sách gì. Lão ba đến cùng yêu hay không yêu lão mụ, La Quân không được biết. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, lão ba đều rất có trách nhiệm, đối mẹ cũng là quan tâm, đối với mình càng là không lời nói. Mà lại, là quân cũng biết lão ba tâm lý có một cỗ ngạo khí. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy, Thủy Trung đều không tiếp thụ đại bá trợ giúp nguyên nhân. Thì vì điểm ấy, lão ngụ không ít oán trách qua lão ba. Là quần hơi hơi thở dài, hắn nói ra, lão ngụ, thật xin lỗi. Là ta không hiểu chuyện, cho nhà thêm gánh vác. Lâm Thiến hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng quay người liền đi bếp lò chỗ, đây là không muốn để cho La Quân trông thấy nàng mềm yếu. La Quân lập tức liền tâm địa mềm hơn, hắn đứng dậy từ phía sau ôm lão ngộ cổ, nói ra: mẹ, thật, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhà chúng ta được sống cuộc sống tốt. Ta sẽ để cho nhà chúng ta về sau so nhà đại bá còn tốt. Lâm Thiến bôi đem nước mắt, cố cười một tiếng, nói ra: số tiểu tử, hết biết hống mụ mụ vui vẻ, coi là dạng này mẹ liền sẽ đáp ứng ngươi sao? Lâm Thiến trong nhà vẫn luôn là làm chủ nhân, Trần Thiên Nhai không nguyện ý tranh giành. Nhưng thật coi Trần Thiên Nhai quyết định muốn làm sự tình, Lâm Thiến cũng không dám không nghe. Huống hồ, Lâm Thiến tâm lý đau ái nhi tử, con trai của đã nghĩ như vậy đi, nàng cũng không có không đáp ứng đạo lý. Nhiều nhất cũng là vất vả một điểm mà thôi. La Quân cũng cảm giác đến đau đầu, hắn muốn đi máy bay đi qua. Có thể lúc này vé máy bay so vé xe lửa quý quá nhiều vừa đi vừa về hai tấm vé máy bay đều nhanh thập lâm thiến ba tháng tiền lương một đời kia bên trong la quân mấy triệu một bình rượu vang đỏ đều uống không nháy mắt nhưng giờ này khác này hắn lại vì mấy trăm khối tiền tiền vé phi cơ đến phát sầu lâm thiến cho la quân ba ngàn khối tiền nói ra buổi sáng ngày mai ta đi cấp đại bá bọn hắn một nhà mua lễ vật ngươi đi yến kinh bên kia phải tận lực thiếu làm phiền ngươi đại bá một nhà ở bên ngoài lúc ăn cơm đợi ngẫu nhiên cũng muốn mời rượu tốt tỉ tỉ ăn cơm. Không có thể khiến người ta đem ngươi xem nhẹ, hiểu chưa? Ngươi nếu không để cho người khác xem nhẹ, khẩn yếu nhất là học hội tự trọng. Là quần nghe hốc mắt đỏ lên, hắn nói ra, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta biết. Lâm Thiến ân một tiếng, còn nói thêm, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không rời đi mẹ, cũng không làm thiếu để mẹ không bớt lo sự tình. Ngươi luôn cho là bên ngoài bầu trời cũng là tốt, cũng tốt, lần này liền để ngươi ra ngoài ngươi chỉ có sau khi rời khỏi đây mới sẽ biết tại mụ mụ bên người mới là hạnh phúc nhất. La Quân nói ra, mẹ, ta chính là đi chơi mấy ngày, cũng không phải một đi không trở lại. Phi phi phi, Lâm Thiến đánh xuống La Quân, nói ra, tranh thủ thời gian nôn ngụm nước bọt, người cái này nói cái gì lời nói. La Quân liền theo lời làm theo, mặc kệ như thế nào, có thể có lão mụ lại nhảy, hắn đều cảm thấy hạnh phúc, mẹ, người yên tâm đi một ngày nào đó ta sẽ trở thành người kiêu ngạo, một ngày nào đó ta để ngươi đeo vàng đeo bạc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lâm Thiến nói ra, người nha, khác từng ngày mơ tưởng xa vời. tương lai người có thể làm ra làm chơi ra chơi, mẹ thì rất thỏa mãn. La Quân khe khẽ thở dài, lão nương nguyện vọng này thật đúng là giản dị a. À. La Quân không dám nói với lão ngụ là chuẩn bị đi máy bay, nhưng việc này không nói với lão ba rõ ràng, đó cũng là không được sau đó là quân bí mật nói với lão ba cha ta dự định đi máy bay đi qua chúng ta ngữ văn lão sư cũng vừa tốt muốn đi yến kinh lần này ta cùng hắn đồng hành vé máy bay ta đều bị nàng cho ta đặt trước tốt trần thiên nhai nao nao sau đó liền nói ra cũng được a à. lớn như vậy người nói ra liền máy bay đều không ngồi qua vậy cũng quái mất mặt là quân nói ra thế nhưng là cha vé máy bay thật đắt trần thiên nhai ngơ ngẩn hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp thần sắc sau đó thở dài một tiếng nói ra tiểu dương nói đến vẫn là cha ngươi không có bản sự đại bá của ngươi nữ nhi hàng năm đều ra ngoại quốc du lịch ngươi lại muốn cân nhắc vé máy bay quý cái này vốn là không phải là ngươi cân nhắc sự tình là quân nói ra trên thế giới người mỗi người sinh ra đều là khác biệt tuy nhiên nhà chúng ta điều kiện không bằng nhà đại bá nhưng là cha ngươi cùng mẹ lại là tận lực cho ta tốt nhất ta đã rất thỏa mãn, huống chi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này vốn là so không tốt. Cũng còn có so nhà đại bá điều kiện tốt, cũng còn có so nhà chúng ta điều kiện kém, những cái kia vùng núi bọn nhỏ, muốn đi trước học còn muốn trèo đèo lội suối. Cùng bọn hắn so ra, ta đã là rất hạnh phúc. Trần Thiên Nhai nhịn không được vỗ vỗ la quân bả vai, nói ra, nhà chúng ta tiểu dương thật đã lớn lên, người không cho cha mất mặt. La quân tiếp lấy liền nói ra, có điều tra, ta muốn là đi máy bay đi qua, nếu để cho mẹ biết, nàng lại đau lòng hơn. Ngươi không thể nói cho mụ mụ, được không? Trần Thiên Nhai cười ha ha, nói ra, người tiểu tử thúi này tốt, thành. Sau đó tại ngày thứ ba buổi sáng, Trần Thiên Nhai đưa La Quân đi ra ngoài. Đồng Giai Văn lần này cũng không có lái xe, ngồi taxi tới cùng La Quân tụ hợp. Đồng Giai Văn nhìn thấy Trần Thiên Nhai về sau, liền xuống xe cùng Trần Thiên Nhai chào hỏi là tiên sinh, người tốt, ta là la quân ngữ văn lão sư. Trần Thiên Nhai đối mặt đồng giai văn, liền lộ ra phá lệ khách khí, hắn nói ra, đồng lão sư, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Đồng giai văn mỉm cười, nói ra, không phiền phức, ta cùng la quân đứa nhỏ này rất là hợp ý đây. Lẫn nhau hàn huyên một phen về sau, la quân đem đồ, vật phóng tới hậu bị trong mái hiên. Đều là lão mụ mua một số đặc sản địa phương. La quân sau khi lên xe, Trần Thiên Nhai không quên căn dặn, nói ra, số tiểu tử, ta và người đại bá bên kia đã thông điện thoại. Hắn sẽ an bài người đúng giờ ở phi trường tiếp ngươi, người khác chạy loạn khắp nơi, biết không? Biết rồi, là Quân nói ra, cha, người trường nào thì trở nên theo mẹ một dạng dài dòng A. Trần Thiên Nhai còn nói thêm, ta cho ngươi viết số điện thoại, ngươi đừng đem tờ giấy làm không thấy, chính mình nhiều gánh hai lần. Đến bên kia, tụ hợp về sau thì lập tức cho cha gọi điện thoại tới tốt, cha, cái kia một cái chớp mắt, là quân đột nhiên thì trong lòng chua chua. Xe taxi khởi động về sau, là quân đột nhiên nước mắt rơi như mưa, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới tại một đời kia bên trong, mà đế Trần Thiên Nhai đối với mình vô tình cùng tàn nhẫn. Hắn đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được dạng này ôn nhu, có thể mỗi lần nhìn thấy Trần Thiên Nhai, Trần Thiên Nhai đều hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ, dạng này ân cần quan tâm lại là thật sự bên tai bờ hai đêm so sánh, loại kia lòng chua xót cùng cảm động, lại là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồng Giai Văn nhìn thấy La Quân lệ rơi đầy mặt, không khỏi cũng theo hoảng, nói ra, ai nha, La Quân, ngươi làm sao rồi? Lớn như vậy nam hài tử, làm sao còn khóc nhẹ đây? Đồng Giai Văn tìm ra khăn giấy cho La Quân, La Quân rất nhanh liền khống chế lại tâm tình. Như thế về sau mới nhẹ giọng nói với Đồng Giai Văn, thật xin lỗi, ta thất thố, đồng giai văn không khỏi hỏi người làm sao rồi la quân thê lương cười một tiếng nói ra người vĩnh viễn sẽ không hiểu ta cảm giác này đồng giai văn nghe vậy đại không phục nói ra ta có cái gì không hiểu người cái thằng nhóc rách dưới tại trước mặt lão sư còn chơi thâm trầm không phải la quân nói ra không nói cũng được đồng giai văn nói ra không nói là xong một đường liền cũng liền trầm mặc đi xuống xe liền hướng tỉnh thành lái đi bởi vì Đông Giang thành phố là không có có sân bay. Từ nơi này đến tỉnh thành, cũng là không tính quá xa. Đồng Giai Văn là lười nhác ngồi bình dân xe buýt, mà lại, Đồng Giai Văn cũng không có để người trong nhà đưa, nàng là cái rất lợi hại tự lập cô nương. Đồng Lão Sư, sau một lúc lâu, là quân bình phục tâm tình, hô. Làm gì, Đồng Giai Văn tức giận nói ra. Là quân cười một tiếng, nói ra, ta nói cho người biết chơi vui cố sự, là liên quan tới ta. Ngươi muốn là nghe, cảm thấy rất thú vị lời nói, cảm thấy đáng giá lời nói, cái kia tiền vé phi cơ thì ngươi ra. Thế nào? Vậy ta muốn là cảm thấy không đáng đâu." Đồng giai văn nói ra. Là Quân nói ra, "Muốn là cảm thấy không đáng, vậy ta thì chính mình cho tiền vé phi cơ." Đồng giai văn nghiêng đầu hạ, sau đó nói, "Tốt." Là Quân nói ra, "Ta nói đều là hoang đường không bị trói buộc đồ, vật, ta làm qua một cái rất dài mộng. Tại ta trong mộng là xử nữ tại một cái thế giới khác bên trong. Đó là một cái bình hành thế giới, tại cái kia bình hành thế giới bên trong, phụ thân ta, ân, cũng là ngươi vừa mới nhìn rõ vị kia. Tại ta trong mộng, cũng là phụ thân ta, có điều trong mộng phụ thân, có thể không phải như vậy một vị kỹ sư. Hắn là ma đế, mà lại, ở trong mơ thời điểm, hắn rất hận ta, hắn giết mẫu thân của ta. Mỗi lần gặp ta mặt, thì cùng ta sinh tử tướng giết. Chúng ta lẫn nhau hận thấu xương giấc mộng kia rất dài rất dài dài đến thì giống như là thật có thời gian ta đều cảm thấy giấc mộng kia là chân thật ta hiện tại nhiều chỗ thế giới mới là một giấc mộng cho nên vừa rồi cha ta đối với ta ân cần căn dặn thời điểm ta nghĩ đến giấc mộng kia bên trong ma đế cho dù là đối mặt ma đế ta cũng hy vọng có thể có một tia phụ thân ôn nhu mà bây giờ cái này ôn nhu xuất hiện thời điểm ta chỉ muốn khóc mộng Đồng Giai Văn như có điều suy nghĩ nói ra, mộng có thể dài bao nhiêu. La Quân nói ra, ở trong mơ, ta cũng có thần thông vô biên. Có thể phi thiên đột địa, về sau, ở trong mơ, một vị tinh chủ nói cho ta biết. Hắn muốn ta đến chúng ta cái thế giới này đến tìm kiếm một vật, sau đó, hắn liền đem ta đưa tới. Đồng Giai Văn ngây người. Sau một hồi khá lâu, Đồng Giai Văn đâm xuống La Quân đầu, nói ra, người cái tên này đầu, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật a à. là quân cười một tiếng là hắn biết không có người sẽ tin tưởng taxi tài xế cũng không nhìn được nói ra tiểu huynh đệ người cố sự này biên rất có mức độ a à. đồng giai văn đột nhiên lại trầm mặc đi xuống một mực đến phi trường đồng giai văn đều không nói gì máy bay cất cánh về sau đồng giai văn bỗng nhiên nói ra là quân người nói rất lợi hại hoang đường không bị trói buộc nhưng là ngươi đột nhiên biến hóa ta là nhìn ở trong mắt. Ta hiện tại nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói đến cùng phải hay không thật. Là quân nói ra, chẳng lẽ ta nói là thật, ngươi thì tin tưởng. Đồng Giai Văn gật gật đầu. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ai nha, đồng lão sư, ngươi làm sao dễ lừa gạt như vậy. Lời nói có thể lừa gạt, nước mắt lại sẽ không gạt người. Đồng Giai Văn nói ra. Là quân nói ra, ta chỉ là nhất thời tiểu tâm tình tràn lan. Đồng Giai Văn nói ra, ta thật không hiểu rõ người câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. La Quân cười cười nói, đương nhiên là giả, trên đời này, ngươi là chân thật ngươi, ta là chân thật ta. Nơi đó sẽ có những hoang đó sinh không bị trói buộc đồ, vật. Đồng Giai Văn như có điều suy nghĩ, nói, vậy cũng đúng. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái kia tiền vẽ phi cơ không dùng ta ra đi đồng giai văn bạch la quân liếc một chút nói ra căn bản không có ý định để ngươi ra la quân nói ra cha mẹ ta ngàn đinh linh vạn dặn dò nói qua để cho ta không muốn chiếm tiện nghi người khác mẹ ta tuy nhiên văn văn hóa không cao nhưng cũng nói cho ta biết người nếu muốn người khác không xem nhẹ liền muốn trước học hội tự trọng hắn đón đến nói ra đồng lão sư ta chiếm ngươi không ít tiện nghi ta hy vọng ngươi không nên xem thường ta đây là bởi vì ta tự tin có một ngày ta có thể trả lại cho ngươi gấp bội. Đồng Giai Văn nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng cảm thấy La Quân tuổi còn nhỏ, nhưng lại tựa hồ như có một đôi có thể thấy rõ hết thảy tuệ nhãn. Nàng sau đó cũng liền cười một tiếng, nói ra, Người yên tâm đi, người khác như luôn như vậy, ta hội xem nhẹ. Nhưng ngươi, ta không biết. Vì cái gì, ta đặc biệt một chút sao? La Quân cười một tiếng, nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, theo ngươi trong phòng học, vì Triệu Anh Tuấn đứng ra thời điểm, ta liền biết, ngươi cũng không phải một cái chiếm món lời nhỏ người, Ngươi có không biết sợ dũng khí, dạng này ngươi, không thể nào là tiểu nhân. Đây cũng là vì cái gì, ta nguyện ý giúp ngươi xuất tiền nguyên nhân, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ngươi lão sư ta là oan đại đầu A. Là quân tu vi tiến triển có thể dùng phía trên phi tốc, hắn đã không cần bất luận cái gì lĩnh ngộ. Hắn tu vi tăng trưởng chỉ là theo hắn lực lượng gia tăng mà thôi. Còn ám kinh, hóa kinh những thứ này kinh lực cổ bình chờ một chút, Hết thảy đều không cần Cho nên tại ngắn ngủi mười mấy ngày nay bên trong Là quân Tu Vi đã đạt tới hóa kình sơ kỳ Nếu như lại cho hắn đầy đủ dinh dưỡng cùng một chút thời gian Là quân cũng có thể cấp tốc đột phá hóa kình Đến kim đan Tu Vi Là quân lực lượng có 600 cân Muốn đến hóa kính đỉnh phong Lực lượng là 800 cân 800 cân về sau Mới có thể chính thức ngưng kết đan hoàn Đem chỗ có khí huyết ôm thành một khỏa đan là quân lúc này thân thể cần thiết dinh dưỡng càng ngày càng kinh khủng, trước mắt hắn chỉ có hai con đường có thể đi. đầu tiên là chậm rãi tập luyện nhật nguyệt hô hấp pháp chậm chạp để bạt, nội gia quyền tu vi để bạt là có thể thông qua bình thường dinh dưỡng hấp thu vào, lại thêm tẩy tủy pháp chậm rãi đoán tạo đi ra. không giống pháp lực tu vi nhất định phải dựa vào đại lượng dinh dưỡng đến lái phát tế bảo não. là quân phương pháp thứ hai, cái kia chính là cần đại lượng dinh dưỡng đến kích thích tế bào. Tăng thêm tẩy tủy phạt cốt, cấp tốc đem thân thể đoán tạo đi ra. Chuyến này yến kinh chuyến đi, là quân rất lợi hại hy vọng nhiều thì đều tại đại bá trần lăng trên thân. Là quân là khinh thường tại đi làm gì cướp phú tế bần loại hình sự tình, vậy cũng là võ hiệp bên trong một loại tập tục xấu. Giải thích thế nào đi nữa, vậy cũng là cướp bóc. Người giàu có có tiền, liền nên bị đánh cướp sao? Là, cướp phú tế bần về sau, bần thật cao hứng. Cái kia nếu như ngươi là giàu một phương đâu, ngươi hội cao hứng sao? Tại 11 giờ trưa, máy bay tại Yến Kinh phi trường quốc tế hạ xuống. Lúc này Yến Kinh cũng là nóng bức. Đồng giai văn mang theo la quân ra máy bay, đến trong phi trường về sau, la quân giả bộ như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên bốn phía nhìn xem. Đồng giai văn cười một tiếng, nói ra, lần thứ nhất nhìn thấy như thế hảo hoa địa phương A. Tốt A. À phi trường đối với thành thị nhỏ sinh trưởng La Quân tới nói, cũng xác thực được cho hào hoa. La Quân liền cảm thán nói ra, cho nên ta đã nói rồi, ta cần phải thêm ra đến đi một chút, dạo chơi, nhãn giới không muốn luôn luôn cực hạn tại chúng ta nho nhỏ đông giang một chỗ như vậy. Đồng Giai Văn mỉm cười. Tại cửa ra phi trường chỗ, La Quân rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người dơ thẻ bài, trên đó viết La Quân hai chữ. Đồng Giai Văn nói ra, ha ha, đã có người tới đón ngươi. La Quân nhìn sang, liền gặp một cái 18-19 tuổi hai bên nữ hài, mặc lấy màu đỏ váy đầm dơ La Quân thẻ bài. Nữ hài nhi cử chỉ tự nhiên hào phóng, trên mặt có nhàn nhạt trang dung. Dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, trên thân càng có một loại nổi bật bất phàm khí chất. Diệu dai tỉ tỉ, La Quân lập tức sách dương hành lý, nhanh chân chạy đến nữ hài nhi bên người, vui sướng hô một tiếng nữ hài nhi chính là đại bá trần lăng tiểu nữ nhi trần diệu giai trần diệu giai nhìn thấy la quân cũng là cao hứng nàng vỗ xuống la quân bả vai lại bóp phía dưới la quân khuôn mặt nói ra một năm không thấy số tiểu tử lớn lên lớn nhiều như vậy a à. như cái đại nam hài la quân mắt trợn trắng nói ra chị gái ta vốn chính là đại nam hài cái gì gọi là giống a à. trần diệu giai cười ha ha la quân cùng trần diệu giai là rất hiểu biết còn có rượu dai tỷ tỷ cho phép đồng, đó cũng là có cảm tình. Đại bá Trần Lăng rất lợi hại chú trọng thân tình, hàng năm đều sẽ bớt thời gian, mang theo người một nhà về Đông gian sang năm. Mà lại, cho phép đồng tỷ tỷ cùng rượu dai tỷ tỷ đều là phi thường có giáo dưỡng, không lại bởi vì la quân bọn họ là thành thị nhỏ, liền sẽ có khinh mạn. Khi còn bé, có một lần, Trần Diệu dai ghét bỏ la quân trong nhà bát quá cố kỹ, còn ngã bát. Đại bá phạt Trần Diệu dai tại góc tường đứng 3 giờ. Về sau, Trần Diệu Giai cùng La Quân cũng chơi rất tốt. Mấy năm này, hai người cũng thường xuyên có thư tín lui tới. Trần Diệu Giai thường xuyên ở trong thư nói ra, hy vọng La Quân học tập cho giỏi, sẽ đi vào Yến Kinh đến lên đại học. Đồng thời cam đoan, để để người đại học tiền tiêu vặt, tỉ tỉ cho người bao. Trần Diệu Giai tiếp nhận La Quân hành lý, nói ra, tỉ cho người dẫn theo. La Quân nói ra, như vậy sao được, ta là nam nhân A trần diệu giai vỗ xuống la quân đầu nói ra ở trước mặt ta người thì chỉ là ta đệ nói xong liền không nói lời gì tiếp nhận hành lý la quân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặc cho trần diệu giai như thế đúng chị gái đây là ta ngữ văn lão sư đồng lão sư đồng lão sư đối với ta rất lợi hại chiếu cố nàng vừa vặn cũng tới yến kinh du lịch đến ngươi kính chủ nhà tình nghĩa thời điểm la quân nói ra trần diệu giai đối mặt đồng giai văn lúc lập tức liền nho nhã lễ độ. Nàng ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, đồng lão sư, ngài khỏe chứ, thật sự là rất đa tạ ngài chiếu cố đệ đệ ta. Đồng Giai Văn cũng liền cười một tiếng, nói ra, không khách khí, là quân cũng là học trò ta, chiếu cố hắn một chút, cũng là phải. Trần Diệu Giai nói ra, đồng lão sư, ngài còn không có đặt trước khách sạn đi. Nhà ta phòng chống rất nhiều, nếu không ngài đi trước nhà ta ở. Ngày mai ta làm các người hướng dẫn du lịch, có được hay không. Đồng Giai Văn nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Linh mấy năm thời điểm, điện tử thương vụ vừa mới bạo phát. Nhưng là khách sạn đặt trước lại cũng không có thể thông qua đơn giản như vậy đến thực hành. Cho nên, Đồng Giai Văn cũng không có đặt trước dân rượu cửa hàng. La Quân lập tức nói, đồng lão sư, cái này không có gì. Thì cùng một chỗ đi, dù sao một mình ngươi đi dạo, đó cũng là có chút nhàm chán ngươi muốn tìm người cho ngươi chụp ảnh cũng không tìm tới đồng giai văn không khỏi bật cười nói ra ta sẽ không để cho du khách người qua đường giúp ta đập sao la quân không nói lời gì đoạt lấy đồng giai văn hành lý nói ra dù sao thì vui vẻ như vậy quyết định trần diệu giai cũng cười đồng giai văn cũng liền không có quá kiên trì ra phi trường trần diệu giai dẫn dắt đến la quân cùng đồng giai văn đến một cỗ buýt xe thương vụ trước mặt một tên mặc lấy âu phục màu đen tài xế vẫn luôn tại bên cạnh xe chờ lấy. Tài xế này trời rất nóng mặc lấy âu phục màu đen, mang theo cực kỳ đen, lãnh khốc cực kỳ. Hắn giúp đỡ La Quân cùng Trần Diệu Giai đem hành lý phóng tới hậu bị toa về sau, lúc này mới tiến phòng điều khiển. La Quân một đoàn người cũng đã đến sau xe sắp xếp ngồi. Sau đó, xe khởi động. Trần Diệu Giai nói ra, trước mang các ngươi về đi tắm, đệ đệ, cha mẹ ta nghe nói người muốn tới, đều cảm động. Mẹ ta buổi sáng thì tự mình đi chợ thức ăn mua người thích ăn đồ ăn, hiện tại cũng một mực đang ra thân từ xuống bếp. Người phải biết, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua mẹ ta phía dưới qua bao nhiêu lần nhà bếp đây. Là quân sắc mặt cổ quái, nói ra, đại mụ kia làm đồ ăn sẽ không rất khó ăn đi. Trần Diệu dai trợn mắt chừng một cái, nói ra, người cái này xú ra hỏa, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Yên tâm, mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon đây. Sau đó, nàng còn nói thêm, ta đều nghe ta cha nói, người lần này thi cấp 3 thành tích rất lợi hại a. À. Đều tiến lớp 10 vị trí đầu, chỉ so với năm đó ta kém cái năm sáu tên. Lần này thì đổi thành la quân trợn mắt chừng một cái, đậu phộng, chính mình cho dù là thiên tài chi thân, cũng khó địch nổi chị gái tên yêu nghiệt này a. À. Sau đó, Trần Diệu Giai cũng chiếu cố đến đồng giai văn tâm tình, nói ra, đồng lão sư, ta cùng đệ đệ ta thật lâu không gặp mặt, nếu là có chiếu cố không chu toàn địa phương, xin ngài đừng nên trách đồng giai văn mỉm cười nói ra làm sao lại thế mà thực đồng giai văn nội tâm lúc này vẫn còn có chút phức tạp nàng theo trần diệu giai khí chất cùng tài xế này cùng xe thương vụ để phán đoán liền biết trần diệu giai gia đình tại bắc kinh không phú thì quý mà lại cái này trần diệu giai đối la quân thái độ vô cùng thân mật những thứ này khó tránh khỏi đều sẽ để đồng giai văn xem trọng la quân liếc một chút chị gái làm sao không gặp đồng tỷ đâu la quân sau đó hiếu kỳ hỏi trần diệu giai nói ra chị gái tại cambridge bồi dưỡng đây a à, la quân bừng tỉnh đại ngộ ngươi cũng không cần hâm mộ a à, nếu như ngươi muốn đi cha ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi đi trần diệu giai nói ra thúc thúc tuy nhiên quật cường nhưng ở ngươi sự tình phía trên bao nhiêu sẽ có thỏa hiệp trần diệu giai cũng là biết la quân ba ba là cái siêu cấp quật cường người lão ba trần lăng bao nhiêu lần đều muốn trợ giúp thúc thúc muốn cho thúc thúc đến yến kinh lão ba thậm chí ngay cả nhà đều cho thúc thúc mua xong công tác cũng an bài tốt có thể thúc thúc cũng là không nguyện ý tiếp nhận thực đây cũng là trần diệu giai rất bội phục thúc thúc một mặt tuy nhiên thúc thúc điều kiện gia đình không tốt nhưng nàng cảm thấy vô luận là ba ba vẫn là thúc thúc trên người bọn họ đều có điểm nhấp nháy làm đại ca có thể làm được như lão ba một dạng rất ít có thể làm đệ đệ có thể làm được cùng chính mình cái này thúc thúc một dạng, cái kia càng là phượng mau lân giác. Thúc thúc là cái rất có khí khái người. Lão ba Trần Lăng mỗi lần đều sẽ thở dài, đồng thời cũng thường xuyên tại chị gái cho phép đồng cùng mình bên tai quán thâu một cái tư tưởng. Thân tình lớn hơn hết thảy, mặc kệ như thế nào, chính mình cùng đồng tỷ cũng không thể cùng đệ đệ la quân xa lánh. Mà lão mụ thì là vĩnh viễn đứng tại lão ba bên này. Cho nên, mưa rầm thấm đất, Trần Diệu Giai trong lúc vô hình đối đệ đệ La Quân cũng có loại rất thân rất thân cảm giác. Có điều đúng vào lúc này, Trần Diệu Giai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng phát giác có chút không đúng. Trần Diệu Giai sắc mặt nhất thời biến đổi. La Quân quan sát nhập vi, lập tức hỏi, tỷ, làm sao rồi? Trần Diệu Giai cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Nàng đã lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Không có ý tứ, tài xế kia đột nhiên mở miệng, Diệu Giai tiểu thư, Xe này đã bị ta lắp đặt che đậy tín hiệu đồ, vật, người điện thoại là đánh không đi ra. Trần Diệu Giai sắc mặt đại biến, điện thoại di động của nàng quả nhiên là gọi không được. Ngươi là ai, ngươi không phải đưa ta đến người tài xế kia, Trần Diệu Giai nghiêm nghị nói ra. Tài xế Thủy Trung mang theo kính dâm, sắc mặt hắn tại trong kiếng chiếu hậu lộ ra âm u, không sai, Trần Lăng An bài cho người tài xế đã bị chúng ta lặng lẽ mang đi. Đồng Giai văn lần thứ nhất tao ngộ loại chuyện này sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch trần diệu giai ngược lại là trấn tĩnh một số nàng nói ra người đừng làm loạn ngươi là muốn tiền đúng hay không tài xế mỉm cười nói ra tiền chúng ta không cần chúng ta chỉ cần ngươi cùng đệ đệ ngươi chúng ta đã điều tra qua phụ thân ngươi trần lăng phi thường trọng thị ngươi cái này đệ đệ ta nghĩ lần này hắn làm sao cũng muốn học sẽ như thế nào làm một cái nghe lời người la quân lập tức liền minh bạch nguyên lai like nói cho cùng người này hay là tại nhầm vào đại bá Trần Lăng. Về phần tại sao muốn nhầm vào đại bá, La Quân không đoán ra được. Trần Diệu dai sắc mặt rất là khó coi, nàng vạn không nghĩ tới, gặp được dạng này sự tình. Nàng hít sâu một hơi, đem hoảng sợ chôn giấu ở đáy lòng, miến cưỡng nói với La Quân, đệ đệ, không có việc gì, tin tưởng chị gái. La Quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, chị gái. Trước kia là người bảo hộ ta, Hiện tại đổi thành ta đến bảo hộ ngươi." Trần Diệu giai nao nao, nàng nhìn về phía La Quân ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Luôn luôn đều là mình bảo hộ đệ đệ, hôm nay thế mà lại nói ra những lời này đến, nàng xác thực cảm thấy thật bất ngờ. Mà tại tên tài xế kia sát thủ trong mắt, La Quân tuyệt đối là thuộc về người vô hại và vật vô hại. Hắn bắt Trần Diệu giai là mưu đồ hồi lâu, mà La Quân bất quá là thuận tiện. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà. Cũng chính là vào lúc này tài xế sát thủ trong tay xuất hiện một chi màu đen súng lục ổ quay. Hắn một tay liền chỉ hướng đằng sau la quân, nói ra, tiểu gia hỏa, tử đạn không có mắt, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là khác bí quá hóa liều. Tài xế sát thủ một câu lời còn chưa nói hết, la quân thân thủ như điện. Một giây sau, thương liền đã đến la quân trong tay. Tài xế bị kinh ngạc, lập tức phanh lại, cũng bắt tay sát. La quân cười tủm tỉm dùng thương chỉ tài xế, nói ra, viên đạn thật là không có mắt, cho nên ngươi nhất định muốn chú ý, tay ta dễ dàng run rẩy, nói không chừng hội va chạm gây gổ. Tài xế trong lòng kinh nghi bất định, hắn quay người mặt hướng La Quân, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, người cái nông thôn đến hải tử, người biết làm sao nổ súng sao. Viên đạn bắn không trúng, hội bắn ngược, người biết làm sao la là tinh sao. La Quân cười cười, nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy thương đâu, cũng không biết làm sao nổ súng nếu không ngươi thử một chút từ trong tay của ta khẩu súng cướp đi tài xế chăm chú nhìn chăm chú la quân trong chấp nhoáng này biến hóa để trần diệu giai cùng đồng giai văn mừng rỡ không thôi dạng này biến hóa là các nàng nghĩ không ra cũng cảm thấy quá mức kịch vui hóa la quân chấn định tựa như là uyên ngọn núi đại sơn một dạng để trần diệu giai cùng đồng giai văn cũng theo tỉnh táo lại ngươi bất quá là ám kình tu vi la quân từ tốn nói khó trách ngươi có mắt như mù lại muốn ở trước mặt ta tới đối phó tỷ ta. Người cái này thương là 96 năm nước kiểu súng lục ổ quay, lúc này bên trong còn có bốn phát, thương đã lần trước. Loại đạn này lực xuyên thấu vô cùng thương, phổ thông áo chống đạn căn bản vô dụng. Ta nói đúng hay không? Tài xế chấn kinh thậm chí hoảng sợ, nói ra, người rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào, người không phải điều tra rõ ràng sao? La Quân nói ra, tài xế nói ra, nhưng người rõ ràng bất quá là cái vừa tốt nghiệp sơ trung học sinh, người làm sao có thể hiểu những thứ này. Là quân nói ra, người cũng không nghĩ một chút đại bá ta là ai, hắn sớm đã chiêu mộ ta. Thì ra là thế, tài xế nói ra, người là muốn chính mình xuống xe, vẫn là ta đem người đánh chết, sau đó đẩy tới xe đâu. Là quân nói ra, tài xế nói ra, chính ta xuống xe. Sau đó, hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe đi. Là quân lập tức liền lẻn đến phòng điều khiển ngồi xuống Hắn đem súng lục ổ quay khác đến bên hông Trần Diệu dài cùng đồng dài văn thở phào một hơi Rất nhanh, đồng dài văn kịp phản ứng Nói ra, là quân, người biết lái xe Là quân cười một tiếng Nói ra, hãy chờ xem Nói xong liền nhanh chóng hộp số Xe theo ăn vĩ ca một dạng Siêu một chút thì thoát ra ngoài Ngồi xuống, buộc thật an toàn mang Đằng sau còn có một chiếc xe theo la quân nói ra xe tựa như tia chớp bão tố ra ngoài chiếc này xe thương vụ thực là đi qua cải tạo còn có chức năng chống đạn trần diệu giai cùng đồng giai văn cũng liền chính thức cảm nhận được la quân biêu hãn kỹ thuật lái xe đồng giai văn nhìn lấy la quân thuần thục drip, còn có tấn mãnh tránh né phản ứng chờ một chút nàng suy nghĩ lại một chút xe của mình kỹ nhất thời đã cảm thấy có chút hổ thẹn xấu hổ lúc này đồng giai văn cùng trần diệu giai đều tin tưởng la quân thuyết pháp đó chính là hắn sớm bị Trần Lăng trong bóng tối chiêu mộ, bồi dưỡng thành siêu cấp đặc công. Bởi vì cái này không có gì có khác nguyên nhân có thể đến giải thích trước mắt một màn. Là quân sở dĩ không che giấu mình, cũng là muốn tại Đại Bá trước mặt thể hiện ra một số khác hẳn với thường nhân địa phương, như thế cũng mới tốt thủ tín tại Đại Bá. Đằng sau theo dõi là một chiếc BMW xe. Xe BMW rất nhanh liền mất dấu, cái kia đi BMW xe là cái chừng 30 tuổi nam tử nam tử mặc lấy vận động áo gió, cũng đeo lên cái mũ, hơn nữa còn mộng khẩu trang. Nam tử gọi là Hạ Đào. Hạ Đào là đoàn bọn hắn đội xe thần, tu vi là ám kính đỉnh phong, hắn lái xe xuất thần nhập hóa. Mà giờ khắc này Hạ Đào triệt để che đậy. Mà mẹ nó, lão tử cải tiến BMW truy một cỗ xe thương vụ mất dấu. Hạ Đào cảm thấy đây quả thực mẹ nó là một loại trần trụi đánh mặt A. Mất mặt A. Nhưng hắn nghĩ không ra là, cái kia xe thương vụ cải tạo càng thêm lợi hại. Mà lại lái xe la quân đó cũng là kỹ thuật lái xe phi phàm. Tại xe thương vụ phía trên, Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai chỉ kém không có phun ra. La quân lúc này cũng không dám buông lỏng, đối phương kế hoạch rất lợi hại tinh diệu. Lần này là làm cho phép chuẩn bị thêm. Bọn họ cảm thấy tài xế một người tuyệt đối có thể trưởng khống chính mình mấy người. Mà xe BMW là theo chân đoạn hậu, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà lại là quần cảm giác sự tình vẫn chưa hết. Bởi vì vừa rồi một đường bão táp, giờ phút này xe đã chạy đến một cái tương đối trống trải khu vực. Đây là một đầu rừng rậm nói, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khúc xạ xuống tới. Phong nhi quét mà đến, không khí thấm vào ruột gan. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người. Người kia là một đầu tóc bạc, nhưng tuổi tác nhìn có điều 20 tuổi. Bộ dạng này, yêu dị âm u tới cực điểm mà lại, người trẻ tuổi kia trong tay còn cầm một cây kiếm. Trong tay là bảo kiếm, là quân liếc mắt liền nhìn ra người kia kiếm, hắn thầm nghĩ, lấy hắn kiếm cùng sửa chữa làm lực lược, nếu như ta mạnh hơn sông, hắn hội trong nháy mắt nhảy đến trần xe, sau đó một kiếm đâm chết xe phía trên bất cứ người nào. Người này tu vi, bằng hắn khi tức, hẳn là hóa kính đỉnh phong. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn thầm nghĩ, hóa kính đỉnh phong, trong tay cầm kiếm, sức sát thương cực mạnh có lẽ kim đan cao thủ đều có thể chết ở trên tay hắn. Cùng ta cũng là 200 cân lực lượng tranh lệch. La quân đột nhiên đỗ xe. Mà đồng giai văn cùng trần diệu giai hô hấp cũng dồn dập lên, các nàng cảm nhận được thanh niên tóc trắng kia đáng sợ. Chị gái, đồng lão sư, đừng sợ. La quân cười một tiếng, nói ra, ta có thể làm được. Sau đó, La quân còn nói thêm, các người thì trên xe, khác xuống tới. Nói xong, hắn liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Đồng Gai Văn cùng Trần Diệu Gai nhìn nhau, hai người tay cầm cùng một chỗ. Trong bất trí bất giác, hai người trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Các nàng dù cho không biết võ công, cũng đã phát giác được người tới là cái tuyệt đối cao thủ. Để để có thể ứng phó sao, Trần Diệu Gai lo lắng, nàng đột nhiên liền đẩy cửa xuống xe, bước nhanh đi vào la quân trước mặt, dùng thân thể bảo vệ la quân, sông thanh niên tóc trắng kia nghiêm nghị nói ra, các người có điều kiện gì, đều có thể cùng cha ta đi sách nhưng là các ngươi không thể thương tổn ta đệ trần diệu giai là thật sợ sợ la quân sẽ chết tại thanh niên tóc trắng trong tay sợ la quân xảy ra chuyện hoảng sợ đã vượt qua trần diệu giai lúc này tự thân tình cảnh cái này một cái chớp mắt la quân trong lồng ngực hâm nóng chị gái đứng ra để hắn lệ nóng doanh tròng thanh niên tóc trắng thấy thế sát ý lập tức có chỗ thu liếm hắn nói ra các ngươi hai cái theo ta đi trần diệu giai nói ra không được chỉ có thể ta một người đi theo ngươi. Đệ đệ ta là vô tội. Không được, thanh niên tóc trắng không cho phản bác nói ra. Chị gái, được, la quân nói ra, mình lại không bại, người cầu cái gì làm cho. Xú ra hỏa, người khác khinh suất đây không phải nói đùa. Trần Diệu Giai sông la quân nghiêm nghị quát lớn. Nàng muốn biểu hiện ra tỉ tỉ huy nghiêm tới. La quân một thanh ôm ở chị gái vòng eo, sau đó liền đem nàng cứng rắn vịn đến sau lưng. Đồng Giai Văn cũng đi tới, nàng ngay tại bên cạnh xe kinh nghi bất định nhìn lấy. Không biết mình là không nên tiến lên, phải chăng nên chạy trốn, lúc này, nàng hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có chủ ý. La Quân trong tay súng lục ổ quay họng súng nhắm ngay thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng trong mắt hàn ý tỏa ra, hắn lạnh lùng nói ra, tiểu bằng hiếu, ngươi là đang tìm cái chết. La Quân nói ra, thật sao? Thanh niên tóc trắng nói ra, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi thương, ngoan ngoãn theo ta đi không phải vậy lời nói ta kiếm hội đem cái bụng mở ra ngươi sẽ nhìn thấy ngươi ruột hỗn hợp huyết dịch chảy ra la quân nói ra nhưng ta càng tin tưởng ta trong tay thương thanh niên tóc trắng gặp la quân thế mà không có không sợ hắn cười lạnh một tiếng nói ra đại khái ngươi còn không hiểu ta cảnh giới ta đã là thần hành máy tròn cảm giác hiểm mà tránh chi cảnh ngươi viên đạn còn không bắn ra ta liền sẽ phát giác được trước một bước mau né không có người thương có thể bắn chúng ta trừ phi là đại bộ đội Giảo sát nhưng đại bộ đội còn không có vây kín ta liền sẽ cảm thấy được nguy hiểm đi đầu bỏ chạy ngươi cho thằng nhóc con thật sự cho rằng cầm một khẩu súng nơi tay liền có thể uy đến ta quả thực là thiên đại tiếu thoại trần diệu giai nghe vậy liền thì càng căng thẳng hơn là quân thở dài nói ra ngươi làm một gái sát thủ có phải hay không nói nhảm quá nhiều a à, ngươi nói là không ai có thể sử dụng thương bắn chúng ngươi đúng hay không thanh niên tóc trắng lạnh lẽo nói không sai ầm um, la quân bỗng nhiên nổ súng viên đạn bắn chúng thanh niên tóc trắng trước ngực lập tức trước ngực hắn nhuộm lên một đóa lộng lẫy đóa hoa màu đỏ ngòm cái này chẳng phải bắn chúng mà la quân dễ dàng nói ra thanh niên tóc trắng kinh ngạc nhìn về phía la quân hắn thì thào nói ra làm sao có thể ngươi có thể thông qua bắp thịt đè ép đem ta viên đạn đè ép đi ra chẳng qua nếu như ta đánh chúng ngươi hầu kết hoặc ánh mắt mi tâm cái kia ngươi đó là một con đường chết la quân nói ra ta kiên nhẫn không lớn hiện tại theo ta lên xe muốn là ngươi dám vọng động ta liền trực tiếp đánh chết ngươi thanh niên tóc trắng đứng chết chân tại chỗ la quân nói ra ba hai tốt thanh niên tóc trắng rốt cục đáp ứng la quân cười lạnh một tiếng sự tình chuyển đổi lần nữa để trần diệu giai cùng đồng giai văn cảm thấy tràn ngập kịch vui tính la quân còn nói thêm thanh kiếm vứt cho ta tốt thanh niên tóc trắng đột nhiên vận kình chiếc kia lạnh lẽo trường kiếm như một đạo điện quang bắn giết hướng la quân thanh niên tóc trắng cũng không có vọng động hắn cẩn thận nhìn chăm chú la quân la quân tay trái cầm thương tay phải nhô ra trực tiếp liền đem chiếc kia kiếm chui kiếm xiết trong tay toàn bộ hành trình nhanh chóng lôi động là quần ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng trong lòng tối thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi, là quần một điểm sơ hở đều không có lộ ra. Ta hy vọng, người tiểu thông minh dừng ở đây, là quần lạnh lùng nói ra, người muốn là còn dám dạng này thăm dò ta, ta không ngại tại đầu ngươi phía trên làm một cái lỗ máu đi ra. Đồng dạng lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Đồng thời, là quần lại nói với Trần Diệu Giai, theo đại bá gọi điện thoại, để đại bá tranh thủ thời gian phái người tới khống chế chàng diện. Trần Diệu dai nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại. Nàng lúc này đều nhanh hoảng sợ ngốc, lại là không nghĩ tới tầng này. Trần Diệu dai ngay tại bên ngoài xe nhanh chóng gọi điện thoại. Về sau, là quân thì cùng Trần Diệu dai cùng đồng dai văn đợi ở trong xe. Thanh niên tóc trắng an vị tại hàng trước nhất trong phòng điều khiển. Trần Diệu dai cùng đồng dai văn vẫn còn có chút khẩn trương. Là quân lại là rỗi người một cái nói ra, có chút buồn ngủ, ta trước hít mắt một hồi. Sau đó, hắn thì nhắm mắt lại. Đệ đệ, xú ra hỏa, người trần diệu dai nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Đồng dai văn cũng là như thế. Là quân cũng không mở mắt, chỉ nói là nói, yên tâm đi, chị gái, đồng lão sư, cho hắn một trăm cái lá gan, hắn cũng không dám loạn động. Trần Diệu Giai cùng Đồng Giai Văn quen biết liếc một chút, hai người thế mà không biết nên nói cái gì. Lúc này, Thanh niên tóc trắng kia rốt cuộc không có cách nào đem La Quân coi như một đứa bé. Thiếu niên này, cho hắn một loại không gì sánh kịp uy lực. Hắn thật không dám động, La Quân càng buông lỏng, hắn lại càng thấy được La Quân là cao thâm mà chắc. Mà đại bá Trần Lăng bên kia tiếp vào Trần Diệu giai điện thoại về sau, lập tức cao độ coi trọng. Về sau, đại bá Trần Lăng tự mình mang theo đặc chủng chiến sĩ tới. Làm đồng giai Văn nghe được cánh quạt kịch liệt tiếng oanh minh lúc, nàng thăm dò nhìn ra ngoài, Lập tức liền nhìn thấy tầm thường chỉ ở trong tivi mới nhìn đến một màn. Quân cơ xuất hiện, cũng không dừng lại, thì xoay quanh ở trên không. Về sau, tầm 10 tên đặc chủng chiến sĩ Vũ Trang đầy đủ, hỏa tốc xuống tới. Cầm đầu xuống tới một người, cũng là Vũ Trang đầy đủ, cái kia một thân trang phục sặc sỡ quả thực là để người kia tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm. Người này hơn 40 tuổi, mặt hướng nho nhã, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo sắc bén khí tức người này chính là La Quân đại bá Trần Lăng. Xe thương vụ cấp tốc liền bị vây quanh, thanh niên tóc trắng bị tóm lên đến, mà lại trực tiếp bị đánh thượng quân Phương Bí chế dược tề. Thanh niên tóc trắng rất nhanh liền mất đi chiến đấu lực. La Quân lúc này mới cùng Trần Diệu Gai còn có đồng Gai Văn xuống xe. Cha, Trần Diệu Gai nhào vào Trần Lăng trong lồng ngực. Hôm nay nàng là thật dọa sợ. Trần Lăng ôm lấy tiểu nữ nhi, nhưng ánh mắt của hắn lại đặt ở La Quân trên thân đại bá la quân rốt cuộc chính thức gặp đến đại bá trần lăng cái này một cái trước mắt hắn cảm giác cũng là vô cùng phức tạp trần lăng là cái cảm tình nội liếm người hắn gật gật đầu nói ra không có việc gì liền tốt đồng thời trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn về sau la quân bọn người lấy quân cơ cấp tóc rời đi về phần thanh niên tóc trắng về sau thế nào la quân cũng không biết Trần Diệu Giai nhà là một cái so sánh vắng vẻ phục thức biệt thự duplex, bên trong sửa chữa có thể nói lên được là tráng lệ. Quản tri đồng Giai Văn cũng coi là sinh ra ở không tệ người ta. Nhưng nàng điều kiện gia đình cùng nơi này so sánh, thật đúng là có đông giang cùng yến kinh khác nhau. Trong biệt thự, qua người hầu thì có 6 cái, có phụ trách nấu cơm, có phụ trách quét dọn trong phòng vệ sinh, có phụ trách giặt quần áo, có phụ trách chăm sóc trong bình viện hoa hoa thảo thảo các loại. Trần Diệu Giai mẫu thân, cũng là la quân bác gái, năm nay đã nhanh có 50 tuổi. Nàng tuổi tác vốn là so Trần Lăng muốn lớn hơn một chút, năm tháng tuy nhiên tại hứa tình hương mặt bên trên lưu lại dấu vết, nhưng nàng lại càng cho hơi vào hơn chất cùng cơ trí. Bác gái, la quân trông thấy hứa tình về sau, lập tức cười hì hì hô. Hứa tình lại là so Trần Lăng muốn biểu hiện nhiệt tình nhiều, nàng nụ cười ấm áp, nói ra, đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, người trước đi tắm, sau đó lại tới dùng cơm đoán chừng đại bá của ngươi cũng nhanh muốn trở về trần diệu giai liền nói đoán chừng cha một hồi về không được đây hứa tình nói ra làm sao trần diệu giai mới nhớ tới mẫu thân còn không biết vừa rồi nguy hiểm nàng cũng không muốn mẫu thân lo lắng liền liền nói khả năng cha có việc gì hứa tình nói ra vậy thì có cái gì sự tình lại lớn sự tình cũng không có la quân tới sự lớn hắn mới gọi điện thoại về nói hội lập tức quay lại Trần Diệu giai nói ra, "A, à, nàng đón đến, lại cường điệu giới thiệu Đồng giai Văn cho Hứa Tình." Hứa Tình biết được Đồng giai Văn là La Quân lão sư về sau, liền liền càng thêm khách khí nhiệt tình. Hứa Tình để Trần Diệu giai mang theo La Quân cùng Đồng giai Văn trước mỗi người đi gian phòng phòng tắm tắm rửa. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân trước tắm rửa xong đi ra. Hứa Tình thì lôi kéo La Quân ở phòng khách trước sofa ngồi xuống lại đem gọt xong hoa quả và các món nguội đặt ở la quân trước mặt trên bàn trà tiểu dương trước ăn chút trái cây lót dạ một chút hứa tình nói ra được rồi la quân ăn lên hoa quả tới trần rượu dai trong phòng chưa hề đi ra nàng còn có chút chưa tỉnh hồn đây hứa tình lập tức liền hô rượu dai mau ra đây đệ đệ ngươi đến ngươi lão tránh trong phòng làm gì hắn không khi đến ngươi không mỗi ngày nhắc tới sao Trần Diệu Giai đáp lại một tiếng, nói ra, "Ừm, um, ta lập tức đi ra." Hứa Tình cũng không để ý nữa Trần Diệu Giai, mà chính là nói với La Quân, "Tiểu Dương, ta đều nghe đại bá của ngươi nói, ngươi lần này thi cấp 3 thành tích thi rất không tệ a." À. Nói một chút, muốn muốn chút gì khen thưởng, bác gái đều thỏa mãn ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, "Bác gái, ta đây chính là tiểu thí Ngưu Đao a, à, lúc này mới cái kia theo cái kia đây." Hứa Tình nhịn không được cười lên. Nói ra, người còn học hội khoác lác. Sau đó, Hứa Tình còn nói thêm, "Như vậy đi, bác gái ngày mai cùng ngươi đi trung tâm mua sắm dạo chơi, ngươi coi trọng cái gì, bác gái đều cùng ngươi mua." La Quân nói ra, "Vậy không được a, à? cha ta muốn là biết, sẽ đánh chết ta." Hứa Tình ánh mắt nhất thời nhất ảm, nàng đương nhiên biết tiểu thúc tử tính khí, cha ngươi a, à, cũng là quá bướng bỉnh. Vì ngươi cha sự tình, đại bá của ngươi không ít phát giận la quân nhất thời có chút xấu hổ hứa tình nói ra nhìn ta không nên nói cho ngươi những thứ này đến mai cái ngươi một mực mua ta đến lúc đó cho ngươi cha gọi điện thoại hắn chả dám cùng ta phạm bướng bỉnh hay sao la quân cười một tiếng nói ra đúng thế cha ta lớn nhất phục người cũng là bác gái ngài không bao lâu đồng giai văn cũng đi ra mọi người cùng một chỗ hàn huyên một hồi tiếp theo trần lăng trở về trần lăng thay đổi trang phục sặc sỡ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn nhã nhặn nho nhã không có vẻ kiêu ngạo gì la quân lập tức đứng lên hô đại bá trần lăng nhất cười nói ra lần này tới thì chơi nhiều mấy ngày biết không la quân nói ra ừm um, ta đều nghe đại bá ngài sau đó la quân lại giới thiệu đồng giai văn trần lăng đối đồng giai văn cũng không phải thường khách khí nói ra đồng lão sư người cùng rượu Giai, còn có La Quân đều là người trẻ tuổi, đến nơi đây, liền để Diệu Giai mang theo các người khắp nơi chơi đùa, tuyệt đối đừng câu thúc. Chúng ta nơi này, luôn luôn quá quạnh quẽ một số, các người đến lúc này a, à, ta đều cảm thấy tràn ngập tức giận, nhìn lấy thì vui vẻ. Cảm ơn ngài, ta sẽ, Trần Thúc Thúc, Đồng Giai Văn lập tức nói. Trần Lăng người một nhà thái độ làm cho Đồng Giai Văn cảm thấy an tâm, nàng cũng muốn thể nghiệm một chút kinh thành nhà quyền quý hoàn cảnh đây sau đó chính là ăn cơm đồ ăn rất lợi hại phong phú có tôm hùm có cua nước còn có bảo ngư các loại oa tắc trần diệu giai cũng nhịn không được nói lão ngụ người thật bất công mỗi lần ngươi đều cho ta làm chút thanh đạm thức nhắm ăn lão đệ đến ngươi làm như thế hảo hoa ta có phải hay không là ngươi thân sinh a à? hứa tình không khỏi nhìn phía dưới trần diệu giai đầu nói ra ngươi sạch lại ở đệ đệ ngươi cùng đồng trước mặt lão sư bàn lộng thị phi vào tuần lễ trước bất tài làm cho người đầu sư tử ăn. Trần Diệu ra hì hì cười một tiếng. Hứa tình đã sớm để người hầu tỉnh tốt một bình tốt nhất rượu vang đỏ, nàng tự mình cho mọi người rót rượu. Về sau nâng chén, nói ra, nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta tiểu dương cùng đồng lão sư đến Yến Kinh làm khách. Cảm ơn bác gái hoan nghênh, La Quân cũng cười hì hì nói ra. Điều này hiển nhiên là một trận chủ và khách đều vui vẻ ngọ Yến, Trần Lăng cũng không nói bất luận cái gì quan ở hôm nay tập kích sự tình. La Quân nhìn đến đại bá Trần Lăng thì không nhịn được muốn đùa giỡn. Một đời kia bên trong, hắn là hy vọng nhiều lăng tiền bối là mình trưởng bối A. Một thế này bên trong, rốt cuộc thực hiện nguyện vọng này. Đại bá, La Quân bỗng nhiên hô. Ừm, Trần Lăng nhìn về phía La Quân, hơi hơi nghi hoặc. La Quân nói ra, ta nghe nói ngài lúc tuổi còn trẻ, thương pháp rất tốt đâu, có phải là thật hay không? trần diệu giai nói ra nói đùa cha ta thương pháp trước kia danh sưng một triệu giải phóng quân bên trong xếp hạng thứ ba hứa tình trách mắng diệu giai người chớ có nói hưu nói vượn trần diệu giai như cái kiêu ngạo tiểu gà trống nói ra người ta nào có nói bậy a à. trần lăng làm theo mỉm cười nói ra tiểu dương người hỏi cái này làm cái gì la quân nói ra ta muốn cùng ngài so tài một chút thương pháp đâu muốn không sau khi cơm nước xong ngài mang ta đi tìm sân bắn. Trần Diệu Giai lập tức liền quên mất trước đó hồi hộp, hưng phấn nói ra, lão đệ thương Pháp cũng rất lợi hại đâu, ta cũng muốn nhìn một chút. Hứa tình kỳ quái nói ra, Tiểu Dương làm sao lại thương Pháp, Diệu Giai ngươi tại loạn nói cái gì. Trần Diệu Giai lập tức che miệng lại, nàng biết mình còn nói lỡ miệng. Hứa tình nói ra, có chuyện gì là các ngươi đang gạt ta sao? Trần Lăng nhất cười, nói ra, hôm nay ra chút ít tình huống, có người muốn bắt cóc rượu dai, có điều còn tốt, lưu manh đã bị khống chế lại. Hắn đón đến, nói ra, người không cần lo lắng, ta sẽ không lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Hứa tình trong mắt lóe lên lo lắng, nàng lập tức nói, rượu dai, tiểu dương, mấy ngày nay đều không nên đi ra ngoài. Là quân không khỏi cười khổ, bác gái, ta tới là du lịch ha. À? Hứa tình nói ra, du lịch trọng yếu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Trần Lăng nói ra, hứa tình, khác như thế thảo mộc giai binh. Ta nói qua, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Hứa tình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Về sau, hứa tình còn nói thêm, đồng lão sư, thật sự là xin lỗi, bởi vì chúng ta ra sự tình, để ngươi theo chấn kinh. Đồng giai văn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ngài 10 triệu đừng nói như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Trần Lăng thì đứng dậy, nói ra, tiểu dương, người đi theo ta. Tốt, La Quân nói ra. Trần Diệu Giai nói ra, "Cha, các ngươi là muốn đi tỉ thí thương pháp sao? Ta cùng đồng lão sư cũng muốn đi." Trần Lăng nhìn Trần Diệu Giai liếc một chút, nói ra, "Tỉ thí thương pháp, buổi tối lại nói." Người trước bồi đồng lão sư chơi sẽ, ta cùng Tiểu Dương nói ra suy nghĩ của mình. "Tốt a." À, Trần Diệu Giai có chút tâm không cam tình không nguyện nói ra. Sau đó, Trần Lăng cùng La Quân đến lầu 21 ở giữa trong phòng ngủ. Trần Lăng tiện tay đem cửa phòng ngủ mang lên. Trong phòng ngủ, Trần Lăng lại đi đem màn cửa kéo lên. Ánh đèn mở lên, Trần Lăng tại trước sofa ngồi xuống, hắn lại nói với La Quân, người cũng ngồi đi. Đối với đại bá Trần Lăng, La Quân có loại không khỏi kính sợ. Loại này kính sợ vô luận là đến từ tiểu La Quân trí nhớ, vẫn là La Quân một đời kia trí nhớ, đây là mãi mãi cũng không cách nào ma diệt. La Quân liền ở một bên một mình trên ghế salon ngồi xuống, cũng chỉ ở trên ghế salon ngồi nửa cái bờ mông. Trần Lăng ánh mắt nhàn nhạt, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. La Quân cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, Trần Lăng nói ra, "Tiểu Dương, một nam hài tử, phạm sai lầm không đáng sợ, có bí mật cũng có thể. Nhưng là, đại bá hy vọng ngươi có thể đỉnh thiên lập địa. Cho nên, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều phải trung thực đáp lại, không muốn đùa nghịch một số tiểu thông minh." đến lừa gạt đại bá, biết không? Là quần hơi hơi run lên, hắn lập tức nghiêm mặt nói ra, ta biết, đại bá. Trần Lăng nói ra, tốt, hắn đón đến, còn nói thêm, ta nhớ được Tết năm ngoái khi thấy ngươi, thân thể ngươi vẫn là yếu đuối, không có chút nào công phu. Dùng cái gì nửa năm này không thấy, ngươi tu vì thế mà đã đến hóa kinh. 15 tuổi hóa kính cao thủ, đại bá năm đó cũng không có người phần này thiên phú. Sư phụ ngươi là ai? Là quân khẽ cười khổ, nói ra, đại bá, ta biết ngươi có đầy bụng nghi ngờ, ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới theo ngài thương lượng. Nhưng ta sợ hơn ta đem hết thảy nói sau khi đi ra, ngài đem ta coi như người bị bệnh tâm thần. Trần Lăng nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói là nói thật, đại bá đều sẽ tin tưởng. Đại bá của ngươi ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, hy kỳ cổ quái gì sự tình chưa thấy qua. Là quân nói ra, tốt, đại bá, cái kia đây chính là ngài nói. Trần Lăng nói ra, người nói đi. La Quân đứng lên, nói ra, thực, ta là tới cứu vãn địa cầu. Khục, Trần Lăng nhất phía dưới liền bị nghẹn lại, tuy nhiên hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng tới đón thụ La Quân một số hoang đường kinh lịch. Nhưng là La Quân đột nhiên tới câu nói này, hắn vẫn còn có chút cảm thấy hoang đường. Nếu như không phải phát sinh ở đứa cháu này trên thân sự tình quá mức kỳ quái, hắn khẳng định phải vô ý thức nói làm loạn. Trần Lăng nói trước, cho nên hắn lập tức hít thở sâu một hơi, sau đó nói, ừm. Hắn gật gật đầu, nửa ngày về sau mới lên tiếng, người muốn làm sao cái cứu vãn pháp. Là quân đem Trần Lăng phản ứng bắt tại trong mắt, hắn đều bội phục đại bá phần này đại khí. Đại bá thế mà còn có thể dù bận vẫn ung dung hỏi mình làm sao tới cứu vãn. Là quân nói ra, sự tình ngọn nguồn muốn theo ta chỗ ở thế giới nói lên, cố sự này sẽ rất lâu cũng rất hoang đường nhưng là đại bá ta tuyệt không có khả năng chạy xa như vậy đến ngay trước ngài mặt đến nói với ngài dạng này một cái hoang ngôn trần lăng nói người nói là quân liền từ đầu nói lên nói chính mình sở tại bình hành thế giới giảng ở nơi đó trần lăng vốn nên có một người muội muội lại là như thế nào tại tương lai thời không phân liệt bên trong sinh ra trần thiên nhai các loại là quân đem lên thay ân oán đơn giản miêu tả về sau còn nói đến chính mình cái này đệ nhất. Ma đế, thần đế, Trung Hoa đại đế chờ một chút, toàn bộ nói ra. Sau cùng, La Quân lại giảng chính mình tới nơi này nhiệm vụ. Làm La Quân đem đây hết thảy sau khi nói xong, Trần Lăng trầm mặc đi xuống. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa, hắn yên tĩnh chờ đợi đại bá. Lại sau một lúc lâu, Trần Lăng nhìn chăm chú hướng La Quân, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó, hắn đứng lên, đến trước cửa sổ. La Quân cũng đi theo. Trần Lăng đem màn cửa kéo ra, hắn đưa lưng về phía La Quân nói ra, nếu như không phải ngươi nửa năm qua này cải biến lớn như vậy, ngươi lời nói này, đại bá thật là không có cách nào tin tưởng. Nhưng là lúc này, sự thật bày ở trước mắt, đại bá cũng không có cách nào không tin. Hắn tiếp lấy xoay người cười khổ, nói ra, ta từng làm qua như lời ngươi nói này chủng loại giống như mộc, Trung Hoa đại đế bốn chữ này theo ngươi miệng đến nói ra, ta nghe thế mà lại có một loại rất quen thuộc cảm giác mà lại ta cũng xác thực đã từng mơ tới qua muội muội ta trưởng thành người la quân hơi hơi thở phào có thể có được đại bá tín nhiệm hắn muốn hành sự tình thì thuận lợi quá nhiều trần lăng nói ra muội muội ta tại ngươi trong thế giới kia nàng qua như thế nào la quân nói ra vẫn luôn bị ngài bảo hộ rất tốt ngài không cần lo lắng trần lăng gật gật đầu hắn sau đó lại đến trước sofa ngồi xuống cũng ra hiệu la quân ngồi xuống la quân ngồi xuống về sau trần lăng nghiêm mặt nói ra cho nên hiện tại ngươi là vì trùng hoàng mà đến la quân nói ra không chỉ là trùng hoàng càng là vì cải biến đất hoang thế giới nhất định chuyện phát sinh có thể có thể thay đổi sao trần lăng nói ra la quân nói ra vốn là ta một thế này nhất định là muốn chết nhưng bởi vì ta xuất hiện ta một mực sống đến bây giờ cái này đã nói lên nhân quả không phải đã hình thành thì không thay đổi trần lăng nói ra năm gần đây thực ta cùng ngành quốc an đã tại cao độ coi trọng như lời ngươi nói vấn đề này chỉ là ta không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy hắn đón đến nói ra như vậy đi tiểu dương đêm nay ta dẫn ngươi đi gặp một người chỉ cần vị lão nhân này cũng tin tưởng ngươi lý do thoái thác như vậy chúng ta hành động liền sẽ thuận lợi rất nhiều la quân trong lòng hơi động hắn cũng đã biết đại bá nói tới muốn gặp lão nhân là ai đây là muốn tấu lên trên A. Đúng, đại bá, là quân nghĩ đến một việc, nói ra, hôm nay những sát thủ này, đến cùng là muốn ngài đình chỉ sự tình gì. Ngài là tướng lãnh quân đội, địa vị cao thượng, những người này dám ở yến kinh nơi này hướng ngài ra tay, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Trần Lăng nói ra, người không nói trùng hoàng, ta còn không có đầu mối. Lúc này, trong nội tâm của ta có cái đại khái hình dáng. Hắn đón đến, nói ra, ta cùng quốc an tổng cục lớn lên trầm kinh lược trầm cục phát hiện cao tầng bên trong, có ít người tại làm một số bất lợi cho quốc gia tiểu động tác. Đại lãnh đạo cũng gây nên chú ý, gần nhất một năm này, ta cùng trầm cục đều đang điều tra chuyện này. Nếu như như lời ngươi nói trùng hoàng là thật, đại khái cũng là trùng hoàng người không hy vọng ta xen vào việc của người khác đi. Là quân nói ra, cái kia tóc trắng sát thủ trong miệng có hay không thổ lộ cái gì. Trần Lăng nói ra, bọn họ rất lợi hại cẩn thận, cái kia tóc trắng sát thủ là đơn thuần quốc tế sát thủ, hắn cũng chưa từng thấy qua cố chủ. La Quân nói ra, xem ra việc này, vẫn là thật khó. Mà lại, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đại bá, ngài phải biết, trung hoang người cũng không phải là vẻn vẹn cực hạn tại quốc gia chúng ta bên trong. Đất hoang thế giới phát sinh, nhất định là bởi vì các trọng yếu quan hệ nước, nắm giữ hạng cân nặng vũ khí quốc gia cùng một chỗ phát xạ, như thế mới tạo nên đất hoang thế giới. Nếu như đất hoàng thế giới thật đến, khi đó, hết thảy đều muộn. Chúng ta bây giờ muốn làm đệ nhất kiện đại sự chính là muốn đem trùng hoàng người theo các quốc gia cao tầng bên trong đuổi đi ra. Trần Lăng nói ra, không sai. Bước đầu tiên muốn lấy tin cũng là đêm nay ta dẫn người gặp đại lãnh đạo. Sau đó chỉ cần tại chúng ta cao tầng bên trong tìm tới trùng hoàng người, như thế mới có chứng cứ đi lấy tin tại hắn người lãnh đạo quốc gia. Không thể không nói, Trần Lăng Mạch suy nghĩ là rất rõ ràng. La Quân nói ra, "Ừm, đại bá, cái này rất nhiều chuyện, liền đều cần ngài đến bảy mưu tính kế. Ngài tốt nhất là để Đồng tỷ cũng trở về đến, ta sợ đến lúc đó trùng hoàng người cũng sẽ đối Đồng tỷ ra tay." Trần Lăng gật đầu, hắn nói ra, "Xem ra cha người cùng mẹ ngươi cũng chưa chắc sẽ không bị ta liên lụy. Chỉ là chuyện này, nói với bọn họ lên, bọn họ nơi đó chịu tin. Ta muốn bọn họ đến yến kinh đến, bọn họ chỉ sợ không chịu." Là Quân nói ra, cha mẹ tại Đông Giang, ngược lại là rời xa thị phi chi địa. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến là ngài người thân nhất người nhà, tạm thời sẽ không đem chủ ý đánh tới cha mẹ ta nơi đó. Và lại, ngài là làm đại sự người, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến coi là, chỉ bằng cha mẹ ta liền có thể đến bước bách ngài thỏa hiệp. Trần Lăng nói ra, quốc gia đại sự trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể để cho ta thỏa hiệp. Người nói không sai, một mực phòng ngự cũng không phải là thượng sách tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. La Quân nói ra, đại bá anh Minh. Trần Lăng nhất cười, theo rồi nói ra, tốt, tiểu dương, chuyện này, tạm thời người ta biết là được. Người tuyệt đối đừng ra bên ngoài đi nói, nếu thật là để trùng hoàng biết người tới nơi này ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là người tai họa ngập đầu. La Quân run lên, hắn theo rồi nói ra, ta minh bạch, đại bá. Đúng, đại bá, ta còn có chuyện cần ngài hỗ trợ. La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra, "Chuyện gì?" La Quân nói ra, "Ta không có quá nhiều thời gian tiến hành theo chất lượng, cho nên ta cần đại lượng dinh dưỡng đến tăng cao tu vi. Nhưng ngài cũng biết, cha mẹ ta bọn họ không có gì tiền cùng tư nguyên. Cho nên chuyện này, ta chỉ có thể tìm ngài. Mặt khác, ta còn cần một số tiền, ngài cho ta một chương thẻ, ít nhất phải có 10 triệu NDT hạn mức." Trần Lăng nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại không cảm thấy yêu cầu này rất lợi hại hoang đường chỉ nói là nói tốt cái này không có vấn đề tạ tạ đại bá la quân nói ra trần lăng cười nhạt một tiếng nói ra cùng ngươi muốn làm sự tình so sánh cái này cũng không tính là là sự tình la quân cười một tiếng nói ra đại bá ngài cái này cán bộ quốc gia làm sao có tiền như vậy trần lăng tiếu cười nói ra lấy ngươi kiếp trước kinh lịch chẳng lẽ còn không đoán ra được sao tổng sẽ không ngươi cho rằng ta là tham ô đến La Quân trong lòng lập tức thì nắm chắc, đại bá đương nhiên sẽ không tham ô, đó là rất ngu ngốc hành vi. Nhưng là đại bá ngồi ở vị trí cao, tại tin tức này là vương thời đại, hắn muốn kiếm tiền, cũng quá đơn giản. Tin tức thêm tư nguyên, sau đó lại kết hợp bác gái bên kia thân thích đi vận kinh doanh, đại bá là không thể nào thiếu tiền tiêu. Về sau, Trần Lăng cùng La Quân kết thúc nói chuyện. Rời đi phòng ngủ về sau, La Quân thì cùng Trần Diệu Giai còn có đồng Giai Văn cùng một chỗ, Trần Diệu Giai cảm thấy rất hứng thú truy vấn La Quân, cha ta thần thần bí bí đến cùng nói gì với ngươi. La Quân chứng chạc đàng hoàng nói ra, ngươi quên rồi, ta sớm là quốc an thành viên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là phải thật tốt cùng đại bá đến hồi báo một chút. Nhưng đây là quốc gia cơ mật, ta không thể theo chị gái ngươi nói. Tốt à, Trần Diệu Giai tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, gặp La Quân nói như vậy, liền thì không hỏi tới nữa. Đồng Giai Văn lại là mặt có vẻ ngờ vực, nàng thừa dịp Trần Diệu Giai trở về phòng ngủ chưa lỗ hồng, lặng lẽ hỏi La Quân, người căn bản cũng không phải là cái gì quốc an thành viên, đúng hay không? La Quân nhìn nhiều Đồng Giai Văn liếc một chút, hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, cái kia đồng lão sư ngươi cho rằng ta là người như thế nào ha? À? Audio điện tử võ tấn bền Đồng Giai Văn nói ra, Đại bá của ngươi không có khả năng để ngươi nhỏ như vậy tuổi tác đi vào nhập quốc an, làm nguy hiểm sự tình. Hắn rất lợi hại quan tâm ngươi." La Quân nói ra, "Cái kia đồng lão sư ngươi giải thích thế nào ta thân thủ? Chẳng lẽ lão sư ngươi thật sự cho rằng ta là tới từ một thế giới khác?" Đồng giai văn ngơ ngẩn, nàng xác thực vô pháp tưởng tượng La Quân là đến từ một cái có tiên ma thế giới. Vậy quá mức hoang đường, có thể nàng làm sao cũng ý không rõ ràng trước mắt logic. La Quân lập tức liền lại nói với Đồng Gia Văn, quốc gia thực còn có thật nhiều bộ đội bí mật cùng cơ cấu, đây đều là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều có thiên phú thiếu niên, hoặc là tiểu gia hỏa đều sẽ bị bí mật trinh triệu tiến đến. Người nhìn ta trước đó đều thường thường không có gì lạ đi, đó là bởi vì ta phần lớn thời gian thả đang tôi luyện tu vi cùng luyện tập súng ống cùng hắn kỹ năng phía trên. Về sau ta sở dĩ đem thi cấp 3 thi lên, là muốn cho cha mẹ ta vui vẻ. Người không thể không thừa nhận, ta thực là một thiên tài a à? la quân lời giải thích này thì hợp tình hợp lý đồng giai văn rốt cục tin phục la quân la quân còn nói thêm sự kiện này thực cha mẹ ta cũng không biết nếu như ngươi không tin có thể đến hỏi đại bá ta mặt khác ta muốn thật sự là theo hắn thời không đến ta làm sao lại nói cho ngươi ta không sợ bị quốc gia bắt đi giải phẫu nghiên cứu a à? đồng giai văn nói ra tốt a à, ta tin tưởng ngươi La Quân rốt cục buông lỏng một hơi. Đây đều là chính mình tìm phiền toái cho mình a. À. Bởi vì giữa chưa phát sinh tập kích sự kiện để Trần Diệu giai cùng Đồng giai Văn lòng còn sợ hãi, cũng thì không dám đi ra ngoài chơi. Hứa Tình cũng sẽ không để các nàng đi ra ngoài chơi, bao quát La Quân cũng bị Hứa Tình cấm túc. Trong phòng khách có máy chơi game, Trần Diệu giai còn có Đồng giai Văn cùng La Quân ba người chơi quên cả trời đất. Lúc này, vẫn là lưu hành lấy quyền hoàng 97 Double Dragon chờ một chút trò chơi. Đến tối thời điểm, Trần Lăng từ bên ngoài trở về. Hắn theo mọi người cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, liền dẫn La Quân đi ra ngoài. Muộn như vậy, người mang Tiểu Dương đi làm cái gì? Hứa tình không khỏi hỏi Trần Lăng. Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói ra, tự nhiên là có một số chuyện, người yên tâm đi, chẳng lẽ ta còn biết hại Tiểu Dương hay sao? Hứa tình nghĩ cũng phải, sau đó liền không có hỏi nhiều nữa bên ngoài ngừng một chiếc xe jeep nhà binh xe la quân cùng trần lăng lên xe có chuyên môn cảnh vệ viên đang lái xe trong bóng đêm xe chạy ra khỏi khu biệt thự khu biệt thự bên trong an bài cao thủ có thể bảo vệ được bác gái các nàng sao la quân nói ra đại bá lúc này địch nhân đã bại lộ chỉ sợ sẽ lấy thủ đoạn cực đoan trần lăng nói ra yên tâm đi biệt thự bên này tuyệt đối phòng thủ kiên cố ta mấy năm nay sông sáo giang hồ thủ hạ vẫn có một ít tin được cao thủ. Nếu là bọn họ ngay cả ta biệt thự này đều thủ không được, cái kia còn. Là quân không khỏi thì có chút hiếu kỳ, nói ra, đại bá, ta hiện tại nhìn không ra ngài là tu vi gì. Hắn đón đến, nói, một đời kia bên trong, có pháp lực tình huống dưới, ta vẫn luôn đang ngước nhìn ngài. Không nghĩ tới tới nơi này, ta vẫn còn muốn tiếp tục nhìn lên ngài. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, đại bá tu vi, chỉ có thể nói, rất nhiều năm chưa từng gặp qua tránh thức đối thủ. La quần dơ ngón tay cái lên. Trong bóng đêm, xe díp nhanh chóng tiến lên. Con đường này so góc vắng vẻ, đến tối, càng là không có gì đi qua xe cộ. Dù sao, lẻ 4 năm yến kinh, cũng còn không có chen chúc đến hậu thế loại trình độ kia. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện tình huống. Cảnh vệ viên tiểu trương mở ra xa quang đèn, xa như vậy quang đèn chiếu vào trên người một người người kia toàn thân trên dưới bao phủ tại thoa dưới áo, trên đầu mang mũ rộng vành. nhìn, tựa như là thuyền cô độc thoa lạp ông một dạng. Tiểu trương lái xe cũng không nhanh, hắn lập tức phanh lại. đồng thời, tiểu trương biến sắc, hướng Trần Lăng nói ra, thủ trưởng. Tiểu trương biết tình huống không ổn, hắn lập tức liền xuất ra thương. La Quân cũng liền ý thức được đối phương là sông đại bá tới. Trần Lăng ngược lại là rất bình tĩnh, hắn hướng Tiểu trương ôn hòa nói ra không có việc gì, người thu súng lại. Tiểu Trương có chút do dự, nhưng vẫn là đem thương thu lại. Trần Lăng nói với La Quân, xuống xe đi. La Quân gật đầu, đồng thời nói ra, là trùng hoàng bên kia phái tới người sao. Trần Lăng nói ra, khác nói nhiều. La Quân ân một tiếng. Trần Lăng đi vào trước xe, cùng người tới đứng đối mặt nhau. Người kia ngẩng đầu, La Quân thì đi theo Trần Lăng bên người, hắn lúc này cũng nhìn thấy người đến, khi hắn thấy rõ ràng người đến thời điểm không khỏi lên tiếng kinh hô thần đế tiền bối trần lăng khẽ nhíu mày nói ra thần đế la quân đang muốn mở miệng trần lăng nói ra người lui xuống trước đi la quân bất đắc dĩ chỉ có nói ra tốt đại bá trần lăng mặt hướng người đến nói ra thủ lĩnh ta vẫn luôn nghe nói qua người uy danh người tại nước los angeles sáng lập tạo thần khu vực thủ hạ thu nạp một đoàn cao thủ chính là vì cầu thăm tiên đạo nhưng là đã nhiều năm như vậy sự thật chứng minh sư phụ ta vô vi đại sư cái nhìn là chính xác thế gian vốn cũng không có tiên đạo những năm gần đây người tại giang hồ ta tại triều chính chúng ta lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông hôm nay người đến cản ta đường đi không biết có chuyện gì la quân ở một bên nghe âm thầm kinh hãi nguyên lai like một thế này bên trong đã phát sinh quá nhiều cải biến thần đế thành thủy chung không cách nào tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo si nhân, này cũng cũng không trách thủ lĩnh, hắn truy cầu không có sai. Chỉ tiếc, hắn chỗ ở cái thế giới này, quy tắc bên trong chính là không có tiên ma. Một đời kia bên trong, đại bá đều là thủ lĩnh đồ đệ, làm thủ lĩnh xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ thành thần thành tiên. Mà tại một thế này bên trong, đại bá nhưng thủy chung là vô vi đại sư đồ đệ. Cũng khó trách đại bá bây giờ tu vi tạo hóa nhập thần, Sư phụ hắn Vô Vi đại sư, vốn là một vị thần nhân. Cái này bên trong có quá nhiều không giống nhau, chỉ là không hiểu, Độn Thiên thủ lĩnh hôm nay tới trước ngăn lại đường đi, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cũng là trùng hoàng, vẫn là hắn bị trùng hoàng khống chế lại? Không có khả năng, Độn Thiên thủ lĩnh tu vi, không có khả năng bị ký sinh thú khống chế lại. Vẫn là nói, trùng hoàng tự mình xuất thủ, khống chế Độn Thiên thủ lĩnh. Trong nháy mắt, là Quân trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, nhưng hắn cũng biết, lúc này chính mình tu vi thật đúng là không có cách nào cùng Độn Thiên thủ lĩnh chống lại. Thế gian này mãi mãi cũng có thăng bằng hai chữ. Mình tại một đời kia bên trong muốn nhìn lên thần đế cùng Trung Hoa đại đế, đến một thế này, y nguyên không cách nào cải biến cái này thăng bằng. Tựa như bất động sản quật khởi, giàu người vẫn là người giàu có, người nghèo vẫn là người nghèo. Bất động sản sụp đổ về sau, giàu người vẫn là người giàu có, Người nghèo ngược lại càng thêm nghèo. Không có nghe nói, bất động sản sụp đổ về sau, người nghèo liền có thể xoay người lo liệu việc nhà làm chủ trở thành giàu người đạo lý. Lúc này, Độn Thiên thủ lĩnh cũng liền mở miệng, hắn nhìn về phía Trần Lăng, trầm giọng nói ra, có người nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể giết ngươi, như vậy, hắn thì nói cho ta biết, vì cái gì ta truy cầu rõ ràng không có sai, nhưng lại một mực không cách nào đến bỉ ngạn nguyên nhân. Trần Lăng nói ra Thủ lĩnh Ngài học cứu thiên nhân, hẳn phải biết, có một số việc vốn là là không thể nào. Người cũng là người, trên đời này cho tới bây giờ liền không có tiên. Ngài muốn truy cầu một cái cho tới bây giờ đều không có đồ, vật, vậy làm sao có thể đến bỉ ngạn? Có người nói cho ngài, người kia lời nói thì thật như vậy có thể tin. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra, có thể hay không tin, thử qua mới biết được. Chí ít, hắn xuất ra một số có thể tin căn cứ. Trần Lăng thở dài, nói ra, xem ra hôm nay, chúng ta nhất định là muốn nhất chiến. Độn thiên thủ lĩnh nói ra, là ngươi muốn chết, hắn sau khi nói xong, thân thể bỗng nhiên thì động. Cái kia một cái chớp mắt, là quân cách mười mấy mét, đột nhiên đều có một loại cảm giác. Tựa như là phi nhanh xe lửa ngay tại đối diện đánh tới. Là quân còn có loại cảm giác này, mà tại trung tâm phong bạo Trần Lăng thì không cần nhiều lời. Độn thiên thủ lĩnh dưới chân thi triển là hương voi qua sông hương voi qua sông, hương voi chính là phát tình voi đực. Đấm ra một quyền, cuồng phong gào thét, cát đá kinh hãi bay, khí lưu lao nhanh, kịch liệt xoay tròn lấy. Độn thiên thủ lĩnh một quyền này, tựa hồ không dùng quyền đầu đánh thật tại, bằng vào đập vào quyền phong đều có thể đem Trần Lăng nhất phía dưới thổi bay. Mãnh liệt đến dạng này trình độ. Trần Lăng đối mặt độn thiên thủ lĩnh dạng này hung mãnh có thể đủ đánh bay cự hình tăng nhất quyền, cũng bắt đầu đánh trả. Trần Lăng vậy mà không tránh cũng không tránh, chỉ là lồng ngực hướng về sau co rụt lại, vặn một cái chuyển, ở trong chứa một thước, vừa mới tránh thoát khỏi Độn Thiên thủ lĩnh quyền đầu chính diện đập nện. Cùng lúc đó, hắn thân eo vặn chuyển, tay phải đột nhiên nổ ra, Toàn Tâm Quyền chỉ chợt lóe, liền xuất hiện tại Độn Thiên thủ lĩnh cổ bên trái. Vừa ra tay đánh trả, Trần Lăng liền dùng tới Tuyệt Sát chi chiêu rút củi đáy rồi. Trần Lăng thế mà tại bắt đầu động thủ hiệp một thì thi triển sát chiêu rút củi đáy rồi. La Quân nhìn nhìn không chuyển mắt, hắn đã là võ đạo đại sư, nhưng lúc này nhìn đến đại bá cùng độn thiên thủ lĩnh xuất thủ, lập tức cũng kinh động như gặp thiên nhân. Vô luận là độn thiên thủ lĩnh ra chiêu, vẫn là đại bá một chiêu này tinh diệu rút củi đáy rồi, đều là có thể xưng sách giáo khoa y hệt. Hai người vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Đây cũng là để La Quân ngoài ý muốn phương. Mặc dù nói quyền pháp cao thủ sinh tử quyết đấu, đều là trong nháy mắt phán định sinh tử, võ công, vận khí, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn tranh lệch hạng nhất, lập tức chính là sinh tử có khác, tuyệt đối sẽ không có dây dưa dài dòng, đánh phía trên 3 ngày 3 đêm, mấy giờ tình huống xuất hiện. Nhưng là quyền pháp đến Trần Lăng cùng Độn Thiên thủ lĩnh dạng này cảnh giới, thể lực cường hãn, sức chịu đựng kéo dài, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đấu pháp linh thông, mẫn cảm tinh thần đều không có sơ hở người giao thủ với nhau lại không như bình thường cao thủ, ba chiêu hai thức cũng bị người đánh ngã vậy cũng quả thực không có khả năng chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn thể lực, tại hiểm chiêu xuất hiện nhiều lần bên trong, nhìn xem phương diện nào đi nữa tinh thần, thể lực trước duy trì không được, nhưng sau lại tìm tới sơ hở, nhất kích giết chết. Hắc, đối mặt Trần Lăng một quyền này, Độn Thiên thủ lĩnh thân thể lắc một cái, cong ngón búng ra. Linh Dương đính giác. Đây là tuyệt đỉnh chỉ pháp, nhất chỉ liền bắn ra hướng Trần Lăng thủ mạch. Băng. Tựa như là vạn cân nặng cùng bắn ra mà ra. Vô luận là lực đạo vẫn là kinh lực huyền diệu hoàn toàn bày ra. Độn thiên thủ lĩnh một chiêu này chỉ pháp đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Là quân nhìn ở trong mắt, thâm giật mình, xem ra chính mình còn là coi thường cái thế giới này cao thủ A. Bọn họ tại hoàn toàn không có có pháp lực tình huống dưới, cũng đã đem toàn bộ tâm thần đều quán trú trên võ đạo. Độn thiên thủ lĩnh một chiêu này linh dương đính giác công lực, đã có thể nói là diệu chi hữu diệu, huyền diệu khó giải thích. Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc cùng cực, hắn thủ đoạn bên trong lật, hư rời một tấc, lập tức liền tránh đi Độn Thiên thủ lĩnh Linh Dương đính giác. Độn Thiên thủ lĩnh đột nhiên lại tiến lên trước một bước. Hắn tựa như là tại trùng phong thiên quân vạn mã, khí thế hùng hồn, từng bước ép sát. Trần Lăng né tránh Độn Thiên thủ lĩnh một chiêu này tuyệt đỉnh chỉ pháp. Tiếp theo, Độn Thiên thủ lĩnh hai tay liên châu tiến bạo. Hai tay cùng lúc thi triển ra Linh Dương đính giác tuyệt đỉnh chỉ pháp. Trong nháy mắt, chỉ lực phá không, phát hồ bén nhọn tiếng rít. Nếu như lúc này, là quân nhắm mắt lại thì có thể cảm nhận được dạng này một hình ảnh. Đại quân áp cảnh, thiên quân vạn mã tề hô rít gào, tiếp theo, dày đặc tiến trận xé rách thương khung, đen nghiệt bắn trụ mà đến. Độn thiên thủ lĩnh sáng tạo tạo thần khu vực, được vinh dự hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn cái này vừa ra tay, quả lại chính là có bất phàm thần thông. Đường kim thế giới bên trong, độn thiên thủ lĩnh bị dự vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà Độn Thiên thủ lĩnh trong các đệ tử, còn có đệ tử Trầm Mặc Nhiên, cũng là cao thâm mà chắc. Cái kia Trầm Mặc Nhiên vốn là Trầm Môn thiếu chủ, Trầm Môn năm đó ở trong nước Di Hỏa không nhỏ, nhưng đều bị Trần Lăng lấy đánh tan chi thế diệt Trầm Môn. Về sau, Trầm Mặc Nhiên liền chạy đến Tạo Thần khu vực. Trong cái thế giới này, rất nhiều nhân quả đều phát sinh biến hóa. Bởi vì không có đại khí vận buông xuống, cho nên Trần Lăng cũng không phải thiên sát hoàng giả. Độn Thiên thủ lĩnh càng chưa cầu được tiên đạo. Vô Vi đại sư cũng còn một mực còn sống. Vô Vi đại sư đã từng cũng bắt qua Trầm Mặc Nhiên làm đồ đệ, nhưng hắn cũng không đem Trầm Mặc Nhiên đẩy tới vạn quỷ quật, cho nên đây là một cái rất trọng yếu bước ngoặt. Chỉ bất quá Trầm Mặc Nhiên trời sinh ma tính quá nặng, sau cùng chọn rời đi Vô Vi đại sư, trở lại Trầm môn hô phong hoán vũ. Bây giờ Vô Vi đại sư Vân Du Tứ Hải, hắn ở nơi nào, chính là Trần Lăng cũng không biết. Độn Thiên thủ lĩnh vì thiên hạ đệ nhất cao thủ mà tại hoa hạ bên trong, trong quân Trần Lăng cũng là được xưng là quân thần tồn tại. Hắn tại hoa hạ, tựa như là một miệng đa mơ cô khắc chi kiếm, chấn nhiếp tất cả kẻ xấu. Đây đều là Trần Thiên Nhai một nhà không biết. Nhưng Trần Lăng danh tiếng tại thế giới bên trong, đó là nổi tiếng. Không có người nào dám mạo hiểm thiên hạ nếu không húy đến Yến Kinh, tới hoa hạ làm bừa. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần có quân thần Trần Lăng tại, bọn họ thì không có cơ hội, Lúc này, địch phe thế lực ẩn núp trong bóng tối. Cái này địch phe thế lực rất là thông minh, vẫn luôn tại vận dụng giang hồ thế lực. Đây là cho chính bọn hắn để đường rút lui, không muốn đem bên mình bạo lộ ra. Trần Lăng lúc này muốn đi gặp đại lãnh đạo, đây là muốn tấu lên trên. Quân thần gặp đại lãnh đạo, tăng thêm hôm nay ban ngày sự tình bại lộ, địch phe thế lực thì cũng không ngồi yên được nữa. Sau đó, bọn họ hỏa tốc mời được Đỗ Thiên Thủ lĩnh hy vọng độn thiên thủ lĩnh có thể tướng quân thần chu sát. Cứ như vậy, sự kiện này cũng có thể để đại lãnh đạo bên này không có đầu mối có thể nói. Bọn họ là muốn chém nứt hết thảy manh mối. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem hết thảy bảo bối đều áp tại độn thiên thủ lĩnh trên người một người. Đồng thời, bọn họ còn mời động một người, người này cũng là yêu đao đạt kỳ đại sư. Lần này, địch phe thế lực không thể bảo là không thận trọng, bọn họ không dám có đại động tác kinh động quốc an. Sau đó thần không biết quỷ không hay mời được Độn Thiên thủ lĩnh, còn có đạt kỳ đại sư. Cùng trước đó tóc trắng sát thủ Tôn chữ, còn có người điên hạ đào, cùng tài Xế Lý Thanh Dương chờ một chút, đều là lần này bọn họ nhằm vào Trần Lăng mời đến cao thủ. Bọn họ không dám động tác lớn, cho nên làm đến thần không biết, quỷ không hay. Cũng không có đi mời quốc tế bên trong nổi danh cao thủ, bởi vì những hung nhân đó nhất động, quân thần Trần Lăng khẳng định sẽ có phát giác. Đây cũng là vì cái gì? lần này tóc trắng sát thủ bọn họ ra bất ngờ, kém chút liền tóm lấy Trần Diệu Giai nguyên nhân. Bởi vì Trần Lăng căn bản là không có nghĩ tới cái này một gốc dạ, đây cũng là cho Trần Lăng để tỉnh một câu. Bắt một cái Trần Diệu Giai, tự nhiên không có khả năng để độn thiên thủ lĩnh cùng đạt kỳ đại sư dạng này cao thủ xuất thủ. Tôn chữ bọn họ vốn là cũng là 10 phần chắc chín, nhưng bọn hắn nằm mơ không nghĩ tới, sự tình hội phá hủy ở một cái 15 tuổi trong tay thiếu niên. Về phần lần này, bọn họ dám mời được độn thiên thủ lĩnh, là bởi vì độn thiên thủ lĩnh vốn là không để ý tới thế sự người. Hắn đi vào hoa hạ bên này, Trần Lăng tuy nhiên cũng có chú ý, nhưng lại không nghĩ rằng độn thiên thủ lĩnh là nhằm vào hắn mà đến. Trần Lăng cao độ coi trọng độn thiên thủ lĩnh, tại bọn họ hướng rượu dai ra tay thời điểm, độn thiên thủ lĩnh cũng không có dị động, đây cũng là tạo thành Trần Lăng sơ sẩy rượu dai nguyên nhân. Nếu là độn thiên thủ lĩnh thật đi hướng rượu dai xuất thủ, như vậy Trần Lăng cũng tuyệt đối có thể tự mình xuất thủ đi ngăn cản. Về phần yêu Đao Đạt Kỳ đại sư, cái này là tuyệt đối ám kỳ, hắn đến thần không biết, quỷ không hay, hành tung phiêu hốt, chính là Trần Lăng cũng không có phát hiện. Tại Độn Thiên thủ lính cùng Trần Lăng quyết chiến thời khắc, Đạt Kỳ đại sư đã lặng yên xuất hiện sau lưng La Quân. Tiểu Trương trông thấy Đạt Kỳ đại sư, hắn hoảng sợ há mồm, nhưng là một cái âm tiết đều còn không có phát ra tới, Đạt Kỳ đại sư mũi đao đã đưa vào trong miệng hắn một đao xuyên não, từ trạng cực kỳ khốc liệt. Là quần toàn thân lông tơ cấp tốc nổ lên, đây là cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn bỗng nhiên trở lại, lập tức liền nhìn thấy đạt kỳ đại sư. Đạt kỳ đại sư mặc lấy màu đen tăng bào, hắn sạch bóng đầu, nhìn khoảng 40 tuổi. Lớn nhất quỷ dị nhất là, đạt kỳ đại sư trong mắt hiện ra yêu dị quang mang, hắn đao là một cây trường đao, hiện ra màu đen, màu đen trên thân đao có cúc hát xa đao văn, La Quân liếc một chút nhìn ra đạt kỳ đại sư Tu Vi là Kim Đan Sơ Kỳ, cái này đạt kỳ đại sư là chìm đắm đao thuật, cho nên Tu Vi cũng không có như vậy tuyệt đỉnh, nhưng là hắn lực sát thương là tuyệt đối khủng bố. Mà La Quân bất quá là hóa kình Sơ Kỳ, hai người này sửa chữa làm lực lượng là có to lớn khoảng cách. La Quân ưu thế duy nhất cũng là hắn kinh nghiệm cực phong phú giàu. Phong phú lão thợ săn, một dạng có thể liệp sát hung ác lang vương. Cái này không chỉ có là lực lượng đọ sức, càng là trí tuệ đọ sức. Giết La Quân không phải mục đích, mà chính là dùng La Quân tánh mạng đến quấy nhiễu Trần Lăng tâm thần. Tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến, chỉ cần có mảy may phân tâm, lập tức liền là sinh cùng tử cao thấp. Độn thiên thủ lĩnh sẽ không cho Trần Lăng lật bàn cơ hội. Lại nói lúc này, độn thiên thủ lĩnh liên tiếp bảo tiến công sát Trần Lăng. Trần Lăng đột nhiên hít sâu một hơi, khí tức chính là kéo dài kéo dài. Hắn mắt cũng không chớp, thân thể đột nhiên định trụ, như lão thụ bàn căn, lấy hình ý quyền vô cực thung, vững vàng ổn định lại. Cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Thân thể hướng phía dưới trùn xuống, vô cùng biến thành có cực, né tránh qua độn thiên thủ lĩnh hai đạo chỉ lực, lại nói tiếp hai tay ôm một cái, hướng lên một vòng, có cực biến thành thái cực, lại hóa giải hai đạo chỉ lực. Thái cực cái cọc về sau, trần lăng trưởng hoành chống đỡ, sườn như tấm, ngực khẽ hấp. Quanh thân chấn động, liên kích ba quyền, khẩn thiết đón đỡ độn thiên thủ lĩnh chỉ kinh, mỗi ra nhất quyền, quyền bên trong bao hàm hình xoắn ốc truy kính, nổ phá diện trước chỉ phong. Ngăn trở độn thiên thủ lĩnh ba đạo chỉ kinh về sau, Trần Lăng dưới chân chấp liên tục, tiếp lấy thân thể hơi cong. Lại chuyển một thân, quyền như lửa pháo phun ra, chính là thái cực pháo chủy Phanh phanh phanh, lại gắng đón đỡ độn thiên thủ lĩnh ba đạo chỉ kinh. Độn thiên thủ lĩnh lần này công kích không phát thì thôi, một phát cũng là 10 đạo thậm chí trên trăm đạo, hơn ngàn đạo, một hơi oanh kích. Như vạn quân vạn mã cung nỏ xả kích khiến người ta không thở nổi. Nhưng là Trần Lăng vị này quân thần cũng là bất phàm, đột nhiên, đem tất cả quyền pháp đều thi triển đi ra lấy thái cực quyền ý thôi động vậy mà chiêu chiêu đều đón đỡ. Đây tuyệt đối là độn thiên thủ lĩnh bất ngờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đón đỡ hắn loạn tiễn đánh, chưa từng có. Trần Lăng là cái thứ nhất. Độn thiên thủ lĩnh khí tức rốt cục trệ một chút, Trần Lăng sung phần nắm chắc đến độn thiên thủ lĩnh biến hóa, hắn thét dài một tiếng, bén nhọn thanh âm như âm ba bom một dạng trùng kích hướng độn thiên thủ lĩnh màng nhĩ. Đây là thừa thế sông lên. Sau đó, Trần Lăng dưới chân liền dẫm, cấp tốc bước ra đi. Theo gió vượt sóng, rời núi lấp biển. Bát quái trưởng tam trọng điệp sóng. Trần Lăng liên tục đánh ra ba trưởng, hùng hồn ba trưởng liên miên mà đi. Bát quái trưởng hình ý quyền thế mà luyện đến nước này. Độn thiên thủ lĩnh thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức đứng nghiêm thân hình, tiếp lấy một chiêu rất mực khiêm tốn, lại nói tiếp liên tục đánh ra ba quyền, thái tổ trường quyền, định đỉnh thiên hạ. Ba quyền đại như hoàng thiên, oanh, oanh, oanh. Hai người này trong lúc nhất thời đánh đến tương xứng, trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được người nào. Mà La Quân cùng đạt kỳ đại sư đọ sức cũng bắt đầu. La Quân trong tay chi kia súng lục ổ quay vẫn còn, súng lục ổ quay bên trong còn có ba phát. Tối om họng súng nhắm chuẩn đạt kỳ đại sư. Đạt kỳ đại sư sắc mặt lạnh lẽo, thân hình hắn nhất động, liền giống như quỷ mị. Nhanh chóng như vậy thân pháp, mắt người thường căn bản là bắt không đến. Lúc này, coi như là quân là cao thủ, càng vẫn chỉ là hóa kình tu vi, đối mặt lấy giết người cùng thân pháp tăng trưởng đạt kỳ đại sư. Hắn bao nhiêu cần phải hoảng hốt, người một lòng hoảng, tâm hồ liền sẽ loạn, tâm hồ vừa loạn, hết thảy ý cảnh đều sẽ bị phá hư. Như thế, La Quân thì càng không khả năng bắt được đạt kỳ đại sư thân hình. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này, La Quân tâm hồ lại là giếng cổ không gợn sóng, tựa như là chết hồ một dạng. Đột nhiên, hắn nổ súng. ầm um, một đoàn thương hỏa tiêu xạ mà ra, đạt kỳ đại sư bị kinh ngạc, đạn kia chính là hướng hắn nghi tâm phóng tới. Hắn đã cận thân, tại dưới tình huống như vậy, thiếu niên này lại có thể như thế chuẩn xác bắt được chính mình thân hình, cái này quá bất khả tư nghị. trong lúc nguy cấp, đạt kỳ đại sư chỉ có thể dựng thẳng lên yêu đao ngăn trở mi tâm. ầm, um, viên đạn liền kích xả tại đạt kỳ đại sư trên yêu đao, tia lửa chói lọi kích xả. Là quân không chút do dự bắn ra phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, ba phát cơ hồ là một mạch mà thành, một điểm đường lui cũng không lưu lại. ba phát toàn bộ bắn tại cùng một nơi phát súng thứ ba rốt cuộc đem yêu đao xuyên thủng, đồng thời, đạt kỳ đại sư quay đầu đi, đạn kia ở trên gò má hắn cọ sát ra một đầu vết máu. Đúng vào lúc này, là quần cầm trong tay thương hướng đạt kỳ đại sư mạnh mẽ ném ra. Đạt kỳ đại sư nhìn cũng không nhìn, một đao vạch ra. Súng lục ổ quay lập tức liền bị chém thành hai nửa, cùng lúc đó, là quân thân hình lóe lên, đã hỏa tốc đến vô cùng lớn sư trước mặt. Song long đoạt châu, là quân hai ngón nhô ra, trực tiếp đâm về đạt kỳ đại sư hai mắt. đạt kỳ đại sư đối mặt cái này liên tiếp công kích, nổi nóng tới cực điểm. hắn đao thế nhất chuyển, tàn nhẫn chém tới là quân cánh tay. tay đều cho ngươi chặt đứt, nhìn ngươi như thế nào song long đoạt châu. la quân trên tay lại là hư chiêu, dưới chân hoàng cầu đi tiểu đã tụ lực hoàn thành. ầm, um, la quân một chân thiểm điện đạp ra. đạt kỳ đại sư không khỏi thất sắc, thiếu niên này liên tiếp phản ứng, tấn mãnh mà bí hiểm khiến người ta quả nhiên là khó lòng phòng bị. Đây thật là đạt kỳ đại sư thành danh đến nay, lần thứ nhất gặp được dạng này khó có thể ứng phó đối thủ. Đạt kỳ đại sư vội vàng thối lui, đồng thời, đao quang như tấm lụa hướng phía trước chém tới, đây là vì phòng ngừa la quân tiếp tục đoạt công. Yêu đao tách ra dọa người sát ý đến, lạnh thấu xương rét lạnh, chấn nhiếp tim mật. Nhưng la quân lại là hoàn toàn không sợ, cước bộ một bước như bóng với hình đuổi theo. Hắn thân thể đồng thời lệch ra, liền tránh đi cái này cái này tất sát một đao, tiếp lấy lại nhất quyền chấn đi. Đạt kỳ đại sư lại lui. La quân lại đoạt công theo vào, đạt kỳ đại sư đột nhiên thân hình dừng lại, trong tay yêu đao đột nhiên kéo ngang, thì thảm liệt như vậy kéo hướng la quân bụng. La quân một tay xông tới, phân long tham chảo bắt lên đạt kỳ đại sư cổ tay. Đây là rút củi đáy rồi nguy hiểm chiêu thức, cô rê quân hết lần này tới lần khác thì chiêu chiêu được hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đạt kỳ đại sư nổi nóng dị thường, cảm thấy thiếu niên trước mắt quá mức quỷ dị. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, tại đánh pháp phía trên liền có như thế tạo nghệ, tương lai há còn được. Đạt kỳ đại sư bị la quân cận thân rơi vào đường cùng, y nguyên chỉ có thể lui. Hắn yêu đạo uy lực từ đầu đến cuối không có tránh thức phát huy ra. ầm, um, la quân tới gần, lại nhất quyền đánh giết tới. Đạt kỳ đại sư ánh mắt phát lạnh, cũng nhất quyền đối đụng tới. Oanh! hai người quyền lực đụng thẳng vào nhau, đều thối lui ba bước. Nhưng La Quân không đợi đứng vững, nhưng lại công tới, liên tục ba quyền oanh sát. Đạt kỳ đại sư lực lượng vốn tại La Quân phía trên, nhưng là không biết sao La Quân một mực không có cho đạt kỳ đại sư toàn lực vận khí cơ hội. Mà lại liên tục mấy cái quyền phía dưới, đạt kỳ đại sư cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Cái kia cũng là bởi vì trên mặt hắn vết thương kia bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn máu tươi tới đây là bởi vì đạt kỳ đại sư toàn thân khí huyết vận hành quá thịnh, tựa như là tại bịt kín bên trong thùng nước, bất kể thế nào chấn động, bể nước nước đều vẫn là tại bên trong thùng nước. nhưng bể nước nếu là có lỗ thùng, sau đó những thứ này nước liền sẽ đem cái kia lỗ thùng làm làm đột phá khẩu một dạng đến đột phá. đạt kỳ đại sư trên mặt vốn là chút thương nhỏ, nhưng tại la quân như vậy công sát hạ vết thương nhỏ cũng bị biến thành đại thương. khí huyết chân thân quấn thân lỗ thùng, đây là rất nghiêm trọng sự tình đạt kỳ đại sư lực lượng tự nhiên mà vậy có lỗ thủng lại đánh như vậy đi xuống chính là có khả năng đem động mạch mạch máu chấn động đến vỡ vụn đạt kỳ đại sư tại cái này một cái chớp mắt bắt đầu sinh thoái ý hắn bỗng nhiên thân thể nhất chuyển xoay người bỏ chạy la quân nhất trưởng thuận thế đập vào đạt kỳ đại sư phần lưng đạt kỳ đại sư rên lên một tiếng cũng không quay đầu lại chạy nếu như là quân tù vi là cùng đạt kỳ đại sư tương đương như vậy giờ phút này đạt kỳ đại sư tuyệt đối là một con đường chết. Tựa như độn thiên thủ lĩnh cùng Trần Lăng chiến đấu giữa hai người, người nào nếu như bắt đầu sinh thoái ý, như vậy tuyệt đối là một chàng tai nạn. La Quân cũng không truy sát đạt kỳ đại sư, hắn quay người thì đem chết đi cảnh vệ tiểu trương trong tay thương cầm trên tay. Đại bá, thủ lĩnh, còn mời hai vị dừng tay. La Quân mở miệng nói ra. Ừm, um, Trần Lăng nao nao. Độn thiên thủ lĩnh lại cảm nhận được nguy cơ, phàm nhân thương trong mắt hắn bất quá là bài trí. Nhưng lúc này là quân thiếu niên này thương lại làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Trần Lăng biết hắn cùng độn thiên thủ lĩnh ở giữa, muốn giết chết đối phương đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại, độn thiên thủ lĩnh ở một mức độ rất lớn, cũng ước thúc tạo thần khu vực còn có hắn cao thủ. Mà lại, độn thiên thủ lĩnh cũng không phải là người xấu, Trần Lăng cũng không muốn gây nên độn thiên thủ lĩnh vào chỗ chết. Ngưng chiến đi, thủ lĩnh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Trần Lăng bỗng nhiên hướng về sau mặt phiêu thối. Độn thiên thủ lĩnh cũng biết mình lấy không tốt, hắn cũng không có tiếp tục truy kích Trần Lăng. Là quần hơi khẽ thở vào một cái, liền cầm trong tay thương đeo ở hông. Ngươi muốn nói cái gì? Độn thiên thủ lĩnh hỏi. Trần Lăng nói ra, thủ lĩnh ngươi muốn câu trả lời, ta biết. Mời ngươi về trước tạo thần khu vực, hãy cho ta có rảnh về sau, ta lại đi hương sơn bái phỏng. Độn thiên thủ lĩnh nhìn chăm chú Trần Lăng, nói, chuyện này là thật. Trần Lăng nói ra, Trần mỗ chỗ này dám ở trước mặt ngài ăn nói xuông. Độn thiên thủ lĩnh thật sâu nhìn một chút Trần Lăng, theo rồi nói ra, tốt, ta tại tạo thần khu vực chờ ngươi một tháng. Sau đó, hắn quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Độn thiên thủ lĩnh rời đi về sau, Trần Lăng hơi khẽ thở phào một cái. Hắn quay người nhìn về phía La Quân, đồng thời cũng nhìn thấy chết thảm tiểu trương vừa rồi tại la quân trên thân đã phát sinh hết thảy trong lòng của hắn là biết đối với tiểu trương chết trần lăng có chút khổ sở nhưng hắn lúc này cũng không dễ biểu hiện ra ngoài chỉ là trước lấy điện thoại di động ra hô thủ hạ đến xử lý nơi này sau đó trần lăng đi vào tiểu trương trước mặt hắn nhìn lấy tiểu trương thi thể thì thào nói ra yên tâm đi tiểu trương người nhà ngươi ta hội thích đáng chiếu cố người thù chân trời góc biển ta đều sẽ giúp ngươi giết đạt kỳ đầu này lão cẩu. Đang chờ đợi thủ hạ tới đồng thời, Trần Lăng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, nghĩ không ra ngươi liền đạt kỳ đều có thể bước đi. La Quân có chút áy náy, nói ra, thật xin lỗi, đại bá, ta không thể bảo vệ được ngài cảnh vệ viên. Trần Lăng nói ra, cái này không thể trách ngươi, đối phương hành kỳ thủ đoạn, chiêu chiêu vượt quá ta ngoài ý liệu. Nếu không phải bọn họ không có đoán ra ngươi, cái này hai lần ta đều muốn cắm. Trần Lăng nói không sai, lần thứ nhất, Diệu dai khẳng định bị trảo. Lần này, nếu không phải bọn họ lần nữa sai lầm đánh giá thấp La Quân, như vậy Đạt Kỳ đại sư bắt lấy La Quân về sau, này lại đối Trần Lăng hình thành chí mạng thương hại. Lúc này, Trần Lăng cùng La Quân không khỏi đồng thời nghĩ đến một chuyện. Cái kia chính là giả dụ không có La Quân xuất hiện, sự tình hướng đi sẽ là như thế nào. Coi như La Quân chưa từng xuất hiện, Trần Lăng đều đã phát hiện trùng hoàng những người này manh mối nhưng là hắn khẳng định sẽ bởi vì rượu dai bị trảo từ đó lâm vào bị động cục diện, mà lại độn thiên thủ lính cũng xuất hiện, đây đều là chí mạng. Nhưng tất cả những thứ này, đều bởi vì la quân cái này tiểu hồ điệp xuất hiện, đem hết thảy cục diện đều cải biến. Rất nhanh, thì có cảnh sát tới trước, Trần Lăng đơn giản giao tiếp một phen, sau đó liền thì lái lên một xe cảnh sát, mang theo la quân tiến đến gặp đại lãnh đạo. Xe một đường chạy ra ngoài, la quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn nói ra đại bá trong lòng ngươi thực sự tin tưởng ta sao trần lăng nao nao theo rồi nói ra không dám tin hoàn toàn không dám không tin liền xem như ta đem ngươi mang đến gặp đại lãnh đạo hắn cũng chưa chắc liền sẽ tin hoàn toàn ngươi lời nói nhưng cái này đều không muốn gấp trọng yếu là chúng ta cao tầng nội bộ thật là xảy ra vấn đề vấn đề này nếu như không giải quyết này sẽ là tai họa ngập đầu cho nên dưới mắt cái này mới là trọng yếu nhất La Quân nói ra, ta minh bạch, đại bá. Hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đến lúc đó, người tính tại sao cùng độn thiên thủ lĩnh tới nói. Trần Lăng nói ra, đây đúng là cái khó giải quyết nan đề, nếu như đưa người lý do thoái thác nói cho hắn biết, hậu quả hội rất nghiêm trọng. La Quân nói ra, ta minh bạch ngài ý tứ, hắn rất có thể hội thật hợp tác với trùng hoàng, sau đó đem quy tắc đánh vỡ. Bởi vì tại độn thiên thủ lĩnh trong lòng, thiện ác cũng không có như vậy rõ ràng, hắn chỉ là muốn truy cầu hắn đại đạo. Vì hắn đại đạo, hắn không sẽ quản quá nhiều khác đồ, vật. Trần Lăng nói ra, không sai. La Quân nói ra, có thể dù cho chúng ta không nói cho hắn, trùng Hoàng cũng có khả năng sẽ nói cho hắn biết. Trần Lăng nói ra, đây đều là nan đề, chúng ta từng bước một tới đi. Hắn đón đến, nói ra, còn có, người không muốn quá nhiều tham dự vào. Nếu như ngươi trở thành chúng mũi tên chi, này lại để ngươi tình cảnh gian nan chí ít, cũng muốn chờ người cường đại lên. La quân nói ra, ta minh bạch, đại bá. Đại lãnh đạo sẽ gặp La quân cùng Trần Lăng địa phương là tại một mảnh tinh la kỳ bố trong tứ hợp viện chung, mảnh này trong tứ hợp viện phần lớn đều là một ít lão nhân. Những lão nhân này tại vị lúc, đều đã từng là phong vân nhân vật. Mà mảnh này tứ hợp viện cấp bậc an toàn càng là mạnh đến mức dọa người. Kinh Đô Chi Địa, từ trước đến nay không cho tà ma cản rỡ. Tại La Quân một đời kia bên trong, có tiên có ma, nhưng là kinh đô chi địa lại có tổ long chi khí hộ vệ thủ đô. Mà tại lúc này, nơi này không có tiên ma cao thủ, liền có một số lớn cao thủ hộ vệ thủ đô. Càng có quân thần Trần Lăng thủ vệ kinh đô, vô luận là cường hãn ngoại địch vẫn là kẻ xấu, cũng không thể ở trên vùng đất này muốn làm gì thì làm. Trần Lăng tại tứ hợp viện bên ngoài thì đỗ xe tử, hắn cùng La Quân tại đi vào thời điểm, cũng bị cảnh vệ tiến hành đơn giản kiểm an. Như thế về sau, Trần Lăng cùng La Quân mới tiến vào tứ hợp viện bên ngoài trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ đèn đường sáng ngời, La Quân đi ở chính giữa, cũng cảm nhận được ẩn ẩn phong thủy trận pháp. Người đi ở chính giữa, lại là mười phần thư sướng, chỉ cảm thấy phong nhi thổi vào người, khiến người ta bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Đây là mưa thuận gió hòa trận pháp. Sau đó, La Quân cùng Trần Lăng đi vào một tòa tòa nhà phía trước. Tòa nhà bốn phía cũng có cao thủ hộ vệ, rõ ràng, ám đều có. Trần Lăng cùng La Quân thuận lợi tiến vào tòa nhà, tại trong trạch tử, có hai vị lão nhân đã đang chờ đợi La Quân cùng Trần Lăng. Một đêm này, không có người biết Trần Lăng cùng La Quân tại trong trạch tử nói những gì. Nhưng về sau, Trần Lăng liền bắt đầu triển khai một hệ liệt hành động, đồng thời bắt đầu ở trong quân cùng cao tầng bên trong tiến hành đại thanh tra. Chi sau sự tình, tựa hồ thì cùng La Quân không có liên quan quá nhiều. Nửa tháng sau, khẩn trương Yến Kinh bắt đầu có chỗ hòa hoãn mà trong nửa tháng này la quân cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc đồng giai văn trần diệu giai cũng vẫn luôn bị vây ở trong biệt thự đồng giai văn cùng trần diệu giai là có chút nhàm chán nhưng la quân lại là nghênh đón khó được tu luyện lúc khác. trần lăng chuẩn bị cho hắn đầy đủ doanh dưỡng phẩm nhân sâm tổ yến linh chi hà thủ ô còn có một số đạo gia đan hoàn cũng làm tới la là quân tại thời gian nửa tháng bên trong đột phá đến kim đan sơ kỳ tu vi thân thể của hắn mượt mà vô cùng, xuân phong tế vũ, nhuận vật im ắng, đây chính là la quân trước mắt trạng thái. La quân trong lòng cũng hơi khẽ thở vào một cái, còn tốt, còn tốt có đại bá tại A. À. Có đại bá tại, mới có thể trực tiếp tấu lên trên, sau đó mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn làm đến đây hết thảy. Ngày này dạng sáng, Trần Lăng rất muộn từ bên ngoài trở về, hắn đi vào La Quân trong phòng. La Quân đứng dậy mở cửa, Trần Lăng mặc lấy một thân quân phục, hắn lộ ra nghiêm túc mà uy nghiêm. Đại bá, là quân tướng quân ngũ lấy xuống, nói với là quân, ngồi. Là quân nói ra, vâng, đại bá. Hai người ngồi đối diện nhau. Tiểu Dương, lần này ngươi lập đại công, phía trên thủ trưởng đã nói với ta, muốn ta thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, nhu cầu, đều có thể cùng chúng ta sách. Trần Lăng nói ra, là quân lại là vui vẻ, nói ra, nói như vậy lên, đại bá các ngươi đã chứng thực trên đời này thật có ký sinh thú tồn tại rồi trần lăng túc không sai gật đầu nói ra không sai hắn đón đến nói chuyện này trước mắt vẫn là cao độ bí mật ngươi ngàn vạn không thể hướng ra ngoài truyền đi la quân nói ra ta minh bạch loại sự tình này nếu như truyền đi rất có thể sẽ tạo thành đại diện tích khủng hoảng đối với quốc gia yên ổn cùng hài hòa là rất bất lợi trần lăng tiếp tục nói Ký sinh thú năng đầy đủ cải biến nhân đại não cấu tạo tiếp lấy còn có thể thay đổi thân thể lực lượng người bình thường nếu như bị ký sinh thú phụ thân một năm trở lên liền cũng có thể trở thành một tên cao thủ theo phụ thân thời gian càng dài công lực cũng sẽ càng cao càng biến thái là những thứ này ký sinh thú ủng có nhân loại trí tuệ còn biết học tập nhân loại chúng ta công phu nắm giữ kình lực chi tinh diệu là quân nói ra cái kia tình huống bây giờ nghiêm trọng tới cỡ nào đến mức nào trần lăng nói ra tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu trước mắt quốc gia bên này đã bắt đầu đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh chỉ cần đánh qua loại này vaccine phòng bệnh liền có thể ngăn cản ký sinh thú ký sinh la quân nói ra vậy quá tốt loại này vaccine phòng bệnh một khi nghiên cứu chế tạo thành công liền có thể hữu hiệu ngăn chặn lại ký sinh thú phát triển trần lăng nói ra loại này vaccine phòng bệnh không có tốt như vậy nghiên cứu thành công ký sinh thú thích ứng năng lực rất mạnh chúng ta đã đi mời không ít danh y giáo sư tới nghiên cứu La quân nhất thời liền lại bắt đầu lo lắng nói ra Tuy nhiên Yến kinh bên này đã được quét sạch nhưng là nếu như quốc gia khác đã bị ký sinh thú thẩm thấu cái kia một dạng rất là nguy hiểm a à. Trần Lăng nói ra không sai chúng ta quản nhà mình sự tình còn dễ dàng nhưng muốn đi nhúng tay nước khác nội các lại là rất khó có điều còn tốt ta bên này đã có ký sinh thú hàng mẫu chờ một chút tin tưởng muốn đi thuyết phục quốc gia khác cũng không phải quá đại nạn đề. Quân đội bên này đã nghiên cứu ra máy móc, chính là cái này. Trần Lăng nói liền lấy ra một cái cùng loại màu đen bút máy đồ vật. Đây là cái gì? Là quân không khỏi hiếu kỳ. Trần Lăng nói ra, đây là tặng cho ngươi, khoản này có thể cảm ứng ký sinh thú tồn tại. Nếu như ngươi xung quanh xuất hiện ký sinh thú, nó liền sẽ lấy ra ánh sáng màu lam, cách ngươi quá gần sẽ xuất hiện hồng quang làm ngươi dùng huyết chiếu xạ đến bị ký sinh thú phụ thân trên thân người, ký sinh thú thân phía trên sẽ xuất hiện màu xanh lam đường vân. Hắn vừa nói vừa nói, chính là như vậy. Như lết một dạng quang lập tức liền chiếu vào La Quân trên mặt. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đại bá, ta liền biết, người đang hoài nghi ta cũng là ký sinh thú. Trần Lăng nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, vốn là không nên hoài nghi ngươi, nhưng như lời ngươi nói sự tình lại quá không thể tưởng tượng, còn có người năng lực biến hóa quá mức lạ thường, không thử một chút, trong lòng xác thực khó có thể bình an. vậy bây giờ ngài dù sao cũng nên tin tưởng ta a. À? La Quân nói ra. Trần Lăng nói ra, vốn không nên hoài nghi ngươi, chỉ bất quá như lời ngươi nói sự tình thật tại khiến người ta không dám thân cái kia một tin tưởng. cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy hết thảy cũng không quá chân thực. La Quân nói ra, nhưng là đại bá, ta nếu thật là có chủ tâm muốn nói dối cũng sẽ không nói loại này nói láo không phải. Trần Lăng nói ra, vậy cũng đúng, hắn khẽ cười khổ, nói ra, nói như vậy lên, ta đều muốn hoài nghi mình có phải là thật hay không thực tồn tại. La Quân nói ra, ngài hoài nghi, không phải không có lý. Ta có thời gian cũng sẽ cảm thấy, cái thế giới này mới là chân thật nhất, trong thiên hạ vốn cũng không nên có tiên ma tồn tại. Nhiều như vậy truyền kỳ cố sự, nghe tựa như là hư huyễn phiêu miểu. Trần Lăng thở dài, nói ra, tính toán, vấn đề này, lại thế nào thảo luận cũng là không có kết quả. Ta theo có ý thức đến nay, cái này địa cầu chính là ta thế giới, không có khả năng vì vậy mà có thay đổi. Lúc này ta muốn làm liền là đem chúng ta thế giới bảo vệ. Hắn đón đến, nói ra, ta dẫn người đi xem nhìn ký sinh thú đi. La Quân nói ra, tốt, đại bá. Về sau, La Quân cùng Trần Lăng ra biệt thự lần này vẫn là trần lăng lái xe trực tiếp chạy đến một tòa công nghiệp viên công nghiệp viên bên ngoài có võ cảnh quan binh chấn giữ trần lăng thò đầu ra về sau cái kia võ cảnh lập tức hành lễ sau đó trần lăng lái xe tiến vào công nghiệp viên bên trong một mảnh vắng vẻ hoa cỏ cây cối phong cảnh tươi đẹp trần lăng mang theo la quân đi vào trung gian một tòa nhà trong biệt thự biệt thự đại môn là hợp kim titan đại môn cần thông qua đôi mắt phân biệt mới có thể tiến nhập Trần Lăng phân biệt đôi mắt về sau, đại môn mở ra. Sau đó, là Quân theo ở phía sau, cùng Trần Lăng tiến biệt thự. Biệt thự tầng thứ nhất ánh đèn trắng loá như tuyết, phía trên rất là yên tĩnh, chỉ có rất thưa thớt mấy công việc nhân viên ngay tại đối động và tiến hành giải phẩu. Trần Lăng mang theo La Quân đến tới lòng đất một tầng, lòng đất một tầng bên trong có đủ loại thí nghiệm đang tiến hành. Cũng có thể nhìn thấy phúc nhĩ mã lâm nước ngâm lấy các loại bộ phận, còn có to lớn trong thùng có một ít động vật bị mang theo dưỡng khí bao bọc ngâm ở bên trong. Tại tận cùng bên trong nhất, là quân còn chứng kiến thân thể trần chuồng nam nữ bị ngâm tại trong thùng, bọn họ cũng mang dưỡng khí bao bọc. La quân hơi hơi run lên, xem ra những thứ này đều vẫn là người sống A. À. Dạng này thí nghiệm, tại một đời kia bên trong, chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới là quân lần này lại tại trong hiện thực nhìn thấy. Ngươi không cần sợ hãi, Trần Lăng nói ra, những người này đều là bị ký sinh thú phụ thân người các giáo sư là đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh la quân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ trần lăng sau khi đi vào không ít giáo sư hoặc là thầy thuốc đều hướng trần lăng chào hỏi hoặc là hành lễ nhìn ra được bọn họ đối trần lăng tôn kính là phát ra từ phế phủ về sau trần lăng mang la quân đi vào trong một gian mật thất cái kia mật thất bên trong ánh đèn cũng là trắng như tuyết một mảnh Tại trong mật thất có một cái 18 tuổi nữ hải nhi, nữ hải nhi rất xinh đẹp, một đầu ô tóc đen dài. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn trên giường xem sách, nàng nhìn thấy có người sau khi đi vào, liền đem chính mình vùi vào trong chân. Nhìn, ngượng ngùng cực kỳ. Trần Lăng nói ra, nàng bị ký sinh thú phụ thân mới một tháng, có điều chính nàng trong não vực, chỗ có ý thức đều đã không tồn tại. Hiện tại nàng cũng là ký sinh thú, người đừng nhìn nàng giống như người vô hại và vật vô hại trên thực tế, đây là nàng một loại ngụy trang. Ký sinh thú cực thông minh, mà lại cũng không có liêm sỉ tâm. Cho nên, người cũng ngàn vạn không thể bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. La Quân gật đầu, nói ra, ừm, um, ta minh bạch, đại bá. Trần Lăng nói ra, người xuất ra bút nhìn xem. La Quân xuất ra bút, cái kia trên ngòi bút đã đang lóe lên hồng quang, cái này chứng minh hắn cùng ký sinh thú rất tiếp cận. Sau đó, trần lăng lạnh lùng đối cái kia ký sinh thú nói ra không dùng ở trước mặt ta đựng đem chăn sóc lên ngẩng đầu lên nếu như ngươi không nghe lời ta không ngại lại cho ngươi đọc một lần lục tự chân ngôn la quần nào nào nữ hải nhi kia tựa hồ là cực vì sợ hãi trần lăng lục tự chân ngôn nghe vậy lập tức liền vén chăn lên nàng ngẩng đầu nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu không muốn không muốn nàng sợ hãi thỉnh cầu nữ hải nhi cái bộ dáng này nếu để cho phổ thông nam nhân gặp lập tức tâm đều muốn đi theo hòa tan hận không thể vì nghiêng tất cả nhưng la quân cùng trần lăng tự nhiên cũng sẽ không vì mà thay đổi la quân cầm trong tay ánh sáng mở ra một đạo lết thì bắn tại nữ hải nhi trên mặt nữ hải nhi trong mắt lập tức hiện lên táo bạo tâm tình sau đó trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện khủng bố màu xanh lam đường vân trong nháy mắt nàng thì biến khuôn mặt đáng ghét lên giống nữ hải nhi bỗng nhiên thì duỗi ra thật dài đầu lưỡi Đầu lưới kia toàn màu đỏ tươi, đột nhiên vươn ra, dài đến chừng ba thước. Đầu lưới kia giống như linh xảo cây roi một dạng, như thiểm điện cuốn về phía La Quân cổ. Cái này ký sinh thú làm thật thông minh, trước đó nhu thua thấp hơn muốn tê liệt La Quân. Lúc này chính là muốn bắt La Quân đến chạy thoát. Chỉ tiếc, nàng vẫn là đánh sai bản tính. La Quân một tay đột nhiên nhô ra, trực tiếp đem nữ hải nhi đầu lưới kéo lại. Nữ hải nhi dùng lực cuồng rồi. Nàng lực đạo hung hãn vô cùng, mà lại đầu lưỡi bên trong gai ngược bắt đầu nhô ra. La Quân cổ tay chấn động, liền đem đầu lưỡi đánh bay ra ngoài. Nếu không phải lúc này còn không thể giết ngươi, vừa rồi ngươi liền đã chết. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, đầu lưỡi mặc dù là ngươi bí mật vũ khí, nhưng cũng là ngươi nhược điểm chí mạng. Ta chỉ cần chặt đứt đầu lưỡi ngươi, ngươi lập tức phải chết. Nữ Hải Nhi kia bị kinh ngạc, nàng đại khái cũng không nghĩ tới La Quân còn trẻ như vậy thế mà cũng là cao thủ. La quân trên tay còn có nữ hài nhi trên đầu lưỡi nước bọt, sền sệt. Hắn phóng tới chóp mũi người một chút, lập tức liền ngửi được một loại ê ẩm, tanh mùi tanh nói. Ừm, Trần Lăng bỗng nhiên thì nhìn ở trong mắt, hắn nghĩ đến cái gì? La quân hiển nhiên cũng nghĩ đến, hai người trong mắt lập tức thì xuất hiện hưng phấn quang mang. Sau đó, La quân cùng Trần Lăng ra mật thất, Trần Lăng đem giáo sư, danh y nhóm đều tụ tập cùng một chỗ, trần lăng dùng phá mảng đem la quân trên tay nước bọt chóc xuống hắn nói với mọi người loại này nước bọt là ký sinh thú trên đầu lưỡi còn sót lại nước bọt trước đó bởi vì giao cho các vị nghiên cứu đều là bị chúng ta chế phục ký sinh thú cho nên bọn họ không có cơ hội sử dụng đầu lưỡi ta cho rằng vaccine phòng bệnh đột phá có lẽ có thể từ nơi này nước bọt nhúng tay vào hắn đón đến tiếp tục nói đương nhiên phương diện này ta là ngoài nghề cụ thể làm sao thao tác vẫn là muốn phiền phức các vị giáo sư. Miêu giáo sư bọn người lập tức liền đem nước bọt lấy đi, cầm lấy đi nghiên cứu. Bọn họ là nghiêm túc học thuật phái, lúc này không đếm xỉa tới hội khác, tất cả đều say mê tại vaccine phòng bệnh nghiên cứu. Trần Lăng cùng La Quân ở chỗ này cũng giúp không được hắn bận biểu, lưu lại sau một lát, cũng liền rời đi. Trở về trên đường, Trần Lăng lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn nói ra, đại bá, trần lăng nói ra ừm la quân nói ra ký sinh thú là giết chi không hết chúng ta bất kể thế nào làm vaccine phòng bệnh nhưng vaccine phòng bệnh không có khả năng người người đều thông dụng đến chấp hành quá trình bên trong có người từ đó cản trở đó là chúng ta cũng không biết trần lăng nói ra ta biết ngươi ý tứ ngươi cho rằng muốn giải quyết triệt để rơi trùng hoàng mới được đúng không la quân nói ra không sai trần lăng nói ra theo tình huống bây giờ đến xem cái này trùng hoàng là cực cẩn thận. Hắn ẩn núp trong biển người, chúng ta muốn tìm tới hắn, rất khó khăn. Hắn đón đến, nói ra, có điều tuy nhiên rất khó, nhưng chúng ta cũng sẽ hết sức giúp người tìm kiếm được trùng hoàng. Nhưng chuyện này, gấp là không vội vàng được, chúng ta cũng không thể bời vì tìm không thấy trùng hoàng, thì không làm tiếp xuống những công việc này. Là quân biết đại bá nói có đạo lý, hắn nói ra, có lẽ, chỉ có làm chúng ta đem trùng hoàng đủ loại kế hoạch sụp đổ rơi, như thế mới có thể để cho trùng hoàng lộ ra sơ hở cùng cái đuôi tới. Trần Lăng nói ra, chúng ta thẩm vấn không qua thiếu ký sinh thú, nhưng bọn hắn đều đối trùng hoàng tình huống không quá giải. Trần Lăng nói tiếp, trùng hoàng cùng ký sinh thú ở giữa, cũng không có vi diệu tín hiệu liên hệ. Bọn họ lẫn nhau liên hệ, cũng là thông qua mật mã, hoặc là điện thoại còn có thư tín truyền lại. Điểm này, cùng thường nhân không khác, có điều ngươi có một chút cái nhìn là đúng, những thứ này ký sinh thú không có đủ lại năng lực sinh sản, ký sinh thú không có năng lực sinh sản. Khi bọn hắn phụ thân đến trên thân người về sau, nhân sinh thực hệ thống cũng liền bị phá hư. Cho nên, căn nguyên xác thực cũng đều là tại trùng hoàng trên thân. Sau đó, Trần Lăng còn nói thêm, là quân, bên này sự tình, người tạm thời cũng không cần quản nhiều. Người chuẩn bị trở về Đông Giang đi, ký sinh thú đối người tin tức đều còn không rõ ràng lắm, cũng không có chuyện đưa tới chúng ta đã kịp thời đem liên quan tới người tin tức toàn bộ mặt sát. Liền xem như Đạt Kỳ cũng đã bị ta đánh chết, cho nên hiện tại, người về Đông Giang là đúng người tốt nhất bảo hộ. La Quân nói ra, tốt, đại bá. Trần Lăng còn nói thêm, Đông Giang bên kia, tuy nhiên ta cùng quan hệ giữa các ngươi là che giấu không. Nhưng muốn đến trùng hoàng sẽ không xuống tay với các ngươi, dù sao lấy các ngươi đến uy ta, cái này bao nhiêu không thực tế. Và lại, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi đều không tiếp nhận ta trợ giúp. Cho nên ngoại giới nhìn, đều sẽ cảm giác cho chúng ta quan hệ rất lợi hại lạnh nhạt. Cho nên, ta cũng không có ý định phái người đi bảo hộ các ngươi. Nhưng chính ngươi cũng muốn lưu ý nhiều, một khi có phát hiện cái gì không đúng, vẫn là muốn lập tức cùng ta báo cáo. La Quân nói ra, ừm, ta biết, đại bá. Trần Lăng sau đó cười một tiếng, nói ra, người đến Yến Kinh du lịch, cũng không có để ngươi đi ra ngoài chơi, đại bá thật sự là đối ngươi không được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đại bá, ta tại một đời kia bên trong, Yến Kinh cũng không có thiếu đối đãi qua. Sở dĩ nói đến du lịch, thực tránh thức mục đích vẫn là muốn đến nói cho ngài. Mặc kệ như thế nào, ta cũng không hy vọng cái thế giới này bị trùng hoàng hủy diệt. Trần Lăng nói ra, ngươi để trong lòng học đi, mau chóng làm bản thân mạnh lên thực lực. Chờ ngươi đến đủ để tự vệ thời điểm, khi đó, người thì lại đến yến kinh giúp đại bá đi la quân gật đầu hắn biết lúc này hắn không có khả năng lưu tại yến kinh đầu tiên tu vi còn chưa đủ nếu như bạo lộ ra để trùng hoàng sớm giết hại chính mình lúc đó rất nguy hiểm mặt khác cũng là quan trọng hơn nguyên nhân những thứ này cũng không thể cùng phụ mẫu đi nói đại bá đều còn có chút không tin kia liền càng đừng đề cập phụ mẫu hiện tại mình nếu là không quay về đến trường cái kia phụ mẫu như thế nào cũng không thể lý giải. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Về đi học ngược lại là tốt nhất ẩn tàng. Trùng hoàng còn ẩn núp trong bóng tối, chính mình là tinh chủ tới đối phó trùng hoàng duy nhất sát chiêu, cho nên chính mình cũng nhất định phải làm hảo công phu. Ngày thứ hai, tại ăn điểm tâm thời điểm, Trần Lăng tại trên bàn cơm tuyên bố để la quân về Đông Giang tin tức. Tốt văn người đến bên này, còn không sao cả đi ra ngoài chơi. Từ hôm nay trở đi, liền để rượu dai mang người khắp nơi đi chơi đi. Trần Lăng nói ra, về phần La Quân, hắn cũng không cần chơi, đi về nhà. Trần Diệu Giai cùng đồng Giai Văn Ngốc ngẩn ngơ. Trần Diệu Giai nhất thời không muốn, nói ra, cha, liền để lão đệ cũng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chứ sao. Nghỉ hè còn dài mà, sớm như vậy để hắn trở về làm gì. Hắn cũng còn không sao cả từng đi ra ngoài. Trần Lăng nói ra, chuyện này, không có thương lượng. Trần Diệu giai nhất thời cúi phía dưới xinh đẹp khuôn mặt. Hứa Tình cũng có chút không hiểu, nhưng nàng không có nói thêm cái gì. Nàng biết Trượng Phu tính cách, không biết làm không vô nghĩa sự tình. An bài như vậy thì nhất định có đạo lý. La Quân cũng nói, "Chị gái, về sau còn nhiều là cơ hội mà." Trần Diệu giai thở dài, nói ra, "Nghe nói người muốn tới, ta đều nhóm cái kế hoạch bày tỏ, muốn dẫn người đi chơi cái đầy đủ. Hiện tại ngược lại tốt, một cái đều không đi qua." nàng vành mắt đột nhiên thì đỏ. Ai nha, chị gái thật xin lỗi á. La Quân trong lòng cảm động dị thường, đồng thời cũng có chút bối rối, thật sự là không biết nên như thế nào an ủi chị gái. Hứa tình cầm khăn giấy cho Trần Diệu Giai, Trần Diệu Giai đột nhiên đứng dậy, nói ra, ta ăn no, không ăn. Sau đó liền xoay người về phòng ngủ. Trần Lăng cũng không có quá lớn phản ứng, hắn tiếp tục uống lên bát cháo tới. Cũng là vào lúc này, Hứa Tình điện thoại di động bỗng nhiên vang. Nàng cầm điện thoại di động lên nghe, chỉ chốc lát về sau, sắc mặt nàng nhất thời đại biến. Có thể nói là trong nháy mắt trắng bệch. Trần Lăng cùng La Quân còn có Đồng Giai Văn cũng không khỏi thất sắc. Trần Lăng hỏi, "Làm sao?" Hứa Tình gương mặt bên trên toàn không huyết sắc, nói ra, từ mụ gọi điện thoại đến, nói Đồng Đồng bị người bắt đi. Trần Lăng thất sắc, nói, "Hắn tại cái này một cái chớp mắt sắc mặt nghiêm túc lên." Trước đó, Trần Lăng liền muốn hứa đồng trở về, nhưng là hứa đồng đang nghiên cứu trọng yếu đầu đề, vô luận như thế nào cũng không chịu trở về. Trần Lăng cùng hứa tình nói mấy lần, hứa đồng đều sẽ tốt tốt tốt, nhưng Thủy Trung vẫn là chậm trễ. Bây giờ sự tình nhanh phải giải quyết, Trần Lăng đã không có thúc giục hứa đồng trở về. Ai biết ở cái này trong lúc mấu chốt, hứa đồng lại là xảy ra chuyện. Bên kia Trần Diệu dai nghe phía bên ngoài thanh âm, nàng cảm thấy có chút không đúng, lập tức ra tới hỏi, mẹ, làm sao? Nàng thấy một lần mụ mụ rơi lệ, nhất thời thì gấp, bước nhanh chạy tới truy vấn, mẹ, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi nàng bị người bắt, hứa tình nước mắt từng viên lớn rơi. Sau đó, nàng lập tức liền đối Trần Lăng nói ra, chúng ta lập tức đi in lần cứu đồng đồng. Nàng nói xong cũng bắt lấy Trần Lăng tay, lôi kéo Trần Lăng đi ra ngoài. Hứa tình luôn luôn đều là rất lợi hại có chừng mực, nhưng bây giờ, Nàng chẳng qua là lo lắng nữ Nhi An nguy mẫu thân. Trần Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt hắn cũng có chút đỏ. Hứa Đồng là hứa tình cùng hắn vong phu nữ nhi, nhưng là những năm gần đây, Trần Lăng đối đãi Hứa Đồng cũng là như nữ nhi ruột thịt, thậm chí muốn đối Hứa Đồng càng thêm cưng chiều một số. Bây giờ Hứa Đồng xảy ra chuyện, trong lòng của hắn không thể so với hứa tình dễ chịu, hứa tình. Trần Lăng nói ra, người không nên vọng động, lúc này, xúc động giải quyết không bất cứ chuyện gì. Đối phương là sông ta tới, bọn họ tạm thời còn sẽ không đem đồng đồng như thế nào. Ngươi ở nhà thật tốt, đợi chuyện này để ta giải quyết. Sau đó, Trần Lăng tránh ra hứa tình tay, sau đó cầm nón lính liền muốn ra ngoài. La Quân lập tức liền đi theo Trần Lăng đằng sau. La Quân, ngươi lập tức về người Đông Giang. Bên này sự tình ta nói qua không cần ngươi quản. Ngươi đi theo ta làm gì? Trần Lăng hướng La Quân lạnh giọng nói ra la quân nói ra đại bá ta biết ngươi lập tức muốn đi nước bên kia sự tình ngươi không có khả năng từ bỏ hiện tại bọn hắn lúc này bắt lấy đồng tỷ cũng là không muốn để cho ngươi đi nước đồng tỷ để cho ta tới cứu đi trần lăng hơi hơi ngẩn ngơ nói ngươi đến Là quân nói ra ta chưa chắc là ngài thủ hạ mạnh nhất nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất đi cứu đồng tỷ hứa tình lại là gấp nói ra tiểu dương ngươi theo làm loạn cái gì tốt, Trần Lăng thân thủ khoác lên la quân trên bờ vai, nói ra, người đồng tỷ an nguy, ta thì giao cho trên tay ngươi. Ừm, la quân nghiêm nghị gật đầu. Hắn rất lợi hại cảm giác tạ đại bá phần này khó được tín nhiệm. Hứa tình ngây người, nàng muốn nói cái gì thời điểm, Trần Lăng nhìn về phía hứa tình, nói ra, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ xử lý tốt. Hứa tình trung quy là không nói gì, nàng cực lo lắng hứa đồng, nhưng nàng cũng cực tín nhiệm Trần Lăng nhiều năm như vậy hai người mưa gió đi qua nàng minh bạch chồng mình là ai năm đó nàng và trần lăng đi cùng một chỗ cũng không có thuận lợi như vậy mà lại nàng cũng từng ở san francisco gặp rủi ro qua cái này thẳng đường đi tới trần lăng không chỉ là quốc gia quân thần càng là trong nội tâm nàng thần hắn nói có thể giải quyết có thể xử lý cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua ngoài ý muốn bác gái nếu như mang không trở về đồng tỷ ta để mạng lại bồi La Quân nghiêm mặt nói với Hứa Tình. Tiểu Dương, Hứa Tình trái tim run lên, giờ khắc này, tại La Quân trên thân, Hứa Tình tựa hồ trông thấy lúc tuổi còn trẻ Trần Lăng ảnh tử. Nàng lập tức nói, không cho nói loại lời này, mặc kệ ngươi có thể hay không cứu trở về người đồng tỷ, người cũng nhất định muốn an toàn trở về. Sự tình khẩn cấp, Trần Lăng cũng lập tức liền an xếp một cái người đến theo La Quân kết nối. Người này để La Quân cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, bởi vì cái này người lại là tuổi trẻ trầm mặc nùng. Còn chỉ có 20 tuổi trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng lái một chiếc BMW tới trước tiếp La Quân, nhìn thấy trầm mặc nùng cái kia một cái chớp mắt, La Quân tâm ngoan hung ác nhảy lên mấy lần. Bởi vì trầm mặc nùng tại một đời kia bên trong, đã là hắn nữ nhân. Hắn chỉ kém không có đi ngả ngớn ôm trầm mặc nùng, đoán chừng hắn nếu thật là biến thành hành động, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành bi kịch. Trầm mặc nùng tại nhìn thấy La Quân lúc lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này Yến Kinh quét sạch sự kiện bên trong, có thể chưa từng có La Quân thân ảnh xuất hiện. Nàng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ khẩn cấp, hợp tác với nàng lại là như thế cái 15 tuổi thiếu niên. Bất quá, nếu là quân thần an bài, nàng cũng không dễ có cái gì dị nghị, đi thôi. Trầm mặc nùng nói với La Quân. La Quân gật đầu. Trầm mặc nùng lại xông La Quân sau lưng hứa tình nói ra, tình di, chúng ta đi trước hứa tình gật đầu. La quân chuẩn bị khi đi, Trần Diệu Giai nhịn không được nói, đệ đệ. La quân quay người mặt hướng Trần Diệu Giai. Trần Diệu Giai hốc mắt hồng hồng, La quân nhẹ nhõm cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, tỷ. Trước kia là các ngươi che chở ta, hiện tại, ta hội đem bọn ngươi đều bảo hộ tốt. Ngày đó ta có thể bảo hộ ở ngươi, hôm nay ta cũng như thế sẽ đem đồng tỷ bảo vệ tốt. Trần Diệu Giai trọng trọng gật đầu, nói ra, người cũng nhất định muốn chú ý an toàn. La Quân nói ra, ta hội. Đồng lão sư, thật có lỗi, lần này tới, để ngươi theo bị liên lụy. Là Quân sau đó có chút áy náy sông đồng dai văn nói ra. Ngươi nhiều chú ý an toàn, không dùng quan tâm ta. Đồng dai văn nói ra. Là Quân gật gật đầu, lại nói với hứa tình, bác gái yên tâm, ta nhất định sẽ đem đồng tỷ cứu trở về. Hứa tình nói ra, các ngươi đều phải chú ý an toàn sau đó, La Quân lên xe. Trầm mặc nùng nổ máy xe, xe BMW gào thét mà đi. Cái kia một cái chớp mắt, hứa tình biết, chiến tranh lại bắt đầu. Cái này từ cấm thành nhìn như bình tĩnh, thực lại là chưa bao giờ tránh thức bình tĩnh qua. Trượng phu là quân thần, vì quốc gia nghĩa vô phản cố, đời này hứa tình cũng tuyệt đối không hối hận. Đồng Giai Văn cùng Trần Diệu Giai cũng không biết đến cùng phát sinh nhiều nghiêm trọng sự tình nhưng là đồng giai văn cũng ẩn ẩn biết Trần Lăng là dạng gì người. Trong nội tâm nàng kính nể Trần Lăng làm người, cho nên ở sau đó thời gian bên trong, nàng cũng không có chọn rời đi Trần ra biệt thự, mà chính là bồi tiếp rượu dai cùng hứa tình, cũng ít nhiều có thể an ủi Trần An một chút các nàng. Thời gian khẩn cấp, trên xe, trầm mặc nùng vừa lái xe, vừa nói, lời khách sáo, chúng ta thì có thể bớt thì bớt, hy vọng người bỏ qua cho. Trong xe, tràn đầy thuộc về trầm mặc nùng thiếu nữ mùi thơm nàng bây giờ còn chưa trưởng thành đến loại kia yêu nhã quý tộc phong phạc, nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Bởi vì nàng Tu Vi đã đến kim đan sơ kỳ cấp độ. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, là quân đều có muốn đùa giỡn trầm mặc nùng tâm tư. Nhưng là lúc này, hắn từ cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Sẽ không để ý, chúng ta đi thẳng vào vấn đề liền tốt. Hiện tại muốn đi đâu đây? Là quân hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, tới trước khách sạn, trong tử điếm đã an bài tốt chúng ta người, chúng ta đều sẽ mỗi người trang điểm hành động. Lần này là bí mật hành động, chúng ta thân phận nếu là bại lộ, ngày sau chỉ sợ khó có thời gian thái bình qua. Là Quân nói ra, cái này ta hiểu. Ta gọi Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng nói ra, quốc an sáu nơi đặc công. Chuyên môn phụ trách tình báo thu thập, ngẫu nhiên cũng sẽ trực tiếp tham dự phòng sợ hành động. Lúc này Trầm Mặc Nùng, trên mặt còn có ngây thơ, cũng không đi đến quốc an 6 sử sử trưởng trên vị trí này. La quân đối trầm mặc nùng tên tự nhiên tuyệt không ngoài ý muốn, hắn nói ra, ta gọi La quân. Trần thúc thúc cháu trai, trầm mặc nùng hơi hơi ngoài ý muốn. La quân cũng là ngoài ý muốn, nói ra, người thế mà biết ta. Trầm mặc nùng nói ra, 6 nơi phụ trách tình báo, có rất ít không biết. Trần thúc thúc cùng phụ thân ta là hảo bằng hiếu, đối với hắn xung quanh quan hệ, ta cũng quan tâm kỹ càng một chút, nếu như ta nhớ không lầm lời nói ngươi cần phải vừa mới tốt nghiệp trung học a à? la quân nói ra thật là trầm mặc nùng nói ra mà lại những năm gần đây người biểu hiện có thể nói là phổ thông thậm chí bình thường vì cái gì trọng yếu như vậy hành động trần thúc thúc lại để cho ta tới cùng ngươi hợp tác đâu la quân nói ra chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta tu vi sao người tu vi trầm mặc nùng bị kinh ngạc trung thực tới nói Trầm mặc nùng thật đúng là không nhìn ra La Quân có tu vi gì. La Quân có thể xem thấu trầm mặc nùng, đó là bởi vì La Quân có một đời kia kinh nghiệm, lại là võ học đại gia. Mà trầm mặc nùng nhìn La Quân, căn bản chính là cái bình thường thiếu niên, một chút khác thường cũng nhìn không ra. Hóa kinh cấp bậc, còn có dấu vết mà lần theo. Đến kim đan kỳ, lại là thật khó lấy nhận ra. La Quân nói ra, chỉ bằng ta có thể xem thấu người tu vi, người lại nhìn không thấu ta đại bá ta phái ta và ngươi cùng đi, cái này cũng không có cái gì không dễ lý giải đi. Trầm mặc nùng khuôn mặt nhất thời tăng đỏ bừng, nàng rất ít ăn loại này nghẹn. Riêng là La Quân còn chỉ có 15 tuổi. Trầm mặc nùng là cái rất sớm tuệ nữ hài tử, La Quân ở độ tuổi này ở trong mắt nàng cũng là tiểu hài tử. Sau đó, Trầm mặc nùng cũng liền không nói chuyện. Rất nhanh, hai người đến hương tạ le lai đầu đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, nơi đó đã có bốn tên công tác nhân viên đang chờ đợi. Thuần một sắc đều là xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, toàn bộ mặc lấy màu đen tiểu tây phục. Tại La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi vào phòng, cái này bốn tên nữ đặc công lập tức hướng Trầm Mặc Nùng gật đầu ra hiệu, cũng hô, đội trưởng. Trầm Mặc Nùng nói ra, trang điểm đi. Vâng. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mỗi người tại trước hương nhập tọa, bốn tên nữ đặc công phân biệt cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trang điểm các nàng còn có trang điểm máy móc cùng công cụ, trước tiên ở hai trên mặt người làm ra thủy phân tử khuôn đúc, sau đó lập tức sinh sản ra điểm cao mặt nạ. Loại này điểm cao mặt nạ la quân cũng không xa lạ gì, một đời kia bên trong, cái này kỹ thuật đã rất lợi hại thành thục. Mà lúc này, lại muốn hắn rất nhiều công cụ phụ trợ. Ước chừng là một giờ trang điểm mới hoàn toàn hoàn tất, lúc này La Quân nhìn trong gương chính mình, đã là một cái 20 tuổi được lạ lẫm thanh niên. Trầm Mặc Nùng cũng biến thành bình thường một chút, không có xinh đẹp như vậy. Về sau, hai người lại mỗi người thay quần áo, tăng thêm giấy chứng nhận, hộ chiếu chờ một chút, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Giấy chứng nhận, hộ chiếu, toàn bộ đều là chân thực hữu hiệu. La Quân giấy chứng nhận phía trên biểu hiện gọi là Lâm Dương, Trầm Mặc Nùng gọi là Lâm Sương. Hai người là tỷ đệ quan hệ, đến England lần là vì du lịch. La Quân cũng nắm giữ một bộ điện thoại di động làm liên hệ đến dùng loại này điện thoại di động nhỏ nhắn cực kỳ thuận tiện mang theo cũng là tại lúc này trầm mặc nùng nhận được một cú điện thoại là trần lăng đánh tới thúc thúc trầm mặc nùng giọng nói nghiêm túc mà cung kính hai người này cụ thể nói cái gì là quân cũng không biết hắn cũng sẽ không đi nghe lén trầm mặc nùng tại trước cửa sổ cùng trần lăng thông lời nói hai phút đồng hồ về sau lúc này mới cúp điện thoại sau đó trầm mặc nùng nói với la quân mới vừa rồi là đại bá của ngươi gọi điện thoại tới la quân nói ra sau đó thì sao trầm mặc nùng nói ra địch nhân tổ chức để một đứa bé con cho trần thúc thúc đưa một phong thư trên thư yêu cầu trần thúc thúc không được đi nước la quân nói ra quả nhiên là dạng này trầm mặc nùng nói ra trần thúc thúc có cái thế thân thế thân sẽ đợi tại yến kinh lẫn lộn địch nhân tổ chức đây là trọng yếu nhất bí mật địch phe thế lực còn không có khả năng biết nhưng là Trần Thúc Thúc đi hướng nước, bố trí hết thảy nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm 3 ngày thời gian. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày cứu ra hứa đồng. Mà lại, bọn họ rất có thể sẽ cho đồng tỷ não vực để vào ký sinh thú. Ký sinh thú thời kỳ ủ bệnh cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó, hết cách xoay chuyển. Cho nên, chúng ta thời gian hội rất khẩn cấp. La Quân gật đầu, nói ra, ừm, cái kia từ nơi này đến in lần đại khái là 10 giờ, hiện tại là buổi sáng 9,00, chúng ta cất cánh thời gian là là lúc nào. Sau 2 giờ, Trầm Mặc Nùng nói ra. Là Quân nói ra, nói cách khác, đến in lần thời điểm, lấy in lần thời gian tính toán, là dạng sáng 6 điểm. Thời gian xác thực rất khẩn cấp, Trầm Mặc Nùng, ta hỏi ngươi, ngươi có cụ thể dự định cùng kế hoạch sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta đã khẩn cấp chế tạo ra một bộ kế hoạch, cũng là chúng ta đi qua về sau truy tra mục tiêu lộ tuyến. Mặt khác bên kia, cũng có người liên hệ, bọn họ hội chuẩn bị cho chúng ta tốt các loại vũ khí cùng trang bị. La Quân nói ra, kế hoạch cho ta xem một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Kế hoạch là tại laptop bên trong, Trầm Mặc Nùng điền mật mã vào về sau, bên trong thì có các loại chi tiết kế hoạch. La Quân nhìn một lần về sau, lập tức nói, ta có khác biệt kế hoạch. Ồ, Trầm Mặc Nùng nói, người cảm giác cho chúng ta kế hoạch này không được. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra, không được. Trầm Mặc Nùng cùng đằng sau bốn vị mỹ nữ đặc công sắc mặt nhất thời khó coi, Trầm Mặc Nùng nói, vì cái gì? Nàng thật không có vênh váo hung hăng nói, người dựa vào cái gì nói không được. La Quân nói ra, thứ nhất, kế hoạch này tuyệt đối tại trong vòng 3 ngày kết thúc không thành nhiệm vụ. Các người trả là dựa theo lão tư duy, thường quy thiết kế nhiệm vụ. Thứ hai, các người trả là đánh giá thấp đối phương. Đối phương là dám tại chúng ta cao tầng động thủ người, bọn họ tính toán, không phải kim ngân tiền tài, mà chính là mưu quốc. Dựa theo các người nhiệm vụ này manh mối đi thăm dò, ta dám cam đoan, chúng ta tại xuống phi cơ thời điểm, liền sẽ bị để mắt tới. Sau đó, bọn họ hội thiết trí cái bẫy cùng giả manh mối, sau đó đưa người ta dẫn vào tử cục. Chúng ta lần này đối thủ, to gan lớn mật, giảo hoạt dị thương. Là quân nói ra, bọn họ không có khả năng nghĩ không ra, chúng ta sẽ phái người đi nghĩ cách cứu viện đồng tỷ. Thực ta sợ hơn là, bọn họ sẽ đem đồng tỷ chuyển di ra England, cho nên, thời gian quá gấp gấp. Thường quy nhiệm vụ thiết kế, tuyệt đối không được. Trầm mặc nùng cùng bốn tên mỹ nữ đặc công không thể không thừa nhận La Quân nói là có đạo lý. Trầm mặc nùng cũng không có quá phận kiên trì, nhân tiện nói, vậy ngươi cho là thế nào? La Quân nói ra, kế hoạch ta còn chưa nghĩ ra, nhưng lần này, ta muốn các ngươi hết thảy đều nghe ta điều hành. như vậy sao được? một tên nữ đặc công nói ra. trầm mặc nùng nói ra, vấn đề này quá nghiêm trọng, chúng ta đối ngươi còn chưa đủ giải, cho nên nghe ngươi điều hành, điều đó không có khả năng. la quân nói ra, tốt, trầm mặc nùng, ta cho ngươi biết, nếu như đối phương bên trong có kim đan đỉnh phong, thậm chí hóa thần cảnh giới cao thủ tại in lần bên kia chờ lấy chúng ta đi qua. vậy ta hỏi ngươi người nắm chắc được bao nhiêu phần cứu ra ta đồng tỷ. Vì sao lại có cái này các cao thủ, trầm mặc nùng giật mình. Là quân nói ra, ta vừa rồi thì đã nói với ngươi, đối phương là cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Ngươi tổng khi bọn hắn là giang dương đại đạo, ngươi liền đối thủ phân lượng đều không làm rõ ràng, còn nói gì kế hoạch. Nếu như đối phương thật có cái này các cao thủ, kế hoạch này căn bản là kết thúc không thành. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi kết thúc không thành, không có nghĩa là ta kết thúc không thành. La Quân nói ra, nhưng ta cần muốn các ngươi cao độ phối hợp. Nếu như có thể phối hợp, chúng ta thì cùng đi. Nếu như không có thể phối hợp, cái kia ta và ngươi thì tách ra hành động, nhưng là, nếu như bởi vì ngươi không nghe điều khiển, đạo đưa các ngươi lâm vào tử cục, khi đó ta không rảnh xuất thủ cứu giúp. Ngươi trầm mặc nùng luôn luôn tự phụ, lúc này thế mà bị la quân cái này 15 tuổi thiếu niên nói không còn gì khác, trong nội tâm nàng nổi nóng cực kỳ nhưng là hết lần này tới lần khác trầm mặc nùng lại không biết làm như thế nào cãi lại tốt trầm mặc nùng hít sâu một hơi nói ra ta liền nghe ngươi điều khiển đến lúc đó nhiệm vụ thất bại ngươi cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí la quân nói ra a à. sau đó hắn liền nói đầu tiên ta muốn các ngươi phái ra một cái khác tổ đặc công ra ngoài nhóm này đặc công muốn so người ta càng giống đặc công để bọn hắn hấp dẫn địch nhân tổ chức chú ý lực nhóm này đặc công đi qua về sau, dựa theo các người nguyên kế hoạch tiến hành truy tra. Người cùng ta, làm một đầu ám tuyến trước đi qua. Như thế nào? Trầm mặc nùng cùng tứ nữ nhãn tình sáng lên. Không thể không nói, là quân chiều này ám độ trần thương là chơi xinh đẹp. Trầm mặc nùng cùng tứ nữ bắt đầu đối la quân nhìn với con mắt khác. Tốt, theo lời ngươi nói xử lý, trầm mặc nùng nói ra. Về sau, một đoàn người hỏa tốc khởi hành đi trước hướng Luân Đôn phía Bắc Phi Trường, sau đó lại đến Victoria đứng, lại từ Victoria đứng ra phát mới có thể tới Cambridge thành phố. Đi qua tiếp cận thập giờ phi hành về sau, là quân cùng trầm mặc nùng lặng yên đến Luân Đôn Phi Trường. Lúc này là dạng sáng 6 điểm, bên ngoài vũ khí tràn ngập. Luân Đôn tòa thành thị này Mỹ lệ dị thường, mà tại hôm tham án tập bên trong miêu hội thế kỷ 19 Luân Đôn, khi đó vẫn là công nghiệp đại cách mạng được bạo phát. Khi đó Luân Đôn, khói bụi tràn ngập, treo khói miệng, ngồi xe ngựa đi xuyên qua Luân Đôn trên đường phố, cái kia là một bộ rất mỹ lệ cùng khiến người ta hướng tới tràng cảnh. Lúc này Luân Đôn sớm đã thoát ly công nghiệp thời đại. Vụ đô sương mù cũng nhận được rất tốt quản lý, nơi này thành thư hương phủ đệ, Cambridge, Oxford, còn thật nhiều cổ lão thư viện, thành bảo, tăng thêm hấp huyết quỷ truyền thuyết, cái này khiến Luân Đôn tràn ngập thần bí cùng lãng mạn. Trầm mặc nùng rất gấp, Trần Lăng bàn giao sự tình, nàng không dám có chỗ lười biếng. Tại trầm mặc nùng trong lòng, quân thần Trần Lăng chính là nàng sùng bái nhất thần tượng. Lúc này thần tượng sự tình, nàng vội vàng muốn làm tốt, không muốn để cho thần tượng thất vọng. Nhưng la quân lại là không nhanh không chậm, cái này khiến trầm mặc nùng có chút nổi nóng. La quân trước hết để cho bên ngoài đặc công hỏa tốc chạy tới Cambridge thành phố. Bên ngoài hai tên đặc công cũng là một nam một nữ, bên trong nam tử gọi là Âu Dương Rơi. Âu Dương Rơi là xuất sinh võ thuật thế gia, 10 tuổi liền tiến vào đến quốc an, thân thủ hóa kính đỉnh phong. Có thể nói là quốc an chúng được một tên vương bài đặc công. Cùng hắn hợp tác nữ tử gọi là Linh Chi, đồng dạng cũng phi thường xuất sắc. Lần này trầm mặc nùng phía dưới vốn rất lớn, dùng Âu Dương Rơi cùng Linh Chi làm mồi. Âu Dương Rơi cùng Linh Chi lấy trước đó an bài tốt Land Rover xe, trực tiếp Cambridge thành phố la quân cùng trầm mặc nùng làm theo chậm rãi ngồi ngồi bắt tiến về victoria đứng chậm như vậy rằng giặc chúng ta thời gian căn bản cũng không đầy đủ trầm mặc nùng nôn nóng vô cùng nàng tại xe buýt xông lên la quân phàn nàn la quân nói ra gấp chỉ có thể ở đáy lòng không thể biểu hiện tại hành động phía trên ta cho ngươi biết mặc kệ ngươi là cùng người đọ sức so chiêu vẫn là chấp hành nhiệm vụ dở trò lừa bịp thi triển mưu kế đều không muốn đưa ngươi tâm tư biểu hiện tại ngươi hành động phía trên quản chi là thái sơn áp đỉnh ngươi cũng muốn thong rong ứng đối đây là ta cho ngươi phía trên khóa thứ nhất ngươi trầm mặc nùng không khỏi có chút dở khóc dở cười cái này tiểu hài tử thế mà cho mình lên lớp có thể trầm mặc nùng lại vô lực phản bác bởi vì la quân nói vẫn còn có chút đạo lý a ngươi làm sao lại hiểu những thứ này ngươi không phải vẫn luôn tại ngươi cái kia góc trong thành nhỏ bên trong sinh hoạt sao trầm mặc nùng sau đó lại cảm thấy kỳ quái. La quân nói ra, đại bá ta là quân thần, cho nên tại trên người của ta phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình, người đều không cần cảm thấy kỳ quái. Tất cả nồi, La quân đều có thể thản nhiên ném cho đại bá đến cõng. Đến Cambridge thành phố về sau, thời gian đã là 12 giờ trưa. La quân tại một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong mua mới ra lô điểm điểm vòng còn có nước khoáng đi ra. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận điềm điềm vòng bắt đầu ăn, nàng cũng quả thật có chút đói. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân. La Quân ăn một miếng điềm điềm vòng, lại uống một ngụm nước khoáng, sau đó nói: chờ đã, các loại trời tối, các loại Âu Dương rơi cùng linh chi bị tóm lên tới, người phỏng đoán chưa hẳn nhất định đều là đúng. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta thời gian quý giá như vậy, dạng này hao không nổi. Địch nhân tổ chức không phải trong tay người tượng gỗ hoàn toàn dựa theo người mạch suy nghĩ đến đi. Vạn nhất bọn họ không có chú ý tới Âu Dương rơi bọn họ đường dây này đâu. Là Quân nói ra, ngươi nói cũng không phải là không thể được. Nhưng là ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như giờ phút này không giống nhau lời nói, ngươi dự định làm sao cha? Trầm Mặc Nùng nói ra, nàng thật có chút không lời nào để nói, bởi vì Âu Dương rơi đã cùng chiếu cố hứa đồng từ mụ đi tụ hợp liên hệ. Bọn họ tại theo tuyến điều tra la quân rất lợi hại cẩn thận để âu dương rơi bọn họ có phát hiện về sau liền đem tin tức phát cho trong nước quốc an tổng bộ sau đó lại để quốc an tổng bộ đem tin tức phát đến la quân cùng trầm mặc nùng trong tay kể từ đó địch nhân tổ chức cho dù là để mắt tới âu dương rơi bọn họ cũng không có khả năng thông qua âu dương rơi bọn họ đến truy xét đến la quân cùng trầm mặc nùng còn có âu dương rơi cùng linh chi cũng không rõ ràng la quân cùng trầm mặc nùng đã đến bọn họ đối la quân cùng trầm mặc nùng đường dây này là hoàn toàn không biết gì cả la quân gặp trầm mặc nùng không trả lời được đến trong lòng không khỏi có chút buồn cười ngây ngô thời kỳ trầm mặc nùng thật đúng là cần phải thật tốt điều giáo a vậy ngươi dự định là trầm mặc nùng hỏi la quân không có trả lời trầm mặc nùng hắn chợt nhớ tới cái gì nói ra ta kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu sự tình gì trầm mặc nùng hỏi la quân nói ra chúng ta vũ khí tiếp tế không thể tìm người ban đầu an bài trước người. Hiện tại chúng ta muốn đi làm chút vũ khí tới. Ngươi dự định từ nơi nào làm? Trầm mặc nùng hỏi. Là quân nói ra, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có hắc bang đội, người nói ta có thể từ nơi đó làm. Sau đó, là quân bên này thì theo quốc an bên kia rất nhanh đến mức đến một chút tin tức. Cái kia chính là liên quan tới Cambridge thành phố hắc thế lực đội phân bố vấn đề. Là quân sau cùng trải qua qua phân tích, quyết định đi tìm một cái tên là Trang Bìa Ba ra hỏa. Trang Bìa Ba là cái người Hoa, ngoại hiệu người điên. Hắn mang theo một đám người Hoa tại Cambridge, thành phố bên này dám đánh dám liều, dựa vào một cỗ chơi liều đánh xuống một phiến thiên địa. Trang Bìa Ba vị trí cũng rất nhanh liền bị điều tra ra, liền ở tại Hoa Luân đường phố một tòa trong căn hộ. Cái này trong căn hộ còn có Trang Bìa Ba một tên tình nhân. Tình này người gọi là Lucy, là Cambridge, thành phố người địa phương bất quá là cô nhi, rất có tư sắc. Phòng bà 40 đến tuổi, lưu tóc dài, vóc dáng rất gầy, ánh mắt âm độc. Trầm Mặc Nùng đem thu thập đủ tư liệu đều cho La Quân quan sát. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi tìm trang bìa 3. Hai người lấy taxi rất nhanh liền đi vào Hoa Luân đường phố, đi vào trang bìa 3 chỗ ở nhà trọ phía trước. Lúc này là 12 giờ rưỡi trưa. Ánh sáng mặt trời chính liệt, trong cửa sắt là đình viện trong đình viện thụ lá tươi tốt, màu xanh biếc đã rỗi ra ngoài tường. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng, đi. Hai người nhẹ nhàng linh hoạt mà lưu loát trực tiếp vượt qua tường viện, tiến vào trong đình viện. Cái kia trong đình viện rất là yên tĩnh, nhưng là tại nhà trọ tầng thứ nhất trong phòng khách, có mấy cái người hoa chính đang chơi bài poker, tựa hồ ngay tại đánh bạc. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không biết trang bìa ba đến cùng có ở nhà không. La Quân hướng Trầm Mặc Nùng ra hiệu, trầm mặc nùng nhẹ nhàng linh hoạt tại la quân làm tốt tay bậc thang phía trên đạp một cái la quân nhất phận kinh trầm mặc nùng nhân cơ hội đến trước trên lầu hai la quân sau đó chân vừa đạp tại lỗ khảm bộ phận mượn lực tay lại một trèo cả người thì theo con khỉ giống như nhẹ nhàng im ắng liền đến lầu hai trên ban công trầm mặc nùng nhìn thấy la quân chiêu này liền đối với la quân tu vi lại không hoài nghi sau đó hai người nghiêng tai lắng nghe liền nghe bên trong còn có tại phóng điện xem thanh âm La Quân cảm giác được bên trong có một nam một nữ. Bọn họ ở bên trong, La Quân lập tức khẳng định. Bởi vì đây là trang bìa ba chỗ ở, trang bìa ba thủ hạ còn ở phía dưới. Cho nên, nếu có người yêu đương vụng trộm, đoạn không dám ở trang bìa ba phòng ngủ chính bên trong yêu đương vụng trộm. Kể từ đó, bên trong thì chỉ có thể là trang bìa ba cùng hắn tình nhân Lucy. Cambridge thành phố hắc thế lực đội to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục cái, địch nhân tổ chức lại liệu sự như thần, cũng sẽ không dự liệu được la quân cùng trầm mặc nùng sẽ tìm đến trang bìa ba. Huống hồ, lúc này địch nhân tổ chức chú ý lực khẳng định còn tại Âu Dương rơi cùng Linh Chi trên thân. La quân cùng trầm mặc nùng cũng không đáp lời, hai người ánh mắt ra hiệu, sau đó liền đẩy cửa ra, thiểm điện chui vào. Cái kia trên giường, Lucy chính trần trụi thân thể giúp trang bìa ba xoa bóp đây. Trang bìa ba dễ chịu nằm lì ở trên giường hưởng thụ, hai người đều không mặc quần áo trang diện này tuyệt đối hương diếm cùng khó coi la quân ngược lại là nhìn lắm thành quen nhưng trầm mặc nùng bao nhiêu có chút xấu hổ cùng đỏ mặt trầm mặc nùng cấp tốc chế trụ lucy lucy là điển hình nóng bỏng cô nàng tóc vàng dáng người rất tốt trầm mặc nùng nắm qua cái chăn đem lucy bao lấy lucy tiếng kêu cứu còn chưa đi ra trầm mặc nùng đã bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ trang bìa ba vô cùng cảnh giác mà lại cũng là ám kính đỉnh phong cao thủ hắn phản ứng cấp tốc trực tiếp theo phía dưới gối đầu mò thương nhưng là la quân càng nhanh hắn một tay nhô ra liền đem trang bìa ba thương cướp đến tay một giây sau tối om họng súng liền đối với chính xác trang bìa ba cái ót trang bìa ba nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn đầu hắn còn trôn ở gối đầu bên trong run giọng nói ra đường kia anh hùng a tham mạng tham mạng a la quân liền nói ra ta đến không phải nhằm vào ngươi có chuyện cần ngươi hỗ trợ nhưng là nếu như ngươi dám lên tiếng, ta lập tức liền đánh chết ngươi. Hiểu chưa? Trang bìa ba nghe xong đối phương không phải muốn mạc, nhất thời thở phào. Hắn tuy nhiên dám đánh làm giết dám liều mệnh, nhưng hắn lại không phải một cái mãng phu. Càng sẽ không chủ động tìm chết, ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, hảo hán. Là quần lúc này mới bắt thương. Người trước mặc quần áo vào, là quần nói ra. Trang bìa ba xoay người tới, hắn lập tức mặc quần áo. Đồng thời, trang bìa ba cũng coi là đem La Quân thấy rõ ràng. Hắn tự nhiên là không biết La Quân, trong lòng cũng liền càng thêm kỳ quái, vì cái gì cái này lạ lẫm thanh niên sẽ như thế quỷ mị tìm tới cửa. Chuẩn bị cho ta hai chi thương, còn có hai cái cao bạo đạn. La Quân nói ra, thương muốn tuyệt đối hảo thương, lực xuyên thấu muốn thương. Ngươi nếu là dám dùng hạ đẳng hàng đến lửa gạt ta, ta không ngại đem ngươi giết. Ta đến Cambridge thành phố, cũng là chuyên môn tới giết người tốt, tốt, không có vấn đề. Trang bìa ba nói ra. Là quân nói ra, thời gian có hạn, trong vòng một giờ, người muốn thần không biết, quỷ không hay đem đồ vật cho ta làm ra. Không muốn kinh động người trên đường, hiểu chưa? Trang bìa ba run giọng nói ra, ta minh bạch. Trang bìa ba vẫn còn có chút năng lượng, tại trong vòng một giờ, liền đem đồ, vật làm tới. Về sau, là quân cùng trầm mặc nùng cầm trang bị, lặng yên rời đi. Trước khi rời đi, la quân cho trang bìa ba cho ăn một quả đan hoàn ta đan hoàn là la quân ăn đạo ra đan hoàn dinh dưỡng tốt vô cùng ăn sau khi đi vào thân thể ấm áp dễ chịu rất là hưởng thụ nhưng loại này hưởng thụ cũng muốn tách đi ra nói la quân nói cho trang bìa ba đây là độc dược trang bìa ba lập tức liền cảm thấy cái này đan hoàn hiệu dụng rất lớn ăn về sau quanh thân khó chịu la quân nói ra đây là chúng ta giới sát thủ chuyên dụng mất mạng hoàn dùng ăn về sau trong vòng hai ngày không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta đang hành động trước đều sẽ ăn vào nhưng là giải dược chúng ta cũng có nếu như hành động thất bại chúng ta thì sẽ tự mình tìm chết thời đại đang biến hóa sớm không thể ở trong miệng tàng độc thuốc hiểu chưa trang bìa ba nhất thời dọa đến hồn phi phách tán người cũng không cần sợ ta sẽ an bài người cho người đưa giải dược nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể đem chuyện hôm nay tình tiết lộ ra ngoài không phải vậy lời nói, ngươi liền chờ chết đi, La Quân nói ra. Trang bìa ba nói gấp, ta tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài. Tốt, về sau, La Quân cùng trầm mặc nùng liền rời đi nhà trọ. Hai người tới lui đều là lặng yên không một tiếng động. Trầm mặc nùng cũng không khỏi bội phục La Quân tư duy kín đáo. Ký sinh thú khả năng rất sớm đã tại kiếm bên này cầu phụ thân. La Quân nói ra, sở dĩ phải chờ tới buổi tối mới được động, chính là muốn nhìn xem, Phong đến cùng ở bên kia. Nếu như ngươi là ký sinh thú, ngươi cũng sẽ đi khống chế nhân vật cao tầng, như vậy mới phải dễ dàng cho hành động cùng ẩn tàng. Nếu như bọn họ đối Âu Dương rơi xuống tay, chúng ta cũng tốt tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cao tầng. Chỉ cần khống chế cao tầng, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, hiểu chưa? Trầm Mặc Nùng nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng rất gấp, Trần Lăng bàn giao sự tình, nàng không dám có chỗ lười biếng. Tại trầm mặc nùng trong lòng, quân thần Trần Lăng chính là nàng sùng bái nhất thần tượng. Lúc này thần tượng sự tình, nàng vội vàng muốn làm tốt, không muốn để cho thần tượng thất vọng. Nhưng la quân lại là không nhanh không chậm, cái này khiến trầm mặc nùng có chút nổi nóng. La quân trước hết để cho bên ngoài đặc công hỏa tốc chạy tới Cambridge thành phố. Bên ngoài hai tên đặc công cũng là một nam một nữ, bên trong nam tử gọi là Âu Dương Rơi. Âu Dương Rơi là xuất sinh võ thuật thế gia, 10 tuổi liền tiến vào đến quốc an, thân thủ hóa kính đỉnh phong. Có thể nói là quốc an chúng được một tên vương bài đặc công. Cùng hắn hợp tác nữ tử gọi là Linh Chi, đồng dạng cũng phi thường xuất sắc. Lần này trầm mặc nùng phía dưới vốn rất lớn, dùng Âu Dương rơi cùng Linh Chi làm mồi. Âu Dương rơi cùng Linh Chi lấy trước đó an bài tốt lên Rover xe, trực tiếp Cambridge thành phố. Là quân cùng trầm mặc nùng làm theo chậm rãi ngồi ngồi bắt tiến về Victoria đứng. Chậm như vậy rằng rằng chúng ta thời gian căn bản cũng không đầy đủ. Trầm mặc nùng nôn nóng vô cùng, nàng tại xe buýt sông lên La Quân phàn nàn. La Quân nói ra, gấp, chỉ có thể ở đáy lòng, không thể biểu hiện tại hành động phía trên. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là cùng người đọ sức so chiêu, vẫn là chấp hành nhiệm vụ, dở trò lừa bịp thi triển mưu kế, đều không muốn đưa ngươi tâm tư biểu hiện tại ngươi hành động phía trên. Quản chi là Thái Sơn áp đỉnh, ngươi cũng muốn thong dong ứng đối đây là ta cho ngươi phía trên khóa thứ nhất ngươi trầm mặc nùng không khỏi có chút dở khóc dở cười cái này tiểu hài tử thế mà cho mình lên lớp có thể trầm mặc nùng lại vô lực phản bác bởi vì la quân nói vẫn còn có chút đạo lý a à. ngươi làm sao lại hiểu những thứ này ngươi không phải vẫn luôn tại ngươi cái kia góc trong thành nhỏ bên trong sinh hoạt sao trầm mặc nùng sau đó lại cảm thấy kỳ quái la quân nói ra đại bá ta là quân thần cho nên tại trên người của ta phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình, người đều không cần cảm thấy kỳ quái. Tất cả nồi, là quần đều có thể thản nhiên ném cho đại bá đến cõng. Đến Cambridge thành phố về sau, thời gian đã là 12 giờ trưa. Là quần tại một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong mua mới ra lô điềm điềm vòng còn có nước khoáng đi ra. Trầm mặc nùng tiếp nhận điềm điềm vòng bắt đầu ăn, nàng cũng quả thật có chút đói. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? trầm mặc nùng hỏi La Quân. La Quân ăn một miếng điểm điểm vòng, lại uống một ngụm nước khoáng, sau đó nói, chờ đã, các loại trời tối, các loại âu dương rơi cùng Linh Chi bị tóm lên tới. Người phỏng đoán chưa hẳn nhất định đều là đúng, trầm mặc nùng nói ra, chúng ta thời gian quý giá như vậy, dạng này hao không nổi. Địch nhân tổ chức không phải trong tay người tượng gỗ, hoàn toàn dựa theo người mạch suy nghĩ đến đi. Vạn nhất bọn họ không có chú ý tới Âu Dương rơi bọn họ đường dây này đâu. La Quân nói ra, ngươi nói cũng không phải là không thể được. Nhưng là ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như giờ phút này không giống nhau lời nói, ngươi dự định làm sao cha? Trầm Mặc Nùng nói ra, nàng thật có chút không lời nào để nói, bởi vì Âu Dương rơi đã cùng chiếu cố hứa đồng từ mụ đi tụ hợp liên hệ. Bọn họ tại theo tuyến điều tra. La Quân rất lợi hại cẩn thận, để Âu Dương rơi bọn họ có phát hiện về sau, liền đem tin tức phát cho trong nước quốc an tổng bộ sau đó lại để quốc an tổng bộ đem tin tức phát đến la quân cùng trầm mặc nùng trong tay kể từ đó địch nhân tổ chức cho dù là để mắt tới âu dương rơi bọn họ cũng không có khả năng thông qua âu dương rơi bọn họ đến truy xét đến la quân cùng trầm mặc nùng còn có âu dương rơi cùng linh chi cũng không rõ ràng la quân cùng trầm mặc nùng đã đến bọn họ đối la quân cùng trầm mặc nùng đường dây này là hoàn toàn không biết gì cả la quân gặp trầm mặc nùng không trả lời được đến trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngây ngô thời kỳ trầm mặc nùng, thật đúng là cần phải thật tốt điều giáo A. Vậy ngươi dự định là trầm mặc nùng hỏi. Là quân không có trả lời trầm mặc nùng, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, ta kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu. Sự tình gì, trầm mặc nùng hỏi. Là quân nói ra, chúng ta vũ khí tiếp tế không thể tìm ngươi ban đầu an bài trước người. Hiện tại chúng ta muốn đi làm chút vũ khí tới. Ngươi dự định từ nơi nào làm?" Trầm mặc nùng hỏi. La Quân nói ra, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có hắc bang đội, ngươi nói ta có thể từ nơi đó làm. Sau đó, La Quân bên này thì theo Quốc An bên kia rất nhanh đến mức đến một chút tin tức. Cái kia chính là liên quan tới Cambridge thành phố hắc thế lực đội phân bố vấn đề. La Quân sau cùng trải qua qua phân tích, quyết định đi tìm một cái tên là Trang Bìa Ba gia hỏa. Trang Bìa Ba là cái người hoa, ngoại hiệu người điên hắn mang theo một đám người hoa tại Cambridge thành phố bên này dám đánh dám liều, dựa vào một cỗ chơi liều đánh xuống một phiến thiên địa. Trang bìa ba vị trí cũng rất nhanh liền bị điều tra ra, liền ở tại Hoa Luân đường phố một tòa trong căn hộ. Cái này trong căn hộ còn có trang bìa ba một tên tình nhân. Tình này người gọi là Lucy, là Cambridge thành phố người địa phương, bất quá là cô nhi, rất có tư sắc. Phòng ba bốn người đến tuổi, lưu tóc dài, vóc dáng rất gầy, ánh mắt âm độc trầm mặc nùng đem thu thập đủ tư liệu đều cho La Quân quan sát. Sau đó, La Quân cùng trầm mặc nùng đi tìm trang bìa ba. Hai người lấy taxi rất nhanh liền đi vào hoa luân đường phố, đi vào trang bìa ba chỗ ở nhà trọ phía trước. Lúc này là 12 giờ rưỡi trưa. Ánh sáng mặt trời chính liệt, trong cửa sắt là đình viện, trong đình viện thụ lá tươi tốt, màu xanh biếc đã rỗi ra ngoài tường. La Quân nói với trầm mặc nùng, đi hai người nhẹ nhàng linh hoạt mà lưu loát trực tiếp vượt qua tường viện tiến vào trong đình viện cái kia trong đình viện rất là yên tĩnh nhưng là tại nhà trọ tầng thứ nhất trong phòng khách có mấy cái người hoa chính đang chơi bài poker tựa hồ ngay tại đánh bạc La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng không biết Trang bìa Ba đến cùng có ở nhà không La Quân hướng Trầm Mặc Nùng ra hiệu Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng linh hoạt tại La là Quân làm tốt tay bậc thang phía trên đạp một cái La Quân nhất phận kinh, Trầm Mặc Nùng nhân cơ hội đến trước trên lầu hai la quân sau đó chân vừa đạp tại lỗ khảm bộ phận mượn lực tay lại một trèo cả người thì theo con khỉ giống như nhẹ nhàng im ắng liền đến lầu hai trên ban công trầm mặc nùng nhìn thấy la quân chiêu này liền đối với la quân tu vi lại không hoài nghi sau đó hai người nghiêng tai lắng nghe liền nghe bên trong còn có tại phóng điện xem thanh âm la quân cảm giác được bên trong có một nam một nữ bọn họ ở bên trong la quân lập tức khẳng định bởi vì đây là trang bìa ba chỗ ở trang bìa ba thủ hạ còn ở phía dưới cho nên nếu có người yêu đương vụng trộm đoạn không dám ở trang bìa ba phòng ngủ chính bên trong yêu đương vụng trộm kể từ đó bên trong thì chỉ có thể là trang bìa ba cùng hắn tình nhân lucy cambridge thành phố hắc thế lực đội to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục cái địch nhân tổ chức lại liệu sự như thần cũng sẽ không dự liệu được la quân cùng trầm mặc nùng sẽ tìm đến trang bìa ba huống hồ lúc này địch nhân tổ chức chú ý lực khẳng định còn tại âu dương rơi cùng linh chi trên thân la quân cùng trầm mặc nùng cũng không đáp lời hai người ánh mắt ra hiệu sau đó liền đẩy cửa ra thiểm điện chui vào cái kia trên giường lucy chính trần trụi thân thể giúp trang bìa ba xoa bóp đây trang bìa ba dễ chịu nằm lì ở trên giường hưởng thụ hai người đều không mặc quần áo trang diện này tuyệt đối hương diếm cùng khó coi la quân ngược lại là nhìn lắm thành quen nhưng trầm mặc nùng bao nhiêu có chút xấu hổ cùng đỏ mặt. Trầm mặc nùng cấp tốc chế trụ Lucy, Lucy là điển hình nóng bỏng cô nàng tóc vàng, dáng người rất tốt. Trầm mặc nùng nắm qua cái chăn đem Lucy bao lấy, Lucy tiếng kêu cứu còn chưa đi ra, trầm mặc nùng đã bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ. Trang bìa ba vô cùng cảnh giác, mà lại cũng là ám kính đỉnh phong cao thủ, hắn phản ứng cấp tốc, trực tiếp theo phía dưới gối đầu mò thương. Nhưng là la quân càng nhanh, hắn một tay nhô ra, liền đem trang bìa ba thương cướp đến tay. Một giây sau, tối om họng súng liền đối với chính xác trang bìa ba cái ót. Trang bìa ba nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn, đầu hắn còn trôn ở gối đầu bên trong. Run giọng nói ra, "Đường kia anh hùng a, tha mạng, tha mạng a." La Quân liền nói ra, "Ta đến không phải nhầm vào ngươi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nhưng là nếu như ngươi dám lên tiếng, ta lập tức liền đánh chết ngươi. Hiểu chưa?" Trang bìa ba nghe xong đối phương không phải muốn mạc, nhất thời thở phào. Hắn tuy nhiên dám đánh làm giết dám liều mệnh, nhưng hắn lại không phải một cái mãng phu. Càng sẽ không chủ động tìm chết, ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, hảo hán. La quân lúc này mới bắt thương. Người trước mặc quần áo vào, la quân nói ra. Trang bìa ba xoay người tới, hắn lập tức mặc quần áo. Đồng thời, trang bìa ba cũng coi là đem la quân thấy rõ ràng hắn tự nhiên là không biết la quân trong lòng cũng liền càng thêm kỳ quái vì cái gì cái này lạ lẫm thanh niên sẽ như thế quỷ mị tìm tới cửa chuẩn bị cho ta hai chi thương còn có hai cái cao bạo đạn la quân nói ra thương muốn tuyệt đối hảo thương lực xuyên thấu muốn thương ngươi nếu là dám dùng hạ đẳng hàng đến lửa gạt ta ta không ngại đem ngươi giết ta đến cambridge thành phố cũng là chuyên môn tới giết người tốt tốt không có vấn đề trang bìa ba nói ra La Quân nói ra, thời gian có hạn, trong vòng một giờ, người muốn thần không biết, quỷ không hay đem đồ vật cho ta làm ra. Không muốn kinh động người trên đường, hiểu chưa? Trang bìa ba run giọng nói ra, ta minh bạch. Trang bìa ba vẫn còn có chút năng lượng, tại trong vòng một giờ, liền đem đồ, vật làm tới. Về sau, là Quân cùng trầm mặc nùng cầm trang bị, lặng yên rời đi. Trước khi rời đi, là Quân cho trang bìa ba cho ăn một khỏa đan hoàn, ta đan hoàn là la quân ăn đạo gia đan hoàn, dinh dưỡng tốt vô cùng. Ăn sau khi đi vào, thân thể ấm áp dễ chịu, rất là hưởng thụ. Nhưng loại này hưởng thụ cũng muốn tách đi ra nói, la quân nói cho trang bìa ba, đây là độc dược. Trang bìa ba lập tức liền cảm thấy cái này đan hoàn hiệu dụng rất lớn, ăn về sau, quanh thân khó chịu. La quân nói ra, đây là chúng ta giới sát thủ chuyên dụng mất mạng hoàn, dùng ăn về sau, trong vòng 2 ngày không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta đang hành động trước đều sẽ ăn vào, nhưng là giải dược chúng ta cũng có. Nếu như hành động thất bại, chúng ta thì sẽ tự mình tìm chết. Thời đại đang biến hóa, sớm không thể ở trong miệng tàng độc thuốc, hiểu chưa? Trang bìa ba nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi cũng không cần sợ, ta sẽ an bài người cho ngươi đưa giải dược, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể đem chuyện hôm nay tình tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy lời nói, ngươi liền chờ chết đi, là quân nói ra. Trang bìa ba nói gấp, ta tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài. Tốt, về sau, là quân cùng trầm mặc nùng liền rời đi nhà trọ. Hai người tới lui đều là lạng yên không một tiếng động. Trầm mặc nùng cũng không khỏi bội phục la quân tư duy kín đáo. Ký sinh thú khả năng rất sớm đã tại kiếm bên này cầu phụ thân. La quân nói ra, sở dĩ phải chờ tới buổi tối mới được động, chính là muốn nhìn xem, phong đến cùng ở bên kia. Nếu như ngươi là ký sinh thú, người cũng sẽ đi khống chế nhân vật cao tầng, như vậy mới phải dễ dàng cho hành động cùng ẩn tàng. Nếu như bọn họ đối Âu Dương rơi xuống tay, chúng ta cũng tốt tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cao tầng. Chỉ cần khống chế cao tầng, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, hiểu chưa? Trầm mặc nùng nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Màn đêm rốt cục buông xuống. Cambridge thành phố ban đêm, phồn hoa bên trong lộ ra yên tĩnh. Huyên náo bên trong lộ ra thư hương cái kia thành thị đèn neon cùng ánh trăng dung nhập cùng một chỗ, khiến người ta say mê tại xinh đẹp như vậy bên trong. Lúc đó Cambridge thành phố đã là không thể so với thế kỷ 21 về sau hoa hạ thành thị phải kém hơn. La Quân vốn là dự định muốn cùng trầm mặc nùng đi quán ba. Quán ba là đủ hạng người đều hội tụ địa phương, nơi đó có thể thám thính đến càng nhiều tin tức. Nhưng là đúng lúc này, Âu Dương rơi cùng Linh Chi đã xảy ra chuyện. Tin tức là theo trong nước truyền đến, chính là nói Âu Dương rơi cùng Linh Chi tra được hoa luân quán ba thời điểm, liền mất đi tung tích. Sự tình phát triển, toàn bộ tựa như La Quân đoán trước phương hướng tại đi. Trầm mặc nùng không thể không bội phục La Quân tính toán không bỏ sót, nàng rất khó tưởng tượng, một cái 15 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là một mực đang trong thành thị nhỏ lớn lên. Hắn là thế nào nắm giữ những kinh nghiệm này cùng trí tuệ? Đây cũng không phải là đơn thuần thông minh thì có thể làm được. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền đến Hoa Luân quán 3. Hoa Luân quán 3 quy mô khá lớn, lúc này bên trong sớm đã bắt đầu buôn bán. Kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động, sân khấu ánh đèn cuồng loạn bắn phá, trong này cũng là yêu ma nơi tụ tập, tràn ngập làm càn, bạo lực cùng tính. Trầm Mặc Nùng sau khi đi vào cau mày một cái. Là Quân lại là liếc nhìn quán ba liếc một chút, rất nhanh liền khóa chặt một tên quán 3 nhìn chàng tử đại hán người da đen. Hắn nói với Trầm Mặc Nùng đi theo ta trầm mặc nùng lập tức theo sau lưng la quân la quân đi vào cái kia đại hán người da đen trước mặt đại hán người da đen bên người còn có hai ba tên côn đồ bọn họ uống rượu chơi lấy bài poker la quân đến đại hán người da đen trước mặt cái này bốn người lập tức cũng liền nhìn về phía la quân đại hán người da đen lạnh lùng quét mắt một vòng la quân sau đó nói khỉ da vàng nhìn cái gì vậy hắn là dùng tiếng anh nói lại là coi là la quân nghe không hiểu sau khi nói xong mấy người bọn hắn đều cười rộ lên trầm mặc nùng tiếng anh rất tốt nàng tự nhiên biết đại hán người da đen đang nói cái gì có thể nàng còn chưa bắt đầu phát tác la quân đã thân thủ một phát bắt được đại hán người da đen tóc sau đó phanh một chút đem đại hán người da đen nhấn trên bàn tiếp theo la quân móc súng chống đỡ đại hán người da đen thái dương huyệt cười tủm tỉm dùng tiếng anh nói ra ta nhìn bà nội ngươi đây cái này thương vừa đào ra, bọn côn đồ đều là quá sợ hãi. Đại hán người da đen cũng là thất sắc, hắn run giọng nói ra, bằng hữu một câu nói đùa, người không cần thiết như vậy đi. Dẫn ta đi gặp các ngươi đầu lính, chớ cùng ta nói nhảm, nói nhảm nữa, lão tử đánh chết ngươi. La quân nói ra, tốt, đại hán người da đen lúc này nơi đó còn dám nói nhảm a Trong quán ba quá mức ồn ào, cho nên nơi này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn đồng thời vì kinh động người khác. Trầm Mặc Nùng làm theo vừa lại kinh ngạc, nàng không nghĩ tới là Quân Tiếng Anh cũng tốt như vậy. Mà lại, tiểu gia hỏa này tính khí vẫn rất táo bạo a. À. Một lời không hợp thì mở làm. Về sau, là Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại đại hán người da đen chỉ huy xuống đến quán ba tầng thứ hai. Tầng thứ hai là, nhưng cũng có một gian phòng làm việc là cho đại ca dùng. Đại hán người da đen đại ca gọi là Derek Rose, tên gọi tắt Rose. Rose chừng 30 tuổi hắn tướng mạo đường đường, là người da trắng, nước Anh quốc tịch. Đại hán người da đen mang theo la quân cùng trầm mặc nùng tiến văn phòng thời điểm, gross chính đang nhắm mắt dưỡng thần. La quân vừa tiến đến liền buông ra đại hán người da đen, cái kia đại hán người da đen được từ từ, không khỏi giận tím mặt. Hắn sách quyền như điện, hung hăng đánh hướng la quân. La quân cũng không ngẩng đầu lên, một tay cầm ra, trực tiếp bắt lấy đại hán người da đen thiết quyền. Một giây sau, đại hán người da đen thống khổ quỳ trên mặt đất. La quân lúc này mới buông ra đại hán người da đen. Ross sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía La quân, trầm giọng nói ra, bằng hữu là đầu kia người trên đường. Huynh đệ nơi đó đắc tội bằng hữu. La quân trong tay thương thủy chung đối với Ross, hắn lạnh lẽo nói ra, ta nói rõ trước hai điểm, thứ nhất, ta là tới giết người. Thứ hai, ta tính nhẫn nại không tốt. Thứ ba, trả lời không đến ta vấn đề, người liền phải chết. Rose sắc mặt liền thì càng thêm khó coi. Người minh bạch đi, La Quân nói ra. Minh bạch, Rose gật đầu. La Quân nói ra, tốt, hôm nay có hai cái người hoa, một nam một nữ, bọn họ đến các ngươi nơi này đến tra đồ, vật. Nhưng là bọn họ đã mất tích, là ai làm? Một hai, là Khang Lão Đại, Rose lập tức nói ra. Trầm mặc nùng nhãn tình sáng lên, nàng phải thừa nhận, La Quân thẩm vấn là rất có kỹ xảo, dùng cường đại cảm giác áp bách không cho Rose mảy may cân nhắc thời gian. Khang lão đại, La Quân nói ra, hiện tại người bị mang đi nơi nào? Rose nói ra, khỏe mạnh lão đại nhân đem bọn hắn bắt đến vùng ngoại ô đi, nơi đó có Khang lão đại thẩm vấn máy móc. Mang bọn ta đi, La Quân nói ra, nếu như ngươi nói là thật, ta gặp được khỏe mạnh lão đại cùng thủ hạ ta, ta thì thả ngươi. Nếu như ngươi nói láo, ta thì lập tức đánh chết ngươi. Sau đó, La Quân cùng trầm mặc nùng liền dẫn Rose ra hoa luân quán ba. Ở bên ngoài có Rose một cỗ tam lăng Mitsubishi xe hơi. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trầm mặc nùng ngồi ở phía sau. Rose lái xe. Đừng nghĩ lấy lái xe nhấn ga đi gặp trở ngại A thù A cái gì, ta cam đoan lại ở ngươi làm như vậy trước đó, trước tiên đem đầu ngươi bạo chết. Thì loại xe này, ta một chân La Quân nói đột nhiên đưa chân, trực tiếp liền đem cửa xe cho ước lượng bay ra ngoài. Minh bạch đi, la quân theo rồi nói ra. Minh bạch, minh bạch, Ross dọa đến run lẩy bẩy, biết mình lần này là gặp được hung nhân. Khang lão đại cái tên này cũng không xa lạ gì, la quân cùng trầm mặc nùng nơi này đều có khang lão đại tư liệu. Khang lão đại tại Cambridge thành phố xác thực rất lợi hại có phân lược, nhưng là hắn cũng không phải là Cambridge thành phố hắc đạo chi vương. Cambridge thành phố tránh thức lão đại là Son. La quân tạm thời cũng không có suy nghĩ, vì cái gì ký sinh thú không có khống chế son, ngược lại đến khống chế khang lão đại vấn đề này. Có lẽ, khỏe mạnh lão đại cùng son đều bị khống chế lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải trước bắt lấy khang lão lớn, sau đó từng bước một hướng bên trong cha. Ross thành thật lái xe, hắn đã ý thức được, gặp được la quân dạng này hung nhân, trừ nghe lời bên ngoài, thì không còn cách nào khác. Ước chừng nửa giờ sau, Ross mang theo la quân cùng trầm mặc nùng đến ngoại ô một gian biệt thự trước cái kia tiểu trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Biệt thự trước mặt còn trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo, cũng có một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Là quân dắt lấy rốt xuống xe, trầm mặc nùng không khỏi nói ra, bên trong sẽ có hay không có mai phục. Là quân nói ra, mặc kệ nó, đi vào lại nói. Trầm mặc nùng cảm thấy là quân có chút quá lỗ máng, vạn nhất bên trong có mai phục, cũng có là quân nói tới hóa thần cao thủ. Như vậy các nàng cái này đi vào, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Có thể không khỏi trầm mặc nùng suy nghĩ nhiều, La Quân đã mang theo rốt một chân thì đá văng biệt thự Đại môn. Cái kia trong biệt thự trong phòng khách, Khang lão đại chính ngồi ngay ngắn thượng thủ. Âu Dương rơi cùng Linh Chi liền bị nhấn quỳ trên mặt đất, hai bên thuần một sắc người áo đen. Những người áo đen này trong tay đều là súng máy, lúc này, tối om họng súng thì nhắm chuẩn kẻ xông vào La Quân cùng trầm mặc nùng. Quả nhiên là mai phục tốt, liền đợi đến cá cắn câu. Khang lão đại khoảng 40 tuổi, hắn là người Nga. Có điều đã tại Cambridge đối đãi hơn 20 năm, cho nên hắn tiếng Anh so nước Nga ngữ còn muốn lưu loát. Khang lão mặt to bên trên có rậm rạp dâu quai nón nói bừa, hắn ánh mắt lạnh lùng mà âm u. La quân thân hình bỗng nhiên thì động, không khách khí chút nào. Hiển nhiên, những thứ này thủ hạ còn không có đạt được giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Bọn họ là muốn trấn nhiếp người đến. Nhưng là la quân dũng khí so thiên lớn mạnh, đột nhiên thân hình lóe lên, di hình hoán ảnh mà đi. Hắn nhất trưởng cắt chết một tên người áo đen, sau đó đoạt lấy trong tay. Tiếp lấy lại đoạt lại một tên người áo đen trong tay. Trầm mặc nùng đi theo la quân đằng sau, nhưng nàng làm thế nào cũng theo không kịp la quân tiết tấu. Gia hỏa này, hiển nhiên là quá không theo thói quen ra bài. Lúc này, đã la quân đã động thủ, trầm mặc nùng cũng lập tức xuất thủ. Nàng vọt đến la quân bên người, cấp tốc mở súng bắn giết đối diện người áo đen. Nàng dùng là trong tay Browning súng lục. Là quân lại là hai cây súng máy nơi tay, một tay một cây thương, sau đó thì vững vô cùng định bắt đầu một vòng bắn phá. Chỉnh cái động tác mây bay nước chảy, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội. Trong nháy mắt, đối diện người áo đen toàn bộ bị quét té xuống đất. Toàn bộ đều bị La Quân giết. Đồng thời, La Quân cũng chưa thả qua bên người người áo đen. Toàn bộ quá trình không đến 4 giây, 4 giây về sau, tiếp cận 20 tên người áo đen toàn bộ bị giết chết. Tươi máu nhuộm đỏ phòng khách, nồng đậm mùi máu tươi phát ra. Thượng thủ Khang lão đại cũng không khỏi ngây người, Groth cũng bị loạn thương quét chết. Âu Dương rơi cùng Linh Chi sau lưng khống chế bọn họ đại hàn áo đen cũng bị giết chết. Toàn trường còn sống cũng chỉ còn lại có khỏe mạnh lão đại cùng La Quân bọn họ đoàn người này. Lần này biến cố, đừng nói là Khang lão đại không nghĩ tới liền xem như trầm mặc nùng, Âu Dương rơi, Linh Chi cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện đặc công, có thể giết người, nhưng là trừ phi trên chiến trường, xưa nay làm sao cũng không có khả năng như thế không chút do dự giết nhiều người như vậy. Chủ yếu là, giết người cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Trừ phi là thích giết chóc thành tính. Cô Rê quân cái này vừa tiến đến, cũng không trò chuyện, như thế liền liền trực tiếp giết hơn 20 người cái này cách làm, quá mức khiến người ta khó có thể đoán trước. Khang lão mặt to biến sắc được rất khó nhìn. Vốn là, khỏe mạnh lão đại là nắm vững thắng lợi, người già đại ngồi ở vị trí đầu, nói rõ là muốn đem chứa. Kết quả đựng không có giả dạng làm, cái này ngược lại chính mình lại là muốn khổ cực. Trầm mặc nùng lập tức đi lên đem Âu Dương rơi cùng Linh chi cứu trở về, hai người này bị trói tay chân, bây giờ rốt cục khôi phục sự tự do. Bất quá, Âu Dương rơi cùng Linh Chi cũng không có sức chiến đấu gì. Bởi vì bọn hắn còn bị rót nhuyễn cốt tán bên trong đồ, vật. Không phải vậy lời nói, lấy bọn họ tu vi, những thứ này dây thường làm sao buộc được bọn họ. Đội Âu Dương rơi cùng Linh Chi vui mừng không thôi, trầm mặc nùng nháy mắt ra dấu, Âu Dương rơi lập tức im miệng. Là quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía khang lão lớn, nhưng không có theo khang lão đại nói chuyện, ra đi, lấy đám rác rưởi này thân thủ lúc không có khả năng bắt được ta người các ngươi làm nhiều như vậy bài tập, không phải liền là muốn dẫn chúng ta hiện thân, sau đó tốt một mẻ hốt gọn sao. Hiện tại chúng ta tới, còn chưa cút đi ra. Trầm mặc nùng cùng Âu Dương rơi bọn người kinh nghi bất định. Trầm mặc nùng tuy nhiên cảm thấy là quân đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ thủ đoạn độc ác, nhưng nàng cũng phải thừa nhận là quân đang dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp đem tình thế chuyển biến được có lợi lên. Trong trầm mặc, chỗ tối một thanh âm truyền tới đó là một tên nam tử trẻ tuổi thanh âm thanh âm rất lợi hại êm tai đồng thời rất là bình thản tại các ngươi chưa cứu được hứa đồng trước đó các ngươi hết thảy nỗ lực đều giống như là uổng phí nam tử trẻ tuổi kia nói ra hứa đồng cũng không ở nơi này khang lão không hơn được nữa là ta một quân cờ ta hiện tại nếu như rời đi các ngươi lại hội không có đầu mối cho nên ta thật tại hiếu kỳ người ở đâu tới lớn như vậy lực lượng nói chuyện với ta là quần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn nói ra, các ngươi khống chế lại khang lão lớn, mà lại làm ra động tính cũng không tiểu. Ta muốn tra được ngươi, cái này cũng không khó. Nam tử trẻ tuổi nói ra, không khó sao, đó là ngươi quá để mắt chính ngươi. Cambridge thành phố vốn cũng không phải là chúng ta mục tiêu, nơi này cao tầng bị chúng ta khống chế lại. Ngươi có bao nhiêu năng lượng tại Cambridge thành phố? Đã như vậy, vậy ngươi cùng ta nói nhảm cái gì? vừa khổ tâm thích lựa ở chỗ này chờ đợi ta nhập võng network làm cái gì trực tiếp mang hứa đồng rời đi không là tốt rồi la quân nói ra nam tử trẻ tuổi trầm mặc một cái trước mắt rồi nói ra người cảm thấy ta là vì cái gì la quân cười lạnh một tiếng nói ra bởi vì các ngươi biết một cái hứa đồng còn không đủ để cho quân thần trần lăng nghe các ngươi lời nói nhưng nếu như các ngươi lại đem chúng ta mấy cái bắt lấy vậy liền nhiều một ít phân lượng đến trấn nhiếp trần lăng cũng chấn nhiếp hoa hạ trung ương. Cho nên, nếu như ngươi không đem chúng ta bắt lại, ngươi nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Chính như như lời ngươi nói, là quân nói ra, ta không cứu ra hứa đồng, nhiệm vụ còn chưa xong thành. Nhưng các ngươi nếu như không có thành công ngăn cản lại Trần Lăng tiến về nước, các ngươi nhiệm vụ cũng còn chưa xong thành. Không đúng, là quân não tử bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nói ra, bắt được ta nhóm, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản lại Trần Lăng. Cho nên, các ngươi là chỉ có thể là trì hoãn thời gian các ngươi là muốn tại trong mấy ngày này phát động nước bí mật vũ khí tốt ta minh bạch ta cái này đi nói cho trần lăng để hắn lập tức hành động không cần quản bất luận kẻ nào chết sống nam tử trẻ tuổi hô hấp đột nhiên gấp rút một chút la quân cảm thụ nhập vi hắn theo nam tử trẻ tuổi cái này hô hấp biến hóa bên trong lập tức liền biết chính mình hoàn toàn suy đoán chính xác nam tử trẻ tuổi trầm mặc la quân có thể tưởng tượng ra được giờ phút này nam tử trẻ tuổi trong lòng khẳng định là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì trùng hoàng là cực bí ẩn, trùng hoàng mục đích cũng là cơ mật tối cao. Ngoại nhân không có khả năng biết, phát động tối cao chiến tranh, đây càng là bí mật bên trong bí mật. Liền xem như nam tử trẻ tuổi, hắn cũng không quá biết được, chỉ là ẩn ẩn suy đoán được. Lúc này là quân thế mà đem bực này bí mật đều nói phá, nam tử trẻ tuổi không biết đây là một loại trùng hợp, vẫn là thật bị tiết lộ cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này một gái chớp mắt, nam tử trẻ tuổi trên thân đều tản mát ra vô cùng sát ý. Người tên gì, nam tử trẻ tuổi hỏi. Là quân nói ra, muốn hỏi ta là ai, người chỉ ít trước lộ diện đi ra. Nam tử trẻ tuổi nói ra, người có hai cây nơi tay, ta dù cho tu vi cao hơn người quá nhiều, cũng không có khả năng cùng người chính diện giao thủ. Ta không ra nguyên nhân, trong lòng người cần phải rõ ràng. Là quân nói ra, vậy thì tốt, ta đem thương ném, hắn nói xong cũng đem hai cây thương trực tiếp ném ra, ném được xa xa. người còn có súng lục, nam tử trẻ tuổi nói ra, không có, là quân nói ra, người nếu là không tin, vậy liền tại trên người của ta đến lục soát. người thật sự nếu không đi ra, vậy ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho yến kinh phương diện. lúc này trần lăng còn tại yến kinh, nếu như hắn chiếm được tin tức này, nhất định sẽ lập tức chạy tới yến kinh lấy hắn tu vi các người bố trí xuống thiên la địa võng cũng chưa chắc có thể vây khốn hắn tại hoa hạ các người đã thất bại chẳng lẽ tại nước các người chả có thể khoan nhượng thất bại nam tử trẻ tuổi nói ra bất kể như thế nào các ngươi đều khó có khả năng cho phép như lời ngươi nói sự tình thật phát sinh ta đi ra không ra có cái gì khác nhau la quân nói ra khác nhau ngay tại ở nếu như ngươi giết chúng ta như vậy chúng ta thì không cách nào mật báo nếu như ta bắt ngươi Vậy liền có thể cứu ra Hứa Đồng. Đây là một trận đánh bạc, chúng ta đều có tiền đặt cược, không phải sao? Chúng ta thua được, nhưng các người thua không nổi, chúng ta về sau còn có cơ hội, nhưng Hứa Đồng nếu như chết, liền không khả năng lại phục sinh." Nam tử trẻ tuổi nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Hứa Đồng đây tính toán là cái gì? Chúng ta tới cứu, đó là cho Trần Lăng một bộ mặt. Chúng ta hết sức, liền làm không tiếc." một cái nhân sinh chết cùng ước vạn dân chúng so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. La Quân trong lời nói, tràn đầy hơi hợt. Hắn là tuyệt đối tâm lý cao thủ, càng là coi trọng đồ, vật, càng là giả bộ như không quan tâm. Hắn luôn mồm hô hào trần lăng tên, đây cũng là một loại tê liệt. Nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, nói ra, người xác thực rất lợi hại thông minh, thông minh đến ta muốn theo người ngụy trang đều không được, người đã bước đến chúng ta không có đường lui. Đã như vậy, vậy chúng ta mọi người thì đều đi ra đi. Hắn vừa mới nói xong, tiếp lấy bốn phía bóng người lóe lên. Sau đó, ba đạo nhân ảnh từ phía sau bọc đánh đi ra. Mà nam tử trẻ tuổi theo Khang lão tường lớn vách tường đằng sau đi tới. Nam tử trẻ tuổi kia toàn thân áo trắng, nhìn 20 tuổi, hắn khuôn mặt có một loại bệnh trạng bạch. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tú mỹ, hắn là người anh, mái tóc màu vàng óng thuộc về thiên nhiên quyền. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi hóa thần sơ kỳ. Mà còn lại ba người tu vi đều tại kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ hai bên. Càng nguy hiểm hơn là ba người kia trong tay cũng có súng. Cái này là tuyệt đối thiên đoàn đội hình. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ La quân, coi như không có có pháp lực, đối diện với mấy cái này người đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng giờ phút này, La quân lấy kim đan sơ kỳ tu vi, đối mặt loại này thiên đoàn đội hình, chỗ hắn cảnh là tuyệt đối hung hiểm tuyệt luân trầm mặc nùng sắc mặt nhất thời biến nàng không nghĩ tới đối phương bên trong thật có hóa thần cao thủ mà lên còn có nhiều như vậy kim đan cao thủ theo bán buôn giống như nếu như mình không dựa theo la quân kế hoạch đến cái kia lần này tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá dưới mắt suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ kết quả cũng không cải biến giống nhau là một con đường chết a à. trước mắt chính là tuyệt cảnh a à. nếu như la quân không đem vứt bỏ cái kia còn có thoát hiểm cơ hội nhưng là, La Quân đã đem ném, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cho La Quân lần nữa nhặt lên cơ hội. Ta gọi áo khải tây, ngươi là thông minh người trẻ tuổi, ta rất muốn biết, ngươi tên gì. Nam tử trẻ tuổi nói với La Quân. Đối mặt loại này đội hình, áo khải tây thủy trung chăm chú nhìn La Quân. Nhưng hắn có chút thất vọng phát hiện, La Quân sắc mặt thủy trung bình tĩnh không lay động. Loại an tĩnh này cũng không phải là giả ra tới. Trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh, cái này nhân tâm ý như thế nào cường đại như vậy? Hắn chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì hay sao? La Quân nói ra, ta kêu cái gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Đặc công quy tắc phía trên có chúng ta quy định. Áo khải tây trên mặt hiện lên vẻ tức giận. La Quân nhìn khắp bốn phía, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, nhìn, chúng ta là không có đường sống. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 70